Pro nghiên cứu được đi ra ma quỷ Terminator xung kết giả hoặc là Transformer sao? Cái này hai cái có lẽ rất không có khả năng, bởi vì rất kỳ quái Bất kể là X hay vẫn là Pro, đối với tương lai từng binh sĩ tác chiến phương diện đều có ý nghĩ của mình cùng cân nhắc Nghiên cứu của bọn hắn đều là dùng con người làm ra bản Còn giống như thật không có nghe nói cái đó cái tổ chức nghiên cứu là chuyên môn châm đối với người máy hoặc là máy móc đấy Dùng con người làm ra bản, vậy đại khái tựu là tương lai thế giới đại âm mưu bảy kế bắt đầu đi à nha. Song phương đều tại sử dụng một ít thủ đoạn đến đối với người tiến hành cải tạo, nhưng cái này trên thực tế là một loại phá vỡ nhân luân cách làm. Vì chiến tranh, đem một cái vốn khỏe mạnh người chém mất hắn vốn là khỏe mạnh tứ chi, thay đổi máy móc, hoặc là tái sử dụng một ít dược vật đưa hắn biến thành một loại quái vật. Chẳng trách thiên đạo hội như vậy phẫn nộ à, lấy lại bình tĩnh, Trần Húc nói, ai nói không có. Jimmy, tại mấy ngày sắp tới ở trong, ta sẽ đem nhóm đầu tiên 10 tỷ đô la tài chính cho người cung cấp đúng chỗ, người dựa theo phần này trên tư liệu nội dung đi làm. Đem người tiến hành cải tạo, cái này quá mức tàn nhẫn sẽ gặp thiên khiển, cách làm của bọn hắn không phải dùng con người làm ra bản, mà là đem người biến thành thí nghiệm dùng chuột bạch. Mà chúng ta, tắc thì đi chính xác nhất con đường. Jimmy bây giờ là hoàn toàn phục tùng Trần Húc, đối với hắn lời nói này tự nhiên không có có dị nghị, mở ra Trần Húc truyền tới văn bản tài liệu, chỉ quét thêm vài lần Jimmy sắc mặt tựu trở nên vô cùng cuồng nhiệt. SMMS mới được là trên cái thế giới này cường đại nhất tồn tại. Nhìn màn ảnh trước Jimmy đầu dạp xuống đất bộ dạng, Trần Húc nói, ngươi nhìn kỹ hết những tài liệu này, muốn cái gì vậy ngươi sửa sang lại tốt rồi nói cho ta biết, có thể mua ta đây tự mua cho ngươi, mua không được đấy. Ta đoạt cũng muốn đoạt lấy đến, tóm lại, đây là dưới mắt chúng ta ăn sạch đảo luồng thứ nhất phát triển trọng yếu nhất, ta muốn tại trong vòng một năm chứng kiến sơ bộ thành phẩm đi xuống dây chuyền sản xuất. Minh Bạch, tốt rồi, người xem trước một chút a, à, có chuyện gì khó xử trước cùng ta thấu cái ngọn nguồn. Trần Húc ngồi tại vị trí trước, cau mày, vừa rồi hắn cho Jimmy đồ vật, lại để cho Trần Húc trong nội tâm cảm thấy thập phần trầm trọng. Nếu như nói Trần Húc dùng theo tiểu mẫn trong tư liệu lấy ra, đều là y dược, giải trí dùng đồ vật, như vậy lúc này đây, Trần Húc thật sự mở ra Pandora cái hộp. Phần tài liệu kia không phải đừng, là vũ khí dùng cho chiến tranh giết người vũ khí. Toàn cầu đệ nhất đời thay từng binh sĩ có thể điều khiển biển lục 03T có thể biến đổi hình người máy ép hình. Danh hiệu tinh vệ, loại này máy móc tên gọi tắt phi, cơ giáp, theo Jimmy đôi câu vài lời chính giữa, Trần Húc tự đã đoán được, bất kể là Taro hay vẫn là ích, đều tải tận sức tại đời sau đơn binh vũ khí nghiên cứu bên trên. Mặc dù nói, ngày sau chiến tranh, vốn là không quân đạn đảo oanh một vòng, sau đó là mặt đất pháo bộ đội cuồng oanh một vòng, cuối cùng nương theo lấy giáp lại giáp nặng tập đoàn quân mới được là lục quân phát huy uy lực thời khắc nhưng là theo nước mỹ tại iraq cùng afghanistan tao ngộ mọi người cũng phát hiện vấn đề như vậy cuối cùng nhất chiếm lĩnh thành thị dựa hay vẫn là lục quân cho nên rất nhiều người đều cho rằng trong tương lai chiến tranh chính giữa lục quân tác dụng càng ngày càng nhỏ lúc càng nhiều nữa nhà quân sự nhóm đám bọn họ lại chú ý tới cũng không phải lục quân tác dụng nhỏ mà là đang mặt khác binh chủng cùng cường lực vũ khi áp chế xuống lục quân thực lực càng ngày càng yếu nhưng là lục quân nhưng lại ắt không thể thiếu đấy, cho nên trong tương lai không phát sinh đại quy mô thậm chí là cấp thế giới chiến tranh dưới tình huống, lục quân tầm quan trọng hay vẫn là từng cái binh chủng chính giữa là tối trọng yếu nhất. Như thế nào đề cao từng binh sĩ tác chiến sinh tồn năng lực, cũng đã thành hiện tại rất nhiều khoa học quân sự ra môn nghiên cứu mục tiêu. Rất rõ ràng, Pro cùng X đều đã tìm được thuộc về mình con đường. Một cái là đem người thể cải tạo thành máy móc quái vật, một cái khác là đem người thể tiến hành cường hóa nhưng không biết ít tổ chức nghiên cứu tiến hành đã đến loại điều nào trình độ. Thế nhưng mà Trần Húc biết rõ bọn hắn đều đi lầm đường. Đem người thể cải tạo, quả thực có vi thiên lý luân thường, đó là thiên đạo ca nhất nhìn không được đấy. Có thể nói, chỉ cần Trần Húc đem cái kia số 7 tồn tại công chưa tại chúng, như vậy kế tiếp tất nhiên sẽ khiến chính phủ các nước mãnh liệt phản đối, tại Tây phương những cái kia dư luận tự do quốc gia, cũng thế tất sẽ xuất hiện đại lượng người phản đối tiến hành du hành thị uy. Trần Húc tuy nhiên không rõ vì cái gì Pro cùng X sẽ đi bên trên như vậy con đường, nhưng là chắc hẳn bọn hắn tất nhiên có hắn cân nhắc. Chỉ là, bọn hắn đi lầm đường, cần mình ở tương lai đi đưa bọn chúng uốn nắn. Nếu không, nếu như thiên đạo ca ra tay uốn nắn. Như vậy sự tình tự tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cơ giáp, tại rất nhiều khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chính giữa đều xuất hiện cái từ này. Đây là một loại có thể thao túng người máy, máy móc sát ngoài giao phó chúng vượt qua thường nhân lực lượng cùng phòng ngự, mà cơ giáp đặc thù tính khiến cho nó có thể so với hiện tại thông thường lục quân chiến xa muốn linh hoạt, có thể chấp hành các loại nhiệm vụ. Cho nên, trong tương lai, cơ giáp trình độ là cân nhắc một quốc gia lục quân tác chiến năng lực cao thấp chỉ tiêu, mà tới được 2050 năm, đời thứ nhất cơ giáp trên cơ bản cũng đã trang bị lên các quốc gia lục quân chính giữa, trở thành lục quân bên trong đích đao nhọn. Tuy nói là đời thứ nhất cơ giáp, nhưng là cơ giáp ngoại hình cùng công năng đã có rất nhiều. Trần Húc lại để cho Jimmy đi chế tạo tinh vệ cơ giáp, tự là một loại có thể tiến hành máy móc biến hình, biển lục 03T nhẹ hình tác chiến cơ giáp. Cái gọi là biến hình, tự nhiên không có điện ảnh Transformer phức tạp như vậy, chỉ là tại chân cơ giới tiến tới đi điều chỉnh, khiến cho loại này cơ giáp lúc phi hành đem chân cơ giới thu hồi, trên đất bằng lúc sử dụng chân cơ giới tiến hành đã điều đồng dạng chạy trốn, mà ở trên mặt biển lúc chân cơ giới tắc thì có thể biến hình thành phiên bản, tại mặt biển bên trên rất nhanh di động. Loại này cơ giáp, tại chân lúc xem ra là thích hợp nhất ăn sạch đảo dưới mắt tình huống rồi. Loại này 3T dùng cơ giáp mặc dù so với đời thứ nhất mặt khác mấy khoản kinh điển cơ giáp, tại hỏa lực cùng với khác một ít phương diện hơi có chưa đủ, ví dụ như đời thứ nhất cơ giáp chính giữa kim cương cùng ma hổ cái này lưỡng khoản cơ giáp loại, thích hợp nhất rừng nhiệt đới tác chiến, còn chân chính dùng cho không chiến cơ giáp kỳ thật tựu là không chiến tiểu nhân máy phi hành, là mặt khác một cái mệnh danh là tất phương sản phẩm trong nước cơ giáp, mà hải chiến, tắc thì có thể lặn xuống nước dùng cá heo cùng cá ngừ kali hình cơ giáp. Cho nên nói, rất nhiều cơ giáp đều là có đặc biệt tác chiến hoàn cảnh, chưa nói tới cái đó khoản cơ giáp là tốt nhất, nhưng là, đã có thích hợp nhất đấy. Ăn sạch đảo tứ phía hoàn biển, cái này tinh vệ nhẹ hình 3T cơ giáp dưới mắt xem ra là không còn gì tốt hơn đấy. Nhưng là, tự như vậy thuận buồm xuôi gió sao, chúng ta không có điều kiện này đến chế tạo. Jimmy dùng tốc độ nhanh nhất đem trên tư liệu giới thiệu quét một lần về sau, vẻ mặt đau khổ cùng Trần Húc nói, thứ cho ta nói thẳng, phần này tư liệu nếu như bị nước Mỹ hoặc là Liên minh châu Âu EU lấy được, thật sự của bọn hắn có thể tại trong vòng một năm chế tạo ra nhóm đầu tiên thành phẩm. Thế nhưng mà cho chúng ta, chỉ sợ 10 năm cũng chưa chắc có thể tạo được đi ra. Thốt ra lời này, Trần Húc không vui, sụ mặt nói, đây là ý gì? Bởi vì phần cứng, Jimmy nói, ăn sạch ở trên đảo không có công nghiệp quân sự nhà máy, ta biết rõ chủ nhân ngài cùng Trung Quốc quân đội quan hệ rất tốt, có thể mượn nhờ quân đội lực lượng, nhưng ta nói thật a, à phần này tư liệu cho dù cho Trung Quốc quân đội, bọn hắn cũng làm không được thành phẩm. Chủ nhân ngài không nên gấp nóng này, ta đến nói một chút mấy cái yếu điểm. Đầu tiên, sắc ngoài hợp kim tài liệu, ta nhìn một chút, như vậy một cái có thể ba tê tác chiến cơ giáp là tối trọng yếu nhất tựu là tầng ngoài tài liệu, đã muốn nhẹ nhàng, vừa muốn rắn chắc. Bình thường vật liệu thép căn bản là không thể sử dụng, nhất định phải đặc chế hợp kim, tốt nhất là vũ trụ tài liệu, thấp nhất, cũng không thể so máy bay chiến đấu tài liệu phải kém, Điểm này Trung Quốc quân đội vẫn là có thể đấy." Trần Húc gật đầu, hợp kim tinh luyện kim loại phương pháp ta cũng có, cái này một khối tuy nhiên là cái vấn đề, nhưng vấn đề không tính quá lớn. "Được rồi, cái kia thứ hai cũng là nhất vấn đề nghiêm trọng. Động cơ, cái này tinh về cơ giáp nói có nặng hay không nói nhẹ không nhẹ, căn cứ trên tư liệu số liệu, cơ giáp sức nặng đại khái tại 23 đến 25 tấn tả hữu, như vậy động cơ tầm quan trọng tựu không giống một loại. Ta nhìn trong tư liệu số liệu tinh vệ cơ giáp đối với động cơ yêu cầu, tối thiểu cần lập tức F119 hình động cơ mới có thể. Chủ nhân, ta không thể không tiếc nuối nói một câu, Trung Quốc máy bay động cơ trình độ thật sự quá kém, hoàn toàn bị U Mỹ cường quốc bắt được cổ họng. Hiện tại Trung Quốc căn bản là không chuẩn bị sinh sản, sản xuất ra xứng đôi loại này cơ giáp động cơ thực lực. Trần Húc nghĩ nghĩ, động cơ tư liệu ta cũng có, kỹ càng đến bản vẽ cùng chế tác phương pháp, luận đến kỹ thuật trình độ, so F119 động cơ tối thiểu cao hơn 2-3 cấp bậc, vì cái gì chế chế. Jimmy cười khổ nói, chủ nhân, động cơ là một cái yêu cầu phi thường cao hạch tâm bộ kiện. Bởi vì quốc gia phương Tây đối với Trung Quốc phong tỏa, cho dù là đỡ một ít ô tô động cơ Trung Quốc đều không thể chế tạo, chứa nói chi là máy bay rồi. Trung Quốc máy bay động cơ đều là đối với sản phẩm của nước ngoài tiến hành phòng chế, theo có chút góc độ đi lên nói, dùng Trung Quốc hiện tại nắm giữ máy bay động cơ kỹ thuật, riêng lấy kỹ thuật đi lên nói, là muốn vượt xa sản phẩm trong nước hiện tại những cái kia máy bay động cơ đấy, nhưng là cái này sản nghiệp chỉ có kỹ thuật không được, không có thiết bị, muốn tạo điều chế. Sản phẩm trong nước phòng chế phẩm vô luận là tuổi thọ hay vẫn là công suất đều so ra kém nhập khẩu động cơ hơn nửa quốc gia phương Tây chịu cho người nhập khẩu, cũng đều là lập tức bày tại ngoài sáng đạt tiêu chuẩn 2 3 tuyến sản phẩm, so về dưới mắt đã bị công bố trong tư liệu cao cấp động cơ phải kém được quá xa. So về những cái kia, ví dụ như X cùng Pro nắm giữ trong tay, càng thêm cường thế động cơ kỹ thuật trình độ, càng là hoàn toàn không có so. Máy bay động cơ đối với độ chính xác yêu cầu phi thường cao, bản thân vận tốc quay cũng là phi thường cao, công tác hoàn cảnh ác liệt, đối với tài liệu yêu cầu quả thực đáng sợ. Dùng Trung Quốc lập tức trình độ, chú trọng tại hàng không vũ trụ sự nghiệp, nhưng cả nước chi lực không tiếc thành phẩm chế tạo ra mấy đài vẫn là có thể, nhưng là muốn đại lượng sinh sản, sản xuất, căn bản tựu không khả năng. Trần Húc hít một hơi lãnh khí, hắn không phải cái chính tông quân sứ mê, cho nên mặc dù biết Trung Quốc quân sự khoa học kỹ thuật trình độ mặc dù so với U Mỹ cường quốc phải kém, nhưng không nghĩ tới kém đến nổi như vậy không hợp thói thường trình độ những thứ không nói khác. Động cơ tự tương đương với một cái cỗ xe trái tim, trái tim phương diện so về người ta kém nhiều như vậy, vậy thì tỏ vẻ song phương căn bản là không tại một đầu hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên. Ta đây đấy, N, lão sư ta nghiên cứu máy bay động cơ tư liệu chẳng lẽ một điểm dùng đều không có sao? Có, Jimmy nói, nếu như ta chỉ là ngữ pháp bên trên làm tân trang, cũng không có hoài nghi SMMS trình độ ý tứ. Nếu như SMMS trong tay có có thể siêu việt F119 động cơ máy bay động cơ kỹ thuật, như vậy có thể căn cứ loại này kỹ thuật đến chậm chạp đối với phần cứng tiến hành yêu cầu. Quá trình này rất dài rằng dặc, khả năng lưỡng đến 3 năm, nhưng là khả năng cần 10 năm thời gian mới có thể chế tạo đi ra. Phải biết rằng, Trung Quốc cất bước quá muộn, Tây phương cường quốc đã đã trải qua vài thập niên thời gian đến dự trữ cách tân kỹ thuật, Trung Quốc muốn thông qua chính mình lục lọi vừa chạm vào mà tựu là không thể nào đấy. Đơn giản nhất đích phương pháp xử lý, đơn giản đích phương pháp xử lý thật không, mua sắm thiết bị, chủ nhân ngài cùng ích tổ chức quan hệ coi như không tệ, mà ích tổ chức trên cơ bản tựu đại biểu nước Mỹ quân đội, chỉ cần bọn hắn gật đầu, tự hoàn toàn có thể mua sắm đương kim giới bên trên tiên tiến nhất, độ chính xác cao nhất cỗ máy dây chuyền sản xuất. Chỉ cần có cái này đầu dây chuyền sản xuất, như vậy tự chúng ta là có thể tái tạo ra thứ hai, để tam cái cao độ chính xác cỗ máy dây chuyền sản xuất. Cái này tương đương với là một chỉ gà mái, nó có thể đẻ trứng, nhưng là, cũng chính là bởi vì như thế. Chỉ sợ sẽ rất khó làm đến, bởi vì quốc gia phương Tây xem Trung Quốc như cừu địch, thật vất vả tại trên quân sự có một cái có thể ách chế trụ Trung Quốc đích thủ đoạn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhả ra đấy. Dù là SMMS dùng vượt lên đầu thời đại kỹ thuật đi đổi. Cái này, ta tự nói không chính xác rồi, bởi vì ta không rõ ràng lắm smms kỹ thuật đến cùng vượt lên đầu thời đại này bao nhiêu năm vượt qua ít tổ chức bao nhiêu nhưng thứ cho ta nói thẳng ít tổ chức chỉ sợ sẽ không đơn giản nhả ra bởi vì hắn một khi nhả ra chẳng khác nào phi tốc chế tạo ra một cái quân sự cường quốc ưu thế của bọn hắn sẽ càng ngày càng ít cho nên trừ phi smms xuất ra có thể làm cho bọn hắn chỉnh thể khoa học kỹ thuật bên trên một hai cái bậc thang đồ vật nếu không bọn họ là sẽ không nhả ra đấy hơn nữa nếu như SMMS thật sự lấy ra rồi. Vậy cũng không thể nghi ngờ là nuôi hổ gây họa. Trần nghĩ nghĩ, đích thật là như Jimmy theo như lời, bất quá hắn hay là muốn thử một chút, không thể tự khinh địch như vậy buông tha cho. Cỗ máy, động cơ, xem ra chính mình không thể không giao thiệp với đến công nghiệp quân sự ngành sản xuất bên trong đi, được rồi, cho dù người ích không buông khẩu, như vậy ta cũng muốn hết mọi biện pháp, đem cái này kỹ thuật cho đề. Đây chính là đang mang tương lai sinh tử đại sự, như vậy, còn có những vấn đề khác sao? Chỉ cần chủ nhân ngài có thể đem cỗ máy vấn đề ok, mặt khác, tự chưa tính là cái vấn đề lớn gì rồi. Trần Húc đi có liên lạc ít tổ chức, vừa nghe nói SMMS là muốn tìm bọn hắn mua trên cái thế giới này độ chính xác cao nhất cỗ máy dây chuyển sản xuất lúc, ít tổ chức cơ hồ là không chút do so dự trở về phục, điều đó không có khả năng. Tôn kính S, thỉnh không muốn tại vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa. Cho dù là đắc tội ngài, đối với vấn đề này chúng ta cũng phải nói no bởi vì tại ngài trên người trung quốc lạc ấn quá sâu chúng ta không thể cứ như vậy bồi dưỡng được một cái địch nhân đáng sợ cho nên vấn đề như vậy xin ngài lần sau không muốn hỏi nữa câu nói đầu tiên đem trần húc đằng sau toàn bộ đều cho phá hỏng rồi đương nhiên trần húc cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm tự khinh địch như vậy buông tha cho dụ dỗ, dỗ nói ta có thể sử dụng một ít kỹ thuật đến cùng quý phương tiến hành trao đổi ta cam đoan những này kỹ thuật có thể làm cho quý phương thỏa mãn thậm chí là kinh hỷ thỉnh không muốn hơn nữa chúng ta biết rõ, quý phương kỹ thuật trình độ so chúng ta cao hơn, ngài vậy mà mở miệng nói loại này kỹ thuật hội lại để cho chúng ta kinh hỉ, cái kia khẳng định cũng không phải là nói ngoa. Nhưng là, vô luận loại này kỹ thuật lại kinh hỉ, chúng ta cũng không có khả năng đem chúng ta ưu thế dễ và mầm bán ra, cho nên, xin ngài cũng không cần lãng phí thời gian. Cái này đều không được, xem ra là sức hấp dẫn chưa đủ. Trần Húc tại trên bàn phím bùm bùm cách cách dẹp đường, nếu như ta có thể đủ đem đem người biến thành, thần, kỹ thuật cung cấp cho các người đâu này. Biến thần, Trần hút miệng đầy hồ phun, chỉ số thông minh, lực lượng. Nhân loại có thể có được trong tưởng tượng thần linh hết thảy, có thể không tá trợ bất luận cái gì công cụ tại trên bầu trời tự do bay lượt, có được cực cao trí tuệ, có thể lẻn vào đáy biển, lực lớn vô cùng, trường xanh bất lão, có được trong truyền thuyết siêu năng lực. Như vậy gen cải biến kỹ thuật, quý phương hay vẫn là không chịu nhả ra sao. Bên kia đã trầm mặc một hồi, rốt cuộc hồi phục, vui đùa không phải như vậy mở đích. Nếu như ngài thật sự có loại này kỹ thuật, còn muốn cỗ máy làm gì vậy? Trần Húc túng quấn, ra châu thổi lớn hơn. Dù sao mặc kệ Trần Húc là trái mài phải mài, bên kia là một mực chắc chắn kỹ thuật tuyệt không bán ra, cho dù Trần Húc lấy ra một ít tiên tiến kỹ thuật đến bọn hắn đều không buông khẩu ích tổ chức biết rõ, chỉ nếu không có phần cứng, cho dù là SMMS kỹ thuật lại cao, cũng chế thứ đồ vật. Nếu như không phải xem tại SMMS tạm thời vẫn không thể đắc tội, người ta đã sớm không để ý tới hắn rồi. Cái này nhưng làm Trần Húc cho khí đấy. Một phát hung ác, Trần Húc nói, các ngươi không để cho ta bán ra thiết bị, có phải hay không chỉ sợ Trung Quốc ngượn nhờ cơ hội này cường đại. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, thật sự của chúng ta rất sợ. Một cái tiên tiến động cơ cỗ máy dây chuyền sản xuất, có thể lập tức đem Trung Quốc máy bay chế tạo nghiệp đề cao 20 năm. Trung Quốc tiềm lực quá mức đáng sợ, loại chuyện này chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trung Quốc vẫn là cùng với Bình Quật Khởi, không rõ các ngươi làm gì vậy nghĩ nhiều như vậy. Được rồi, cái kia ta cho ngươi biết, trong tương lai địch nhân của các ngươi không phải Trung Quốc mà là tới từ ở Châu U Taro, các ngươi tin hay không? Taro cùng quan hệ của chúng ta hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng là ngài cũng nói chuyện giật gân rồi. Nói chuyện giật gân, tốt, ta cho ngươi xem một ít gì đó. Trần Húc đem vừa rồi quản ra dưới mặt đất cứ điểm các chuyên gia đối với số 7 sơ bộ kiểm tra tư liệu tính cả ảnh chụp một loại đều phát tới. Cái này là đệ tử của ta đêm qua tại Las Vegas gặp được một gã sát thủ. Tuy nhiên chúng ta bây giờ còn cũng không đủ lý do xác định hắn đến từ chính Taro, nhưng là căn cứ phỏng đoán hẳn là như vậy. Các ngươi xem một chút đi, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Chúng ta bây giờ đang ở Bắc Mỹ bốn lá thảo quản ra một chỗ trụ sở bí mật chính giữa. Nếu như các người có người không tin, có thể tự mình đến xem. Ít tổ chức cuối cùng nhất còn không có trực tiếp trả lời Trần Húc yêu cầu, nhưng là bọn hắn cũng đã phái ra chuyên gia tiến về trước Las Vegas dù sao, mà kể cái kia số 7 có phải hay không đối thủ của bọn hắn Taro làm ra đến, chỉ bằng cái kia hoàn mỹ cơ giới hóa tay chân giả, cũng đủ làm cho ích tổ chức các khoa học gia hưng phấn không thôi rồi. Kỳ thật Trần Húc Tại làm ra cái hứa hẹn này về sau cũng có chút hối hận, bởi vì nơi này dù sao cũng là quản dịch ra địa bàn. Cái này dưới mặt đất cứ điểm là quản gia chỗ căn bản, lẽ ra, chính mình hẳn là không có tư cách để làm chủ đấy. Bất quá quản dịch lại không sao cả, dùng nàng nói, chúng ta cùng nước Mỹ bốn đại quan hệ của gia tộc coi như là mật thiết, cho nên ít tổ chức không tính địch nhân của chúng ta, trái lại, gia tộc có chút lĩnh vực cũng cần bọn hắn kỹ thuật ủng hộ. Đợi đến lúc bọn hắn đến thời điểm ta sẽ phái chuyên gia đến sân bay tiếp bọn hắn, chỉ cần không cho bọn hắn biết rõ cái chỗ này cụ thể chỗ là được rồi. Ta có rất nhiều biện pháp, quản dịch nói như vậy, Trần Húc mới yên lòng. Trần Húc cùng quản dịch thảo luận thoáng một phát công nghiệp quân sự phương diện sự tình. Có quan hệ cái này động cơ chế tạo, quản dịch cũng tỏ vẻ chính mình bất lực. Quản gia tuy nhiên cùng nước Mỹ lớn nhất công nghiệp quân sự tập đoàn Rockefeller gia tộc có chặt chẽ hợp tác quan hệ, nhưng là ở phương diện này phi thường mẫn cảm kỹ thuật lên, Rockefeller gia tộc là siết thật chặt trong tay đấy. Quản gia tuy nhiên có thể thông qua mặt khác phương thức đạt được nhất định kỹ thuật tiêu chuẩn phần cứng phương tiện, có thể cái loại này tiêu chuẩn phần cứng căn bản là không cách nào làm cho Trần Húc thỏa mãn. F119 động cơ Trần Húc đều ngại nó có chút chênh lệch rồi đấy hết cách rồi, cơ giáp dù sao cũng là lính thời đại này 40 năm đã ngoài kỹ thuật, sử dụng thời đại này tốt nhất động cơ đều hoàn toàn chính xác còn phải kém hơn một chút. Xem ra, chỉ có thể chờ ít người của tổ chức đã đến sau này hãy nói rồi. Dưới mặt đất cứ điểm bên trong đích các khoa học gia đối với số 7 nghiên cứu đưa tin cũng đã được đi ra. Vạn hạnh chính là lần này các khoa học gia chuẩn ứng phó phi thường đầy đủ. Số 7 trong thân thể chính là cái kia quả bum, là căn cứ số 7 ngực bụng bộ nhân tạo cơ bắp liên tiếp. Kết nối, nói cách khác. Một khi ngực bụng bộ xuất hiện đại diện tích tổn thương bị phán định vì có người tại đối với số 7 tiến hành giải phẫu. Như vậy quả bùm tự sẽ tự động kíp nổ. Bất quá, tại chân húc đề điểm xuống, quản gia các khoa học gia đã thảo luận ra giải quyết loại này biện pháp phương pháp. Bọn hắn không có từ ngực dưới phần bụng đau, mà là từ trên lưng mở một cái vết đau. Quả bùm thuận lợi dỡ bỏ. Kế tiếp số 7 tựu là một đầu đã bị trói tại đồ tể trên đài heo. Chuyện này mà ngay cả quản lão gia tử cũng đã bị kinh động. Đang nhìn đến cái kia bị hủy đi trở thành linh kiện số 7 về sau. Dù là quản lão gia tử kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoại trừ đầu cùng xương sống, chúng ta tin tưởng thân thể của hắn bên trên hiện hữu đồ vật vốn cũng không phải thuộc về hắn đấy. Quản gia cái kia xinh đẹp thành thục nữ nhà khoa học Fiona phu nhân cầm giải phẫu tư liệu phân tích nói, tuy nhiên chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng là chúng ta lại không phải không thừa nhận, cái thế giới này khoa học kỹ thuật đã phát triển đến nơi này loại đáng sợ tình trạng. Nói cách khác, một người coi như là đã bị lại đại ngoại giới tổn thương, chỉ cần hắn lúc ấy bất tử, như vậy, cái này thần bí thế lực là có thể vì hắn một lần nữa miêu tả một cái thân thể. Đương nhiên, chúng ta càng tin tưởng, đây là một cái có được lấy đáng sợ khát vọng cùng đáng sợ kỹ thuật tổ chức gây nên. Bọn hắn chỗ mục tiêu theo đuổi, hẳn là dùng cho tương lai chiến tranh chính giữa. Cái này số 7 thí nghiệm thể sức nặng cao tới 313. 76 kg, so về đồng thể tích vận động viên còn muốn nặng hơn gấp 3. Nhưng là căn cứ chúng ta thông qua một loạt đích thủ đoạn tới kiểm tra, số 7 trong thân thể hợp kim xương cốt, được rồi, hiện tại chúng ta coi như vật này là xương cốt. Số 7 nội những cái kia do kim loại cấu thành mới xương cốt hợp kim tài liệu chúng ta còn không quá rõ ràng, nhưng lại thông qua thủ đoạn tính toán ra những này xương cốt sức nặng, các vị đoán là bao nhiêu? Trần Húc cực kỳ có nhận thức Vội vàng nói, tối thiểu nhất những này xương cốt phải có 200 kg đã ngoài. Sai, Fiona trên mặt treo âm mưu thực hiện được dáng tươi cười, những này kim loại hợp kim xương cốt kỳ thật cũng không trọng, bàn về sức nặng, tối đa chỉ là so với người bình thường xương cốt hơi chút nặng một chút, phải biết rằng, người xương cốt chỉ chiếm theo nhân thể không đến 20% sức nặng. Nhưng là tại trên người của người này, những này xương cốt liền 5% đều chiếm không đến. Bởi vì trọng lượng của hắn không tại xương cốt lên, không thể nào Trần Tiên Sinh, Fiona nhìn về phía Trần Húc hỏi, nghe nói các ngươi đã từng cùng cái này quái vật đã giao thủ vậy sao? Ngươi có phải hay không có thể cảm giác được khí lực của hắn phi thường đại? Còn có, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, sức bật mạnh phi thường. Đúng vậy, có thế chứ, Fiona đẩy trên mũi sinh xắn mắt kiếng gọng vàng, chúng ta cũng biết, quyết định một người sức bật mạnh yếu, chạy thật là nhanh, nhảy cao bao nhiêu, quyết định những này tố chất chủ yếu nhân tố không phải xương cốt mà là. Trần Húc chen lời nói, cơ bắp, đúng vậy, tự là cơ bắp, Fiona tán dương nhìn Trần Húc liếc, là, người này toàn thân cơ bắp chiếm cứ hắn toàn thân sức nặng gần 90%, đương nhiên, ngoại trừ ngực bụng bên ngoài, hắn tay chân giả bên trên cơ bắp đều là nhân tạo đấy. Đúng là tại những người này tạo cơ bắp dưới sự trợ giúp, người này mới có lớn như vậy sức bật. Fiona tiểu thư, người nói cơ thể của hắn có nặng như vậy. Đúng vậy, tại chúng ta xem ra, hắn kim loại cốt cách kỳ thật không tính là cái gì, Cơ bắp huyền bí mới được là hấp dẫn nhất chỗ của chúng ta. Dùng hắn hiện tại tố chất, đi thế vận hội Olympic bên trên cầm cái 10 hạng toàn năng kim bài quả thực là rất đơn giản. Chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, thằng này hắn nhảy dựng có thể nhảy lên 3 mét đã ngoài. Quản dịch suy nghĩ một chút nói, nhưng là điều đó không có khả năng A. À. Người này tứ chi đều bị người chặt đi xuống đổi thành loại người này tạo tay chân giả, nhưng là nếu như loại này tay chân giả quá nặng ngài nói những này tay chân giả tự chiếm cứ thân thể của hắn tuyệt đại bộ phận tỷ lệ sức nặng, vậy hắn còn làm sao có thể đủ tự do hoạt động. Nói thí dụ như chúng ta, nếu có một ngày chúng ta tỉnh, phát hiện cánh tay phải của mình đột nhiên nặng suốt gấp 10 lần, sợ sợ chúng ta liền lộ đều đi không tốt sao. Hơn nữa, phải như thế nào chỉ huy những này tay chân giả. Chúng ta vừa mới bắt đầu căn bản nhìn không ra hắn là cái robot, có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu chúng ta không có như thế nào chú ý hắn, nhưng là động tác của hắn phi thường linh hoạt. Cái này là cái này phát minh nhất kinh điển địa phương. Fiona vỗ tay phát ra tiếng, trên tấm hình xuất hiện một khối móng tay che lớn nhỏ, rất giống chip đồng dạng đồ vật. Cái này tựu là chúng ta tại trong thân thể của hắn tìm được chip tổ, tại tứ chi của hắn cuối khống chế được tứ chi của hắn, mà ở ngực của hắn bụng chính giữa, tắc thì có một cái mini xử lý khí tới liên hệ, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, người này sở hữu tất cả động tác chỉ lệnh, đều là thông qua loại này mini xử lý khí để hoàn thành đấy. Fiona ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, nếu như chúng ta có thể giải mã cái này mini xử lý khí chính giữa nội dung, như vậy đối với cái này loại tay chân giả cải tạo kỹ thuật chúng ta là có thể đạp bên trên hai ba cái bậc thang. Vậy hắn là như thế nào khống chế chính mình tay chân giả hay sao? Những này tay chân giả cũng không phải thông qua thần kinh trực tiếp do đại não khống chế hay sao? Đương nhiên không phải, nhân loại tại thần kinh học nghiên cứu ở đâu có cường đại như vậy. Bất quá, như thế một loại mưu lợi, hoàn toàn mới mạch suy nghĩ chúng ta tuy nhiên còn không có đối với số 7 tiến hành khai sọ giải phẫu, nhưng là thông qua x quang kiểm tra lại có thể nhìn ra một ít mánh khóe, trong đầu của hắn, hẳn là có có thể liên hệ ngực bụng bộ xử lý khí sóng não máy kiểm soát. Dùng sóng não đến khống chế máy móc, tuy nhiên đã thấy được rất nhiều rất khoa học viễn tưởng sự tình, nhưng là quản dịch hay vẫn là nhịn không được kinh hô, hiện tại bọn hắn có thể đọc đến sóng não bên trong đích nội dung, thậm chí có thể dùng đến hạ chỉ lệnh sao. Fiona lung lay, ta muốn không phải như vậy, có lẽ không có khả năng đạt tới loại trình độ này. nếu như bọn hắn thật có thể đủ nắm giữ sóng não tư duy phương thức như vậy hoàn toàn có thể làm được rất tốt. nhưng là tại chúng ta xem ra, hắn loại làm này ngược lại có chút bất đắc dĩ. bất đắc dĩ, đúng vậy, tiểu thư, nếu như là ngươi, người khống chế tứ chi của ngươi là như thế nào khống chế hay sao? quản dịch giơ lên tay, không có gì hay khống chế đó a, à, nghĩ đến là được rồi, không, thậm chí trong đầu còn không có nghĩ cách, tay có thể dựa theo tâm ý đi động. Đúng vậy, chúng ta nhân loại đến có thể nói là toàn bộ địa cầu sinh vật đều là như thế. Chưa từng có qua, nói thí dụ như ta muốn thò tay đi lấy chén trà, cái kia ta phải muốn tại trong đầu muốn thoáng một phát, ta muốn thò tay cầm chén trà động tác. Bởi vì thần kinh nguyên truyền lại là vô cùng nhanh chóng, căn bản không cần ngươi tận lực suy nghĩ. Nhưng là cái này số 7 nhưng lại bất đồng, hắn nhất định phải trước thông qua đại não cho hắn xử lý khí hạ lệnh, sau đó xử lý khí mới có thể đối với tứ chi truyền đạt mệnh lệnh. Nói đúng là, cái này cộng thêm thân thể, căn vốn cũng không phải là thuộc về chính hắn, hắn giống như là lái xe đồng dạng, n, phải nói hắn thao túng thân thể của mình, giống như là tại chơi một cái máy tính trò chơi, khống chế chính là máy tính trò chơi chính giữa đích nhân vật. Một câu sau khi nói xong, cả phòng người tất cả đều tức cười. Trần hút bọn người liếc nhau, đều tại trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như mình trở thành cái dạng này, về sau muốn đánh nhau đều muốn trước hết nghĩ một câu, ta ra quyền trái, hoặc là ta ra nắm tay phải, cái kia nhiều khó chịu à." Fiona đẩy kính mắt, nói cách khác, kỳ thật cái này số 7 cải tạo khoa học kỹ thuật cũng không có chúng ta trong tưởng tượng phức tạp như vậy hơn nữa cao đoan, đương nhiên bọn hắn khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn cũng là không thể nghi ngờ, nhất là cái loại người này tạo cơ bắp, căn cứ chúng ta phân tích, chính giữa tất nhiên là gia nhập một ít động vật gen, ví dụ như bọ chó, chuột túi một loại giỏi về bật lên lực lượng cường đại động vật. Trần Húc bọn người im lặng im lặng, bất quá hôm nay cũng không phải là không có tin tức tốt. Bởi vì may mắn có như vậy một cái nguyên vẹn số 7, đã biết thực lực của đối phương, hơn nữa còn có một thu hoạch tựu là loại này cải tạo người nhất định phải thông qua sóng não cho mình thân thể hạ lệnh, cũng chẳng khác nào là vô tuyến khống chế một cái con rối. Hiện tại quản gia các khoa học gia đang tại hết sức phá giải loại này tín hiệu bí mật, một khi đã có tiến triển, thậm chí có thể phát minh một loại máy kiểm soát đến phản khống chế loại này cải tạo người. Đương nhiên, cái mục tiêu này so sánh xa xôi, nhưng là cho dù không cách nào khống chế cũng có thể chế tạo ra tính nhắm vào quấy nhiễu khí, phá hư đối phương tín hiệu nguồn suối, làm cho đối phương không cách nào khống chế thân thể, như vậy người này tự triệt để bị phế sạch rồi. Cuối cùng là đã nghe được một cái tin tức tốt, nhưng lại tại Trần Húc bọn hắn còn không có cao hứng quá lâu thời điểm, một cái tin tức xấu lại truyền tới rồi. Quản gia phái đi ra sân bay nghênh đón ích tổ chức khảo sát viên người hồi báo, ích tổ chức hai gã cao cấp khảo sát viên áp chế ngồi máy bay, tại chống đỡ Đạt Las Vegas sân bay trên không lúc đột nhiên phát sinh bạo tạc, toàn bộ máy bay trên không trung giải thể thành mấy bộ phận. Trên máy hành khách, không ai sống sót. Cái này rất rõ ràng không phải một hồi đơn thuần chuyện ngoài ý muốn, căn cứ người chứng kiến công bố, máy bay là ở sắp đáp xuống thời điểm trên không trung đột nhiên đã xảy ra giải thể, nương theo lấy quỷ dị ánh lửa. Cái này rất giống là một hồi máy bay bạo tạc án. Cái này chính là một cái bình thường chuyến bay, duy nhất không bình thường chính là, tại nơi này chuyến bay bên trên có hai cái đến từ ít tổ chức cao cấp nhà khoa học, Chắc Cùng Michago, hai vị này ít tổ chức hạch tâm nhà khoa học. Cũng là trên cái thế giới này cây còn lại quả to hai vị tánh mạng khoa học lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia, đồng thời cũng là ít trong tổ chức hạch tâm có thể dẫn đạo ít tổ chức trước mắt phát triển đỉnh cấp chuyên gia. Cái này đối với ít tổ chức mà nói là cái cự đại đả kích. Đồng thời cũng nói rõ rồi, ít trong tổ chức bộ khẳng định có gián điệp. Hơn nữa hay vẫn là tại cao tầng chính giữa. Lần này thế nhưng mà làm cho cả ít tổ chức ra cách phẫn nộ rồi cũng dám đối với người của bọn hắn ra tay, mà là hay vẫn là thành viên trung tâm, cái này đối với ích tổ chức mà nói quả thực tự là trần trụi vũ nhục. Cho nên, ích tổ chức hiện tại lập tức đã bắt đầu đối với bên trong thanh lý cùng điều tra, đồng thời thông báo Taro tổ chức muốn bọn hắn cho cái giao cho. Taro làm sao có thể hội thừa nhận loại chuyện này là bọn hắn làm hay sao? Huống chi ích tổ chức mình cũng không có chứng cứ xác thực, cho nên song phương tựu lâm vào cái cọ chính giữa. Mà vừa lúc này, bị giam giữ tại quản gia dưới mặt đất cứ điểm chính giữa thí nghiệm thể số 7 cùng dư lãng. Cái này hai cái có thể có thể biết phía sau màn người đầu tiêu người sống, vậy mà ly kỳ tử vong rồi hả? Lần này quản gia cũng lâm vào bị động cùng cảnh giới chính giữa. Vốn là Trần Húc là muốn hảo hảo thẩm vấn thoáng một phát hai người này, nhưng là số 7 một mực tại trên bàn giải phẫu bị nghiên cứu lấy, mà dư lãng tắc thì chúng quá lượng thuốc tê, tuy nhiên tỉnh lại, có thể đầu óc hay vẫn là rất hồ đồ, cho nên Trần Húc Tự cũng không nóng nảy, chờ bọn hắn đều tốt rồi về sau làm tiếp thẩm vấn. Kỳ thật Trần Húc không nóng nảy nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đoán nghĩ đến những chuyện này rất có thể tự là ta râu làm, mục đích nha, dù sao tự là những cái kia chó má hỏng bét sự tình. Thu mua mấy đại gia tộc chính giữa không có quyền kế thừa phế vật, cái kia mục đích chỉ sợ sẽ là muốn mấy đại gia tộc hạ thủ, cụ thể như thế nào ra tay, Trần Húc trong nội tâm cũng đại khái có thể phỏng đoán cái không sai biệt lắm. Những cái thứ này dù sao hay vẫn là gia tộc thành viên à, bọn hắn có thân phận của bọn hắn huyết mạch tại, đây chính là muốn so với người bình thường lại càng dễ tiếp cận bổn gia tộc tộc trưởng cùng người thừa kế. Cũng tỷ như cái này dư lãng, thay đổi cái này chi người máy hắn có thể dễ dàng đem dư ra hiện giữ người thừa kế làm thịt mất, đương nhiên, làm thịt mất về sau không nói rõ là hắn có thể đủ mà chuyển biến thành, bọn hắn khẳng định còn có những thứ khác tính toán, muốn giành một đại gia tộc, cái này tuyệt không phải dễ dàng là có thể làm được sự tình cho nên Trần Húc cùng quản dịch cũng không nóng này, chỉ là một mặt phái người đi nhìn thẳng bổn gia tộc chính giữa bị bắt mua phản đồ, mặt khác chờ cái này dư lãng tỉnh táo lại thẩm vấn là được rồi. Đây cũng là quản dịch cùng Trần Húc đều chủ quan rồi, nhất là quản dịch, nàng không nghĩ tới tại nơi này dưới mặt đất cứ điểm chính giữa vậy mà sẽ có nội gian tồn tại. Nhưng là biết đến thời điểm cũng đã là đã chậm, dư lãng cùng số 7 đã bị chặt đứt sinh cơ. Cha rõ ràng là ai làm được rồi sao? Quản lão ra tử hỏi. Quản dịch sắc mặt phi thường lúng túng, dù sao tại nàng tự cho là chỗ an toàn nhất ra loại chuyện này đổi lại là ai sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, là li âm tiến sĩ, hắn vì gia tộc bọn ta phục vụ hơn 20 năm, không nghĩ tới. Li âm tiến sĩ hôm nay chưa có tới, ta phái người đi nhà hắn xem thời điểm phát hiện trong nhà hắn cái gì đó cũng bị mất, không nghĩ tới như vậy một vị lão thần tử dĩ nhiên là gián điệp. Quản lão gia tử gật gật đầu, cũng thở dài, li âm tiến sĩ đi vào quản gia thời điểm, lúc ấy quản dịch mới vừa vặn sinh ra cái này 20 năm đến cẩn trọng, cũng vì quản gia làm ra không ít cống hiến, không nghĩ tới. Người ý định xử lý như thế nào? Đây là một cái khảo nghiệm con gái thời điểm, không có gì hay xử lý đấy. Quản dịch nói, tuy nhiên liềm tiến sĩ phản bội có thể sẽ lại để cho gia tộc gặp nhất định được tổn thất cùng tình báo tiết lộ, nhưng là cái lúc này muốn lại truy cứu chỉ sợ đã đã chậm. Nếu như không truy cứu, có lẽ âm tiến sĩ còn nhớ kỹ cái này 20 năm giao tình sẽ không đem một ít rất cơ mật sự kiện tiết lộ ra ngoài, nhưng nếu như đưa hắn làm cho nóng này, chúng ta cũng không biết trong tay hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu gia tộc cơ mật. Về phần hắn nghiên cứu của hắn viên nhóm, đám bọn họ ta cũng không có tính toán đi điều tra, bởi vì nếu như làm như vậy, ngược lại là lộ ra gia tộc đối với bọn họ lo lắng. Gia tộc trước sau như một tuần theo dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua được rồi. Hơn nữa, tin tưởng bọn họ cũng không có nắm giữ đến cái gì có thể uy hiếp được bổn gia tộc tồn tại cơ mật sự tình quản lão gia tử gật gật đầu, đối với con gái loại này phương thức xử lý phi thường hài lòng. Người nói quản hồng khả năng cũng cùng dư lãng đồng dạng bị người đón mua vậy sao? Đúng vậy, quản hồng tựu là lần trước Trần Húc lại để cho quản dịch đi điều tra, trong một tháng này đột nhiên đổ thuật tiến nhanh, tại trên chiếu bạc buôn bán lời không ít tiến quản gia chính là cái kia đệ tử. Người cũng không có ý định động đến hắn, đúng vậy, đưa hắn lưu lại, chẳng khác nào là để lại một cái có thể dám thị tồn tại. Dù sao địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng cái này quản hồng nói không chừng có thể thành làm một cái đột phá khẩu n người nói không sai quản lão gia tử trong mắt hiện lên một tia tàn khốc ta ngược lại thật sự rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào tên điên cuồng cũng dám đối với chúng ta cái này mấy đại gia tộc đồng thời ra tay tốt rồi người nói smms muốn trần hút hướng gia tộc phai tiền đồng thời cung cấp thành thuộc đáng nhìn điện thoại kỹ thuật vậy sao đúng vậy ngươi thấy thế nào quản dịch nghĩ nghĩ ta cảm thấy được đây là một cái phi thường cơ hội tốt. Có thể đem gia tộc lợi ích cùng SMMS cái này đột nhiên quật khởi tồn tại buộc cùng một chỗ. phổ thân có lẽ cũng biết, chỉ bằng hôm nay S công ty danh vọng, tìm ngân hàng cho vay, hẳn là chuyện dễ dàng. Chúng ta có thể lấy được một cái vay tiền cho SMMS cơ hội, cái này chỉ sợ là toàn bộ thế giới ngân hàng đều hâm mộ đấy. Hơn nữa, đáng nhìn điện thoại hoàn toàn chính xác có phi thường đại phát triển tiền cảnh, hơn nữa gia tộc bọn ta tại thư từ qua lại lĩnh vực bên trên vốn thì có nhất định được sự nghiệp, tăng thêm cái này đáng nhìn điện thoại, ta muốn cái này đối với gia tộc mà nói cũng là một cái có thể mở rộng thị trường cơ hội tốt. Cho nên con gái cho rằng, chúng ta có lẽ mau chóng chứng thực khoản này hợp tác, SMMS đòi tiền, chúng ta tự cho hắn tiến. Người nói không sai, quản lão gia tử cười nói, nhưng là người có nghĩ tới hay không? SMMS vì cái gì đột nhiên nếu như vậy một số tiền lớn? Hắn dùng tới làm cái gì? Cái này, Quản dịch nghĩ nghĩ, rốt cục hay vẫn là nói, cái này có khả năng là SMMS muốn vào quân mặt khác hàng nhất lĩnh vực biểu hiện. Cái gì lĩnh vực, công nghiệp quân sự, quản lão ra tử lập tức ngồi, công nghiệp quân sự. Quản dịch thật sâu hít và một hơi, nói, đúng vậy, tự là công nghiệp quân sự. Trước khi Trần Húc cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, ngẫu nhiên hỏi ta một vấn đề, hỏi gia tộc bọn ta có thể hay không làm đến dùng cho sinh sản, sản xuất máy bay động cơ cỗ máy phần cứng, bị ta qua loa tắc trách đi trở về con gái biết rõ công nghiệp quân sự phương diện là gia tộc bọn ta mấu chốt hơn nữa phương diện này quan hệ trọng đại cho nên không dám đơn giản trả lời thuyết phục hắn nhưng là theo ngữ khí của hắn đến xem chỉ sợ là SMMs có ý hướng ở phương diện này làm ra một phen sự nghiệp nhưng là kiềm chế ở hắn chỉ sợ sẽ là phần cứng thiết bị quản dịch nhìn lén lấy nét mặt của phụ thân trong nội tâm thở dài hút đây cũng không phải là ta cố ý muốn với người khó xử chỉ là công nghiệp quân sự phương diện liên lụy vấn đề quá nhiều gia tộc mặc dù có phương diện này thực lực, nhưng lại không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiết ra ngoài, nếu không, gia tộc đã sớm cho Trung Quốc quân đội cung cấp tương ứng kỹ thuật. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể lợi dụng lối ra thành phẩm phương thức, đem một ít nhị lưu máy bay động cơ lối ra đến Trung Quốc. Quản lão gia tử hít sâu một hơi, đứng, tiến quân công nghiệp quân sự phương hướng. Đây thật là cái phi thường tin tức trọng yếu, bởi vì theo SMMS trước sau như một ra tay đến xem, hắn nội tình thật sự chính là thâm bất khả chắc cơ hồ mỗi hạng phát minh đều là vượt lên đầu hậu thế giới đấy. Hơn nữa quản lão gia tử biết rõ, bối cảnh vi nước Mỹ tứ đại gia tộc ích tổ chức, tự đã từng cùng SMMS liên hệ qua. Dùng ích tổ chức trước sau như một ngang ngược, bọn họ là hy vọng đem SMMS thu nạp tiến tổ chức phạm vi chính giữa đấy. Nhưng là kết quả cuối cùng, hình như là SMMS bề ngoài hiện ra hắn cường hoành, do đó khiến cho ích tổ chức cao thấp cải biến nghiên cứu phương hướng. Đây cơ hồ là một kiện đầm rồng hang hổ sự tình, nhưng hắn thật sự tự đã xảy ra theo rockefeller trong gia tộc lấy được tin tức cái này smms tại công nghiệp quân sự phương diện nghiên cứu giống như cũng có hắn chỗ độc đáo lần kia smms xâm lấn hơn nữa tiếp quản toàn bộ nước mỹ quân đội hệ thống là nước mỹ quân đội một mực không dám động nguyên nhân của hắn một trong còn có truyền thuyết smms tại thái bình dương ngọn nguồn trôn có thể chấn động đại lục khối đáng sợ vũ khí tuy nhiên loại vũ khí này không có được chứng minh là đúng sau đó nước mỹ quân đội dốc sức đi tìm cả gốc mao đều không có tìm được nhưng là rockefeller gia tộc lại cho rằng smms rất có thể đích thật là nắm giữ cái môn này kỹ thuật hiện tại người này muốn chính thức tiến quân công nghiệp quân sự phương diện đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ nhìn xem quản dịch quản lão gia từ hỏi người chưa nói cho hắn biết hôm nay trung quốc quân đội chỗ nhập khẩu máy bay động cơ có một nửa là gia tộc bọn ta cung cấp hay sao hơn nữa gia tộc bọn ta tại công nghiệp quân sự phương diện cùng rockefeller gia tộc còn có ba âm công ty đều có chặt chẽ hợp tác quan hệ. Không có, đây là gia tộc lớn nhất cơ mật, ta làm sao có thể tùy tiện nói lung tung. Quản lão gia tử gật gật đầu, SMMS muốn tham dự tiến quân công phương hướng. Cái này đối với quản gia mà nói, không phải là không một cái cơ hội. Hắn không có phần cứng, nhưng là quản gia đã có. Nếu như ở phương diện này SMMS thật sự có chỗ độc đáo, như vậy song phương đã đạt thành hợp tác, đối với SMMS cùng quản gia đều là một cái tin tức tốt. Nghĩ nghĩ, quản lão gia tử nói, chuyện này để cho ta trước tiên nghĩ một chút đi. Người đi xuống trước đi, chuyện này tạm thời đừng nói cho cái kia Trần Húc. Chờ ta đã suy nghĩ kỹ về sau, ta sẽ tìm hắn đến nói chuyện. Quản dịch trong mắt sáng ngời, nói như vậy, ngược lại là có hy vọng rồi hả? Tuy nhiên còn không biết SMMS có phải thật vậy hay không muốn vào quân công nghiệp quân sự phương hướng, nhưng là theo Trần Húc cái kia lời nói trong làm ra suy đoán, rất có thể SMMS thật đúng là nắm giữ vượt lên đầu thời đại máy bay động cơ kỹ thuật, nếu như thông qua loại này kỹ thuật lại để cho song phương tiến hành hợp tác, như vậy đối với toàn bộ quản gia mà nói, Trần Húc cùng SMMS hợp tác địa vị lại không thể dung chuyển rồi, mà nàng cùng Trần Húc ở giữa lực càn, cũng thế tất hội trên phạm vi lớn giảm bớt. N, xem ra chính mình là muốn tìm một cơ hội, thăm dò thoáng một phát chính mình cái này tiểu bạn trai, nhìn xem song phương có phải hay không có ở phương diện này hợp tác khả năng đi ra ngoài về sau quản dịch tự hỏi quản gia trần húc tiên sinh bây giờ đang ở ở đâu quản gia nói trần húc tiên sinh vừa rồi tiếp cái điện thoại tự vội vàng đi phòng máy rồi tiểu thư đã từng nói qua lại để cho chúng ta không sẽ đối hắn tiến hành bất luận cái gì giám sát và điều khiển cho nên cũng không rõ ràng lắm hắn đang làm cái gì phòng máy quản dịch đi vào phòng máy chứng kiến trần húc ngồi tại máy vi tính bùm bùm cách cách ở trên máy vi tính gõ lấy cái gì nàng đến gần xem xét trên máy vi tính biểu hiện chính là một cái nói chuyện phiếm thất, chỉ nhìn lướt qua, nàng tự thấy được hai cái quen thuộc danh tự tráng nghiên sớm mập, còn có. Cỏ huyên táo giang ly, trạm tinh, cảm giác sau lưng có động tính, Trần Húc quay đầu lại, chứng kiến quản dịch giống như mèo đồng dạng đã đi tới. Xảy ra chuyện gì, N, không nhỏ sự tình. Trần Húc tiếp nhận quản dịch tay cà phê, uống một ngụm nói, gót, thì ra là mế ngóa đức chính là cái kia mạng lưới u linh phân thân, lại xuất hiện. Quản dịch cả kinh hiện tại các nàng cũng biết lần trước công kích Trung Quốc mạng lưới, thậm chí làm cho toàn bộ Thượng Hải thành phố mất điện đầu sỏ gây nên, chính là lần hành thích Trần Húc nghế Ngõa Đức phân thân, một cái tồn tại ở trên Internet U Linh, một cái không biết đến cùng tính toán là dạng gì tồn tại đồ vật. Nếu như dùng một cái từ đến định nghĩa, cái kia chỉ sợ trí tuệ nhân tạo bốn chữ này là nhất chuẩn xác giải thích. Đương nhiên, cái này trí tuệ nhân tạo không giống với bình thường khái trong cái loại này có được ý thức tự chủ mạng lưới tánh mạng, nó là ngoại giới tánh mạng tại tình huống ngoài ý muốn hạ tiến vào đến mạng lưới về sau mới xuất hiện dị dạng thể trần húc trong nội tâm tinh tường, đó là thiên đạo cho mình xử ngáng chân. Thế nhưng mà xui xẻo như vậy sự tình, hắn lại hết lần này tới lần khác không thể nói cho bất luận kẻ nào. Người này từ lần trước mạng lưới tập kích về sau tựu mai danh ẩn tích, thẳng đến mễ ngóa đức bản thể bị Hoàng An yên ổn thương nổ đầu, nó một mực không có xuất hiện, thậm chí một lần trần húc bọn người còn phỏng đoán, Mế ngõa đức bản thể chết rồi, như vậy cái này phân thân có phải hay không cũng tùy theo chết rồi hả? Nhưng là bây giờ nó vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Người kia như thế nào hội xuất hiện lần nữa? Hắn lại làm cái gì? Nó ban bố một đoạn dấu hiệu, cùng với một cái chiêu mộ binh lính lệnh N, xem như đối với SMMS thảo phạt làm cho A. Trần Húc khinh thường cười, sự tình là như thế này đấy. Vừa rồi Trần Húc đột nhiên nhận được chạm tinh điện thoại, lại để cho hắn nhanh chóng lên mạng chờ Trần Húc lên mạng về sau, Trạm Tinh liền đem hắn kéo vào hồng khách liên minh hạch tâm nói chuyện phiếm thất chính giữa, sau đó cho hắn phát mấy cái địa chỉ Internet. Những này địa chỉ Internet đều là Trần Húc phi thường quen thuộc, là thế giới mấy đại web portal địa chỉ. Những này web portal đều bị đen, trang đầu lên, là sử dụng anh văn ghi một đoạn lời nói, phiên dịch tới nội dung là như vậy, gây nên toàn bộ thế giới mạng lưới người sử dụng, mạng lưới tồn tại ý nghĩa, chính là vì rất tốt xúc tiến thế giới nhân dân ở giữa liên hệ cùng ảnh hưởng lẫn nhau, Tác động qua lại, tại trên internet, hết thảy tài nguyên đều hẳn là tất cả mọi người cộng hưởng đấy. Đây mới là mạng lưới tồn tại chính thức ý nghĩa. Cho cái tình cầu này mọi người cung cấp một cái hoàn toàn miễn phí trao đổi bình đài, đem hết thảy tin tức miễn phí cung cấp đám bạn trên mạng thẩm tra. Mà hacker thì là giữ gìn internet security, truyền bá mạng lưới tinh thần quần thể. MySK đã từng nói qua, hacker tồn tại ý nghĩa là vì lại để cho mạng lưới biến thành ngày càng hoàn thiện an toàn hacker truy cầu chính là cộng hưởng miễn phí đề xướng chính là tự do ngang hàng hacker suốt đời truy cầu là đề cao mình máy vi tính kỹ thuật nhưng là tuyệt không dùng cái này kiếm lời một cái bị hơi tiền ăn mòn đâu hacker không còn là hacker một cái nắm giữ trong tay cao đoan kỹ thuật nhưng lại vì duy trì chính mình địa vị mà đem những này kỹ thuật phong tỏa không cho người khác học tập người đã không thể xưng là hacker người như vậy là mạng lưới phát triển trở ngại người hacker tinh thần một cộng hưởng bản thân tuy nhiên bất tài nhưng là cũng nguyện ý đem chính mình nghiên cứu thành quả lấy ra thả con tép bắt con tôm hy vọng sở hữu tất cả còn kiên trì hacker chức nghiệp hành vi thường ngày đám hacker cùng nhau cống hiến ra lực lượng của mình cùng nhau thôi động máy vi tính ngành sản xuất tiến bộ hacker tinh thần hai hacker là máy vi tính thế giới thủ vệ người mà thực sự không phải là kẻ phá hoại càng không thể là lợi dụng máy vi tính lỗ thủng tiến hành phi pháp công kích cùng kiếm lời người công kích cho nên đối với những cái kia lợi dụng mạng lưới lỗ thủng tiến hành phi pháp hành vi hacker bản thân đề nghị, ứng cho hắn nghiêm khắc chế tài. Dùng chúng ta cộng đồng cố gắng, đến đem mạng lưới trở nên càng thêm an toàn, càng thêm có lợi cho nhân loại. Lời nói đến nơi đây thì xong rồi, quản dịch thấy có chút không hiểu thấu, nói, người này là có ý gì. Không phục chứ sao, Trần Húc bĩu môi, lại đây cùng ta, N, lão sư ta khiêu chiến rồi, cũng không nhìn một chút hắn là cái gì đức hạnh. Tự cho là mình là cái gì, mạng lưới chi thần hay vẫn là hacker chi vương hắn còn có tư cách nói lời này rồi không khách liên minh nói chuyện phiếm thất chính giữa hôm nay cũng là tiếng mắng một mảnh cái gì đồ chơi à đang ngồi đều xem đã minh bạch cái này rõ ràng tựu là khiêu chiến smms đấy nói cái gì kỹ thuật phong tỏa khôi hài quốc gia phương tây đối với trung quốc kỹ thuật phong tỏa nhiều hơn cũng không có thấy bọn họ chủ động đem thứ tốt giáo cho chúng ta hiện tại gặp chúng ta trong tay có thứ tốt rồi nguyên một đám đã kêu rầm rĩ quá làm giận rồi thật sự là quá làm giận rồi. Kỳ thật mọi người cũng cũng biết, thằng này như vậy kêu gào, hoàn toàn chính xác có hắn gọi dầm dĩ tiền vốn. Tự hướng về phía hắn hiện tại tuyên bố cái này đoạn dấu hiệu cùng với giải thích, rất nhiều cao cấp đám hacker cũng đã đã nhìn ra, đây thật là một cái kiểu mới, giới thiệu vắn tắt lập trình hình thức. Càng có thể hữu hiệu phát huy ra máy vi tính tính năng, mà từ nơi này dấu hiệu chính giữa, không ít người cũng đã nhìn ra lập thể kết cấu lập trình ngôn ngữ hình thức ban đầu, cái này đoạn dấu hiệu cùng lúc trước đối với trung quốc mạng lưới phát động công kích lúc cái kia thần bí hacker cung cấp dấu hiệu rất giống thậm chí có thể nói cái kia chính là một cái người ghi đấy hoặc là dùng cùng một loại phương thức ghi đấy cái này lại để cho trung quốc hồng khách nhóm đám bọn họ phổi đều khí hơi nước dựa vào người bên này luôn miệng nói muốn chống lại phi pháp hacker hành vi bên kia còn công tới lại để cho chúng ta mạng lưới đều tê liệt thượng hải đều bị cúp điện như thế hai mặt người trước người sau bất đồng sắc mặt lại vẫn dám đem lời nói như thế đường hoàng lẽ thẳng khí hung. Hơn nữa, càng có thể khí chính là, ở này đoạn lời nói tuyên bố về sau trong vòng một canh giờ, Trung Quốc Hồng Khách Liên minh tự nhận được tin tức, tối thiểu có 17 tên trên quốc tế nổi danh kẻ săn thú theo dõi Hồng Khách Liên minh diễn đàn. Kẻ săn thú là giới hacker chính giữa một loại chức nghiệp, nếu như nói rất nhiều hacker tự là đạo tặc, như vậy kẻ săn thú tự là quan binh, hoặc là nói có kẻ săn thú là lính đánh thuê. Kevin Mitnick tự là bị Nhật Bản nổi tiếng kẻ săn thú hạ thôn giật bắt được, mà hạ thôn giật hôm nay sớm đã già đi, nhưng là rất nhiều tân sinh kẻ săn thú tắc thì đáng sợ hơn. Cái này 13 người chính giữa, tối thiểu có một nửa là hiệu lực tại nước Mỹ bộ quốc phòng đấy. Bọn hắn đến làm gì vậy? Không thể nghi ngờ, tự là hướng về phía cái kia câu nói sau cùng, cấp cho hắn nghiêm khắc chế tài. Đám này đồ chó hoang, chuẩn xác mà nói, được vinh dự chức nghiệp súng bắn tỉa lam sắc bảo bối cũng là một gã kẻ săn thú, hơn nữa làm sắc bảo bối đại tỷ coi như là Trung Quốc giới hacker chính giữa nhất sạch sẽ một cái nàng về nước về sau tựu vi chính phủ hiệu lực, là Trung Quốc sớm nhất một đám, cũng là lúc ấy phi thường trẻ tuổi máy vi tính an toàn chuyên gia, cũng bắt được qua trong nước không ít mạng lưới phạm tội phần tử. Nhưng là hồng khách liên minh chính giữa những người khác chưa hẳn rồi. Hacker vốn chính là một cái tự do chức nghiệp, tự do là hacker tinh thần yếu tố đầu tiên, đối với rất nhiều hacker mà nói, ai bờ mông dưới đáy không có hai cái thì bởi vì tự do cho nên bọn hắn tại trên mạng rất nhiều hành vi khó tránh khỏi không kiêng nể gì cả bởi vì vì quốc gia tương quan pháp luật cũng không kiện toàn cho nên rất nhiều chuyện cũng không biết như thế nào tính toán nhưng là muốn thực tính toán không một năm lần kia trong mỹ hacker đại chiến trung quốc hồng khách một lần hành động đánh hạ nước mỹ nhà trắng trang web được rồi theo công pháp quốc tế luật đi lên nói đây tuyệt đối là một kiện trái pháp luật sự kiện hồng khách liên minh cũng bởi vậy bị rất lớn áp lực không thể không giải tán nhưng là hiện tại những này quốc tế kẻ săn thú nhóm, đám bọn họ lại đem ánh mắt theo dõi Trung Quốc hồng khách. Hơn nữa làm sắc bảo bối đại tỷ đi điều đình, những cái thứ này vậy mà nhìn như không thấy. Điều này thật sự là quá khi dễ người rồi. Quản dịch nhìn xem Trần Húc trên màn hình xuất hiện xâm lấn chứ, tuy nhiên nàng đối với máy vi tính hiểu không nhiều lắm, nhưng là tối thiểu có chút nguyễn kiện là gặp Trần Húc dùng qua, biết rõ cái lúc này hắn đang tại xâm lấn, vì vậy cao mày nói, húc, người đang làm cái gì? cho đám cháu kia một điểm nhan sắc nhìn một cái. Trần Húc tại trên bàn phím gõ nhanh chóng, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, con rùa cái nắp, thật đúng là đem làm chúng ta dễ khi dễ rồi hả. Cái lúc này, quản dịch tự chứng kiến Trần Húc trong màn hình xuất hiện một cái họa trong họa, cũng đã nói lên hắn hiện tại đã thành công xâm lấn đối phương một máy tính. Sau đó tự chứng kiến Trần Húc tại đối phương trên màn hình đánh cho một hàng chữ, ta không quản các ngươi là ai, cũng không quản các ngươi đến cùng thu chỗ tốt gì. Tóm lại, dám đối với hồng khách liên minh ra tay, có phải hay không các người sống không kiên nhẫn được nữa. Ta là SMMS đệ tử ai, nói cho chủ tử của các ngươi, có thủ đoạn gì lại để cho hắn trực tiếp tới tìm ta, ta có thể giết hắn hai lần, tự không ngại lại giết lần thứ ba thì ra là một lần cuối cùng. Làm gì tìm những cái kia buồn cười không có bất kỳ logic lý do. Dùng ta lão sư danh tiếng, người muốn chiến, vậy thì hoa lệ lệ đến chiến A. Trần Húc hiện tại thật là ra cách phẫn nộ rồi. Kẻ săn thú xuất hiện, Tự biểu thị ra ngoại cảnh thế lực đã đem ánh mắt chằm chằm hướng về phía Trung Quốc Hồng Khách, muốn mượn này cho Trung Quốc Hồng Khách Liên Minh chế tạo phiền toái, thậm chí còn muốn thông qua chính thức đích thủ đoạn bắt được vài tên cao tầng Hồng Khách, dùng loại thủ đoạn này đến đối với Trung Quốc khách cơ tiến hành đả kích. Chiêu thức ấy thật sự rất độc à? Bọn hắn không dám tìm SMMS phiền toái, tự đi tìm những người khác phiền toái, thành môn thất hỏa. Mà cái kia gót, thì ra là mấy ngõa đức có thể núp ở phía sau mặt xem kịch vui mà kẻ cuối cùng là Trung Quốc Hồng Khách có mấy cái bởi vậy bỏ tù hoặc là SMMS dưới cơn thịnh nộ ra tay dùng lôi đình thủ đoạn giải quyết vài tên kẻ săn thú. Dù sao kết quả cuối cùng đều là hắn được ích, bởi vì nếu như là SMMS ra tay như lần trước như vậy sử dụng lôi đình thủ đoạn, thậm chí là hiện tại đám hacker không cách nào đạt tới, lập tức để cao tuyến đường điện áp làm cho máy tính bạo tạc loại thủ đoạn này, đưa đến vài tên kẻ săn thú bị thương thậm chí là tử vong, như vậy góp tại quốc tế dư luận bên trên tự có thể có được rất lớn ủng hộ. Những này kẻ săn thú đều là trên quốc tế nổi danh an toàn chuyên gia cũng không giống như lần trước những công kích kia Trung Quốc đại lục mạng lưới một chút đám hacker như vậy giấu đầu lộ đuôi cho dù chết đều không có người quan tâm hơn nữa lúc này đây ích tổ chức bên kia vậy mà cũng cùng Trần Húc đã ra động tác nước mắt đại khái nói rõ tự là không tham dự sự kiện lần này liên tưởng đến trước khi ích tổ chức hai gã cao tầng nhân viên tại tai nạn trên không trong bỏ mình cái này lại để cho Trần Húc ngửi được một tia không tầm thường hương vị lúc này đây phiền toái là ta cùng thầy của ta cho mọi người mang đến, thỉnh mọi người yên tâm, ta cùng với thầy của ta nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến." Trần Húc tại Hồng khách Liên Minh nói chuyện phiếm trong phòng công khai biểu lộ thái độ, lão sư đã đã biết chuyện này, nhất định sẽ đối với Hồng khách Liên Minh triển khai che chở, bất cứ uy hiếp gì đến Trung Quốc Hồng khách hành vi, đều muốn bị lão sư coi là đối với hắn khiêu khích. Đoạn văn này không riêng gì phát tại Hồng khách Liên Minh diễn đàn chính giữa, nhưng lại tuyên bố tại thế giới mấy đại hacker diễn đàn lên, đương nhiên tại những này diễn đàn bên trên ký tên cũng không phải là Trần Húc Ai, mà là SMMS tự mình phát. Nếu như là thường ngày dưới tình huống, SMMS nói như vậy rồi, dùng hắn mạng lưới chi thần địa vị, chỉ sợ còn thực không có mấy người dám đến khiêu khích đấy. Nhưng là lúc này đây lại không giống với, lời nói này phát về sau, ngược lại hồng khách liên minh bên ngoài liệp dây xích, bên trên xuất hiện càng nhiều nữ ngoại cảnh IP, Trần Húc từng bước từng bước truy tung đi qua, phát hiện cái này nhưng đều là một ít nổi danh an toàn chuyên gia, thì ra là kẻ săn thú. Đám người kia thật đúng là liên hợp, không để cho SMMS mặt mũi à. Tình huống hiện tại rõ ràng có chút không thích hợp rồi. Không riêng gì nước ngoài những cái kia kẻ săn thú nhóm, đám bọn họ, liền rất nhiều che giấu đám hacker cũng xuất động, bắt đầu điên cuồng công kích Trung Quốc đại lục mạng lưới cùng với lưới đóng server. Hình như là trước khi kế hoạch tốt rồi đồng dạng, những người này đồng thời phát động công kích, trong lúc nhất thời, trong nước mấy đại web qua tổ toàn bộ lâm vào chết máy trạng thái, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Quốc mạng lưới lâm vào sụp đổ bàn chính giữa, trang web không cách nào mở ra, ứng dụng QQ không cách nào đăng nhập, mạng lưới liên tiếp, kết nối đứt quãng, cơ hồ sở hữu tất cả game online cũng đều là một bước ba tạp, căn bản không có biện pháp chơi. Duy nhất hài lòng, cũng chỉ có mạng giáo dục tạm thời đã nhận được may mắn thoát khỏi, tất cả trường cao đẳng diễn đàn bên trên hôm nay đã nhao nhao điên rồi, bởi vì, tại tất cả trường cao đẳng diễn đàn trang đầu, đều xuất hiện gót chính là cái kia thiếp mời, bài viết nhưng lại có một đám không biết ở đâu ra áo lót đang hô hoán, cự tuyệt mạng lưới bạo lực, yêu cầu SMMS hiện thân cho cái thuyết pháp. Hơn nữa, đem lần này cả nước mạng lưới bế tắc tội danh, đến hồng khách liên minh trên người. Tại tất cả đại diễn đàn bên trên xuất hiện nhất trí xạ thủ gián, xưng Trung Quốc hồng khách là một đám mạng lưới bạo dân, bọn hắn không có kỹ thuật, chỉ hiểu được công kích, lúc này đây mạng lưới tê liệt, tự là Trung Quốc hồng khách nhóm, đám bọn họ ỷ có SMMS chỗ dựa, ở thế giới dư luận đều chỉ hướng SMMS lúc phi chủ tử của bọn hắn báo thù, chủ động đối với nước ngoài trang web tiến hành công kích, do đó dẫn nước ngoài đám hacker phản kích, đưa đến cả nước mạng lưới tê liệt. Thiếp mời, bài viết chính giữa, xạ thủ còn dơ trước khi mấy lần hồng khách công kích án lệ, năm đó Indonesia tàn sát hoa sự kiện, Nam Tư Lạp Phu Đại Sứ Quán bị tạc sự kiện, Nam Hải Đụng Cơ sự kiện chờ các loại, Trung Quốc hồng khách nhóm, đám bọn họ dùng ái quốc phi khẩu hiệu đối với nước ngoài server triển khai công kích, đồng thời cũng đưa đến trong nước mạng lưới tê liệt lúc này đây cũng giống như vậy. Những này hồng khách hoàn toàn tựu là một đám trên internet phần tử khủng bố, bọn hắn vì như vậy một hơi. Thường thường đem chọn cái quốc gia những người khác lâm vào tai nạn chính giữa, đối với quốc gia mình mạng lưới đã tạo thành vô cùng thảm trọng tổn thất. Ba người thành hổ à, tại hồng khách liên minh còn không có có kịp phản ứng thời điểm, như vậy luận điệu cũng đã trải rộng toàn bộ Trung Quốc trên internet, trong lúc nhất thời. Vô số không biết rõ tình hình bạn trên mạng đối với Trung Quốc hồng khách nhóm, đám bọn họ triển khai dùng ngòi bút làm vũ khí, càng có rất nhiều trong ngày không chơi trò chơi tựu qua không đi xuống thời gian não tàn tiểu hài tử nhóm, đám bọn họ đối với hồng khách nhóm, đám bọn họ chửi ầm lên, ngôn từ khó đã nghe được một loại tức lộn ruột hoàn cảnh. Mà vừa lúc này, hồng khách liên minh nói chuyện phiếm trong phòng truyền đến tệ hơn tin tức Bắc Kinh, Nam Kinh, Tây An, Vũ Hán chờ chờ mấy tòa thành thị hồng khách liên minh tinh anh thành viên mạng quan hệ bị đóng cửa, thành viên bị câu cấm, lý do là phá hư Internet Security mà ngay cả Hoàng An Bình cũng cho Trần Húc gọi điện thoại tới nói thượng hải lưới cảnh nhóm đám bọn họ cũng muốn xuất động nhưng là bị hắn đè dưới đi nhưng là hắn không biết có thể áp bao lâu muốn Trần Húc lập tức nghĩ biện pháp hơn nữa Hoàng An Bình ẩn ẩn vạch chuyện này rõ ràng liên lụy tới cao tầng chính trị kỳ thật cái kia bởi vì hồng khách mới đưa đến mạng lưới tê liệt lời đồn lừa gạt lừa gạt cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử cũng thì thôi nhưng là đối với chuyên môn phụ trách máy vi tính an toàn các chuyên gia mà nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Lúc này đây cả nước mạng lưới tê liệt, hoàn toàn là do ngoại cảnh phần tử tiến hành công kích làm cho, Hồng khách nhóm, đám bọn họ căn bản cũng không có tới kịp công kích nước ngoài server, có thể nói cái này hoàn toàn là một cái giá họa, nhưng là giống như ở phía trên có người đối với sự kiện lần này bất mãn vô cùng, nhận thức phi sự kiện lần này cũng là bởi vì Hồng khách nhóm, đám bọn họ trước sau như một càn rỡ mới đưa tới ngoại cảnh phần tử công kích, nói tóm lại, những ngày Hồng khách nhóm, đám bọn họ bản thân tựu là một đám mạng lưới bạo dân. Trước chào chuẩn đúng vậy, nhưng lần này chào đấy, nhân tâm đều rét lạnh à. Quản bình chiều dẫn đầu biểu đạt vài tên tại Security Company trong nhậm chức hồng khách đám bọn chúng ý kiến. Thế cục bây giờ, trừ phi ngoại cảnh phần tử nhóm, đám bọn họ đình chỉ công kích, nếu không mạng lưới không có khả năng khôi phục. Nhưng là như thế nào lại để cho bọn hắn đình chỉ công kích? Dựa theo chúng ta trước sau như một cái nhìn, người khác như thế nào cắn chúng ta, chúng ta tự như thế nào đánh về đi đánh tới bọn hắn cũng không cách nào gánh nặng mới thôi. Nhưng là bây giờ chúng ta ai còn dám động thủ? Công ty đã nhận được phân bản tài liệu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đối với server tiến hành phòng ngự cùng chữa trị. Căn bản không thể đối ngoại công kích. Để tránh đem sự tình náo đại, đáng chết. Cái này chẳng khác nào đem chúng ta sở hữu tất cả Trung Quốc hacker cơ tay đều trói lại, chỉ cho người khác tới đánh chúng ta, không được chúng ta đi phản kích. Cái này lại để cho chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ SMMS lão đại xuất thủ, chỉ là không biết, cái kia bên cạnh có thể hay không cũng thừa nhận đến áp lực, dù sao chuyện lần này kiện, chúng ta hồng khách liên minh chỉ là thế tội cừu non, chính thức nhằm vào người, là hắn. Trần Húc hiện tại sao có thể không có đã bị áp lực? Hắn hiện tại đang tại hướng về phía hách ái quốc nổi giận, ý của các ngươi là, để cho ta lấy ra một bộ phận kỹ thuật với tư cách đền bù tổn thất. Cái gì đền bù tổn thất? Chiến bại đền bù tổn thất sao? vấn đề là chúng ta bây giờ có chiến bại sao? Gần kề chỉ là bách tải áp lực, các người muốn ta lấy ra đền bù tổn thất. Chê cười, hai ái quốc cũng rất biệt khuất, trên thực tế chuyện này cảm kích đám người, không có một cái nào không biệt khuất đấy. Lần này Trung Quốc mạng lưới đột nhiên lọt vào công kích, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác phi thường cường đại, ngoại trừ mạng giáo dục bên ngoài, đại khái là chỉ có quân đội mạng lưới cùng với hồng khách liên minh diễn đàn là đã nhận được SMMS trước kia cung cấp bức tường lửa mà lọt vào may mắn thoát khỏi theo công kích của đối phương thủ đoạn nhìn lại. Rất rõ ràng, lúc này đây công kích lực độ so dĩ vãng bất luận cái gì một lần hacker đại chiến đều hiếu thắng. Quân đội lấy được tin tức là, trước khi cái kia gót cũng đã vì ngoại cảnh hacker thế lực cung cấp trình độ nhất định kỹ thuật ủng hộ, loại này ủng hộ cơ hồ lập tức lại để cho công kích của bọn hắn lên một cái cấp bậc, cho nên Trung Quốc mạng lưới tại lúc này đây tiến công chính giữa mới có thể hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Chỉ là, cái này vốn là máy vi tính ngành vấn đề, thế nhưng mà máy vi tính ngành còn không có có thương lượng ra đối sách, tự nhận được thượng diện tin tức, yêu cầu đem chuyện này nhanh chóng đẻ xuống, nhanh chóng lại để cho cả nước mạng lưới khôi phục bình thường. Đơn giản mà nói, tự là nhận thua, chúng ta không cùng các ngươi liều mạng rồi, chúng ta trực tiếp nhận thua, lại để cho bọn hắn chủ động buông tha cho tiến công. Hơn nữa hạ đến quản sự đặc phái viên lý do còn phi thường đầy đủ, nếu như Trung Quốc bên này triển khai phản kích, thế tất hội chọc giận đối phương, chúng ta bây giờ muốn chính là hòa bình, mà không phải đem trận này mạng lưới chiến tranh kéo dài xuống dưới. Phải biết rằng, cả nước mạng lưới tê liệt một giờ, tổn thất muốn có bao nhiêu. Chỉ vì tranh giành một hơi, những này tổn thất đều xem như ai hay sao. Hơn nữa sự kiện lần này, Liên minh châu Âu EU, nước Mỹ cùng với khác quốc gia, đều tự cấp Trung Quốc gây áp lực, yêu cầu Trung Quốc không được che chở SMMS. Yêu cầu SMMS cởi mở một bộ phận máy vi tính kỹ thuật. Cưỡng bức, lợi dụ, có trời mới biết những quốc gia này đồng ý cái dạng gì chỗ tốt. Hơn nữa, nước Mỹ đã ngoài lần SMMS xâm lấn nước Mỹ quân đội mạng lưới hệ thống sự kiện mượn đề vung, muốn trong phương cho một câu trả lời thỏa đáng. Kỳ thật loại này giao cho, cũng không nói sai. Dù sao có người xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống, thậm chí đem hắn tiếp quản, đây là một việc nhiều chuyện đại sự nước Mỹ chính phủ muốn giao cho cũng là đúng vậy, nhưng là bọn hắn trước khi chưa nói, cái lúc này nói. Cái này đại biểu cho, ít tổ chức cùng SMMS ở giữa hữu hảo hợp tác quan hệ, tuyên bố vỡ tan. Đột nhiên xuất hiện vỡ tan, cũng trách Trần Húc trước khi thái quá mức khoa trương, trên thực tế, hắn chỉ là một cái có được một đài đến từ tương lai máy tính người bình thường. Cái này đài đến từ tương lai máy tính, tuy nhiên cho Trần Húc cung cấp vô số vượt mức quy định vượt lên đầu tri thức, nhưng là tại sự thật thế giới chính giữa, nó nhưng không cách nào cho Trần Húc bất luận cái gì một đinh điểm trợ giúp. Trước khi dùng thế kỷ đại âm mưu, bày kế lừa dối rồi ích tổ chức, lại để cho cái này chi phối lấy nước Mỹ chính trị, khoa học kỹ thuật tổ chức cùng Trần Húc thành lập nổi lên hài lòng hợp tác quan hệ, điểm này lại để cho Trần Húc đã nhận được một cái thiên đại ô dù. Thế nhưng mà, hiện tại không biết làm sao vậy, cái này ô dù đột nhiên không bảo kê Trần Húc rồi, chẳng những không cháo, ngược lại còn cùng Trần Húc đối nghịch, lần này từ tự, tự lại để cho Trần Húc lâm vào tuyệt đối bị động chính giữa. Nhưng là, ít tổ chức tại sao phải làm ra cử động như vậy? Vì cái gì êm đẹp, bọn hắn đột nhiên hội cùng mình quyết liệt. Chẳng lẽ nói, tại thế giới đại âm mưu, bầy kế nghiên cứu lên, bọn hắn đã phát hiện đây là một cái âm mưu, bầy kế. Hay vẫn là nói, bọn hắn đối với nghiên cứu của mình đã đạt đến một loại tương đương thỏa mãn, tự cho là có thể thoát ly SMMS khống chế trình độ. SMMS kỳ thật cũng không đáng sợ, chỉ lúc trước chúng ta đem hắn muốn quá cao nhìn màn ảnh bên trên người mang mặt nạ kia gióng giạc nói lời nói này mễ đức là tiến sĩ trong nội tâm nhịn không được một hồi bi ai chúng ta đường đường ích tổ chức lúc nào muốn cùng những này phản đồ tiến hành hợp tác rồi cái kia sms tốt xấu trả lại cho ích tổ chức cung cấp rất đa bảo quý nghiên cứu tư liệu như thế nào trong vòng một đêm hướng gió tự thay đổi ích tổ chức đem từng đã là bằng hữu nhốt tại ngoài cửa lại liên hiệp một cái cho tới nay địch nhân tứ đại gia tộc rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao Mễ Đức La tiến sĩ là hôm nay ít tổ chức thủ tịch nhà khoa học, hắn bị ai, là vì hắn chỉ có thể tham dự nghiên cứu, phương diện tránh trị sự tình hoàn toàn không quy hắn quản. Hiện tại ngẫm lại Mễ Đức La tiến sĩ phát hiện mình sai rồi. Khoa học cùng chính trị cũng không phải là hào không quan hệ, năm đó chính mình bởi vì truy cầu lấy thuần túy nghiên cứu mà căn bản cũng không có để ý chính trị bên trên các mặt, hôm nay lại phát hiện chính mình thật sự sai rồi. Ít tổ chức cũng không phải một cái đơn thuần nghiên cứu khoa học cơ cấu, có lẽ tại địa phương khác, một gã nghiên cứu viên cần phải làm là tính hạ tâm lai chậm rãi làm nghiên cứu, là ở chỗ này không được, bởi vì nơi này là ít tổ chức. Nó bản thân chính là một cái chúa tể thế giới khoa học kỹ thuật phát triển tổ chức. Trên tấm hình người, tựa là ít tổ chức trước sau như một đối thủ, Châu Utaro tổ chức hoàng đế. Đối với người này, rất nhiều ít người của tổ chức đều không thích hắn, bởi vì tương đối với hacker nhất định phải che giấu thân phận của mình mà nói, người này không phải hacker nhưng lại cố ý đem taro thành viên đều cách ăn mặc thành bộ dạng này thần thần bí bí bộ dạng quanh thân cao thấp liền một tia làn da đều nhìn không tới đây mới gọi là dấu đầu lộ đuôi thật không biết tứ đại gia tộc vì cái gì buông tha cho trước kia minh hữu mà muốn theo chân bọn họ tiến hành hợp tác song phương không phải đối đầu sao đương nhiên cho dù không phải chính khách mễ đức la tiến sĩ cũng biết không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có vĩnh hằng lợi ích những lời này hơn nữa tứ đại gia tộc đại biểu có câu nói nói không sai Kim tự tháp đỉnh cao nhất điểm dừng chân là phi thường tiểu, hiện tại đã có hai cái, không muốn cũng không thể tái xuất hiện để tam cái rồi. Huống chi, Mễ Đức là tiến sĩ trong nội tâm tinh tường, tại ở phương diện khác, SMMS chỗ đại biểu kẻ thứ ba thế lực, bọn hắn kỹ thuật trình độ muốn rất xa cao hơn ít cùng Taro. Trước khi chúng ta tặng cho SMMS một cái đảo nhỏ, tại Đông Nam Á vùng biển, nơi đó là tổ chức chúng ta một cái nhị cấp nghiên cứu khoa học đảo nhỏ. Vì vậy SMMS thực sự quá thần bí, chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mới vẫn cho là hắn rất cường đại. Nhưng trên thực tế, trải qua chúng ta đối với SMMS tiếp nhận cái này đảo nhỏ về sau cử động có thể phát hiện, hắn kỳ thật chính là một cái hổ giấy, một cái xinh đẹp bọt xà phòng, nhẹ nhàng đụng một cái, ba, hắn tự phát nổ. Có ý tứ gì, các ngươi đã nhận được kết quả gì, SMMS tại trong hiện thực cũng không có bất kỳ thế lực cùng thực lực. Đây là hắn cùng chúng ta lớn nhất bất đồng. Taro hoàng đế nhẹ nhàng nâng đỡ trên mặt kim sắc mặt nạ cười nói chúng ta trước khi đã làm đoán chừng smMS làm nhiều như vậy nghiên cứu thậm chí tại vũ khí bên trên cũng có kiến thụ như vậy hắn có lẽ có một cái thuộc tại trụ sở của mình nhưng là cái này căn cứ ở nơi nào chúng ta trước khi phỏng đoán là ở Trung Quốc cảnh nội nhưng là về sau mới phát hiện không phải chúng ta đều bị hắn cao siêu kỹ thuật cho lừa bịp đi qua hoàn toàn chính xác smMS cái này kỹ thuật có thể nói là độc bộ thiên hạ cũng khó trách hắn lấy được cao như vậy thành tựu, nhưng là xét đến cùng, N, ta rất ưa thích Trung Quốc câu này ngạn ngữ. xét đến cùng, SMMS căn ở đâu? hắn không có căn. sự thật chính giữa thế lực, ngoại trừ năm gần đây quật khởi S công ty bên ngoài, hắn không có bất kỳ căn cứ. Mễ Đức La tiến sĩ nhướng mày, nói: các hạ như thế nào được ra kết luận như vậy hay sao? loại này giải thích thật sự là vô cùng. vớ vẩn, vị này có lẽ tự là Mễ Đức La tiến sĩ a cửu ngưỡng đại danh, hoàng đế thanh âm mang theo vài phần vui vẻ, ta cũng biết cái này kết luận sẽ để cho mọi người cảm thấy vớ vẩn, nhưng là mọi người ngẫm lại, SMMS từ suốt đạo giải quyết quý phương khai phát phong hỏa virus đến nay, ngoại trừ tại mạng lưới cái này chỉ cần số liệu địa phương hắn có thể muốn làm gì thì làm bên ngoài, hắn loại nào sự thật sản phẩm là mình tiêu thụ hay sao? Không có, coi như là S công ty, cũng là thành lập không đến 2 năm một cái con mới sinh. SMMS hắn căn bản cũng không có sự thật chính giữa thế lực, cái kia mọi người muốn hỏi rồi nếu như không hữu hiện thực bên trong đích thế lực hắn nhiều như vậy sản phẩm là như thế nào khai phát ra tới hay sao ta nhớ được trung quốc có câu thành ngữ gọi là hậu tích bạc phát thì ra là rất nhiều sản phẩm hắn đều là trước kia nghiên cứu tốt đến thời khắc mấu chốt mới đưa hắn lấy ra hơn nữa còn một điều trọng yếu phi thường chính là sms đã nắm giữ thành thục độ phi thường cao giả thuyết sự thật hệ thống giả thuyết sự thật đúng vậy ta muốn quý phương có lẽ đã ở tận sức ở phương diện này nghiên cứu thông qua máy móc cùng người sóng não tiến hành câu thông sau đó lợi dụng server phương thức lại để cho người tiến vào thôi miên trạng thái tại thôi miên trạng thái xuống người hãy tiến vào bên ngoài một cái thế giới mà tại trong thế giới kia hết thảy đều là nhân tạo có thể chúa tể người bất luận một loại nào cảm giác cái này là giả thuyết sự thật căn cứ chúng ta lấy được tình báo tại chúng ta cho SMS chính là cái kia ở trên đảo N Nghe nói SMMS để tử đem cái này đảo đặt tên vi ăn sạch đảo, như vậy ở này ăn sạch ở trên đảo, SMMS đã không thể chờ đợi được lợi dụng loại này giả thuyết sự thật kỹ thuật, lại để cho ở trên đảo nghiên cứu khoa học các chuyên gia tiến vào thế giới giả tưởng trong tiến hành nghiên cứu. Tưởng tượng một chút đi, trong hiện thực phi thường khó mô phỏng trạng thái chân không hoàn cảnh, tại thế giới giả tưởng trong bất quá tựu là một đoạn số liệu. Đương nhiên, loại này số liệu cực kỳ không tốt biên soạn, nhưng là chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, SMMS máy vi tính kỹ thuật đã đạt đến thần cấp. Hắn đã hoàn toàn có thể lợi dụng máy vi tính lập trình ngôn ngữ sáng tạo một cái rất thật thế giới. Cho nên, SMMS là cường, nhưng là hắn cũng chỉ cường tại máy vi tính trên phương diện, nói trắng ra là, hắn tựa như những cái kia trên Internet giấu đầu lộ đuôi không dám gặp người đám hacker đồng dạng, hắn không ngừng bồi dưỡng chính mình người đại lý, thu đồ đệ đệ, kỳ thật mục đích đúng là vì che giấu hắn không thể cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Cho nên, tại máy vi tính trong thế giới ta thừa nhận hắn là vô địch tự liền tổ chức chúng ta mới nhất nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đều không thể cùng hắn so sánh với thế nhưng mà tại sự thật thế giới chính giữa hắn căn bản không như chúng ta như vậy có đã lâu lịch sử khổng lồ tài phú trí cao quyền lực hắn bất quá tự là cái bình thường hacker mà thôi hoàng đế lời nói này nói xong phía dưới lập tức lâm vào một hồi trâu đầu ghé tai chính giữa ít người của tổ chức sợ hãi thán phục có khác nhau thứ nhất hoàn mỹ giả thuyết sự thật thế giới tại máy vi tính chính giữa sáng tạo ra một cái thế giới. Chỉ bằng điểm này, thế giới đệ nhất máy vi tính lập trình viên không phải SMMS không ai có thể hơn. X tổ chức tin tức ngành những cao thủ tuy nhiên đã biết rõ SMMS rất cường, nhưng là không nghĩ tới cường đến nước này. Trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, hoàn mỹ kỹ thuật hiện thực ảo à, mặc dù là ít tổ chức như vậy thế giới đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cơ cấu, tại người máy trao đổi cái này một lĩnh vực cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Không, bọn hắn còn không có hoàn toàn phá giải trong đại não tín hiệu, tuy nhiên có thể làm được sử dụng máy móc đối với đại não thôi miên, nhưng là cũng không quá đáng chỉ là có thể đem một ít tin tức cưỡng ép đưa vào đại não chính giữa, khoảng cách chính thức người máy trao đổi còn kém quá xa. Mà SMMS bên kia, vậy mà có thể thông qua loại này giả thuyết sự thật kỹ thuật, trực tiếp tại trong không gian ảo tiến hành khoa học thí nghiệm. Cái này cũng quá khoa trương đi, phải biết rằng, giả thuyết sự thật nói lại mơ hồ kỳ thật cũng là hoàn toàn muốn tuân theo máy vi tính lập trình quy tắc đấy đối với máy vi tính mà nói chỉ có không cùng một nói cách khác chỉ có đối với cùng sai tuyệt đối không tồn tại chính giữa giá trị như vậy hắn như thế nào tiến hành không biết thí nghiệm trừ phi hắn đem sở hữu tất cả thí nghiệm tại sự thật chính giữa hoàn mỹ tiến hành đạt được số liệu về sau đưa vào giả thuyết ảo cảnh server chính giữa như vậy các khoa học gia tại thế giới giả tưởng trong mới có thể có được chính xác hay không đáp án nếu không muốn lăng không thông qua loại này ảo cảnh đi nghiên cứu phát minh mới đồ vật, nghiên cứu phát minh hệ thống tư liệu chính giữa căn bản cũng không có số liệu. Làm sao có thể à? Không nghĩ ra, sở hữu tất cả máy vi tính các chuyên gia đều không nghĩ ra. Ngược lại là những thứ khác một ít phương diện chuyên gia, bọn hắn đối với máy vi tính kiến thức nửa vời, căn bản không thể tưởng được loại trình độ này đi lên, khi bọn hắn xem ra. Có lẽ SMMS thật sự tự sáng tạo ra một cái cùng sự thật thế giới chính giữa giống như đúc thế giới, tại giả thuyết ảo cảnh trong tiến hành nghiên cứu. Những này các chuyên gia trên mặt không một không lộ ra hướng tới. Giả thuyết ảo cảnh à, bên trong hết thảy đều là số liệu, giá trị liên thành thí nghiệm dụng cụ, thí nghiệm tài liệu, chỉ cần nhân viên quản lý điều thử một chút là có thể lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Không bao giờ nữa sợ một ít quý hiếm nguyên liệu bị tiêu hao. Những này các chuyên gia nghĩ tới đây khuôn mặt kích động đỏ bừng. Cái này rất đúng giới khoa học bao nhiêu tiến bộ à. Mà trên thực tế, Trần Húc tại ăn sạch đảo các khoa học gia tiến vào chính là cái kia thế giới giả tưởng, kỳ thật tự là tương lai cao đoan học phủ cho các học sinh nhập môn dùng giả thuyết thí nghiệm hệ thống. Hiện tại rất nhiều cao đoan nghiên cứu, trong tương lai kỹ thuật hàm lượng đều rất rất lại phía sau rồi, hơn nữa tương quan số liệu cũng phi thường phong phú cùng thành thục. Cái này giả thuyết thí nghiệm hệ thống, tự là đem vô số thành công thí nghiệm số liệu đưa vào về sau đạt được. Tự là lại để cho những cái kia chuyên nghiệp cao tài sinh nhóm, đám bọn họ làm nhập môn nghiên cứu dùng đấy mà Trần Húc hiện tại cung cấp cho ăn sạch đảo những cái kia các chuyên gia chính là vì bọn hắn đem chính mình cung cấp đến từ tương lai một ít tư liệu rất tốt tiêu hóa mất biến thành đồ đạc của mình sau đó được ra thành phẩm cho nên cái này giả thuyết thí nghiệm hệ thống là nhất tiết kiệm thành phẩm hơn nữa thấy hiệu quả nhanh nhất thứ tốt thế nhưng mà thật muốn muốn cầm vật này đi nghiên cứu tương lai thế giới đều không có làm ra đến phát minh cái kia chính là hoàn toàn vô nghĩa rồi máy vi tính kỹ thuật còn không có có thuộc loại châu bò đến nước này các vị động tâm giỏi a. À? chúng ta cũng rất tâm động, nói thật, chứng kiến phần này thứ đồ vật, không tâm động đều là đồ ngốc. Hoàng đế cười nói, cho nên, lúc này đây chúng ta cùng quý phương liên hợp, liên hợp liên minh châu Âu EU cùng nước Mỹ trên thế giới này mạnh nhất lưỡng thế lực lớn đồng thời hướng Trung Quốc tạo áp lực, chính là muốn SMMS giao ra cái này giả thuyết ảo cảnh hệ thống. Sau đó, hoàng đế mặt nạ hoàng kim bên trên hai cái hốc mắt lờ mở lộ ra hung quang, giết hắn đi hắn chẳng qua là một cái nhất nhất so với bình thường còn bình thường hơn máy vi tính cao thủ mà thôi trong lúc nhất thời đang ngồi các chuyên gia con mắt đều sáng đạt được cái này hệ thống mô phỏng vậy thì cùng đã nhận được một đài siêu cao độ chính xác cỗ máy dây chuyền sản xuất đồng dạng ai nha đúng rồi smms trước đó không lâu còn liên hệ chúng ta muốn mua cỗ máy dây chuyền sản xuất xem ra hắn quả nhiên là không hữu hiện thực chính giữa lực lượng hắn hết thảy phát minh chỉ có thể tồn tại ở trên số liệu mà không cách nào chính thức đầu tư ngẫm lại a à, hắn vô cùng nhiều trong tư liệu nâng lên số liệu liền hiện tại nước mỹ tiên tiến nhất cỗ máy đều không thể hoàn thành mà hắn lại tìm đến mình liên hệ mua sắm cỗ máy xem ra thật sự như hoàng đế theo như lời người này quả nhiên là có quỷ gì chứng kiến các đồng liêu mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ một lòng nghĩ đến cái kia hệ thống mô phỏng mễ đức là tiến sĩ phát ra một tiếng sâu kín thở dài đám người kia à các người đều bị trước mắt lợi ích che lại con mắt Đến lúc đó cho dù đã nhận được cái này hệ thống lại có thể thế nào. Chúng ta đã nhận được, Taro cũng đã nhận được, nếu như bọn hắn ở phương diện này càng có nhu cầu đâu này. Cái kia chúng ta không phải tại cho mình chế tạo một cái càng thêm địch nhân đáng sợ. SMMS tuy nhiên đáng sợ, nhưng là hắn chưa từng có đã làm bất lợi với ích chuyện của tổ chức tình hà. Mà Taro, các người đây là đang dẫn sói vào nhà à, nhưng là mễ Đức La không có đem lời nói này nói ra. Bởi vì tứ đại gia tộc đại biểu đã đánh nhịp biểu thị ra đồng ý, hơn nữa cơ hồ toàn thể các chuyên gia đều nhấc tay tán thành. Thật là muốn ruồng bỏ từng đã là minh hiểu, ngược lại bỏ đá xuống giếng sao. Mễ Đức là tiến sĩ trong nội tâm phi thường bất an, hắn không biết loại này bất an đến từ chính phương nào, nhưng là hắn biết rõ, mình bây giờ phản đối ý kiến đã không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, ngược lại sẽ khiến cho tứ đại gia tộc phản cảm. Cuộc đời của hắn đều hiến cho ích tổ chức, hiến cho giấc mộng của mình, hắn không nghĩ tới lúc tuổi già, bởi vì vi thái độ của mình mà rước hỏa vào thân, hắn cũng phi thường tin tưởng ích tổ chức đối đãi phản đồ kết cục, mà tại nơi này trong lúc mấu chốt chính mình quả mở miệng phản đối, nói không chừng tự thật sự sẽ bị khấu trừ một cái đằng trước phản đồ ngũ. nhưng là hắn cũng không muốn cứ như vậy được rồi, thân là ích tổ chức thủ tịch nhà khoa học, hắn tự nhiên là biết rõ ích tổ chức nội tình. nếu quả thật có cái này giả thuyết ảo cảnh hệ thống như vậy đối với kế tiếp ích tổ chức chính đang tiến hành cải tạo người kế hoạch có cực lớn tiện lợi. Nhưng là, trước khi SMMS đệ tử Trần Húc phát tới những cái kia có quan hệ nhân tạo tay chân giả chiến sĩ tư liệu cũng làm cho hắn trong lòng lưu ý. Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm được loại trình độ này, bàn về khoa học kỹ thuật dự trữ, cũng cũng chỉ có ích, Taro cùng SMMS cái này ba cái thế lực. Không phải ích, cũng không phải SMMS, như vậy là ai? Đã không cần đi suy nghĩ, loại này tay chân giả cải tạo, uy lực thực không khi bọn hắn ích cải tạo người phía dưới, hơn nữa tương đối mà nói càng thêm an toàn bởi vì xem ra bọn hắn đã nắm giữ tương đương nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Nếu để cho bọn hắn lần nữa đến cái loại này thế giới thứ hai, The Second World, giả thuyết sự thật hệ thống, chỉ sợ ích tổ chức bên này cải tạo người kế hoạch còn không có có thuận lợi tiến hành, Taro cũng đã tổ kiến ra một cái kim loại người đại quân rồi. Còn có phương diện khác, Mễ Đức là tiến sĩ nhanh chóng tại trong lòng tính toán dưới, xem ra, Taro trước đó kế hoạch tốt, loại này kỹ thuật nếu như đồng thời rơi khi bọn hắn song phương trong tay, chỉ sợ Taro tiến bộ có thể so với ích phải nhanh nhiều lắm. Đến lúc đó, cái kia chính là dẫn sói vào nhà, đuôi to khó với cục diện rồi. Nhưng là hiện tại, hắn có thể làm cái gì? Trong nội tâm hạ quyết định, mễ nước là tiến sĩ vụng trộm đem lần này hội nghị ghi chép tồn, tại tan học về sau, vụng trộm phát đã đến ích tổ chức cùng SMMS liên hệ chính là cái kia hòm thư chính giữa. Đây là ta cuối cùng có thể làm được. Về phần ngươi có phải hay không như Taro Hoàng đế nói như vậy, ngươi có thể hay không tránh được một kiếp này. SMMS, đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi được rồi. 3 ngày, năm 2008 tháng 2 phần trận chiến đấu này, bị toàn bộ thế giới đám hacker mệnh danh là lần thứ nhất hacker thế chiến, lần này đại chiến ảnh hưởng đến trình độ, trình độ kịch liệt cùng với mang đến tổn hại, là trong lịch sử tùy ý một lần hacker hành động đều không thể bằng được. Suốt 3 ngày, toàn bộ thế giới gần một nửa mạng lưới lâm vào tê liệt, đã thành thói quen Internet tồn tại mọi người, trong 3 ngày qua trở nên không biết làm thế nào chỉ có thể thông qua cái kia so chẳng bao lâu sau con mèo nhỏ còn muốn tạp tốc độ. Từ một ít trên website đạt được mạng lưới trục trặc nguyên nhân. Thần tiên đánh nhau, dân chúng gặp nạn, tại trong thần thoại loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, nhất nổi danh, không ai qua được thượng cổ hỏa thần trúc dung cùng thủy thần cộng công một trận chiến, đánh cho là hôn thiên ám địa máu chảy thành sông. Cuối cùng cộng công chiến bại dưới sự giận dữ đem chống trời chi trụ bất chu sơn đánh ngã, gục càng làm cho thiên đều sụp xuống. Trần Húc, tại đạt được một đài đến từ 80 năm sau máy tính dưới sự trợ giúp, tự là cái này mạng lưới thần linh. Mà một cái khác, bởi vì thiên đạo ngăn được lấy Trần Húc mà ngoài ý muốn xuất hiện gót, thì ra là mế ngóa đức một bộ phận tiến vào máy vi tính thế giới linh hồn, tính toán, hắn tự là một đoạn có được lấy chính mình độc lập ý thức máy vi tính chương trình, như vậy, hắn tự là trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, đột phá cực hạn trên cơ thể người bên trên thân thể trói buộc, có được lấy kinh người học tập năng lực. Đồng thời, hắn tự là chương trình một bộ phận, lại càng dễ đi lý giải máy vi tính tính toán quy tắc, mà ở thời gian dài ngủ đông, ở ẩn cùng phát triển về sau, tuy nhiên vẫn không thể cùng mượn nhờ công cụ Trần Húc so sánh với, nhưng là đối với cái này cái mạng lưới con số thế giới mà nói, hắn cũng chính là một cái thần rồi. Bởi vì, hắn là mấy cái chữ kia thế giới cái thứ nhất có tư tưởng sinh mạng thể. Ba ngày qua này, gầu tổ đê dệt ngoại cảnh thế lực đám hacker điên cuồng hướng phía Trung Quốc đại lục server cùng Gateway tiến hành công kích, hơn nữa một bên bịa đặt, một bên xem Trần Húc cảnh cáo tại không có gì. Mà Trần Húc vốn không muốn đem sự tình làm lớn như vậy, nhưng là, đem làm hách ái quốc đến tìm hắn, khuyên hắn thỏa hiệp về sau, Trần Húc cũng điên cuồng. Tại Trần Húc xem ra, nếu như hắn cứ như vậy thỏa hiệp, cái kia quả thực tự là nhục nước mất chủ quyền, hách ái quốc vụng trộm dùng tư nhân thân phận nói cho hắn biết, lúc này đây sự kiện sau lưng quốc tế lực ảnh hưởng lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nước Mỹ Liên minh châu Âu cũng đã cho Trung Quốc đã tiến hành cường lực tạo áp lực, cưỡng bức thêm lợi dụng, nếu không muốn áp dụng đủ loại tay đoạn vân vân. Trong phương cao tầng phương diện tuy nhiên biết rõ bọn hắn làm như vậy kiêng kỵ SMMS, nhưng lại cũng chỉ có thể một mực tải kéo dài, căn bản không có biện pháp một ngụm từ chối. Mà lúc này đây, không ít đã sớm đỏ mắt SMMS sáng tạo tài phú một ít đám quan chức, đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng, thừa lúc sự kiện lần này bắt đầu ở sau lưng làm một ít mờ ám. Nhưng là hiện tại hết cách rồi, cho nên hách ái quốc hy vọng trần húc có thể khuyên bảo smms lại để cho hắn thỏa hiệp thoáng một phát cởi mở một bộ phận kỹ thuật cái kia giả thuyết ảo cảnh quốc gia nguyện ý suốt tiền thu mua tương ứng kỹ thuật trần húc nghe được trong nội tâm cười lạnh quả nhiên có người đã đã đợi không kịp sao giả thuyết ảo cảnh giá trị chỉ cần không phải kẻ đần cũng biết cái này kỹ thuật đủ khả năng lợi dụng đến lĩnh vực thật sự quá quảng xưng là hạ quả trứng màu vàng gà mái cũng không đủ Hắn biết rõ hách ái quốc cùng sau lưng của hắn quân đội đã tại hết sức bảo hộ chính mình rồi, nhưng là sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy. Đồng thời, Trần Húc trong nội tâm cũng cảm thấy một cổ bi ai. Vì cái gì mình còn có quốc gia sẽ bị ích cùng Taro cái này lưỡng tổ chức lớn chỗ uy hiếp. Còn không phải bởi vì thực lực không đủ cường đại. Nếu như thực lực cường đại, chớ nói uy hiếp, người nếu dám nói với ta một câu bất kính, ta có thể một cái đại tát tai trực tiếp phiến đi qua. Còn có, giả thuyết ảo cảnh cái này kỹ thuật trần húc là tuyệt đối sẽ không bán ra nhưng là không bán ra lại không có nghĩa là hắn tương lai sẽ không đem loại này kỹ thuật cho lấy ra nhưng nhìn đến hay vẫn là quản dịch nói không sai à rất nhiều người đã sớm đối với chính mình đỏ mắt lúc này đây là vừa vặn cho bọn hắn một cái tốt lấy cớ mà thôi thất phu vô tội mang ngọc có tội chính mình đã có giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật nhưng vẫn cất giấu chỉ sợ coi như là một mực ủng hộ chính mình quân đội cũng sẽ có ý kiến a à, dù sao giả thuyết ảo cảnh dùng cho phương diện quân sự vậy thì đại biểu một cái nghiêng trời lệch đất cách tân. Nhìn xem hách ái quốc trực tiếp khai ra 50 tỷ giá thua mua cách, Trần Húc biết rõ đây là quân đội cho mình tranh thủ đến lớn nhất chỗ tốt rồi, theo phương diện này mà nói, bọn hắn ngược lại là không có lại để cho chính mình như thế nào có hại chịu thiệt. Nhưng là như thế này một cái đẻ trứng gà mái cứ như vậy bán đi, hơn nữa hay vẫn là bị người cưỡng ép bán đi, Trần Húc trong nội tâm tự nhiên là rất không thoải mái, cho nên hắn trực tiếp tự cử tuyệt hách ái quốc đề nghị, giả thuyết ảo cảnh ta cho rằng cần muốn cầm lúc đi ra hội lấy ra, nhưng là kỹ thuật tuyệt đối sẽ không bởi vì này ít tiền tự chuyển nhược, còn có, đã các người khó xử, như vậy cũng đừng có nhúng tay chuyện này rồi. Bọn họ là hướng về phía ta đến, có cái chiêu gì, vậy hãy để cho bọn hắn cho dù đến đây đi, ta tận lực bồi tiếp. Trực tiếp đóng cửa máy truyền tin Trần Húc trực tiếp leo lên mạng lưới, khởi động mấy khoản đến từ tương lai hacker công kích Nguyễn Kiện. Kỳ thật dùng Trần Húc trước mắt thực lực, hắn hoàn toàn không cần phải mượn nhờ người khác hiện hữu nguyễn kiện tiến hành công kích, hắn hacker tiêu chuẩn tối thiểu cũng đã tới nhất lưu hacker hoàn cảnh rồi. Nhưng là, hiện tại Trần Húc mặt đối với, lại là đến từ thế giới bốn phương tám hướng công kích. Hơn nữa, còn có một trí tuệ nhân tạo ở sau lưng thao túng. Kỳ thật Trần Húc không sợ nghế ngọa đức, đối với cái này cái do nhân loại linh hồn tiến nhập máy vi tính thế giới mà sinh ra quái thai, Trần Húc tự nhiên là cùng máy vi tính trình độ cao nhất chạm tinh thảo luận qua. Mọi người thảo luận cuối cùng nhất kết quả là, mế Ngoá đức hôm nay đã biến thành một đoạn chương trình, như vậy hắn muốn tuân theo chương trình quy tắc. Người này tại trên Internet đích thật là có thể tùy ý hành tẩu, nhưng là cũng cũng không phải hoàn toàn không có chế ngự, đồng phục phương pháp của hắn. Nếu như người này trải qua mạng lưới đột nhiên cắt đứt quan hệ, ví dụ như mế ngóa đức xâm lấn một đài máy vi tính lúc, đột nhiên mạng lưới gián đoạn, như vậy người này cũng sẽ bị vây ở cái kia đài máy vi tính ổ cứng HDD chính giữa chỉ cần không đem cái này đài máy vi tính vào internet lạc như vậy người này cũng sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại ổ cứng hdd ở bên trong cái lúc này lại tiến hành mấy lần hệ thống format đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có đem chính mình phục chế mình phục chế là virus thể hiện cũng là tuân theo máy vi tính quy tắc đấy nhưng là trần húc mơ hồ cảm thấy người này cũng không phải làm như vậy bị phục chế ra đồ vật nếu như là cùng hắn có độc lập tư tưởng như vậy cái này đối với mễ ngóa đức chính mình mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Đối với mễ ngóa đức, Trần Húc vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Dù sao Trần Húc tiếp xúc đến hắn trước khi chết trí nhớ, đồng thời cũng trong khoảnh khắc đó, trực tiếp xâm nhập rất hiểu rõ người này tính cách. Hắn rất cuồng vọng, luôn cho là mình độc nhất vô nhị, phảng phất cách hắn, địa cầu tự cũng không vận chuyển đồng dạng. Như vậy tính cách, chắc có lẽ không phục chế ra thứ hai mình mới là, bởi vì phục chế ra về sau, cái khác hắn, sẽ không nghe trước khi mế ngóa đức mệnh lệnh, loại chuyện này không phải hắn có thể tiếp nhận đấy. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, cho nên Trần Húc tự điên cuồng đối với nước ngoài xâm lấn đến IP phát động công kích. Trần Húc trên tay những cái kia đến từ tương lai hacker nguyễn kiện là bực nào lợi hại. Trong đó không biết lợi dụng bao nhiêu hiện tại không biết hệ thống lỗ thủng tăng thêm tiểu mẫn vô cùng khoa trương tính toán năng lực, rất nhanh, nước ngoài rất nhiều khu mạng lưới cũng lâm vào nghiêm trọng trạng thái tê liệt. Nhưng là, Vượt quá Trần Húc dự kiến chính là, cái kia gót thực lực quả nhiên cũng rất cường hãn. Hắn một mực tại trên internet xuất quỷ nhập thần, ai cũng bắt không được hắn, thế nhưng mà, người này lại mỗi lần có thể triệu tập mới nhân mã, cũng bất kể một cái giá lớn tiến hành phản công. Hắn phản công không phải Trần Húc, mà là Trung Quốc đại lục mạng lưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô số hacker cùng an toàn các chuyên gia gia nhập lúc này đây đại chiến. Thử nghĩ một chút đi, vốn gót là triệu tập một đám hacker làm tay chân, nhưng là Trần Húc tại lúc phản công trực tiếp đem cái kia hacker chỗ IP địa vực cho công kích, như vậy tự nhiên sẽ dẫn tới cái kia IP địa vực mặt khác hacker phản kích. Đây cũng chính là gót dụng ý, dùng loại này du kích chiến phương pháp, đem SMMS đổ lên toàn bộ thế giới hacker mặt đối lập. Làm cho những cái kia vốn không muốn ra tay đối phó SMMS hacker hoặc an toàn các chuyên gia ra tay. Hắn loại phương pháp này hoàn toàn chính xác nhận được hiệu quả, nhưng lại còn có câu nói gọi là, chỉ đoán trong mở đầu, đoán không chúng cái này kết cục. Vốn là gót có ý tứ là dùng loại thủ đoạn này làm cho mặt khác đám hacker ra tay đối phó SMMS, nhưng là Trần Húc nhưng lại không ngốc. Hắn hiện tại phẫn nộ, hắn hiện tại phiền muộn, nhưng là hắn lại không có ngốc đến tại nhạy cảm như vậy thời khắc thật sự an vị thực đối phương đối với chính mình vua oan. Cho dù Trần Húc nhất thời bị lửa giận sông váng đầu não không thể tưởng được, nhưng là đừng quên, bên cạnh hắn còn có một quản dịch đây này mạng lưới tê liệt thế tất sẽ khiến cái chỗ kia đám hacker phản kích, nhưng là, đây cũng là song trọng hiệu quả đấy. Nếu như chế tạo ra loại này cục diện chính là cái người kia quá mức cường đại, đã cường đại đến bọn hắn liên thủ đều không thể đối kháng trình độ, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Húp, nếu như người cái vị kia lão sư có lòng tin khiêu chiến toàn bộ thế giới hacker, như vậy hắn có thể tiếp tục công kích xuống dưới, làm cho mặt khác hacker không thể không đứng ở SMMS bên này, đem những cái kia ở sau lưng dở trò lũ tiểu tử cho bắt được đến. Cái thế giới này vốn chính là như thế, thực lực trí thượng, cường giả vi tôn. Tại lực lượng tuyệt đối xuống, hoa chiêu gì đều là không có ý nghĩa, cuối cùng hại, hay là đám bọn hắn chính mình. Trần Húc cứ dựa theo quản dịch phương pháp, điên cuồng đã bắt đầu công kích. Kỳ sách lưới, cả lý đề cung cấp vừa lúc mới bắt đầu, cái kia địa vực đám hacker còn có thể phản kích, nhưng là tại Trần Húc như lôi đình đả kích cùng tiểu mẫn thùng sắt đồng dạng phòng ngự xuống, bọn hắn hết thảy thủ đoạn công kích đều không có bất kỳ hiệu quả, cuối cùng chỉ có thể phái ra đại biểu liên hệ với Trần Húc, xin ngài không muốn tiếp tục công kích được không nào. Chúng ta biết rõ ngài lửa giận, nhưng là ngài có lẽ chỉ nhầm vào những cái kia đối với ngài dùng thủ đoạn lũ tiểu tử, chúng ta nguyện ý giúp ngài đem những này con sâu làm lẩu nồi canh bắt được đến, xin ngài đình chỉ công kích được không nào. Cứ như vậy, những cái kia chủ động công kích Trung Quốc bên này mạng lưới đám hacker bị nắm chặt đi ra, tạm thời cấm bọn hắn lên mạng, nhưng là chân chính muốn cho cùng bọn họ trừng phạt, nhất định phải trải qua địa phương tư pháp cơ cấu. Thế nhưng mà, thiếu khuyết ít tổ chức ủng hộ, những cái kia tư pháp cơ cấu còn có thể bán SMMS mặt mũi sao? Đừng quên, nếu quả thật phải đi tư pháp chương trình, ảnh hưởng đến lần này mạng lưới tê liệt đầu sỏ gây nên, tự là SMMS à. Mặc dù đối với những ngày tiểu dầu tương đương không có hứng thú, nhưng là loại kết quả này cũng làm cho Trần Húc cảm thấy thật sâu không còn chút sức lực nào. Hiện tại hắn mới phát hiện mình ở sự thật chính giữa lực ảnh hưởng cũng không có trước khi trong tưởng tượng lớn như vậy, tại Minh Hữu ruồng bỏ, thực lực của mình còn không có có phát triển lúc thức dậy, hắn tại sự thật chính giữa lực lượng, đối mặt những cái kia thế lực cường đại cơ hồ có thể không cần tính. Vừa lúc đó, Trần Húc mở ra hòm thư, thấy được Mễ Đức La tiến sĩ cho mình lưu tín. Audio điện tử võ tấn bền. Không có thực lực à, hết thảy đều là nói suông. Đang nhìn hết Mễ Đức La tiến sĩ cho mình lưu tín về sau, Trần Húc thật sâu hít và một hơi, chính mình quả nhiên hay vẫn là quá non rồi. Tự cho là đã có một đài đến từ tương lai siêu cấp máy tính, là có thể đem thế giới lưỡng tổ chức lớn đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Xem ra loại ý nghĩ này quả nhiên là quá mức nông cạn. Mà hắn cũng thật không ngờ, Taro một mặt tại hướng chính mình lấy lòng, mà đổi thành bên ngoài một mặt, lại thủy chung không có buông tha cho tìm kiếm mình sơ hở khá tốt giả thuyết ảo cảnh hệ thống tuy nhiên tại trình độ nhất định thượng tướng thực lực của mình bạo lộ, nhưng là đồng thời cũng cho mình bày ra một cái che giấu. Bọn hắn cho rằng SMMS vĩ đại cùng có thể sợ sẽ là nguyên ở cái này tương đương với thế giới thứ hai, The Second World, giả thuyết ảo cảnh hệ thống, mà căn bản không có nghĩ đến cái kia kỳ thật tự chỉ là một người, bất quá là đã có được một đài đến từ tương lai máy tính mà thôi. Ta nên làm cái gì bây giờ à? Trần Húc lần thứ nhất cảm thấy loại này vô lực, Tại trong hiện thực hoàn toàn không có tự bảo vệ mình lực lượng hắn, tại đã mất đi thần bí kia cái khăn che mặt về sau, tình cảnh của hắn cũng đã trở nên rất nguy hiểm rồi, dưới mắt đừng nói là đi đả bại cái kia gót, mà ngay cả hắn an toàn của mình đều nhanh đã không có bảo đảm. Nếu như, nếu như là 3 năm về sau, nếu như là ăn sạch đảo tại hắn dự định kế hoạch chính giữa phát triển, như vậy đến lúc đó mình còn có có thể cùng mấy tổ chức lớn tiến hành đối thoại quyền lực, nhưng là hiện tại, hắn đã tứ cố vô thân rồi cái lúc này Jimmy và vài tên tại ăn sạch ở trên đảo, suốt ngũ bộ đội đặc chủng cũng cho hắn báo cáo. mấy ngày gần đây nhất, ăn sạch đảo chung quanh radar giám sát và điều khiển đã có đại lượng đội thuyền tập kết, chỉ sợ là có người muốn ăn sạch đảo hạ thủ. nhưng là Trần Húc có thể làm cái gì? hắn hôm nay, cái gì cũng không làm được. quản dịch có thể cảm giác được Trần Húc hai ngày này tâm tình cực kém, thường xuyên chính là một cái người đem chính mình khóa trong phòng vốn nàng còn tưởng rằng là Trần Húc bởi vì này lần hacker đại chiến sự tình mà làm cho tâm tình không tốt, nhưng là rất nhanh, nàng tự phát giác đến có chút không đúng rồi. Hôm nay phụ thân đem nàng kêu lên đi, nói là muốn cân nhắc thoáng một phát cùng SMMS hợp tác vấn đề, hơn nữa làm cho nàng hiện tại cùng Trần Húc giữ một khoảng cách. Điểm này quản dịch phi thường không rõ, trước khi phụ thân có thể là phi thường đồng ý cùng SMMS hợp tác đấy. Nhưng là như thế nào hiện tại, quản lão gia tử nhìn xem có chút lo lắng con gái sâu kín thở dài nói, lúc này đây, là SMMS từ suốt đạo đến nay lớn nhất một lần khảo nghiệm. Hôm nay Taro cùng ích cái này lưỡng tổ chức lớn đã liên hợp đối với SMMS ra tay. Vì gia tộc lợi ích, chúng ta bây giờ không thể sẽ cùng SMMS đi được thân cận quá rồi. Trừ phi, vị kia mạng lưới chi thần có thể gắng ngượng qua đi lần này cửa ải khó. Nếu không, nghe nói như thế, quản dịch sắc mặt bá thoáng một phát tựu trắng rồi. Châu U Taro Châu Mỹ Ích, cái này lưỡng cái tổ chức đại biểu cái gì ý nghĩa? Nàng tự nhiên là vô cùng tin tưởng, vậy thì đại biểu chi phối lấy toàn bộ thế giới mấy đại năng nguyên tập đoàn, xung ống đạn được tập đoàn đồng thời ra tay. Trong lịch sử những ngày tập đoàn đồng thời ra tay ghi chép chỉ có một lần, cái kia chính là tại nhị chiến uôn u 2 trong lúc, liên hợp đối phó ngay lúc đó châu u tài chính cự đầu Rothschild gia tộc. Kết quả, cường như Rothschild gia tộc cường đại như vậy tổ chức, đã ở những thế lực này ám muội ra tay dưới tình huống cơ hồ bị diệt tộc. Hôm nay đã đã mất đi đầy đủ lực ảnh hưởng Mà hôm nay Những này tập đoàn đã danh xứng với thực đã trở thành cái thế giới này chúa tể giả Bọn hắn lại một lần liên hợp ra tay SMMS có thể đính đến ở sao Cái này quản dịch tự minh bạch Vì cái gì mấy ngày nay chính mình cùng Trạm Tinh liên hệ thời điểm Trạm Tinh cũng là một bộ mặt ủ mày cho bộ dạng rồi Nàng nói rất nhiều trong nước nổi danh hacker Cũng đã bị quan dùng loại này cái loại này tội danh mà bị cách ly Nguyên lai like là lần này hacker đại chiến sau lưng vậy mà liên lụy tới khủng bố như vậy lực lượng, xem ra đem những này đám hacker cách ly, tự là một loại thỏa hiệp rồi. Kỳ thật cũng có thể xem như một loại bảo hộ, lại để cho bọn hắn buông tha cho lần này chống cự, lưu được thanh sơn tại A. Trong đầu vang lên phụ thân, hôm nay người hoa tứ đại gia tộc, quản, lý, đồng, dư cái này tứ ra, xem phong quang vô cùng, nhưng trên thực tế mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Gia tộc nhiều hơn 200 năm phát triển, đã biến thành mấy khối thơm ngào ngạt thịt mỡ, ai cũng muốn đi lên cắn một ngụm. Chỉ là, bọn hắn nếu là dám cắn rồi, chính mình cũng sẽ không dễ chịu. Hôm nay U Mỹ cường quốc tầm đó, đã dùng ích cùng Taro cầm đầu, tạo thành lưỡng vòng luẩn quẩn, bọn hắn riêng phần mình trên tay đều lờ mờ nắm giữ nào đó siêu thời đại kỹ thuật, hôm nay chính đang phát triển hoàn thiện chính giữa. Cái này vòng tròn luẩn quẩn, nhưng lại đem chúng ta người hoa tứ đại gia tộc cho bài trừ tại bên ngoài rồi. Ta nguyên lai tưởng rằng, SMMS có tư cách cùng cái này hai cái vòng tròn luẩn quẩn hình thành tạo thế chân và cục diệt. Như vậy, chúng ta người hoa tứ ra đem tạ này cùng U Mỹ cường quốc nhóm, đám bọn họ tiếp tục quần nhau xuống dưới. Thế nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn bên kia ra tay nhanh như vậy, hắc, chỉ sợ sẽ là ý định tại SMMS cánh chim không gió trước khi đem hắn diệt trừ. Trước diệt trừ SMMS, tiếp theo đã đến chúng ta. Chỉ là, gia tộc chính giữa đại bộ phận người căn bản cũng không có nhìn rõ ràng cục diệt, bọn hắn tự cho là mình được trăng hay chớ, là có thể một mực vinh hoa phú quý xuống dưới. Năm gần đây gia tộc đem sinh ý thời gian dần trôi qua chuyển hướng Á Châu, hoặc là nói thẳng là Trung Quốc thị trường. Tự là hy vọng một ngày kia những này xài lang đối với chúng ta quản gia ra tay lúc có thể cho gia tộc giữ một phần hương khói. Tiểu dịch, hôm nay hy vọng, tự đều tại người coi trọng chính là cái kia trần húc trên người. Nếu như hắn cùng với thầy của hắn SMMS có thể gắng ngượng qua một kiếp này, như vậy gia tộc từ nay về sau sẽ tận hết sức lực đối với hắn tiến hành ủng hộ. Nếu như hắn rất bất quá, như vậy các người trở về đến đại lục đi, đời này không muốn trở ra rồi. Quản dịch hạng gì thông minh nữ hài, tự nhiên minh bạch phụ thân trong lời nói ý tứ. Lần này U Mỹ mấy đại ngang ngược liên thủ, đối phó SMMS là thứ nhất, chấn nhiếp thế lực khác là thứ hai. Sao Sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, quản gia, tự là bị chấn lão hổ, bị cảnh hầu tử à. Trần Húc, N, còn có thầy của hắn, có thể rất qua được đi không? Có thể rất qua được đi không? Trần Húc trong nội tâm đã ở hỏi như vậy chính mình, chiếu dưới mắt tình cảnh đến xem, chỉ sợ là rất khó rất được đi qua. Tự vào hôm nay, tại ăn sạch đảo quanh thân, đã đã xảy ra cùng một chỗ giao hỏa sự kiện. Đối phương không biết là cái đó cái thế lực phái ra thuyền đánh cá, đã vượt qua ăn sạch đảo cảnh giới tuyến, lang nhà bọn người hạ lệnh nổ súng, cái này chiếc thuyền đánh cá rất nhanh bỏ chạy cách rồi. Tuy nhiên sự kiện lần này gần kề chỉ là một lần tiểu nhân xung đột, thậm chí đều không có nhân viên thương vong, nhưng là Trần Húc chờ trong lòng người đều rất rõ ràng, cái này chỉ sợ là đối phương đã đã đợi không kịp, lúc này đây chỉ là phái thuyền đánh cá đến sò xét, như vậy tiếp theo đâu này? Có thể hay không liền trực tiếp là tàu cần cầu nữa nha? Chẳng lẽ nói, thật sự muốn ngoan ngoãn giao ra giả thuyết ảo cảnh tư liệu? Trần Húc tuy nhiên tuổi còn chưa lớn, nhưng là hắn còn không có có ngây thơ đến sẽ cho rằng, chính mình đem giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật giao ra đi về sau, đối phương tựu sẽ bỏ qua chính mình. Sói tính tham lam, hôm nay cầm giả thuyết ảo cảnh tư liệu, ngày mai sẽ hồi muốn thêm nữa, đối phó như vậy xài lang, chỉ có thể hung hăng đánh lên dừng lại, một trầu gậy gộc, đánh tới đối phương đau nhức, thậm chí thương gân động cốt đoạn hơn mấy căn móng vuốt, nó mới có thể trung thực. Xem ra, là cần làm ra điểm rung động tính công kích. Trước khi Trần hút một mực không có đem mạng lưới chiến hỏa lan đến gần một ít mẫn cảm khu vực mà ngay cả trong tay hắn chỗ nắm giữ một ít siêu thời đại virus đều không có thả ra đương nhiên. Thứ hai cũng là bởi vì trạm tinh khuyên bảo, Trần Húc đã từng đem một loại tên là Restrictor virus hàng mẫu đưa cho hồng khách liên minh, lại để cho bọn hắn thông qua chính mình con đường cảnh giới những cái kia ý đổ bất chính thế lực, nếu như đem chính mình làm cho quá ác, như vậy hắn sẽ đem loại này Restrictor. Thậm chí càng thêm nghiêm trọng virus máy tính phóng xuất ra đi. Restrictor là một loại phi thường ác ý, hoàn toàn dùng phá hư vì mục đích là ổ cứng HDD chú lưu thức virus. Còn virus này một khi bộc phát, có thể tại thời gian cực ngắn nội thông qua mạng lưới tản đến nhận chức ý một đài PC đầu cuối, bộ phận kết nối, hoặc là server bưng lên. Virus một khi phát tác, sẽ điên cuồng đối với ổ cứng HDD bên trên tư liệu tiến hành xóa bỏ, hơn nữa đồng thời còn hội tạo ra vô số không tự văn bản tài liệu, do đó không cho người tiến hành ổ cứng HDD khôi phục. Có thể nói chúng loại này virus máy tính, trừ phi tại địa phương khác có tư liệu dành trước, nếu không trên máy vi tính tin tức tự triệt để báo hỏng rồi, đỉnh cấp chuyên gia đều khó có khả năng cho người chữa trị tới. Hơn nữa loại này virus còn có ổ cứng HDD chú lưu công năng, tại không có chuyên giết dưới tình huống, cho dù trọng cài hệ điều hành, virus tại khởi động máy về sau cũng sẽ biết một ngực vận hành xuống dưới. Điều này sẽ đưa đến tại virus chuyên giết không có phóng suất trước khi, cả ngày máy tính tự đều là phế đấy. Có thể nói đây là một cái cực kỳ bá đạo hơn nữa ác độc virus máy tính, một khi thả ra, hậu hoạn vô cùng. Máy vi tính phương diện đồ vật, Trần Húc hoàn toàn không cần phải lấy người cố lộng huyền hư, cho nên hắn tự lại để cho hồng khách liên minh đem lời đưa đến. Như nếu như đối phương khư khư cố chấp, hắn muốn thả ra loại này, thậm chí so loại này đáng sợ hơn virus, đến lúc đó sẽ cho Internet mang đến bao nhiêu trùng kích cùng tổn thất, đây chính là hắn không quản được được rồi. Đây chỉ là Trần Húc lợi dụng uy hiếp một loại thủ đoạn, trên thực tế hắn cũng không dám tùy tiện đem loại này virus phóng xuất ra đi, hơn nữa đối với cái này phương pháp, Trạm tinh cùng lam sắc bảo bối đều biểu thị ra phản đối, bởi vì này loại virus một khi phóng thích, tự như là mở ra Pandora cái hộp, muốn thu hồi, vậy thì rất khó khăn rồi. Nhưng là sự tình cho tới bây giờ loại này cục diện, Trần Húc cảm thấy, nếu như mình nếu không làm ra điểm có lực uy hiếp động tác, chỉ sợ thật sự cũng bị đối phương nhìn bẹp. Đương nhiên, này virus vấn đề hay vẫn là trước chỉ hoãn thoáng một phát, Trần Húc trực tiếp công kích phố ôn hệ thống máy tính, cùng với Hoa Kỳ ngân hàng lưới ngân hệ thống. Trong lúc nhất thời, phố ôn thị trường chứng khoán số liệu xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, mà Hoa Kỳ ngân hàng mấy bút trên mạng giao dịch đơn đặt hàng cũng xuất hiện sai lầm. Nếu như nói trước khi Trần Húc công kích gần kề chỉ là cực hạn tại dân dụng mạng lưới, như vậy lúc này đây hành động, nói rõ tự là nhằm vào Internet Security chính giữa mẫn cảm nhất khu rồi. ỉ lại tại mạng lưới kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự lĩnh vực, trước sau như một là các quốc gia an toàn ngành coi trọng nhất địa phương, trước khi thế giới hacker đại chiến, chiến trường một mực tại dân dụng trên Internet, tham dự hacker số lượng phần đông, cái gọi là pháp không trách chúng, huống chi lần này hacker sự kiện còn có rất bao nhiêu kiểu thế lực ở sau lưng chỗ dựa, cho nên một mực rằng có đến bây giờ. Nhưng là hôm nay, SMMS một khi hướng phía mạng lưới tài chính nghiệp phát động công kích, những này phía sau màn thế lực lập tức tự ngồi không yên. Trong tay bọn họ tiến, tại trên Internet tự là một đoạn con số. Một vài theo, SMMS biểu hiện ra thực lực cường đại, lại để cho bọn hắn đã biết cái này mạng lưới trên thế giới tuyệt đối không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được hắn coi như là nghiêm mật nhất ngân hàng mạng lưới hệ thống đều không được nếu như đưa hắn nhắm trúng giận thậm chí có thể trực tiếp sửa chữa hoa kỳ ngân hàng server chính giữa người sử dụng gửi ngân hàng số liệu bất kỳ một cái nào ỉ lại mạng lưới làm tài chính công tác thống kê công ty đều muốn có khả năng lọt vào xuyên tạc bất quá khá tốt smms lần này hành động rõ ràng cũng chỉ là một cái cảnh cáo Phố Uân thị trường chứng khoán hỗn loạn 2 giờ, Hoa Kỳ ngân hàng hậu trường trang web bên trên bị phủ lên một phong cảnh cáo tín cùng một đoạn virus mã hóa, cảnh cáo trên thư chỉ có một câu, không nếu ý đồ khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, trừ phi các người có thể buông tha cho toàn bộ mạng lưới, 24 tiếng đồng hồ về sau, công kích nếu như còn không có đình chỉ, như vậy ta có thể cam đoan, Internet đem trở thành một mảnh địa ngục. Hoa Kỳ ngân hàng sau lưng cổ phần khống chế tựu là nước Mỹ tứ đại gia tộc, tại đạt được phong thư này về sau, ít người của tổ chức đã trầm mặc. Được rồi, cho dù SMMS sự thật chính giữa thực lực cơ hồ là không thì như thế nào. Tại trên Internet, hắn giống như là như thần tồn tại. Nếu như là 10 năm trước, mạng lưới mới vừa tiến vào bình dân người ta thời điểm, bọn hắn có lẽ có thể đối với lấy phần này uy hiếp cắn răng tráng sĩ đứt cổ tay, nhưng là hiện tại, khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, mạng lưới cũng càng ngày càng bị ỉ lại. Loại tình huống này, gặp một cái tại trên Internet có thể muốn làm gì thì làm người, đắc tội hắn, hoàn toàn chính xác không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Bởi vì lo lắng SMMS hội lần nữa xâm lấn nước Mỹ quân đội hệ thống, nước Mỹ quân đội đã toàn diện phân phối nhất nguyên thủy điện báo, hạ đặt mệnh lệnh ngoại trừ quân dụng mạng lưới bên ngoài, còn cần điện báo cùng với khác phương thức hoàn toàn chính xác nhận thức. Nhưng là tại dân dụng phương diện, mạng lưới liên quan đến khu vực thật sự là quá lớn, quá rộng lớn, nếu như trong lúc nhất thời SMMS thật sự quyết tâm công kích những này dân dụng công ty, như vậy đối với những thế lực này chỗ tạo thành tổn thương, chỉ sợ khó có thể dùng con số đến công tác thống kê. Bất kể là X hay vẫn là Taro máy vi tính các chuyên gia đều cảm nhận được nồng đậm vô lực, so về cái này mạng lưới chi thần, bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa. Nhất là Taro tổ chức máy vi tính các chuyên gia, vốn cho rằng gót tồn tại, cho bọn hắn mở ra một cái mới đích cửa sổ, lại để cho bọn hắn nhìn xem đã đến những người khác không cách nào tiếp xúc đến lĩnh vực, bọn hắn tự cho là đúng đã vượt qua toàn bộ thời đại, mới đích máy vi tính lĩnh vực. Nhưng lại thật không ngờ, bọn hắn thật lực của đối thủ còn xa xa tại cái khu vực này phía trên. Bọn hắn đang tại vì chính mình lấy được một gốc cây còn không có có phát triển lên cây giống mà vui mừng khôn xiết thời điểm, người ta cũng đã đã có được một cái nguyên thủy rừng rậm. Buông tha đi, mễ đức là tiến sĩ nghiên cứu hết cái kia đoạn virus dấu hiệu về sau vô lực mà nói, không nói đừng, tự riêng là cái này một cái virus, quang phóng xuất về sau tựu sẽ khiến toàn bộ thế giới mạng lưới lâm vào tê liệt. Mễ Đức La tiến sĩ ánh mắt rất là không cam lòng, trợ thủ của hắn nhóm, đám bọn họ biết rõ hắn vì cái gì không cam lòng vốn SMMS là ích thân mật minh hữu. Nhưng là cũng bởi vì tham niệm, lại đem người minh hữu này biến thành địch nhân. Từ nay về sau, ích tổ chức chỉ sợ rốt cuộc không cách nào đạt được SMMS trợ giúp. Mễ Đức La tiến sĩ buông tha cho, không có nghĩa là hắn lợi ích của hắn hun tâm người cũng sẽ buông tha cho, lập tức liền có người hỏi, hắn cũng đã đem virus dấu hiệu cho người rồi, chẳng lẽ tự cũng không căn cứ loại này cơ chế chế tạo ra chuyên giết sao? Chuyên giết, mễ đức là tiến sĩ nhịn xuống muốn cười xúc động, cái này đoạn dấu hiệu chính giữa rất nhiều đồ vật, ta hiện tại liền không nhận ra không hiểu. Cứ như vậy còn trông cậy vào làm ra cái gì chuyên giết? Gần kề chỉ là của ta xem hiểu một bộ phận, đã biết rõ con virus này uy lực, nếu như các ngươi không tin, như vậy tự tiếp tục tiến công đi xuống đi. Chúng ta tiểu tổ máy vi tính chính giữa có rất đa bảo quý tư liệu, hiện tại chúng ta nhất định phải ngăn ra dây mạng lưới, nếu không, sở hữu tất cả tư liệu đều muốn bị quét sạch không còn. Không có có người nói chuyện rồi, mễ đức là tiến sĩ cơ hồ là trên cái thế giới này mạnh nhất an toàn chuyên gia rồi, thậm chí ngay cả hắn đều nói xem không hiểu những này câu nói, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất, những này dấu hiệu hoàn toàn là SMMS bịa chuyện, Thứ hai, cái này đoạn dấu hiệu cao thâm, chỗ đại biểu kỹ thuật trình độ đã xa xa vượt lên đầu toàn bộ thế giới. Buông tha đi, mễ đức là tiến sĩ như thế nói, cho dù SMMS tại sự thật chính giữa là cái không có bất kỳ lực lượng hài nhi, chỉ bằng hắn máy vi tính tạo nghệ, cũng đầy đủ hắn thành vi trên cái thế giới này thần rồi. Mạng lưới chi thần, nếu như các ngươi không có nắm chắc trực tiếp bắt được SMMS chân nhân, như vậy ta đề nghị các ngươi cũng đừng có lại động như vậy tay chân, bởi vì tại trên Internet, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản hắn. Hắn đại biểu chính là vô địch, trừ phi, các ngươi đã làm tốt bom tha cho toàn bộ Internet chuẩn bị. 3 giờ về sau, trên Internet đầy trời chiến hỏa rốt cuộc biến mất, mạng lưới lại khôi phục đã đến ngày xưa thông. Đối với rất nhiều dân mạng mà nói, mấy ngày nay tựu là một hồi ác mộng. Nhẫn nhịn nổi giận trong bụng bọn hắn muốn tìm ra đầu sỏ gây nên tiến hành phát tiết, lại phát hiện trên Internet những cái kia đối với SMMS chỉ trích hết thảy biến mất. Lợi dụng Baidu, Google chờ tìm tòi động cơ đến tìm tòi smms cái này mấu chốt từ lại phát hiện tìm tòi kết quả là trống rỗng bất luận cái gì có quan hệ smms đưa tin tư liệu toàn bộ đều bị che đậy rồi nhưng có rất ít người biết rõ website bên trên đối với trần húc hai chữ tìm tòi cũng cũng không có đây là quốc gia đối với các người thầy trò bảo hộ chuyện này theo bên ngoài đến xem đối với người bình thường mà nói trên căn bản là dừng ở đây rồi hoàng an bình tự mình đến đến las vegas gặp trần húc Chuyện lần này kiện, Thượng Diện chỗ thừa nhận đến áp lực quả nhiên là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi đừng tưởng rằng Thượng Diện tại sự kiện lần này bên trên cũng chỉ có thể một mặt thỏa hiệp, không có đối với các ngươi, còn có trong nước hồng khách nhóm, đám bọn họ tiến hành bất luận cái gì bảo hộ, vậy thì quá oan uổng rồi. Chúng ta quốc gia hiện tại còn chưa đủ cường, dùng quốc gia lập trường đến xem, rất nhiều chuyện cũng bất tiện quang minh chính đại đi làm. Nhưng là tại sau lưng, nếu như không phải lần này Thượng Diện ở sau lưng ủng hộ các ngươi thầy trò, các người thật sự sẽ bị giao ra đi. U Mỹ những cái kia cỡ lớn tập đoàn, chính khách lực lượng, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng được đến đấy. Kỳ thật Trần Húc hiện tại trong lòng cũng mơ hồ đã minh bạch, trước khi bị lửa giận sông váng đầu não, rất nhiều chuyện không có làm nhiều cân nhắc, nhưng là trải qua quản dịch cùng trạm tinh khai đạo, hắn trên cơ bản cũng nghĩ thông suốt. Tại loại chuyện này lên, thượng diện cao tầng chỗ thừa nhận áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn, dù sao, cái kia là trên toàn thế giới cường đại nhất một đám thế lực bọn hắn không cách nào tìm cái kia hư vô tồn tại SMMS phiền toái, nhưng là, chính mình dù sao cũng là cái đại người sống à. Những người này muốn tìm phiền toái cho mình hẳn là rất dễ dàng, nhưng là chậm chạp không có nhìn thấy những người này hành động, theo ở phương diện khác mà nói. Những người này chỉ sợ hay là đối với SMMS có chút kiêng kỵ không dám đem sự tình làm được quá tuyệt, nhưng là một cái khác tương đương trọng yếu phương diện tựu là quốc gia đối với chính mình tiến hành bảo vệ. Cái này là Hoàng An Bình trước khi lại để cho chính mình thụ huân mục đích, đã có quốc gia cường lực bảo hộ, những người kia cũng sẽ không biết đối với chính mình cái này không quan trọng gì tiểu nhân vật thế nào. Đương nhiên, nếu để cho bọn hắn biết rõ mình chính là SMMS, vậy thì khác nói. Đúng rồi, SMMS có phải thật vậy hay không nắm giữ giả thuyết sự thật thành thục kỹ thuật? Hoàng An Bình hỏi, lúc này đây sự kiện ta cũng có hạnh tham dự, nghe nói SMMS kỹ thuật hiện thực ảo đã có thể chế tạo ra một cái độc lập thế giới, tại thế giới kia chính giữa, tự như là tại sự thật thế giới chính giữa đồng dạng nhưng là tùy ý thứ đồ vật cũng có thể chế tạo. Lời này tự khoa trương, nếu như là trước khi Hoàng An Bình trực tiếp hỏi khởi giả thuyết ảo cảnh vấn đề Trần Húc chỉ sợ còn có thể sinh khí, nhưng là hiện tại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, giải thích nói, lão sư kỹ thuật hiện thực ảo ta cũng nhận thức qua, không có khoa trương như vậy. Cái kia tuy nhiên là một cái sắp xỉ tại sự thật thế giới địa phương, nhưng là cũng chỉ là sắp xỉ, bên trong bất kỳ vật gì, lớn đến mặt trời, nhỏ đến cho bụi, đều là do số liệu tạo thành đấy người tại chính giữa hết thảy ngoại giới xúc giác đều là do hệ thống quyết định đấy. Sở dĩ có thể ở bên trong tiến hành thí nghiệm, đó là bởi vì lão sư thí nghiệm nghiên cứu rất xa vượt ra khỏi hiện tại khoa học kỹ thuật, bên trong thí nghiệm số liệu cùng công thức đều là có sẵn, trực tiếp sử dụng là được rồi. Nhưng là muốn lợi dụng loại này ảo cảnh tiến hành sáng tạo, cái kia còn là không thể nào, dù sao lão sư cũng không phải chân tránh tạo hóa. Vừa nói như vậy, Hoàng An Bình trên mặt mơ hồ lộ ra điểm thất vọng, nhưng càng đậm dày hay vẫn là hứng thú, như thế nào tiến vào giả thuyết ảo cảnh. Ta có thể thử xem sao, dừng thoáng một phát, hắn tiếp tục nói, quốc gia đối với cái này phát minh phi thường có hứng thú, không nói gạt ngươi, cái này kỹ thuật chỗ mang đến ý nghĩa chính là vượt thời đại, chỉ là không biết cái này kỹ thuật bây giờ là hay không thành thục, có thể đạt tới trình độ nào, cho nên nhất định phải sự thật khảo sát thoáng một phát. Chuyện lần này kiện, nói thật ngươi cũng thấy đấy, sở dĩ u Mỹ cường quốc nhóm, đám bọn họ dám như thế làm bậy, cũng là bởi vì bọn hắn có đủ thực lực, nếu như cái này kỹ thuật thật sự thành thục trang bị tại quân đội người phải biết rằng về sự kiện lần này chúng ta theo những cái kia theo người xuất ngũ phương đông thần kiếm đại đội trưởng chiến sĩ chỗ cung cấp tư liệu đến xem được rồi người không cần phải như vậy xem ta những cái kia chiến sĩ tuy nhiên đã xuất ngũ tuy nhiên bây giờ còn đang làm hộ vệ của ngươi nhưng là bọn hắn cũng đều là ái quốc phật như vậy nhất định sẽ báo cáo đấy quân đội là một cái người can đảm dự đoán tự là lợi dụng giả thuyết ảo cảnh huấn luyện binh sĩ Tại đâu đó không sợ thương vong, muốn cái gì súng ống vũ khí, thậm chí là máy bay, xe tăng, đạn đạo cho dù là đạn hạt nhân. Sự thật chính giữa giá trị liên thành đồ vật ở nơi này cũng chỉ là một đoạn bình thường số liệu, cái này sâu sắc thấp xuống quân sự diễn tập thành phẩm à. Dùng loại vật này đến luyện binh, không tới 3 năm, có thể luyện được trăm vạn tinh thông biển lục không tam quân tác chiến thiết huyết hùng binh. Đối với quốc lực tăng trưởng, chỗ đại biểu ý nghĩa là vượt thời đại đấy. Cho nên, Trần lúc bất kể là về công hay vẫn là theo tư nhân góc độ, ta đều phải mạnh mẽ đề nghị, thậm chí muốn nói yêu cầu. Chúng ta phi thường hy vọng ngươi có thể khuyên bảo thầy của ngươi, đem cái này kỹ thuật bán cho quốc gia, về phần tiễn, điểm ấy ngươi hoàn toàn không muốn lo lắng. Trần Húc rất sớm trước kia ngay tại ăn sạch ở trên đảo bắt đầu dùng giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật, dùng cho khoa học thí nghiệm, còn một điều tựu là dùng cho cho những cái kia chiến sĩ tiến hành huấn luyện. Quân đội biết được giả thuyết ảo cảnh tin tức, hắn căn bản không cảm thấy giật mình, bởi vì hắn đã đem giả thuyết ảo cảnh loại này sản phẩm đem ra, tựu đã làm tốt đem loại vật này mở rộng ý định. Dù sao, Trần Húc hiện tại thiếu tiền à, giả thuyết ảo cảnh sinh ra đời, quả thực chính là một cái cực lớn cây dụng tiền, cái này kỹ thuật có thể liên quan đến đến các mặt, chính là một cái vượt thời đại kết quả. Trong đó lợi nhuận, tự nhiên lớn đến khó có thể đánh giá trình độ. Hơn nữa đối với Trần Húc mà nói, hắn nguyên vốn là có ý định đem cái này kỹ thuật dùng cho quân đội, chỉ là hắn còn chưa kịp khai cái này khẩu, Tự đã xảy ra hiện tại loại chuyện này mà thôi. Nhìn xem Hoàng An Bình nóng bỏng ánh mắt, chân hút cười nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết cái này kỹ thuật đối với quân đội mà nói đại biểu cái gì. Dùng hết sư mà nói, giả thuyết ảo cảnh hệ thống là nhân loại kế máy chạy bằng hơi nước, máy phát điện cùng máy vi tính về sau, vĩ đại nhất phát minh. Cái này kỹ thuật độc quyền lão sư là tuyệt đối sẽ không bán, ta muốn người có lẽ cũng biết, giả thuyết ảo cảnh có thể vận dụng đến địa phương thật sự nhiều lắm, xương là đẻ trứng kim kê cũng không đủ cho nên, cái này kỹ thuật lão sư khẳng định chỉ có thể lấy ra đại lý, mà không có khả năng đem sở hữu tất cả quyền tài sản đều duy nhất một lần bán đi đấy. Nếu như là ngươi, ngươi phải làm như vậy sao? Hoàng An Bình cũng cười, nếu như là ta, vậy cũng chắc chắn sẽ không bán đấy. Được rồi, ta biết rõ ngươi cùng ngươi vị kia lão sư ý tứ, ta như vậy hỏi ngươi, cũng là làm theo phép, kỳ thật mọi người đều biết, cái này độc quyền là không thể nào tùy tiện tự bán đấy. Nhưng là hiện tại, chúng ta cần một phần kỹ càng tư liệu, còn có khảo thí sản phẩm, điểm này hy vọng ngươi có thể cùng sư phụ ngươi tiến hành chuyển đạt, mặt khác. Hoàng An Bình vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, nói, Nam Hải bên trên cái kia hòn đảo, hiện tại hình như là Taro tặng cho ngươi được rồi a à, ngươi có tính toán gì không? Vị trí kia, rất mẫn cảm à. Trần Húc tự nhiên biết rõ Hoàng An Bình ý tứ, hôm nay Nam Cát rất nhiều hòn đảo đều bị quốc gia khác chỗ xâm chiếm, mấy cái quốc gia vì những này hòn đảo chủ quyền vấn đề có thể nói là một bước cũng không nhường. Mà hết lần này tới lần khác, ăn sạch đảo vị trí tại phía đông nhất. Nếu như nói ăn sạch đảo bị xác định nhét vào nước Cộng hòa Bản đồ, ăn sạch đảo dùng Tây Hòn đảo, tự nhiên không có lý do bị quốc gia khác chỗ xâm chiếm. đương nhiên, rất nhiều chuyện cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nam Cát Hòn đảo bên trên có thể nói là không có một ngọn cỏ, nhưng là vị trí địa lý hoàn cảnh, còn có đáy biển tài nguyên nhưng lại rất nhiều quốc gia đều nhìn xem. Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Malaysia, từng cái quốc gia đều đối với cái kia khối bảo địa nhìn chăm chăm. Nói lý ra xung đột không biết có bao nhiêu, thế nhưng mà loại chuyện này tại không thể khơi mào chiến tranh dưới tình huống rất nan giải quyết, Trung Quốc hiện tại lớn nhất phiền toái tựu là không dám tùy tiện xuất binh. Bởi vì một khi xuất động quân đội, như vậy nước ngoài truyền thông tựu lập tức đã có đầu để câu chuyện, kế tiếp tựu là thao thao bất tuyệt Trung Quốc uy hiếp luận vân vân, bất lợi với quốc gia quốc tế danh vọng. Trước tiên là nói về nói cái nhìn của người a, tuy nhiên chính thức khẩu hiệu hô được vang dội, nhưng là dù sao theo nói lý ra nói cái kia hòn đảo bây giờ là ngươi, lãnh địa, Hoàng An Bình cười nói, chúng ta lấy được tình báo là, người toàn bộ tiếp thu Taro lưu lại nhà khoa học, hơn nữa chuẩn bị đối với hòn đảo tiến hành kiến thiết. Người cùng người vị kia lão sư là tính thế nào hay sao? Không chỉ có chỉ là tại đây phiến hòn đảo bên trên thành lập khởi mấy cái nghiên cứu căn cứ, trở thành SMS sự thật chính giữa cứ điểm đơn giản như vậy a. À. Trần Húc nở nụ cười, tốt rồi, ngươi cũng đừng thăm dò ta rồi ta cam đoan ta cùng thầy của ta sẽ không làm bất luận cái gì phản bội tổ quốc sự tình. Cái này đảo, dựa theo mục tiêu của chúng ta, tương lai sẽ trở thành vi tổ quốc Tây Nam vùng Duyên Hải chính thức lãnh thổ một nước tuyến, nhưng là lúc trước ta cần đạt được trợ giúp của các ngươi. Cái gì trợ giúp, Mao Chủ tịch đã từng nói qua, thương tử bên trong gia chính quyền. Hôm nay ăn sạch đảo tứ phía đều là địch nhân, vị trí lại nhạy cảm như vậy. Trước khi chúng ta cùng ích cùng Taro tổ chức quan hệ khá tốt cũng là thì thôi, chỉ là hiện tại, mọi người vạch mặt về sau, chỉ sợ có người tựu sẽ hối hận đem cái này đảo đưa cho ta lão sư rồi. Cái này chúng ta biết rõ, hiện tại ăn sạch đảo chung quanh cũng không yên ổn. Người Mỹ không dám trực tiếp xuất động hạm đội thứ bảy, nhưng là Malaysia hải quân nhưng lại dục dịch hà. Hơn nữa, bọn hắn đám kia ra hỏa thường dùng thủ đoạn, tựu là tìm một đám thủy quân đi giả mạo hải tặc, chúng ta biết rõ bọn hắn chỉ sợ sẽ đối với ăn sạch đảo bất lợi. Nhưng là hết lần này tới lần khác quốc gia của ta hải quân không thể tùy tiện xuất động, càng không thể đến nhạy cảm như vậy địa vực đi, nếu không, liền đem là một hồi chiến tranh. Ngươi muốn làm như thế nào? Trần Húc nói, ngươi nói không sai, hiện tại chúng ta hải quân hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện xuất động, bởi vì chính trị bên trên quá mức mẫn cảm. Cho nên, lão sư ta ý định lần này nguy cơ về sau, tổ kiến một chi trên danh nghĩa không thuộc về bất luận cái gì thế lực tư nhân hải quân. Hoàng An Bình con mắt sáng ngời, ý của ngươi là... Một chi không phiên hiệu, tối thiểu trên danh nghĩa không thuộc về Trung Quốc quản chế hải quân. Gặp Trần Húc gật đầu, Hoàng An Bình sắc mặt chợt âm chợt tinh, tốt một hồi mới thở dài nói, SMMS thật lớn thủ bút à. Như vậy một chi quân đội, thật giống như Nam Dương những quốc gia kia bí mật ngụy trang hải tặc đồng dạng, trên danh nghĩa đến xem là không thuộc về bất luận cái gì thế lực tránh trị đấy. Như vậy, cái này chi quân đội cho dù làm sự tình gì, quốc tế dư luận cũng không cách nào khiển trách Trung Quốc. Nhưng là, làm như vậy phong hiểm có phải hay không quá lớn? ăn sạch đảo khoảng cách vùng duyên hải quân cảng quá xa chính giữa đều là thế lực khác chiếm cứ đảo đá ngầm san hô làm như vậy như vậy trong nước thật đúng là không thể cho các ngươi cung cấp cái gì quá nhiều ủng hộ thuyền của các ngươi từ chỗ nào làm cho về sau bảo hành sửa chữa bảo dưỡng những này đều không dễ dàng hà có câu nói ta nói được khó nghe ngươi đừng trách móc chỉ bằng ăn sạch đảo hiện tại phương tiện căn bản không cách nào ủng hộ khởi một cái cỡ nhỏ hạm đội trần húc nở nụ cười Ai nói tại trên biển xưng bá tựu nhất định cần hạm đội hay sao? Ngươi lần này trở về, giúp ta xem xét 3.000 tên chiến sĩ xuất sắc, đưa đến ăn sạch ở trên đảo, 3 tháng thời gian, ta có thể lại để cho bọn hắn trở thành tương lai uy chấn Nam Hải một chi tinh anh chiến đội. Nhìn xem Hoàng An Bình không tin biểu lộ, Trần Húc thở dài, đương nhiên, chỉ là huấn luyện những này chiến sĩ, lại để cho bọn hắn tiến vào giả thuyết ảo cảnh chính giữa. Thế nhưng mà, sự thật chính giữa chúng ta cần trang bị, mà những này trang bị, dưới mắt chúng ta căn bản chế chế. Cái gì trang bị, có thể tái nhân hình từng binh sĩ thao tác người máy. Tên gọi tắt cơ giáp, lão sư ta trong tay, đã có vài loại thành thục bản thiết kế, nhưng là, bài trừ tài liệu khác, lớn nhất một nan đề tựu là, những này cơ giáp cần có động cơ. Dùng quốc gia dưới mắt động cơ chế tạo kỹ thuật, căn bản chế. Nhìn xem Trần Húc lấy tới một phần in văn bản tài liệu, Hoàng An Bình lần thứ nhất cảm giác mình tay đang run rẩy Vô số lần, hắn cùng với quân đội vô số lần đi ước định SMMS giá trị, mỗi lần đều tự cho là đem đối phương đánh giá rất cường đại rồi, nhưng lại thật không ngờ, đối phương cường đại xa xa tại ngoài dữ liệu của mình. Cơ giáp, đây là các quốc gia quân đội nằm mộng cũng muốn có được đồ vật gì đó. Toàn bộ thế giới chiến tranh các khoa học gia dốc sức liều mạng nghiên cứu đồ vật. SMMS tại đây vậy mà đã thành công phẩm rồi hả? Hơn nữa, hay vẫn là vài chủng loại hình cơ giáp thành phẩm bản thiết kế? Cơ giáp ý nghĩa tương đương với cái gì? tự tương đương với thời trung cổ thời điểm, những cái kia trọng giáp kỵ binh. Cái kia cường đại sức chiến đấu cùng linh hoạt lực cơ động, đủ để cải biến chiến tranh hình thức. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác, có người nghiên cứu ra đã đến cơ giáp thành phẩm bản thiết kế, nhưng lại gần kề chỉ là ở vào lý luận chính giữa. Nguyên nhân tự là động cơ kỹ thuật theo không kịp, những này, SMMS không có động cơ, cái kia những này bản vẽ, hoàn toàn là ước nghĩ ra được. Hoàng An Bình vô ý thức đi kiếm cớ đến không nhận loại vật này, về phần nguyên nhân hắn cũng không biết, khả năng tựu là không muốn tin tưởng SMMS khoa học kỹ thuật trình độ đã đạt đến loại này trình độ khủng bố. Đương nhiên không phải, lão sư tự nhiên có lão sư phương pháp của mình. Những này cơ giáp chế tạo kỹ thuật, trong đó bao hàm các mặt, đều tuyệt đối vượt lên đầu tại cái thế giới này máy bay chế tạo nghiệp. Người hoàn toàn có thể đem phần này tư liệu lấy về tiến hành ước định. Chỉ cần hoàn toàn dựa theo trên tư liệu yêu cầu là có thể chế tạo ra hoàn mỹ thành phẩm. Ta muốn dùng quốc gia lực lượng hôm nay đại lượng chế tạo còn không có khả năng, nhưng là chuyên tấn công ra vừa đến hai bệ, có lẽ vẫn là có thể a. À. Có thể, đương nhiên có thể, nhưng là chúng ta cần rất nhiều cơ giáp, 3.000 khung tinh vệ số biển lục 03T cơ giáp tạo thành chiến đội, đủ để linh hoạt tại trên mặt biển tiến hành về ý quân sự hành động. Cho dù hạm đội thứ bảy đã đến, ta cái này 3.000 khung cơ giáp cũng chưa chắc sẽ sợ bọn hắn. Kỳ kỳ u, om sách về phần mới mã thái những cái kia tiểu quốc hải quân, càng là không nói chơi. Hoàng An bình kích động vật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn đã bao lâu không có thất thố như vậy đã qua. Cơ giáp, tính linh hoạt siêu cường cơ giáp tại hải chiến chính giữa đại biểu cái gì? Vậy thì đại biểu những này linh hoạt giống như bọ chó đồng dạng đồ vật sẽ không còn đã bị nước chảy ảnh hưởng, mà có thể tại trên biển linh hoạt làm ra các loại động tác. Làm địch nhân ngư lôi, đạn đạo đánh tới thời điểm, thậm chí có thể nhẹ nhóm tránh thoát đến. Mà loại này cơ giáp một khi nhảy đến đối phương trên thuyền, cái kia đối với trên thuyền bộ binh nhóm đám bọn họ mà nói, cái kia chính là ác mộng. Trần Húc nói không sai, đây là vừa thời đại phát minh. Đây là cải biến toàn bộ chiến tranh hình thức phát minh. Ba nghìn đài như vậy cơ giáp, đích thật là đủ để tiêu diệt tùy ý một chi trung cấp hải quân rồi, cho dù chống lại hạm đội thứ bảy. N, cái này độ khó có chút lớn, nhưng là, có thể khẳng định chính là, nếu như cả hai thật sự giao phong, hạm đội thứ bảy cái kia ngốc hàng mẫu cùng tuần dương hạm, thực chưa hẳn có thể xài được. Những này, tục tương đương với là 3.000 khung nhân công điều khiển Transformer à. Ta lập tức trở về đi hướng thượng cấp bẩm báo chuyện này, hơn nữa lập tức lại để cho công nghiệp quân sự nhà máy cùng sở nghiên cứu gấp rút chế tạo ra đến nhóm đầu tiên cơ giáp. Về phần chiến sĩ, 3.000 người xuất hiện tại có chút phiền phức, nhưng là ta sẽ lập tức thông chi quân đội, lại để cho bọn hắn tiến đưa một đám có điều khiển thiên phú chiến sĩ đến ăn sạch đảo giao cho ngươi. Nhưng là, Hoàng An Bình nhìn xem Trần Húc, nhưng là điều kiện tiên quyết là, nhất định phải giữ vững vị trí ăn sạch đảo. Hoàng An Bình trịnh trọng mà nói, trên Internet đỏ sức, rốt cuộc dùng tôn sư toàn thắng mà chấm dứt, nhưng là, địch ánh mắt của người cũng đã quang hướng về phía An Sạch Đảo. Xem ra địch nhân đã hối hận đem như vậy một cái chiến lược yếu địa chuyển nhượng cho tôn sư, bọn hắn không dám hiển nhiên ra tay, đành phải dùng một ít quen dùng, nhận không ra người đích thủ đoạn. Hiện tại hạm đội thứ bảy tự ở chung quanh vùng biển quốc tế thượng du đáng, mục đích đúng là vì khiên chế trụ quốc gia hải quân. Chúng ta không cách nào phái ra quân đội tới giúp ngươi, tối thiểu hải quân hạm đội là không được. Như vậy đi, ta lập tức trở về đi, làm trên mặt điều một đám bộ đội đặc trùng đến ở trên đảo, sau đó mang một ít vũ khí hạng nặng đi qua. Ăn sạch đảo địa lý vị trí quá mấu chốt rồi, tương lai phát ra nổi tác dụng cũng quá mấu chốt rồi, thế nhưng mà dưới mắt, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Trần Húc gật đầu biểu thị ra giải, Hoàng An Bình cắn răng nói, đương nhiên, thượng diện cũng sẽ biết đối với thế lực này gây nhất định áp lực, chỉ cần có thể kéo qua mấy tháng, đợi đến lúc nhóm đầu tiên cơ giáp chế tạo thành công, khi đó cục diện lại bất đồng. Đúng rồi, những này cơ giáp bản vẽ, ngươi là tặng không cho quân đội hay sao? Làm sao có thể, Trần Húc liếc mắt, nếu tặng không, ta cái này phá ra chi tử chỉ sợ cũng sẽ bị lão sư tươi sống quất chết. Đương nhiên, tiễn vấn đề tạm thời cũng không nhắc lại, ta muốn 3.000 chiếc cơ giáp thành phẩm. Hoàng An bình hít một hơi lãnh khí, người thật đúng là công phu sư tử ngoạm mà. 3.000 chiếc, một cái quân đội đến lúc đó đều chưa hẳn có thể giả bộ bị nhiều như vậy. Người phải biết rằng những này động cơ không thể đại lượng chế tạo, đều là cùng thần châu số 5, số 6 đồng dạng, đơn giản chỉ cần dùng tiễn ném ra đến đấy. 3.000 chiếc, người thật đúng là dám mở miệng, chân hút cười hắc hắc, quả động cơ có thể đại lượng chế tạo, 3.000 chiếc tự nhiên không thể tính toán quá nhiều, đến lúc đó một khung cơ giáp giá trị chế tạo hẳn là tại hơn 200 vạn nhân dân tệ tả hiếu, 3.000 chiếc tự là hơn 6 tỷ, số tiền kia nói thật song phương đều có thể tiếp nhận, nhưng là tại động cơ không nắm chắc, không biết trước dưới tình huống, vậy cũng tự khó nói, tuy nhiên tư liệu chính giữa có cao đoan kỹ thuật, có thể thì không cách nào đại lượng chế tạo ra cần có tài liệu, cái này luôn một kiện chuyện phiền toái. Cái này rồi nói sau, hơn 3.000 chiếc cũng làm cho người duy nhất một lần giao hàng. Nói thật, chỉ bằng phần này tư liệu chính giữa mấy khoản có quan hệ động cơ chế tạo công nghệ, tự không ngớt cái giá tiền này rồi. Các người bọn này thái tử đảng thiểu tham ô điểm, Số tiền kia tựu đi ra. Hoàng An Bình cười hắc hắc, động cơ vấn đề hoàn toàn chính xác đau đầu, nhưng đau đầu lại không phải hắn, đã có phần này tư liệu, hắn về sau con đường làm quan thì càng ổn rồi, hoàn toàn không cần phải nữa dùng hắn lão tử quan hệ bám váy đàn bà hướng bên trên bò lên. Đương nhiên, có một điểm Hoàng An Bình cũng biết, theo giờ khắc này bắt đầu, trên người của hắn chính thức bị đánh lên SMS lạc ấn, muốn giặt rửa đều rửa không sạch rồi. Từ nay về sau, hắn cùng với SMS cùng Trần Húc là một tổn hại đều tổn hại, một quang vinh đều quang vinh. Nếu có một ngày, Trần Húc thật đúng lợi dụng những này kiểu mới giết chóc máy móc, đem nam cát hòn đảo vấn đề giải quyết, như vậy, cái này khai cương thác thổ, bảo vệ ra về quốc công lao lớn, mình cũng có thể chia lên một phần, đến lúc đó cũng không phải là thăng chức rất nhanh bốn chữ này có thể hình dung được rồi. Cho nên Hoàng An Bình giữa chưa căn bản không có dừng lại, trực tiếp bay trở về quốc. Nhất định phải đem những tin tình báo này báo cáo, cho dù là gánh chịu tương đương áp lực cũng nhất định phải bảo trụ ăn sạch đảo. Thế nhưng mà, như thế nào bảo trụ? Vừa trở lại trong nước Hoàng Bình tự nhận được một đầu lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch tin tức 3 ngày sau đó, Malaysia đem cùng Indonesia liên hợp tiến hành một hồi mặt biển quân sự diễn tập, mà diễn tập vùng biển, đúng là ăn sạch đảo quanh thân. Lần này, sự tình đại đầu rồi, ăn sạch đảo tại toàn bộ thế giới chính thức xuất bản địa đồ tìm không thấy, nhưng tìm không thấy không có nghĩa là cái này hòn đảo không tồn tại, mà là bị vì sao lau đi rồi. Cho nên lần này diễn tập, đối với người bình thường mà nói khả năng cũng sẽ không để ý, nhưng là đối với các quốc gia quân đội mà nói, lại cũng biết, ý của túy ông không phải ở rượu có dụng ý khác. Nhận được tin tức này, Trần Húc cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Taro vậy mà khiến cho như vậy tuyệt. Xem lần này diễn tập quy mô, chỉ sợ bọn họ lại ý định trực tiếp đem ăn sạch đảo oanh tiến đáy biển à. Jimmy, lập tức mang theo ở trên đảo trọng yếu văn bản tài liệu, còn có điều có nhà khoa học cùng các chiến sĩ rút lui khỏi. Trần Húc lúc này thời điểm cũng hoàn toàn không có biện pháp rồi, chỉ có thể đối với Jimmy hạ đạt mệnh lệnh như vậy, bất kể như thế nào, trước đem mọi người bảo trụ, lưu được thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt, Taro, sự tình hôm nay, ta xem như nhớ kỹ. Tuy nói cái này ăn sạch đảo nguyên vốn là Taro tiến đưa cho mình, hôm nay bọn hắn bộ dạng này tư thái, tối đa cũng tự là tương đương với chủ nhân đã hối hận, đem đưa ra ngoài đồ vật thu hồi đi. Nhưng là Trần Húc tại ăn sạch ở trên đảo thế nhưng mà đầu nhập vào quá nhiều tâm huyết à chỗ đó thế nhưng mà hắn chế tạo sự thật chính giữa thế lực bước đầu tiên. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, một bước này vừa đi ra đi. Đã đầu nhập mấy chục ước tài chính, liền đem tại hỏa lực chính giữa hóa thành cho tàn. Cái này lại để cho Trần Húc làm sao có thể đủ tiếp chịu được. Thế nhưng mà hình thức không bằng người, Trần Húc lại có thể có biện pháp nào. Cái thế giới này nhiều khi là không để cho người giảng đạo lý, hoàn toàn tựu là so đấu nắm tay người nào lớn. Trần Húc hiện tại nắm đấm không có ta đại, cơn tức này hắn chỉ có thể nhịn rồi, vài tỷ tài chính, cũng hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể nước dội lá môn rồi. Tuy nhiên, hắn rất không cam lòng, tiểu phỉ, đem tư liệu sửa sang lại thoáng một phát chứa đựng về sau, đem tại đây tư liệu toàn bộ đều tiêu hủy A, nhất là giả thuyết ảo cảnh server. Liên hệ với cháu mình lưu lại chính là cái kia ngụy trí tuệ nhân tạo chương trình, Trần Húc bất đắc dĩ nói, các ngươi trước khi rời đi, khởi động tự hủy trang bị, lúc này đây chúng ta không muốn bọn hắn đến tạc, tự chúng ta đem ở trên đảo hết thảy đều san bằng. Về sau, có cơ hội thù này nhất định phải báo, cho dù không có cơ hội, chế tạo cơ hội cũng muốn báo. Xem ra 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 người gặp phiền toái, phiền toái rất lớn, nhiều khi, Trần Húc đều không lo tiểu mẫn còn có cái này Trần Phỉ là một đoạn chương trình, bởi vì vì bọn họ nhân cách hóa độ thật sự là quá cao, Trần Húc có đôi khi thật sự cảm thấy, bọn hắn đó là sống sinh sinh tồn tại, cùng cái kiêm mế ngõa đức, gót đồng giảng, là một cái thuộc về trên internet chân thật tánh mạng phiền toái phi thường đại, đến từ sự thật thế giới, các người căn bản không cách nào giúp được việc bề bộn. Dù sao tại sự thật thế giới chính giữa, gia gia của người ta hiện tại vẫn chỉ là một đệ tử, không có chính thức thuộc tại sự cường đại của mình thế lực. Mà địch nhân của chúng ta, cũng giống như phát hiện điểm ấy, cho nên, tại trên internet bọn hắn bị ta chỗ đánh bại. Nhưng là tại sự thật chính giữa, bọn hắn dám muốn làm gì thì làm. Ra ra ngươi như vậy bi quan, Trần Phỉ rất ngạc nhiên mà nói, đối thủ rất cường không cách nào chống lại. Đúng vậy, đến từ sự thật chính giữa Taro cùng X, cái này lưỡng cái tổ chức tư liệu người có lẽ có A, à, hẳn là trong tương lai thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa nhân vật chính. Mà hôm nay, bọn hắn cùng Gia Gia Ta dính chắc rồi, tại sự thật chính giữa, Gia Gia Ta tạm thời còn không cách nào cùng bọn họ chống lại. Đích, điều kiện gây ra, Trần Phỉ Thanh Âm đột nhiên theo người bình thường nói chuyện cái chủng loại kia là điệu biến thành đâu ra đấy máy móc giọng nói điện tử, điều kiện gây ra, hiện tại thời gian, năm 2008 tháng 3 ngày 2, chủ nhân trong hiện thực thực lực đẳng cấp đánh giá vi cấp độ D, cùng cấp độ A Taro cùng X2 đại mấu chốt tổ chức đối địch giá trị vượt qua 100, tình huống, thập phần nguy hiểm, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Lấy thượng đế danh nghĩa, ta yêu chết lần này diễn tập, nhưng là ta không rõ chính là vì cái gì chúng ta không đem cái kia tòa đảo chiếm thành của mình. Thượng đế à, ta trông mà thèm này tòa ở trên đảo hệ thống ra đa đã rất lâu rồi, vì cái gì không thừa lúc cái này cơ hội khó được lấy tới. Như vậy có thể sâu sắc tăng cường chúng ta hải quân thực lực. Nói chuyện chính là Malaysia Hải quân Trung tướng Trúc Chính là địch. Tại đạt được lần này quân sự diễn tập chính thức mục đích về sau, người này kích động địa toàn thân phát run. Người bên cạnh nhìn hắn một cái, đều không nói gì. Trúc Chính là địch là đại mã nổi tiếng phái chủ chiến chỉ huy quan quân. Hắn cũng chưa từng có đối với ý nghĩ của mình tiến hành biểu thị. Tại hắn xem ra, Nam Hải vùng vùng biển còn có tài nguyên đều là thuộc về Malaysia những cái kia dơ bẩn người hoa căn bản thanh danh tốt đẹp à tư cách chiếm hữu như vậy um tùm vùng biển. Lúc này đây quân sự diễn tập, rất rõ ràng là có mấy thế lực lớn ở sau lưng thao túng, do Malaysia cùng Indonesia cái này hai cái thằng xui xẻo suốt đầu một lần phá hư hành động, hắn mục đích, tự là phá hủy vị trí này phi thường mẫn cảm, danh hiệu VDS 3978 cỡ lớn đảo đá ngầm san hô. Nhưng là rất nhiều cao tầng nhân sĩ cũng biết, cái này đảo đá ngầm san hô, vốn là Nam Hải vùng biển một cấm khu, chỉ là bởi vì hôm nay hướng gió là xong, cho nên mới đã mất đi giá trị lợi dụng. Trúc chính là địch rất hưng phấn, hắn thích nhất chấp hành như vậy hủy diệt nhiệm vụ, trước khi Malaysia cùng nước Mỹ đã ở cái hải vực này bên trên đã tiến hành mấy lần liên hợp quân sự diễn tập, mục đích phi thường rõ ràng, tự là tự là đối với Trung Quốc tiến hành chấn nhiếp, mà trong dự liệu, Trung Quốc cũng gần kề chỉ là biểu đạt ngạch kháng nghị thái độ, kháng nghị A kháng nghị A, vĩnh viễn chỉ biết thực dụng ngoài miệng kháng nghị chính thể. Cái này là Trúc chính là địch nghĩ cách mà lần này quân sự diễn tập mục đích là muốn phá hủy một cái hòn đảo hắn cũng biết cái này hòn đảo hiện tại chủ nhân đã biến thành một cái người châu á như vậy phá hủy cái này đến cùng có thể cho hắn mang đến tinh thần hưởng thụ vượt xa mấy lần trước liên hợp diễn tập ta đều không thể chờ đợi được rồi chúc chính là địch vẻ mặt bệnh trạng say mê đúng vậy là bệnh trạng tại malaysia dân gian cùng chính thức rất nhiều người cũng biết cái này chúc chính là địch là cái nghiêm trọng phái chủ chiến tướng lãnh chuẩn xác mà nói là cái phi thường phi thường tâm lý tên biến thái dùng hắn chính mình mà nói có chuyện gì so hòa giải một cái quái vật khổng lồ nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia quái vật khổng lồ còn không dám đối với chính mình thế nào chỉ có thể thông qua cái gọi là dư luận khiển trách các loại sự tình muốn càng làm cho người kích động đây này mỗi lần chứng kiến cái kia lại để cho chính mình không cách nào ngưỡng mộ thế lực chỉ có thể ở đủ loại dưới áp lực phát biểu một ít khiển trách mà không dám thay đổi tại thực chất tính hành động thời điểm Trúc Chính là địch hưng trong thì có một loại vô cùng thoải mái cảm giác. a à, nhịn không được toàn thân một hồi co rút, chỉ dùng muốn tự lại để cho hắn cao chiều. Huống chi, hôm nay bọn hắn muốn làm ạc, không chỉ có riêng chỉ là xua đuổi Trung Quốc thuyền đánh cá loại này đồ chơi cho con nít sự tình. 20 năm Trung Quốc cái này quái vật khổng lồ trước mắt, phá hủy một tòa địa lý vị trí rất quan trọng yếu hòn đảo. Có lẽ đối với Đông Nam Á Hải quân mà nói, bọn hắn cũng không đem đang tại quật khởi Trung Quốc Hải quân để vào mắt. Bởi vì tương đối mà nói, Trung Quốc hải quân trang bị cũng không có thể tự vượt lên đầu cho bọn hắn. Nhưng là bây giờ ai cũng biết, chiến tranh sẽ không dễ dàng phát sinh, nhưng là một khi phát sinh đánh chính là tuyệt đối không phải chỉ một binh chủng. Trung Quốc hải quân trang bị tuy nhiên bất hạnh, nhưng là so về quốc lực, bọn hắn tranh lệch nhiều lắm. Tuy nhiên rất đáng tiếc, nghe nói nếu như có thể đạt được tòa đảo này tự, có thể làm cho Malaysia tại ở phương diện khác khoa học kỹ thuật trình độ đề cao 10 năm, nhưng là trúc chính là địch cũng không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất mà vi phạm thượng diện ý tứ. Hắn sở dĩ dám hướng Trung Quốc cái này quái vật khổng lồ khiêu chiến, dựa vào tựu là ủng hộ của bọn hắn, trúc chính là địch có thể một chút cũng không ngốc. Cho dù hắn cảm thấy phi thường đáng tiếc, đứng tại đồ ăn kho số thuyền trưởng thế nội, trúc chính là địch một bộ đắc chí vừa lòng biểu lộ. Lúc này đại mã tổng cộng hai chiếc đồ ăn kho cấp đạn đạo tàu bảo vệ một trong, là đại mã hải quân tuyệt đối chủ lực, cũng là cả Đông Nam Á khu tính năng tiên tiến nhất tàu bảo vệ. Nếu như nhiệm vụ lần này hoàn thành thành đông, như vậy kế tiếp đại mã hải quân mới có thể đủ theo Nhật Bản lại mua được một chiếc. N, không thể nói, lúc này quân sự cơ mật. Có thể vừa nghĩ tới Nhật Bản hải quân trang bị, vừa nghĩ tới chính mình sắp trở thành Đông Nam Á mạnh nhất hạm đội thuyền trưởng, chúc chính là địch liền không nhịn được lại một lần nữa toàn thân co rút. Thời gian còn thừa lại cuối cùng nửa giờ, hai nước hải quân đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị, đợi đến thời gian vừa đến, sau đó tạc bằng tòa đảo này tự chúc chính là địch người chuẩn bị xong chưa? trong máy bộ đàm truyền đến một thanh âm, mọi người đều biết đó là người hợp tác Indonesia Hải quân hành động lần này người chỉ huy Skuni Á Trung tướng cũng là một cái phái chủ chiến, người nói là chúc mừng xâm panh, chúc chính là địch cười dâm nói, hay vẫn là nói kế tiếp tiệc tối yên tâm, ta đều chuẩn bị xong, còn có mấy cái hiện tại rất hồng tiểu nữ tinh muốn hay không một. Người người này, Spoonie Á cười to nói, được rồi, tụ lại để cho chúng ta nhen nhóm cái này yến hội trước khi khói lửa A. À, chuyện gì xảy ra, đúng vào lúc này, đột nhiên máy truyền tin truyền đến một hồi ẩm ý, vô số người thất kinh gọi lấy, tận lực bồi tiếp một hồi ẩm ẩm thanh âm, Spoonie Á mơ hồ không rõ thanh âm vang lên, cái này ghi đều là cái thứ gì. Radar đâu này, thượng đế à, radar của chúng ta tại sao phải phát hiện không được, cứu mạng. Lai kho số phòng chỉ huy một mảnh tĩnh mịch chỉ có trong máy bộ đàm cái kia ầm ĩ thanh âm không ngừng truyền đến thuyền viên đoàn thét lên ầm ầm kim loại tiếng va chạm âm nhạc còn có tiếng súng địch tập kích chúc chính là địch phản ứng đầu tiên tới ôm đồn qua máy truyền tin hét lớn tất cả đơn vị chú ý tất cả đơn vị chú ý tăng cường phòng ngự tiến vào chiến đấu chuẩn bị ách chiến đấu đây là cái thứ gì oanh một tiếng vang thật lớn tất cả mọi người cảm giác được cái này đồ ăn kho số đều đang run rẩy chắc chắn đạn đạo tàu bảo vệ hình như là bão tố chính giữa một đầu thuyền nhỏ, tại ở giữa hải dương ăn bữa hôm lo bữa mai. Địch tập kích, chúc chính là địch sắt cuống họng thét lên, cái kia quái vật khổng lồ hắn nhìn rõ ràng rồi, nhịn không được toàn thân phát run. Cái kia rõ ràng là cái cự đại người máy, chẳng lẽ đây là đang đập Transformer sao? Cái kia người máy hung hăng địa một quyền đập vào thủy tinh lên, chắc chắn chống đạn thủy tinh vậy mà không cách nào ngăn cản hắn như vậy một quyền, hoặc là nói, thì không cách nào ngăn cản cái kia người máy sức nặng đúng lúc này đồ ăn kho số bong thuyền cũng một hồi tiếng động lớn náo chính xác thân tàu bên trên phẳng phất rơi xuống nhiều cái vô cùng trầm trọng đồ vật áp thân tàu nước ăn đều đều trở nên thâm mà thân thuyền cũng đang không ngừng lay động đây rốt cuộc là quái vật gì chúc chính là địch dên gì lấy vừa rồi thân tàu lay động lại để cho hắn tại một đầu đâm vào một chương cái bản góc trên công bằng đâm vào nó huyệt thái dương bên trên lần này tuy nhiên không đến mức a thằng này trực tiếp đâm chết nhưng lại lại để cho đầu óc của hắn hỗn loạn tăng thêm bất thình lình rung động, đã đánh mất cơ bản phán đoán năng lực. Bất quá hoạn nạn thời kỳ gặp Trung Trinh, nó thợ lái chính lúc này thời điểm lui kéo Trúc Chính là địch hướng ngoài khoang thuyền chạy, đại cảm giác nói, tướng quân. Chạy mau, Trúc Chính là địch cứ như vậy chóng mặt chóng mặt thấm thoát bị kéo đến bong thuyền, mát mẻ gió biển thổi qua, lại để cho đầu óc của hắn hơi chút thanh tỉnh điểm. Trúc Chính là địch cái mũi động động, dĩ vãng gió biển chính giữa đều có một cổ mùi tanh, nhưng là hôm nay trong gió biển mùi tanh phảng phất đặc biệt đại cái kia không riêng gì nước biển mùi tanh hơn nữa là huyết mùi máu tươi máu tươi hương vị bị lái chính miễn cưỡng nâng dậy chúc chính là địch thấy được hắn cả đời này tiếp cận nhất địa ngục một màn huyết đều là huyết bong thuyền một mảnh màu đỏ năm cái hai tầng lâu cao cực lớn robot đang tại không lưu tình chút nào chém giết bọn hắn không có sử dụng cái gì vũ khí gần kề chỉ là dùng cái kia rất nhiều tấn lực lượng sắt thép nắm đấm cùng đi đứng một cước xuống dưới phảng phất ngày bình thường dọc theo đường chứng kiến ngăn cản ở trước mặt mình một cái con rán đồng dạng, một cước xuống dưới về sau bộ dạng. Đúng vậy, tại đây ghi sắt thép quái vật trong mắt, nhân loại giống như là con kiến đồng dạng. Trúc chính là địch xem qua phim Hollywood Transformer, nhưng là lúc này thời điểm hắn mới phát hiện, nước Mỹ điện ảnh phân cấp chế độ thật sự là có đạo lý của hắn. Lúc ấy xem phim thời điểm hắn tự giác góc nhi, cột trống trời cùng mưa gây trần cái này hai cái hơn 10 tấn quái vật đánh cho tí tách, dầm ao ao, lại không làm bị thương một người bình thường lúc ấy hắn còn cảm thấy cái kia điện ảnh hoàn toàn tựu là cái chê cười. Nhưng là bây giờ nhìn đến sự thật bản được rồi, hắn lại một chút cũng cười không nổi rồi. Nhân gian địa ngục, chẳng lẽ người ngoài hành tinh muốn xâm lược địa cầu rồi hả? Nhưng là rất nhanh, chúc chính là địch liền phát hiện cái kia cũng không phải ngoài hành tinh người máy. Bởi vì tại đây ghi sắt thép quái vật ngực được rồi, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn vậy hẳn là là ngực, tự ở nơi nào, hắn chứng kiến ngực là trong suốt, bên trong là một người. Người da vàng, hắn nâng lên tay trái, cái kia robot cũng dơ lên tay trái, hắn nghiêng người, người máy kia cũng nghiêng đi thân. Một tuần, chúc chính là địch rốt cuộc minh bạch trước mắt những này máy móc quái vật rốt cuộc là cái gì? Cơ giáp, trời à, dĩ nhiên là cơ giáp, hoàn mỹ cơ giáp, hiện tại khoa học kỹ thuật đã có như vậy phát đạt sao? Số ít thuyền viên cầm lên vũ khí bắt đầu phản kích. Nhưng là những mầm mống kia đạn đánh vào những này trên cơ giáp lại dễ dàng bị bắn đi ra, không có đối với bọn hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, Chúc Chính là địch lúc này thời điểm rất muốn hô, dùng đạn xuyên giáp à. Nhưng là lập tức hắn liền nhớ lại, trên thuyền làm sao có thể trang bị vật như vậy. Nếu như hắn có thể còn sống, nhất định phải đem trên sự tình báo. Nhưng là chúc chính là địch thật sự không báo cái gì hy vọng rồi. Nếu như là thông thường chiến dịch, hắn tin tưởng đối phương tại như vậy tính áp đảo ưu thế dưới tình huống, là tuyệt đối sẽ đem chính mình cái ăn mặc cao cấp tướng lãnh trang phục người cho bắt sống đấy. Bởi vì bất kể là bất luận cái gì quy mô chiến tranh, bắt sống một gã cao cấp tướng lãnh tổng so giết hắn đi tác dụng đại. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện đối phương chút nào không có đình chỉ giết chóc y tứ. Bọn hắn hình như là người man dợ đồng dạng, tại như thế yêu thế thật lớn phía dưới, nếu như bọn hắn hạ lệnh ngừng bắn. Nghĩ như vậy tất trên thuyền thuyền viên đoàn không có người nguyện ý tiếp tục chống cự xuống dưới. Nhưng là bọn hắn vẫn tại giết chóc, dùng nhất nguyên thủy đích thủ đoạn. Những cái kia sắt thép thương dính đầy máu tươi, như vậy dọa người. Bọn hắn không có có ý tứ hòa đàm ý định, cho dù là liền tù binh đều không muốn muốn. Trúc chính là địch trong nội tâm đột nhiên đã có một hồi hiểu ra. DS3987, thì ra là cái kia tự xưng ăn sạch đảo thế lực. Cái kia lại để cho ích tổ chức cùng châu Utaro đồng thời kiêng kỵ, song phương thậm chí không tiếc liên thủ, thậm chí không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới mạng lưới cũng muốn phá hủy thế lực. Trước khi thế giới hacker đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, tạo thành tổn thất độ cao, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Từ khi mạng lưới sinh ra đời một khắc này lên, mọi người căn bản cũng không có nghĩ vậy sao một cái giả thuyết trong thế giới chiến tranh có thể tạo thành bộ dạng như vậy tổn thất. Có lẽ có người tại hoài nghi, không phải là mạng lưới không thể sử dụng ấy ư, có cái gì quá không được đấy. Ngoại trừ những cái kia dung trời ngâm mình ở trên mạng lưới chung, đối với sự thật sinh hoạt lại có thể tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Huống chi, lần này mạng lưới chỉ là đưa đến toàn cầu mạng lưới tê liệt, rất nhiều người đều thật đáng tiếc tỏ vẻ không có chứng kiến rất nhiều hacker theo trong ngân hàng vì tiện đề tiến sự tình xuất hiện. Nhưng là hiện tại trên Internet có bao nhiêu tài phú, security company, web portal, game online, thông tin thiết bị. Thiếu một thiên, muốn có nhiều tổn thất lớn, cái này là mạng lưới chiến tranh trung cực hình thái. Nhưng là dù là như thế, lưỡng đại thế giới đỉnh tiêm thế lực, thậm chí có thể nói là ngày bình thường thủy hỏa bất dung lưỡng thế lực lớn y nguyên liên thủ, đồng thời đến bóp chết ăn sạch đảo như vậy một cái mới phát thế lực bọn hắn đỉnh lấy toàn bộ thế giới mạng lưới tê liệt nguy hiểm là tất yếu đối với smms tiến hành rào sát trong đó chỗ trả giá cao có thể thấy được lốm đốm vốn chúc chính là địch còn cho rằng loại này một cái giá lớn hoàn toàn không có ý nghĩa nhưng là hiện tại xem ra dù là một cái giá lớn lại lớn gấp đôi vậy cũng tuyệt đối là đáng giá đấy nhìn xem cái này ghi sắt thép ác ma cơ hồ trong nháy mắt dẫm bẹp cả đầu người trên thuyền trúc chính là địch cái lúc này đột nhiên ý thức được chính mình còn là một quân nhân hắn sửa sang lại quân cái mũ cố gắng lại để cho thanh âm của mình chấn định chúng ta đầu hàng không quản các ngươi là ai thỉnh không muốn lại tiếp tục như vậy giết chóc ta là malaysia hải quân trung tướng trúc chính là địch quân ẩu thỉnh cầu quý phương đình chỉ công kích căn cơ geneva công ước cho chúng ta thể diện tù binh đãi ngộ thể diện ở giữa nhất cái kia sắt thép cơ giáp xoay người lại một người tuổi còn trẻ thanh âm mang theo trào phúng tại các người hạ đạt tiến công mệnh lệnh thời điểm, các người cùng nghĩ tới cái gọi là thể diện. Thật có lỗi, chúc chính là địch trung tướng đúng không, người thật giống như lầm rồi. Tại đây trải qua thời gian dài ngụy hòa bình dưới khăn che mặt, người có một số việc giống như một mực không có hiểu rõ. Trúc chính là địch nhìn rõ ràng cơ giáp chính giữa chính là cái người kia, con của hắn lập tức co rút lại. Người này, tự là động ở hắn lần này trọng điểm danh sách chính giữa vị trí đầu não, SMMS đồ đệ, cái kia thần kỳ Trung Quốc tiểu tử cổ xưa, chỉ thấy hắn ngồi ở cơ giáp chính giữa, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào cười lạnh, ánh mắt của hắn lạnh như băng, nhìn mình phảng phất như nhìn xem một người chết, chậm rãi nói, đó cũng không phải một hồi chiến tranh mà là một lần phản kích. Đã các ngươi tới trước chọc ta, như vậy muốn làm tốt âm tiết loại này phản kích chuẩn bị, chúng ta bất quá chỉ là xuất thủ trước mà thôi. Ta biết rõ người cũng không phải lần này công kích cao nhất mệnh lệnh người, nhưng là muốn trách, tự trách người chọn sai rồi địch nhân. Chúng ta mục đích là tiêu diệt, chúng ta không cần bất luận cái gì tù binh đây là cho chủ nhân các ngươi một cái tín hiệu không muốn cho rằng vì chúng ta tự không hữu hiện thực chính giữa phản kháng lực lượng chúc chính là địch phía sau lưng ướt cả gió biển thổi qua lại để cho hắn nhịn không được đánh cho dùng mình một cái ta là hải quân trung tướng tù binh ta có thể đủ cho các ngươi mang đến xa so giết ta nhiều hơn nhiều ta yêu cầu các ngươi tuân theo geneva công ước geneva công ước cổ xưa cười lạnh nói cái gì chó má thứ đổ vật ước định tác dụng tựu là lưu đến cuối cùng đến xé bỏ, hơn nữa trung tướng rất rất giỏi sao. Các ngươi đều chẳng qua là một đầu đáng thương cầu mà thôi, trong mắt của ta, ngươi cùng những này thủy binh không có bất kỳ khác nhau. Tốt rồi, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, cùng thuyền của ngươi nói gặp lại, cái này siêu đạn đạo vệ hạng, ta tiếp thu rồi. Về phần các ngươi, chúc chính là Prades sao đều nghe không được rồi, bởi vì hắn tự chứng kiến cái kia cơ giáp ngón tay đối với mình, một đạo ánh sáng hiện lên, ngực của hắn tự là đau xót, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ngực một đạo huyết sắc trực tiếp phun tới, đục lỗ trái tim của hắn. À, ta vậy mà không biết mình là bị cái gì giết chết đấy. Trúc chính là địch trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, nhất thời tiêu tán trước khi, hắn chứng kiến trên thuyền cái kia mấy bộ cơ giáp đột nhiên nhảy lên trên không trung, sau đó lại không trung nhanh chóng cải biến ngoại hình hai cái chân cơ giới thu, biến thành một cái bẹp điều hình dạng, theo mặt biển dùng tốc độ cực nhanh trượt đường xa phương. À, nếu có thể điều khiển như vậy một đài cơ giáp sửa thật tốt lúc này chúc chính là địch cuối cùng ý niệm trong đầu. Năm 2008 tháng 3 ngày năm thế giới tình báo các nước ngành đều nhận được một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng tin tức, Malaysia cùng Indonesia hải quân hợp tác tiến hành một lần nhằm vào nam Sa mỗ khối đảo đá ngầm san hô quân sự hành động tuyên cáo bại hoàn toàn, mạng lưới chi thần SMMS lần thứ nhất thể hiện ra hắn biểu hiện chính giữa lực lượng. Loại này chiến tranh công cụ có thể biến thành nhiều loại hình thái, có thể trên không trung tiến hành tầng trời thấp phi hành, có thể tại trên mặt biển trượt, hơn nữa có thể dùng tại lục chiến. Loại này chiến tranh công cụ xuất hiện, lập tức thay đổi chiến cuộc, này máy móc sử dụng chính là ẩn hình tài liệu có thể tránh né radar giám sát và điều khiển, hơn nữa trên không trung cùng trên nước hành động linh hoạt. Bọn hắn đột nhiên tiến hành tập kích, đại bộ phận hải quân chiến hạm trước đó đều không có được báo động trước, do đó làm cho đối phương nhẹ nhõm đánh lén thành công. Trong lúc máy móc cưỡng ép đăng nhập đến trên chiến hạm về sau, binh sĩ chỗ mang theo bình thường vũ khí căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà những này máy móc bộ đội ra tay vô cùng tàn nhẫn, cả trong cả quá trình không vẫn giữ lại làm gì người sống. Mà chỉ vẹn vẹn có hai chiếc tàu cần cầu phát hiện địch nhân sau sử dụng đạn đạo phản kích, tuy nhiên cũng bị đối với phương linh hoạt tránh khỏi. Lần này chiến dịch, đại biểu một loại hoàn toàn mới cỗ máy chiến tranh sinh ra đời, loại này cỗ máy chiến tranh đem cải biến về sau tác chiến tranh giành hình thái, ở thế giới chiến tranh sử trong có vượt thời đại ý nghĩa. Loại này cỗ máy chiến tranh, tự là từng binh sĩ tung thức người máy, tên gọi tắt, cơ giáp tự nhân loại sinh ra đời đến nay, chiến tranh tiểu chưa từng có đỉnh chỉ qua, mà chiến tranh hình thái cũng theo chiến tranh công cụ không ngừng phát triển mà không ngừng biến hóa. Thời kỳ viễn cổ, hoàng đế đại chiến si vưu, bài trừ truyền lưu đến nay vô số thần thoại truyền thuyết, đơn theo chính thức lịch sử góc độ nhìn lại, khi đó hoa hạ rất nhiều bộ lạc sử dụng vũ khí phần lớn là thạch khí, cây gỗ một loại, mà si vưu nhất tộc sử dụng đích thật là thanh đồng. Quân dục thiện chuyện lạ, tất trước lợi hắn khí, chiến tranh công cụ theo thạch khí, đến thanh đồng, đến sắt thép, thậm chí về sau xuất hiện hỏa dược, vũ khí nóng, thậm chí là đại quy mô sát thương hình vũ khí. Chiến tranh hình thái cũng theo những vũ khí này xuất hiện mà không ngừng cải biến. Thật giống như hỏa dược xuất hiện, sửa một cái thời đại đồng dạng. Cơ giáp sinh ra đời, đối với chiến tranh hiện đại mà nói có không gì sánh kịp ý nghĩa. Tự lấy lần này, bị các quốc gia quân sự các chuyên gia mệnh danh là 35 năm các sự kiện làm thí dụ, loại này kiểu mới cơ giáp xuất hiện, lại để cho các quốc gia hải quân đều cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Bài trừ loại này cơ giáp vốn có tiên tiến ẩn hình tài liệu, do đó đạt tới né tránh radar dò xét tiến hành phục kích bên ngoài, càng làm các quốc gia quân đội chấn động đấy. Là loại này cơ giáp kiểu mới tác chiến hình thức, linh hoạt, chúng có thể biến thân làm cỡ nhỏ máy phi hành dán tầng trời thấp phi hành, cũng có thể tại trên mặt biển lướt đi, càng có thể trên đất bằng chạy trốn hình như là Transformer đồng dạng, nhưng là những này biến hình cơ giáp có thể không hề chỉ chỉ là bề ngoài hiện ra loại này biến hình đặc hiệu mánh lưới, mà thật sự, chúng có thể giống nhân loại đồng dạng linh hoạt. Chúng có thể theo chiếc chiến hạm này bên trên nhảy đến mặt khác một tàu chiến hạm. Tốc độ của bọn hắn có lẽ so ra kém một ít tuần dương hạm, nhưng là tại cự ly ngắn sức bật còn có tính linh hoạt, là hiện tại đám hải quân căn bản không cách nào bằng được đấy. Đơn giản nhất mà nói, không có bất kỳ máy phi hành cùng đội thuyền có thể như bọn hắn như vậy, nói quay đầu tự quay đầu, nói ra tốc tự ra tốc. 35 năm cát sự kiện, nhân tạo có khống chế cơ giáp lần thứ nhất phát huy, toàn diệt Đông Nam Á hai quốc gia chung 1 phần ba hải quân, hơn nữa thủ đoạn huyết tinh vô cùng, toàn bộ chiến đấu xuống không có để lại bất kỳ một cái nào người sống. Mà khoảng cách nơi đây gần đây Trung Quốc hải quân dẫn đầu phát động, đem cái này mấy chiếc đã không có chủ chiến hạm cho khiên trở về. Cái này sự kiện đưa tới Đông Nam Á vài quốc gia mãnh liệt phản đối, yêu cầu Trung Quốc quân đội trả chiến hạm bởi vì ai cũng biết, cái này mấy tàu chiến hạm thế nhưng mà cái kia hai quốc gia điểm chí mạng, mệnh căn tử, bất quá đối với cái này lần quân sự hành động, cùng với mấy trăm tên hải quân tử vong, hai nước đều thần kỳ nhất trí im miệng không nói không đề cập tới. Dựa theo lệ quốc tế, cái này thuyền là khẳng định phải còn, bất quá cái này mấy tàu chiến hạm bên trên cũng có Trung Quốc quân phương tưởng muốn kỹ thuật. Cái này chỉ sợ tự giữ không được, bất quá lúc này thời điểm cũng không có ai quan tâm những này rất lại phía sau kỹ thuật, mọi người quan tâm chính là những này cơ giáp đến cùng là từ đâu đến đấy. Không ít giã tâm ra con mắt càng thêm sáng, hiện tại ai cũng biết, nhóm này cơ giáp tương ứng thế lực là ăn sạch đảo, chuẩn xác mà nói là SMMS dưới chướng bộ đội cơ giới, không có ai biết những này bộ đội là như thế nào đi ra, nhưng là đa số người cũng căn bản không đi cân nhắc vấn đề này. Bọn hắn cân nhắc chính là, như thế nào đem những này cơ giáp chiếm thành của mình. Nếu như nói trước khi đối với SMMS trong hiện thực lực lượng cùng kỹ thuật còn gần kề chỉ là xuất phát từ một cái suy đoán giai đoạn, như vậy cơ giáp xuất hiện tự lại để cho cái này suy đoán biến thành chân thật. Có trong lòng người đã bắt đầu hối hận, nhưng là càng nhiều nữa người nhưng lại dã tâm bừng bừng. Tuy nhiên lần này kế hoạch ra hơi có chút tiểu lỗ thủng nhưng là tình huống vẫn còn chúng ta nắm giữ chính giữa. Hơn nữa, tuy nhiên tổn thất một điểm lực lượng, nhưng là cái kia điểm lực lượng tại chúng ta xem ra hoàn toàn có thể không đáng kể, hơn nữa chúng ta đã nhận được càng đồ tốt, không phải sao. Taro Hoàng đế tổ chức lần này âm mưu tập đoàn bên trong khẩn cấp video hội nghị. Tại video này phòng họp từng cái đầu cuối, bộ phận kết nối là những cái kia đứng ở cái thế giới này kinh tế, chính trị đỉnh quái thú. Mà lần này, bọn họ là người hợp tác, mỗi lần SMMS đều cho chúng ta mới đích kinh hỉ lần này cũng giống như vậy, cơ giáp, cỡ nào thần kỳ chiến tranh công cụ, đang ngồi các vị đối với nó chẳng lẽ sẽ không có một chút hứng thú sao? Phòng họp từng cái đầu cuối, bộ phận kết nối, bên trong đã tiếng động lớn náo. Loại này kiểu mới chiến tranh binh khí, hơn nữa là rất hoàn mỹ, phi thường thành hình binh khí, nếu như nói đối với nó không có bất kỳ hứng thú, như vậy những người này tựu không xứng ngồi ở hiện nay vị trí. Cái này đầu cuối bộ phận kết nối chính giữa một nửa đại nhân vật, bọn hắn chi phối lấy cái thế giới này quân sự mậu dịch, bọn họ là cái thế giới này lớn nhất buôn bán vũ khí. Có đồ vật gì đó có thể so với loại này kiểu mới đấy? đủ để cải biến chiến tranh cách cuộc chiến tranh binh khí càng hấp dẫn những này buôn bán vũ khí đây này. Huống chi còn có giả thuyết ảo cảnh, như vậy một gốc cây cây dụng tiền còn tại đó. SMMS quả thực là toàn thân là bảo hà. Hơn nữa, tại những người này xem ra, người bình thường trong mắt vô cùng cường đại SMMS đối với bọn hắn mà nói bất quá cũng chỉ là một cái ôm trong lòng bảo bối 3 tuổi hài tử. Dù là hắn đã có được đủ để hủy diệt toàn bộ Internet lực lượng, còn có hiện tại cơ giáp chiến đội. Cùng bọn họ ở giữa tranh lệch, cũng như một thiếu niên cùng một cái người vạm vỡ ở giữa chênh lệch đồng dạng xa không thể chạm. Ta đồng ý hoàng đế thuyết pháp, chúng ta đã bỏ ra phi thường thảm trọng một cái giá lớn, tuyệt đối không thể không công mà lui. Đúng vậy a, à, rất thảm trọng, phi thường thảm trọng. Mọi người hiện tại cũng biết rõ, lọt vào SMMS công kích nghiêm trọng nhất hai cái khu, một cái tựu là tại Tây U, một cái tựu là Bắc Mỹ. Toàn bộ Silicon Valley hiện tại đều không thể không sử dụng Local Area Network đến vượt qua cái này dài dòng buồn chán hạo kiếp. Tất cả đại security company, vô số an toàn nhân viên, mỗi người tại SMMS trước mặt hình như là hài nhi, trang web bị trực tiếp hack mất, server quyền hạn mất đi, thậm chí mấy đài chứa đựng vô số hộ khách tư liệu server trực tiếp bị đối phương đã tiến hành một cái toàn bộ format, sau đó lại ở bên trong ném đi vô số mới tin tức, lại format. Nhiều lần mấy lần, cái này mấy đài server ổ cứng HDD là triệt để báo hỏng rồi, trừ phi là thượng đế hiển linh, nếu không những tài liệu kia là rốt cuộc tìm không trở lại rồi, tổn thất thảm trọng à, lại càng không muốn để hiện tại đã ẩn núp tại toàn bộ thế giới quá nửa máy vi tính chính giữa một cái che giấu virus rồi, còn virus này phi thường như a, trực tiếp ngay tại người sử dụng trên mặt bàn công bố một cái tên là ta là virus, lịch mau lẹ phương thức, nhưng lại không có bất kỳ chỉ hướng hơn nữa, ta là virus cái từ này tổ cũng là căn cứ thao tác hệ thống bất đồng phiên dịch được không cùng ngôn ngữ duy chỉ có tiếng trung thao tác hệ thống trong không có. Cái này mau lẹ phương thức là có thể xóa bỏ, nhưng là mỗi lần khởi động máy tự lại không biết như thế nào bật đi ra. Chẳng phân biệt được bất luận cái gì thao tác hệ thống. Không có bất kỳ an toàn chuyên gia có thể giải thích cái này mau lẹ phương thức tồn tại. Nó ngoan cố như một tảng đá, đã có được bất luận cái gì ác y nguyễn kiện chỗ có đủ đặc thù, chỉ cần một vận hành cái này mau lẹ phương thức, như vậy phanh cả đài máy vi tính tự trả thù, ổ cứng HDD hư hao, các màn hình cùng CPU độ ấm quá cao mà bị thiêu hủy. Nhưng là không vận hành hắn, sự tình gì đều không có. Dùng một cái châu U nổi danh an toàn nguyễn kiện CEO tại lén mà nói, nó tự như một đà đại tiện bày ở một cái trên bàn cơm, nhưng ai cũng không dám động. Mà ngay cả nhà trắng cùng lầu năm góc máy chủ chính giữa, đều đã có con virus này mau lẹ phương thức. Mọi người hiện tại duy nhất có thể làm, tự là tại đây đài virus phát tác trước khi đem sở hữu tất cả chân quý tư liệu đều dành trước, sau đó đặt ở một cái an toàn ổ cứng HDD chính giữa ai cũng biết cái kia virus là SMMS ném ra, nó giống như là đạn hạt nhân đồng dạng, nhưng là chậm chạp không bộc phát. Đây cũng là đạn hạt nhân uy lực chân chính chỗ, đạn hạt nhân giá trị, tự là tại không có văng ra trước khi, nếu như văng ra rồi, như vậy cũng tự là chuyện như vậy. Ai cũng không biết những này bệnh độc tướng từ lúc nào bộc phát, Virus bên cạnh còn có một đồng dạng không cách nào xóa bỏ me văn bản tài liệu, bên trong là dùng từng cái thao tác hệ thống sử dụng ngôn ngữ rất thành khẩn nói rõ. Bệnh này độc không bị kíp nổ hoàn toàn đúng hệ thống cùng máy vi tính không có bất kỳ tổn thương, cũng sẽ không biết đánh các người sử dụng là bất luận cái cái gì tư liệu, thậm chí bệnh này độc chú lưu máy vi tính ngược lại so bất luận cái gì phần mềm diệt virus chú lưu máy vi tính còn muốn an toàn. Bởi vì không có bất kỳ virus có thể cùng bệnh này độc đoạt địa bàn bản thân tàn loại này virus hoàn toàn là vì bị buộc bất đắc dĩ mãnh liệt yêu cầu u mỹ tất cả thế lực lớn đình chỉ đối với trung quốc mạng lưới công kích đình chỉ công kích về sau bệnh này độc tướng tự động biến mất nếu không mọi người tiểu cá chết lưới rách ga vì vậy thanh minh mấy ngày qua u mỹ chính phủ các nước trước cửa đều có rất nhiều dân chúng tại du hành yêu cầu chính phủ các nước đình chỉ mạng lưới thủ đoạn công kích mọi người ở trên bàn đàm phán giải quyết vấn đề tại tây phương nhân quyền là phi thường bị coi trọng mấy ngày nay các quốc gia nhất trí không có buông lỏng mạng lưới công kích trên thực tế sau lưng cũng đã đỉnh lấy thiên đại áp lực mạng lưới một ngày không khôi phục du hành tựu một ngày không đình chỉ từ đó làm cho rất nhiều xí nghiệp công ty mấy ngày nay cũng không có người đi làm trên thực tế tại không có mạng lưới dưới tình huống rất nhiều người cũng đều không có cách nào đi làm rồi trả giá lớn như vậy một cái giá lớn nếu như lại một điểm đồ vật đều cầm không đến như vậy những người này thật là tiền mất tật mang rồi ta đề nghị xuất động hạm đội thứ bảy nếu như mọi người không có ý kiến, buổi tối hôm nay tự lại để cho nghị sẽ thông qua cái này quyết nghị. Đang ngồi đều là cả đời kiêu hùng, tự nhiên minh bạch đi đến bây giờ trình độ này đã không có bất kỳ đường rút lui rồi, song phương thực đúng là cá chết lưới rách. Bất quá, so về U Mỹ những ngày thế lực cường đại, SMMS cường hãn nữa cũng không quá đáng chỉ là một đầu tiểu kim cá, mà bọn hắn nhưng lại bắt xa lưới. Đồng ý, đồng ý, rất nhiều người đều bề ngoài thái, kết quả cũng giống nhau, dù sao rất nhiều tổn thất bọn hắn cũng có, tự nhiên là không cam lòng, đương nhiên cũng có người tổn thất không lớn, lại muốn thừa cơ kiếm chất béo. Chính trị bên trên không có vĩnh viễn địch nhân cùng bằng hiếu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, những lời này nói một chút cũng đúng vậy. Tỏ thái độ đến ích tổ chức thời điểm dừng lại một chút. Ích tổ chức đại biểu là Mễ Đức La Tiến Sĩ, hiện tại Mỹ Đức La Tiến Sĩ tại ích tổ chức chính giữa hoàn cảnh thập phần không xong, bởi vì ích tổ chức cùng Taro có rất lớn một điểm bất đồng tuy nhiên lưỡng tổ chức lớn tịnh xưng vì thế giới hai cực, nhưng là hắn tính chất là không đồng dạng như vậy. Ít tổ chức bản thân chỉ là một cái nghiên cứu cơ cấu, mặc dù có đầy đủ lực ảnh hưởng có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ kinh tế cùng chính trị, nhưng là chủ yếu hay vẫn là tại cho bọn hắn phía sau màn thế lực lũng đoạn nước Mỹ nguồn năng lượng, súng ống đạn được tứ đại gia tộc. Nhưng là Taro bất đồng, Taro bản thân chính là một cái thần bí tổ chức, hoàng đế có được cái này cái tổ chức toàn quyền quyền quyết định cho nên tương đối mà nói, ít tổ chức đại khái tiêu tương đương với Taro dưới chứng pro nghiên cứu khoa học cơ cấu, bất quá tương đối mà nói, ít tổ chức địa vị càng thêm cao thượng, càng thêm độc lập mà thôi. Nhưng là loại này độc lập cũng là có hạn đấy. Lần này đột nhiên cùng SMMS xé rách quan hệ, liên hợp Taro cho SMMS tạo áp lực, bản thân cũng không phải là mễ đức là tiến sĩ y tứ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ít tổ chức phía sau màn tứ đại gia tộc bị Taro thuyết phục, không tiếc tự tổn cũng thể phải cùng sms làm hiểu rõ. Thâm ý trong đó, Mễ Đức là tiến sĩ không phải không minh bạch. Giả thuyết ảo cảnh, vật này giá trị quá lớn, Angen đã từng nói qua nhà tư bản nguyện ý vì 200% lợi ích mà bí quá hóa liều. Nhưng là cái này giả thuyết ảo cảnh nếu như đến tay, lợi nhuận đâu chỉ nhìn lần vạn lần. Trung Quốc có câu nói gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Mà châu U cũng có ngạn ngữ nói, voi bi ai không phải thợ săn tham lam, mà là nó hàm răng của mình giả thuyết ảo cảnh có thể làm một chuyện nhiều lắm, trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm là được. Luyện binh, đây là lầu năm góc bên trong nghiên cứu hồ sơ nếu như đem loại này giả thuyết phương thức huấn luyện phổ cập Trung Quốc toàn quân, 3 năm ở trong, Trung Quốc quân nhân từng binh sĩ tác chiến năng lực đem không đâu địch nổi, bọn hắn sắp có được hơn 10 vạn tinh anh đặc trùng quân nhân, quen thuộc bất luận một loại nào địa hình cùng hoàn cảnh tác chiến, mặc dù vũ khí trang bị so về U Mỹ các quốc gia còn phân biệt cách, nhưng là phong phú tác chiến kinh nghiệm đem sự đắc hòa bình niên đại mặt khác quân nhân tới không cái gì sức phản kháng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết gần kề chỉ là mặt đất lục quân giao phong, mà không phải đại quy mô toàn bộ phương vị công nghệ cao chiến tranh. Cái này đối với Tây phương các quốc gia mà nói là cái cử đại trùng kích. Cả ngày hô hào Trung Quốc uy hiếp luận bọn hắn, lúc này đây là thật sự rõ ràng cảm nhận được đến từ chính Trung Quốc đại lục uy hiếp. Trừ lần đó ra, còn có Taro khai ra lợi ích điều kiện lợi ích, điểm này trọng yếu phi thường, có thể thân cư địa vị cao, hiện tại lại có mấy cái là ngu ngốc. Nếu như chỉ căn cứ một câu cũng không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh là đúng tự tùy tiện động thủ, hơn nữa hay vẫn là gánh chịu lớn như vậy phong hiểm cùng tổn thất, ai hội nguyện ý. Đang ngồi đều là không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật, Taro đánh động đến bọn hắn, tự nhiên cũng không phải hoàn toàn là dựa vào lấy một cái còn chưa tới tay giả thuyết ảo cảnh. Nếu như nói đời sau mạng lưới kết cấu cùng đời sau máy vi tính thao tác hệ thống, là vì lần này mạng lưới đại kiếp nạn khó sau đích trọng sinh, cấp cho những cái kia có rất Victoria X cùng mạng lưới móc nối thế lực một quả thuốc an thần bên ngoài, một loại khác trọng sinh hấp dẫn, thật sự là lại để cho dưới mắt các đại gia tộc nhân vật đầu não nhóm, đám bọn họ không thể không tim đập thình thịch. Trời à, cái kia gót, cái kia dĩ nhiên là một cái hoàn toàn có độc lập nhân cách trí tuệ nhân tạo. Hắn còn sống ở trên Internet, dùng số liệu phương thức đã chứng minh sự hiện hữu của hắn. Hắn có thể thông qua mạng lưới đạt được vĩnh sinh bởi vì hắn bản thân chính là một cái đặc thù tánh mạng phương thức sau đó bị phục chế đã đến trên internet mễ đức là tiến sĩ tin tưởng nhớ rõ hoàng đế lúc ấy chư vị mọi người xem đã đến đây là một cái hoàn toàn độc lập sinh mạng thể một cái hoàn toàn độc lập tánh mạng hình thái hắn vốn là cùng chúng ta giống như đúc người nhưng lại bởi vì một lần ngẫu nhiên kỳ ngột tiến vào đã đến mạng lưới không gian đã trở thành một cái độc lập sinh mạng thể tại trên internet tuổi thọ của hắn tự tương đương với vô hạn như vậy, chúng ta có thể hay không đem cái này linh hồn lần nữa rót vào một người thể thể xác chính giữa đâu này? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định đấy, tuy nhiên dưới mắt còn có một chút cửa ải khó không có công phá, đó là bởi vì đây hết thảy mấu chốt đều nắm giữ ở SMMS trong tay. Giả thuyết ảo cảnh, cái này là mở ra nhân loại vĩnh sinh đại môn cái chìa khóa. Chư vị, các ngươi có vô số tài phú, hiển hách quyền thế. Nhưng là, dù là dốc hết gia sản của các ngươi các người cũng không cách nào làm cho chính mình sống lâu một ngày. Thế nhưng mà, chỉ cần chúng ta đã nhận được giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật, cái kia chúng ta là có thể vĩnh viễn sinh tồn trên thế giới này. Cái này lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, không có người muốn chết, nhưng là không ai có thể bất tử. Quyền khuynh thiên xuống, phú giáp một phương thì như thế nào? Sau khi chết cũng không quá đáng cũng chỉ là trồn ở hoàng trong đất, mấy ngàn năm nay, bao nhiêu người vì truy cầu vĩnh sinh, nhưng là lại ở đâu có người có thể đủ thành công thế nhưng mà dưới mắt, lại đột nhiên nhiều ra một đầu có thể đi thông vĩnh sinh con đường. Chư vị, SMMS phát triển tốc độ, đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Như vậy nhân vật, không thêm vào ngăn chặn, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành làm hại hoạn. Chúng ta phải thừa lúc hiện tại hắn cánh chim không gió thời điểm, đem hắn triệt để diệt trừ, chảm thảo trừ căn. Nếu không, chỉ bằng vào một cái giả thuyết ảo cảnh, 10 năm về sau, hắn đem đạt được cùng chúng ta bình khởi bình tọa, địa vị ngang nhau tư cách như vậy các vị vĩnh sinh chi lộ sẽ hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của hắn. Mấy đại gia tộc tộc trưởng hiện tại cũng già rồi à, người càng lão, quyền thế càng lớn, ngược lại lại càng sợ chết. Cái này mạng lưới linh hồn tồn tại cho các đại gia tộc lão nhân nhóm, đám bọn họ một thuốc an thần, mà hoàng đế câu nói sau cùng, tắc thì đốt lên bọn hắn trong lòng tham lam, ngẫm lại a à, đối với tại chúng ta các đại gia tộc mà nói, không có tử vong, bảo trì cơ trí ý nghĩ. Mấy trăm năm về sau, chúng ta đem triệt để có được cái thế giới này, chúng ta không còn là xuất phát từ bóng mở chính giữa, chúng ta chính là cái thế giới này chân chân chính chính vương. Tại đây dạng tham lam phía dưới, Mễ Đức là tiến sĩ phản đối lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực, ngược lại lại để cho hắn nhận lấy nghi vấn cùng xa lánh. Ta bỏ quyền, Mễ Đức là tiến sĩ thanh âm vang lên, lại để cho phòng họp đầu cuối bộ phận kết nối rất nhiều người bất mãn. Bỏ quyền, vậy thì đại biểu phản nghịch, cùng phiếu trông ý nghĩa là giống nhau. Mễ Đức là tiến sĩ mình cũng biết rõ, trong nội tâm nhìn không được một hồi trào phúng, tại nhất chú ý nhân quyền quốc gia phương Tây, ngược lại tại nhất đỉnh tiêm bỏ phiếu chính giữa không chuẩn bị bất cứ người nào quyền một câu, không là bằng hữu tự là địch nhân. Xem ra chính mình thật sự già rồi, cũng không biết mình có thể không có thể kiên trì đến về hưu vào cái ngày đó. Đằng sau bỏ phiếu rất thuận lợi, ngoại trừ mễ đức là tiến sĩ một chuyến bỏ quyền bên ngoài, tất cả mọi người tỏ vẻ tán thành. Như vậy sự tình cũng cứ như vậy định xuống dưới, trời tối ngày mai, hạm đội thứ bảy toàn thể xuất động mà kể cái kia smms bản lĩnh thông thiên chắc hẳn cũng chỉ có diệt vong một đường phòng họp tất cả đầu cuối bộ phận kết nối trên màn hình hoàng đế còn đeo cái kia hoàng kim quỷ dị mặt nạ làm cuối cùng tổng kết ngày mai một trận chiến quan hệ đến chư vị tương lai vận mệnh smms tuy nhiên tàng ẩn nấp nhưng là gót lại cũng không e ngại cùng hắn huống chi hắn cũng không phải là đều không có nhược điểm dịch thủy hàn trần húc hai người kia là đã biết sự thật trong xã hội cùng hắn quan hệ mật thiết nhất hai người. Dịch Thủy Hàn thân phận hôm nay đặc thù, tạm thời mặc kệ, chúng ta muốn tập thể đối với Trung Quốc tạo áp lực, lại để cho bọn hắn giao ra Trần Húc, dùng Trần Húc làm mồi dụ, dẫn xuất SMMS, tối thiểu nhất, cũng muốn đạt được hắn kỹ thuật cùng thỏa hiệp. Trên màn hình xuất hiện Trần Húc ảnh chụp, thế nhưng mà đúng vào lúc này, màn hình đột nhiên kịch liệt run động, đón lấy, hình ảnh một chuyến, trên tấm ảnh cái kia vốn cười ánh mặt trời sáng lạn thanh niên đột nhiên phảng phất sống đã tới đồng dạng, Mắt của hắn trâu theo trái hướng phải đảo qua một lần, trang phục của hắn cũng có biến hóa. Hắn nói: "Các ngươi là đang tìm ta sao? Ta chính là Trần Húc. Ta chính là Trần Húc, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy chư vị." "A, à, cái thế giới này chính thức trên ý nghĩa kẻ thống trị nhóm, đám bọn họ để cho ta tới nhìn xem." "A, à, tôn kính Rockefeller tiên sinh, Morgan gia tộc, Rothschild gia tộc, còn có, Châu ưu nguồn năng lượng hệ thống, tài chính hệ thống." khống chế toàn bộ thế giới súng ống đạn được mậu dịch cự đầu nhóm, đám bọn họ. Trên tấm hình Trần Húc, như trong tư liệu chỗ nói như vậy, tuổi trẻ, tinh thần phấn chấn, nhưng là, ánh mắt của hắn nhưng lại vô cùng lợi hại, bộc lộ tài năng. Tại quay mắt về phía những này đứng tại toàn bộ địa cầu nhân loại thế giới kim tự tháp đỉnh cự đầu nhóm, đám bọn họ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ là như vậy một phần phách lực, cũng đủ để có thể cho rằng, hắn là dưới mắt trên cái thế giới này, ưu tú nhất người trẻ tuổi một trong rồi. Nói chuyện phiếm thất đầu cuối bộ phận kết nối, một hồi rối loạn, ai cũng không nghĩ tới. Như vậy một cái độ cao cơ mật hội nghị, vậy mà sẽ bị người trong cuộc trực tiếp xông vào. Quả nhiên tự như là trước khi theo như lời đồng dạng, chỉ cần có mạng lưới địa phương, tự không ai có thể chống đỡ được SMMS bộ pháp trần húc với tư cách SMMS đồ đệ. Hắn lần này tới, khẳng định cũng tự đại biểu SMMS mục đích. Ít tổ chức cùng Pro hai đại bộ phận kỹ thuật môn đồng thời hành động, bị người ở trước mặt xâm lấn được xưng tuyệt đối an toàn video phòng họp, cái này đối với bọn hắn những này kỹ thuật cuồng nhân thật sự mà nói là kiện đả kích, tuy nhiên theo trên tâm lý, bọn hắn cũng không khỏi không chịu phục, mạng lưới chi thần SMMS hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có thể chống lại đấy. Tại vận dụng mạng lưới nhất trung cực lực lượng, song phương cũng không quá đáng cũng chỉ có thể ghép thành một cái nhìn như ngang tay cục diện, nhưng là ai cũng biết, trên Internet, SMMS đại biểu ý nghĩa tự là vô địch. Một mình hắn, quay mắt về phía toàn bộ thế giới. Chỉ là, cho dù là làm làm bộ dáng, những này các nhân viên kỹ thuật cũng nhất định phải làm xảy ra chuyện gì tình, kỳ thật bọn hắn cũng cũng không sợ cái này video phòng họp tất cả đầu cuối bộ phận kết nối chân thật IP cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì đầu tiên, SMMS muốn tra những này IP thật sự là dễ như trở bàn tay, hắn đều đã tiếp quản toàn bộ phòng họp cao nhất quyền hạn, chỉ sợ là đã sớm tra rõ ràng. Tiếp theo, tại cái hội nghị này thất đầu cuối bộ phận kết nối tồn tại, căn bản là không sợ Trần Húc Cha. Cái thế giới này, pháp luật hữu hiệu lực bất quá chỉ là 99%. Mà có tư cách vào nhập cái hội nghị này thất, có tư cách hưởng dụng từng cái đầu cuối, bộ phận kết nối đến tiến hành biểu quyết, cho dù là hiện tại xâm lấn vào Trần Húc. Cái hội nghị này thất chính giữa tất cả mọi người, đều là thuộc về cái kia một phần trăm tồn tại. Bọn hắn mới được là cái thế giới này pháp quy chế định người, bọn hắn một cái quyết định, nói không chừng đều có thể cải biến lịch sử hướng đi. Nhân vật như vậy, có gì chỗ sợ, duy nhất so sánh có kiên kỵ, đại khái chính là cố lộng huyền hư, mỗi người trên mặt đều đeo giày đặc mặt nạ Taro. Bọn hắn thân phận chân thật, ngược lại cho tới nay là cái rất đại bí ẩn, coi như là ít tổ chức, cũng gần kề chỉ là biết rõ Taro chính giữa một bộ phận cao cấp thành viên thân phật, mà vị hoàng đế này, giống như theo Taro thành lập đến bây giờ, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, thậm chí mỗi lần đều dùng máy móc giọng nói điện tử nói chuyện hơn nữa toàn thân khóa lại một kiện đại áo choàng ở bên trong nhìn không ra dáng người người này mọi người liền hắn là nam hay là nữ cũng không biết bất quá ở đây đều là đại nhân vật tuy nhiên ngoài ý muốn thực sự còn không đến mức bị trần húc như vậy một tên mao đầu tiểu tử cho hù đến rất nhanh hoàng đế tự cười nói anh hùng xuất thiếu niên à trần húc không nghĩ tới ngươi như vậy có dũng khí như vậy ta muốn chúng ta vừa rồi ngươi cũng có thể cũng nghe được rồi chúng ta không giống các người người châu Á nói như vậy quanh co lòng vòng, tất cả mọi người thẳng thắn điểm A, người lần này tới, là tới đầu hàng, hay vẫn là đến ứng chiến đấy. Người vị kia lão sư, thái độ của hắn là cái gì? Trần Húc cười nhạt một tiếng, chữ của ta điển ở bên trong còn không có có đầu hàng hai chữ này. Ta cũng xin khuyên các vị một câu, con thỏ nóng này còn cắn người, hôm qua Nam cắt một trận chiến, đã chứng minh ta thầy trò cũng không phải là toàn bộ không có lực phản kháng. Hạm đội thứ bảy lại có thể thế nào? cũng dọa không ngã chúng ta, thật can đảm khí, hoàng đế cười nói, cái kia đã như vậy, tựu là không có thương lượng. Đã các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi cái kia vài khung cơ giáp là có thể cùng suốt một cái hàng mẫu tạo đội hình chống lại, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói ra ngươi ý đổ đến, sau đó, chuẩn chuẩn bị chiến tranh tranh đi. Trần Húc ha ha cười cười, vị này có lẽ tự là Taro hoàng đế bệ hạ. Không biết ngài hay không còn nhớ rõ, mấy tháng trước quý phương 12 múi kim cây hoa cúc sự tình những lời này là trần trụi ở vẽ mặt rồi. Mấy tháng trước, bởi vì Taro đánh giá sai Trần Húc thực lực, phái tới mấy phê sát thủ mưu toan đưa Trần Húc vào chỗ chết, cuối cùng dẫn tới SMMS dưới cơn thịnh nộ ra tay, một lần hành động tiếp quản toàn bộ nước Mỹ quân đội hệ thống, giả mạo Tổng thống hạ đạt mệnh lệnh, làm vừa ra chống khủng bố diễn tập, một lần hành động đem 12 múi kim cây hoa cúc căn cứ phá hủy hầu như không còn. Chuyện này đang ngồi tất cả mọi người rất hiểu rõ, lúc ấy xuất động công kích Đông Nam Á 12 múi kim cây hoa cúc căn cứ, Tự là hạm đội thứ bảy Kết quả cuối cùng, Taro bất đắc dĩ cùng SMMS thỏa hiệp, hơn nữa cắt nhường ăn sạch đảo đi ra, hơn nữa cùng SMMS ký kết 3 năm không xâm phạm lẫn nhau điều ước mặc dù nhưng cái này điều ước không chuẩn bị bất luận cái gì ước thúc tính, cùng một chương đại tiện giấy không có gì khác nhau. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, gần kể chỉ qua mấy tháng, Taro tự lại một lần nữa hướng SMMS thế lực đã phát động ra công kích, đơn phương đem cái này mở lớn liền giấy cho xé bỏ. Hơn nữa đứng mũi chịu xào, chính là muốn phá hủy ăn sạch đảo. Tất cả mọi người cảm thấy, Taro như vậy cách làm quá mức không hiểu thấu rồi. Cũng không phải nói xé bỏ điều ước, điều ước tồn tại, bản thân tác dụng chính là vì xé bỏ đấy. Thật giống như thế chính là vì vi phạm đồng dạng. Tại nơi này mặt, mọi người tin tưởng chỉ có lợi ích, chỉ có lợi ích kết hợp mới được là kiên cố, hoàn mỹ đấy. Bất luận cái gì ước định, cho dù là giấy trắng mực đen con dấu đồng ý ước định, cũng không quá đáng tựu là giấy lộn một chương mà thôi. Bởi vì đến cái này mặt, đã không có bất kỳ pháp luật cùng đạo đức có thể đối với bọn họ tiến hành ước thúc, có, chỉ có lợi ích. Chỉ là, lại để cho những tổ chức này không cách nào lý giải chính là, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Taro tại sao phải đột nhiên thay đổi. Là vật gì thúc đẩy bọn hắn thái độ 180 độ chuyển biến. Sự phát hiện kia tại bị mệnh danh là ăn sạch đảo hòn đảo, đối với Taro mà nói thực sự không phải là cái tùy tiện có thể bỏ qua căn cứ, đã bọn hắn đã bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn đem cái này hòn đảo đưa cho SMMS, vì cái gì tại không có được đầy đủ chỗ tốt thời điểm, tự vạch mặt. Dùng hiện tại Taro quân sự mục đích đến xem, bọn họ là muốn đem ăn sạch đảo đánh chìm đến đáy biển. Như vậy tổn thất, cho dù là Taro như vậy thế giới đỉnh cấp tổ chức, cũng chưa hẳn không thịt đau. Thế nhưng mà bọn hắn xác thực là như thế này làm, loại này trước sau cực lớn sai biệt, lại để cho người rất hoài nghi, mấy tháng này nội, Taro bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì loại làm này, hoàn toàn không giống như là một cái dựng ở thế giới đỉnh phong tổ chức sở tác sở vi. Như như vậy tổ chức, gặp được loại này cỡ lớn giao dịch, cái nào không phải mưu sau mà động. Một hồi giao dịch, thường thường tại đạt thành trước khi cũng đã cân nhắc đến sau này 3 năm. Thậm chí là 10 năm phát triển tình hình, lại nào có chính là mấy tháng lại đột nhiên 180 độ cải biến lập trường hay sao? Cái này, không phải lại để cho người chế nhạo đấy sao? Đang ngồi khắp nơi ngang ngược, cái nào không phải trải qua một lần lại một lần kỳ ngộ cùng phong hiểm mới đi cho tới hôm nay một bước này có chút đặc biệt kỳ ngộ đều nương theo lấy cực lớn phong hiểm phán đoán đúng rồi nhất phi trùng thiên phán đoán sai rồi lập tức ngã nhập địa ngục vĩnh viễn không ngã thân tarot loại này quyết sách rõ ràng cho thấy một lần cực kỳ nghiêm trọng sai lầm bất quá ở đây tất cả mọi người trong nội tâm cũng đều rất muốn biết đến cùng là bởi vì sao lại để cho Taro tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng làm xảy ra lớn như vậy phương hướng cải biến. Cái lúc này nói cho người biết kỳ thật cũng không sao rồi, hoàng đế kim sắc mặt nạ tại trên màn hình chiết xạ ra một loại quỷ dị kim quang, Trần Húc à Trần Húc, người thật sự cho rằng thủ đoạn của các ngươi là có thể lừa dối sao. Không tệ, người lão sư kia SMMS đích thật là cường đại, đích thật là lại để cho chúng ta một lần phán đoán sai lầm, nhưng là hiện tại, chúng ta đã hết biết hết rồi lai lịch của các ngươi. Trần Húc trong nội tâm hơi kinh hãi, chẳng lẽ chính mình có được một đài đến từ tương lai máy tính sự tình bị Taro cho đã biết. Điều đó không có khả năng hà. bọn hắn biết rõ chính mình cùng SMMS chính là một cái người sao. Dù sao còn trẻ, Trần Húc trên mặt cái kia một tia không được tự nhiên bị hoàng đế tinh tường bắt ở, hắn cười đắc ý hơn, lừa dối à. Bất quá, các ngươi hoàn toàn chính xác có lừa dối thực lực. Lúc trước, SMMS thậm chí trực tiếp tiếp quản toàn bộ thẩm mỹ quân sự mạng lưới, một chiêu này đích thật là lại để cho chúng ta tán thưởng, chỉ sợ chỉ có thần mới có thể có như vậy kiệt tác a. À. Nhìn chung các người phát minh, máy vi tính lĩnh vực phương diện cơ hồ không thể địch nổi, loại này cường thế biểu hiện, cũng làm cho đang ngồi chư vị tựu thật sự cho rằng, cái kia SMMS tựu là không gì làm không được, có mặt khắp nơi được rồi. Thế nhưng mà trên thực tế, chư vị, hôm nay ta muốn vạch trần cái này SMMS chân diện mục. Lại để cho mọi người xem xem, cái này cái gọi là mạng lưới chi thần rốt cuộc là cái thứ gì. Hắn nói như vậy, hình như là thật sự đã biết Trần Húc cùng SMMS quan hệ. Bất quá lúc này thời điểm Trần Húc tâm tình nhưng lại yên ổn xuống dưới. Mình chính là SMMS chuyện này, nếu như đặt ở trước kia, hội mang đến cho mình vô số phiền toái. Cái này là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, có như vậy một đài đến từ tương lai siêu cấp máy tính trong tay, bất kể là bất luận cái gì thế lực đều tuyệt đối sẽ không buông tha đấy. Lúc kia, hắn không có bất kỳ tự bảo vệ mình năng lực, thế lực này đến muốn, Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra đây. Nhưng là hiện tại bất đồng, hiện tại ăn sạch đảo, đã có đủ thực lực hoặc là nói là lực uy hiếp độc lập với thế giới tất cả thế lực lớn cùng chính quyền bên ngoài. Hiện tại không ai có thể lại bước Trần Húc, bất luận kẻ nào đều không được. Trần Húc một mực tại nghiên cứu thế kỷ đại âm mưu, bày kế, nhưng là hắn cái này SMMS mới được là hiện tại nơi này thế kỷ lớn nhất âm mưu, bày kế. Lúc này thời điểm chỉ thấy hoàng đế chỉ vào màn hình, cười to mà nói: SMMS tại trên Internet lực lượng đích thật là vô địch, điểm này chúng ta không chút nào phủ nhận, cũng không có bất kỳ đích phương pháp xử lý phủ nhận. Nghiên cứu của hắn vượt lên đầu tại toàn bộ thế giới, xông ra, nổi bật biểu hiện ở máy vi tính, nhân thể sinh vật học còn có phương diện quân sự. Cái này cho chúng ta một cái nói dối, nói dối chúng ta cho rằng, có thể đạt tới loại này độ cao, tuyệt đối không phải một người, mà là một cái cường đại tổ chức. Một cái cùng chúng ta taro cùng với ích đồng dạng, tại kinh tế, chính trị cùng với phương diện quân sự đều có được lấy vô cùng thực lực cường đại tổ chức. Cho nên, chúng ta chậm chạp không dám đối với SMMS động thủ. Bởi vì vì chúng ta đều bị gạt, kỳ thật, SMMS chỉ có một người, ngoại trừ nó trên Internet lực công kích, tại phương diện khác, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể làm cho chúng ta kiêng kỵ địa phương. Đương nhiên, chỉ chính là hiện tại, nếu như một lần nữa cho hắn 10 năm 20 năm phát triển thời gian, như vậy tự không nhất định rồi. Hoàng đế nhìn xem Trần Húc, cười đắc ý nói, ta nói không sai chứ. Trần Húc lúc này thời điểm cũng hoàn toàn sau khi ổn định tâm thần, được rồi, các người biết rõ thì thế nào. Bất quá hắn không có trả lời, chỉ là vẻ mặt cười lạnh nhìn màn ảnh. Như vậy một tầng cửa sổ, xuyên phá tự xuyên phá A, ca hiện tại không sợ. Bất quá tại phòng họp mặt khác đầu cuối, bộ phận kết nối tuy nhiên cũng lâm vào một hồi điên cuồng chính giữa. SMMS tự chỉ có một người, làm sao có thể, một người, dù là hắn kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng tại nhiều như vậy lĩnh vực đều đạt tới như vậy độ cao. Nhất là ít tổ chức cùng pro kỹ thuật viên nhóm, đám bọn họ, mế đức là tiến sĩ mở to hai mắt trời ạ. Nếu như SMMS thật là một người, như vậy hắn địa vị đem vượt xa quá Newton cùng Einstein. Thậm chí trong lịch sử sở hữu tất cả khoa học tay cử phách nhóm, đám bọn họ cùng hắn so, đều là liền học sinh tiểu học đều không bằng. Cái này là đáng sợ đến mực nào kỹ thuật, cái này là đáng sợ đến mực nào độ cao nhân loại, có thể làm đến sao, điều đó không có khả năng. Mễ Đức là tiến sĩ đột nhiên xen vào nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Một người kỹ thuật càng lợi hại, cái kia tinh lực của hắn cũng là có hạn, trọng điểm điểm cũng là có hạn đấy. Đừng nói giả thuyết ảo cảnh cái này kinh thiên vĩ địa thần kỳ phát minh, đơn nói hắn cái kia khoản trò chơi tung hoành thiên hạ, trong đó thiết lập, hình ảnh, động cơ, những này tuyệt đối không thể nào là một người có thể hoàn thành đấy. Có lẽ kỹ thuật bên trên là, nhưng là những cái kia hình ảnh đâu này những cái kia tràng cảnh đâu này. Đừng nói cho ta, SMMS còn là một mỹ thuật tạo hình ra, còn là một âm nhạc ra. Một mình hắn đã làm ra mấy dùng ngàn vạn chương tinh mỹ tràng cảnh, mấy trăm bài hát khúc. Mễ Đức La Tiến Sĩ vừa nói như vậy, những người khác ngược lại là kịp phản ứng, nhao nhao tỏ vẻ cái này là không thể nào đấy. Hoàn toàn chính xác, đây đã là cùng kỹ thuật không quan hệ được rồi, nhân lực có khi nghèo, dù là hắn SMMS thật là một kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, thông hiểu máy vi tính, hội họa, âm nhạc nhưng là những vật này hắn muốn làm bao lâu. Một người hoàn thành như vậy một bộ khổng lồ cấp thế giới game online, cái này hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. Đó là các người đều bị hắn lừa gạt rồi. Hoàng đế cười lạnh, dùng các người hiện tại tánh mạng hình thái, tự nhiên là không cách nào làm được một bước này. Nhưng là đáng tiếc à, hết lần này tới lần khác lần trước Trần Húc tự cho là thông minh, sáng tạo ra một cái khác SMMS, này mới khiến chúng ta giải khai cái này mạng lưới chi thần thần bí cái khăn che mặt. Hoàng đế chỉ vào màn hình, lớn tiếng nói smms căn vốn cũng không phải là nhân loại các ngươi không muốn dùng loại nhân này tư duy cực hạn đi cân nhắc hắn kỳ thật ta trước khi đã cùng mọi người đã từng nói qua rồi đúng vậy smms nhưng thật ra là cùng gót đồng dạng là qua tay một người trí tuệ nhân tạo là một cái tại trên internet có thể lợi dụng toàn bộ mạng lưới đến vì chính mình người phục vụ công trí tuệ nhân tạo à phòng họp từng cái đầu cuối bộ phận kết nối một hồi ầm ý. SMMS dĩ nhiên là cái trí tuệ nhân tạo. Mà Trần Húc cũng ngà một tiếng, biểu lộ vô cùng phấn khích. Hoàng đế đắc ý nhìn xem Trần Húc, thế nào, ta nói không sai a? À. Xuyên thấu qua đối với toàn bộ phòng họp đầu cuối, bộ phận kết nối, giám sát và điều khiển. Trần Húc đã nghe được từng đợt tiếng ồn ào, tuy nhiên là đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ, nhưng là Trần Húc trong nháy mắt đó lại tinh tường nghe ra nghi hoặc, bừng tỉnh đại ngộ, giật mình chờ chờ rất nhiều đan vào cùng một chỗ ngữ khí cùng tâm tình. Nguyên lai like SMMS như vậy thuộc loại châu bò là vì nó chính là một cái trí tuệ nhân tạo. Nguyên lai like SMMS một mực không dám lộ diện là vì nó căn bản cũng không có mặt có thể lộ. Nguyên lai like chúng ta đều sai rồi. Chúng ta vô ý thức cho rằng SMMS rất cường đại, nhưng là kỳ thật, nó chỉ là một cái hổ giấy, tại sự thật chính giữa lực lượng, hoàn toàn bằng không. Nguyên lai, like chúng ta đều bị nó lừa. Đủ loại thanh âm thảo luận lấy, mang theo không thể tin ngữ khí. Trí tuệ nhân tạo cái này nhìn như vi thần thoại đồng dạng đồ vật, đối với những người này mà nói cũng không phải một cái thần thoại. Bởi vì vì bọn họ đã được chứng kiến qua tay một người trí tuệ nhân tạo gót mễ ngóa đức tiến vào mạng lưới về sau linh hồn, rất hiển nhiên, nó đầu phục Taro. Hoặc là nói, nó là tại lợi dụng Taro, bởi vì làm một cái chỉ một trí tuệ nhân tạo, tại trên mạng cho dù có thể hô phong hoán vũ không ai bị nổi, nhưng là tại trong hiện thực nó cái gì đều không làm được. Huống chi, gót tại trên Internet thực sự không phải là vô địch, bởi vì có một cái càng cường đại hơn, càng thêm xa không thể chạm mục tiêu giống như đại sơn đồng dạng ngăn tại trước mặt của nó. SMMS, chúng ta sớm đã có hoài nghi, hoàng đế rất hài lòng hiệu quả như vậy, thanh âm của hắn càng phát ra đắc ý, bất kể là cái gì nghiên cứu, luôn muốn nện tiễn đấy. Nhưng là ở chỗ này, ta có thể nói như vậy, trên cái thế giới này có nhiều hơn một nửa tài phú đều nắm giữ ở đang ngồi các vị trong tay. Toàn bộ thế giới tài chính lưu động, tuyệt đối không có khả năng giấu giếm qua ánh mắt của chúng ta. Nhưng là, chúng ta đã điều tra từ 2006 từ năm đó sở hữu tất cả tuyệt bút tài chính lưu thông ghi chép, không có bất kỳ phát hiện. Không có bất kỳ một đầu giao dịch ghi chép có thể chứng minh, có người cho SMMS cung cấp tài chính viện trợ. Mà mọi người cũng nhìn thấy, SMMS tìm được người phát ngôn, dịch thủy hàn chỗ S công ty. Có được lớn như vậy thành giao lượng bọn hắn, cuối cùng tài chính đều tới nơi nào đâu này. Ăn sạch đảo thì ra là DS-3978 số đảo đá ngầm san hô. Căn cứ tình báo của chúng ta giám sát và điều khiển, S công ty mấy năm này lợi nhuận đều tại thông qua các loại cách rót vào ăn sạch trong đảo. Trần Húc, chúng ta thật không có nghĩ đến, người cùng người vị kia lão sư tay không bộ đồ bạch lang kỹ xảo như vậy cao. Một đệ tử, qua tay một người trí tuệ nhân tạo, a à, dịch thủy hàn cùng các ngươi là quan hệ như thế nào, căn cứ tình báo của chúng ta, giống như dịch thủy hàn cùng SMMS quan hệ, còn không có có người cùng quan hệ của hắn thuộc quen thuộc là như thế này a à. Chúng ta là không phải có thể như vậy đến lý giải thoáng một phát. Một cái vừa mới tiến đại học thiếu niên, tại một lần vô tình hạ nhận thức như vậy một cái trên Internet u link SMMS, vì vậy các người tựu đã đạt thành nào đó hiệp nghị, người liền trở thành hắn sự thật thế giới người phát ngôn. Lợi dụng SMMS tại trên Internet sở tác ra vô cùng tỷ lệ phát sinh cao minh, tại sự thật thế giới chính giữa kiếm lời, cuối cùng dùng đạt tới các người không thể cho ai biết mục đích là thế này phải không? Thân yêu Trần Húc tiên sinh, ba ba ba, Trần Húc mặt không biểu tình, cố lấy trưởng đến, ta phải thừa nhận, người rất có muốn tượng lực, hoàn toàn có thể đến chi điên tiểu thuyết làm nhị lưu viết lách. Bất quá, có câu nói ta hay vẫn là muốn nói. Nói đi, Trần Húc thở dài, người cũng chỉ có thể làm cái nhị lưu viết lách rồi, bởi vì người cái này mở đầu, so về của ta thật sự mà nói là không tại một cái cấp bậc bên trên. Người tự không biết là có chút ác tục sao. Tuy nhiên nhìn không tới mặt nạ hoàng kim đằng sau biểu lộ, nhưng là lường trước nhất định so sánh đặc sắc A. Hoàng đế hừ một tiếng, nói, người vẫn còn mạnh miệng sao. Đừng quên, chúng ta cũng có một người công trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên hiện tại hắn phát triển còn so ra kém SMMS, nhưng là hắn có rộng lớn phát triển không gian. Chúng ta đối với người đã hết sức hiểu rõ rồi, Trần Húc. Chúng ta thừa nhận, trước khi chúng ta là lên các người hợp lý. Chúng ta cũng thừa nhận, nếu như cứ theo đà này cho ngươi 10 năm thời gian đến phát triển, ngươi tuyệt đối có vốn liếng thành vi chúng ta cái hội nghị này thất chính giữa một thành viên. Nhưng là hiện tại, không có ý tứ, kim tự tháp đỉnh phong cũng không phải tốt như vậy leo, hiện tại người đã rất nhiều, chúng ta không muốn lại gia tăng đi ra một cái. Đương nhiên, nếu như các ngươi ngoan ngoãn giao ra kỹ thuật, chúng ta có thể cho các ngươi lưu lại trên internet cái kia một phiến thiên địa. Như vậy lúc đó chẳng phải rất tốt sao? Những thứ không nói khác, chỉ bằng cái kia game online cũng đầy đủ ngươi cả đời này hưởng dụng vô cùng được rồi. Trần Húc, cái lúc này, ta cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Là quy thuật, hay vẫn là, tự chịu diệt phong? Trần Húc suýt nữa cười phá cái bụng, đặc sắc à đặc sắc, bằng tâm mà nói, hoàng đế có thể nghĩ vậy một bước đã là phi thường không tệ được rồi. Đương nhiên qua tay một người trí tuệ nhân tạo như vậy đầm rồng hang hổ câu chuyện không chút nào á tại kinh nghiệm của mình, bất quá kinh nghiệm của mình càng thêm gặp may mà thôi. Nhưng hắn kỳ thật cũng không nói sai tiểu mẫn không chính là một cái trí tuệ nhân tạo sao? Bất quá là đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo, nếu như là vài ngày trước kia, Trần Húc nghe được Hoàng đế nói như vậy nhất định sẽ rất kinh hoàng, bởi vì mặc kệ Hoàng đế mở đầu đoán đúng hay không, nhưng tối thiểu hắn kết cục đoán là đối với, SMMS thật sự chính là không có trong hiện thực lực lượng, cho nên mượn nhờ cái này ăn sạch đảo phát triển thế lực của mình nhất là rời rạc tại tất cả chính sách quan trọng quyền ngoại trừ độc lập thế lực. Cái này cùng Trần Húc khi còn bé trải qua một việc là giống nhau khi còn bé thời điểm Trần Húc trong nhà còn không có tiễn, tiểu Trần Húc tiền tiêu vặt rất ít, cho nên hắn mỗi lần đều ngóng trông lễ mừng năm mới, chờ thân thích tiền tiêu vặt. Nhưng là khi đó, Trần Húc tiền tiêu vặt đa số đều là lại để cho phụ mẫu cho lấy được, đến phiên trong tay hắn vô cùng thiểu. Có một lần, Trần Húc một cái cậu vụng trộm kín đáo đưa cho hắn 100 khối tiền, việc này không có lại để cho Trần Húc phụ mẫu biết rõ, vì vậy cái này cây còn lại quả to trăm nguyên tiền giá trị lớn là được Trần Húc tiền riêng, nhưng là hắn phụ mẫu nhưng lại hoài nghi lên. Kết quả Trần Húc Tụ cùng hảo huynh đệ của hắn Ngô Vũ hai người cùng đi ra hoa tranh lệch hoa kém, lúc ấy Ngô Vũ cũng lấy được không ít tiền mừng tuổi, chỉ có điều, Trần Húc tiền mừng tuổi chỉ dùng để đến thỉnh hai người cùng đi chơi phố cơ rồi, mà Ngô Vũ tiền mừng tuổi thì là mua vài cái bi bi thương, nhựa plastic phòng chế súng ngắn, có thể đánh ra hình tròn tiểu tử đạn, tinh khiết máy móc lực đàn hồi, đánh vào trên thân người cũng rất đau. Nam hài tử, trời sinh đối với súng ống tự ưa thích xác thực làm không đến làm loại này giả thương qua đã ghiền cũng không tệ kết quả trần húc đem thương mang về nhà khoe khoang thời điểm bị phụ mẫu phát hiện kết quả phụ mẫu một mực chắc chắn hắn là nuốt riêng tiền mừng tuổi mua thương bây giờ là chứng cứ vô cùng xác thực như vậy trần húc cái kiệu oan uổng à thương này rõ ràng không phải hắn mua nhưng là hết lần này tới lần khác phụ mẫu nhận định sự thật lại đúng vậy lúc ấy quả thực là hết đường chối cãi trên thực tế tình huống hiện tại cùng khi còn bé xấu hổ sự tình không có sai biệt Mặc kệ hoàng đế như thế nào suy đoán SMMS lai lịch, nhưng là hoàn toàn chính xác. Tại vài ngày trước khi, SMMS chỉ có một đang tại kiến thiết bên trong đích ăn sạch đảo với tư cách trong hiện thực lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Cái này cũng khó trách Taro sẽ trở mặt nhanh như vậy rồi, bởi vì vốn là bọn hắn cho rằng SMMS rất cường đại, đã cường đại đến một loại nghịch thiên trình độ. Có thể làm ra như vậy nghiên cứu, như vậy nhất định không phải ngẫu nhiên, hắn trong hiện thực lực lượng tuyệt đối không dám khinh thường tuy nói chưa hẳn có thể cùng Taro cùng ít cái này lưỡng tổ chức lớn chống lại, nhưng thực liều chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương cục diệt. Cho nên lưỡng tổ chức lớn bị Trần Húc cho hù dọa rồi, chậm chạp không dám hành động, thẳng đến gần đây mới thực đang phát hiện SMMS kỳ thật tựu là đầu hổ giấy, ngoại trừ trên Internet lực lượng vô cùng cường đại bên ngoài, trong hiện thực thực lực cơ hồ là không. Như vậy, thẹn quá hóa giận Hoàng đế tự nhiên sẽ không bỏ qua Trần Húc, lần này mạng lưới đại chiến. Tuy nhiên đánh chính là đồng dạng là lưỡng bại câu thương, nhưng cái gọi là phá rồi lại lập, tại gót cái này chính đang không ngừng tiến hóa trí tuệ nhân tạo dưới sự trợ giúp, Taro phương diện đối với máy vi tính nghiên cứu đã rất xa vượt ra khỏi trong đầu buồn bực khổ làm ích tổ chức. Thậm chí trực tiếp đẩy ngã lưỡng tổ chức lớn đều đang nghiên cứu đời sau mạng lưới cơ cấu hình thức, mà trực tiếp tiến vào đến đổi mới một đời, càng thêm an toàn mạng lưới hiệp nghị cùng thao tác hệ thống hệ thống, hơn nữa đã lấy được thành công. Cái này mới đích mạng lưới hiệp nghị đẩy ngã hiện tại sử dụng trăm ngàn chỗ ở TCP IP hiệp nghị, lúc này đây Taro dám như vậy giống chống khua chiêng liên hệ thế lực khắp nơi cùng một chỗ tiêu diệt SMMS, thậm chí không tiếc hủy diệt toàn bộ thế giới mạng lưới, đây cũng là phá rồi lại lập. Trải qua sự kiện lần này về sau, mặc kệ kết quả như thế nào. Toàn bộ thế giới an toàn các chuyên gia thế tất muốn đem ánh mắt đặt ở mới đích mạng lưới hiệp nghị cùng hệ thống an toàn bên trên. Mà Taro cũng đúng lúc thừa lúc cơ hội này, lợi dụng chính mình cùng ích tổ chức thế giới này hai cực lực ảnh hưởng, đẩy ra đời sau mạng lưới hiệp nghị cùng thao tác hệ thống đương nhiên, vì tranh thủ ích tổ chức, ở phương diện này Taro có lẽ giả không ít chỗ tốt. Cho nên nói tóm lại, hiện tại mạng lưới công kích tuy nhiên lại để cho các quốc gia đều đụng phải nghiêm trọng tổn thất, nhưng là đem làm mới đích hiệp nghị cơ cấu về sau, mọi người kỳ thật hay vẫn là lợi nhuận, hơn nữa tại mạng lưới khống chế phương diện, đem sâu sắc tăng cường, cũng có thể rất tốt ở kỹ thuật phương diện hạn chế ở thế giới thứ ba quốc gia đám bọn chúng phát triển. Có thể nói, trước phá sau lập, càng có thể diệt trừ một cái tương lai đại địch, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên nói, Taro kế hoạch vốn là phi thường hoàn mỹ, nếu như là tại vài ngày trước, nếu như không là vì tiểu mẫn, như vậy bọn hắn khả năng thật sự liền thành công rồi. Nhưng là hiện tại, Trần Húc nở nụ cười, nụ cười của hắn giống như một cục đá nhẹ nhàng quăng vào một vũng bình tĩnh mặt hồ, đáng ra trận trận rung động. Nụ cười của hắn càng lúc càng lớn, cuối cùng hình như là nhìn thấy gì chuyện thú vị, cười đều thẳng không dậy nổi eo rồi. Người đang cười, hoàng đế bình tĩnh nhìn Trần Húc, nhìn xem hắn vùng vẫy dẫy chết là ta đang cười cười các ngươi vô tri trung quốc có câu nói gọi là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh ta không biết các ngươi có chưa từng nghe qua trần húc mím môi nếu như chúng ta tại trong hiện thực thật không có bất luận cái gì chống cự lực lượng như vậy những cái kia cơ giáp là từ đâu đến hay sao vấn đề này lại để cho phòng họp từng cái đầu cuối bộ phận kết nối lại tiếng động lớn náo đúng vậy a à, những cái kia siêu thời đại cơ giáp là ở đâu xuất hiện hay sao cho dù SMMS cái này trí tuệ nhân tạo có thể tải trên Internet đem loại này cơ giáp các phương diện tư liệu cho nghiên cứu ra đến, nhưng là như thế nào tiến hành chế tạo. Chỉ là thông qua cái kia cuộc chiến đấu vệ tinh video, đang ngồi thế lực nhóm, đám bọn họ đều được ra rồi kết quả, những này cơ giáp chính giữa chỗ bao hàm kỹ thuật, trên cơ bản không phải dưới mắt Trung Quốc công nghiệp quân sự điều kiện có thể đại lượng sản xuất ra đấy. Mà nâng lên súng ống đạn được mua bán, thế giới cá sấu lớn nhóm, đám bọn họ đều ở đây ở bên trong, không có người vụng trộm cho SMMS mở đèn xanh. Trừ phi, những này cơ giáp chính giữa có rất nhiều mưu lợi đồ vật. Có thể làm cho Trung Quốc cái này rất lại phía sau công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật quốc gia chế tạo đi ra. Cái này cũng không là chuyện không thể nào. Đang ngồi các vị súng ống đạn được cá sấu lớn nhóm, đám bọn họ thà rằng tin tưởng lý do này, cũng không muốn đi tin tưởng cái kia phương đông rất lại phía sau nước công nghiệp độ có thể tại cơ giới hóa trình độ bên trên siêu Việt bọn hắn. Bởi vì mỗi người cũng biết, cho dù nước Mỹ quân sự khoa học kỹ thuật đình trệ 20 năm, Trung Quốc cũng chưa chắc có thể theo kịp. Chẳng qua là mưu lợi mà thôi, hoàng đế hử lạnh một tiếng, đối với SMMS cái này một tên lường gạt đúng vậy, hắn chính là một cái thói quen tại tay không bộ đồ bạch lang lừa đảo hiện tại hoàng đế căn bản cũng không có kiên nhẫn. Có cơ giáp rất giỏi sao? Tại lực lượng quân sự lên, người cũng muốn tới gọi dầm dĩ sao? Trần Húc, hy vọng ngươi không nếu lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Mặc kệ ngươi như thế nào biết ăn nói, hiện tại chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta là sẽ không cho các người phát triển cơ hội. Vô luận như thế nào, DS-3978 số đảo đá ngầm san hô phải phá hủy, cái kia vốn chính là thuộc tại chúng ta taro đồ vật. Người có thể cho rằng cái này không công bình, vì vậy thế giới vốn tự không công bình. Ta minh bạch, xem ra chư vị là làm tốt quyết định. Nhất định phải khơi màu chiến tranh, không có người trả lời, Trần Húc có thể cảm giác được bọn hắn cười lạnh, sư tử sẽ không theo một chỉ bé thỏ trắng tiến hành đàm phán, Bọn hắn cần chính là chiếm hữu, tựa như avatar chung quân đội trực tiếp đi công kích navy người lãnh địa cùng thần thụ đồng giảng. Cái thế giới này, vốn chính là nắm đấm lớn nói chuyện có tác dụng. Tốt như vậy a, à, đã chư vị đã làm tốt quyết định, xin mời các vị không phải hối hận a. À. Đúng rồi, kinh độ đông 30 độ, vĩ độ bắc 70 độ tả hữu, Victoria đảo phía đông, giống như có một cái diện tích không lớn, nhưng là cùng ta cái này ăn sạch đảo không sai biệt lắm hòn đảo, vậy sao? Hoàng đế trong lòng căng thẳng cái chỗ kia là taro tới gần bắc cực một chỗ nghiên cứu căn cứ là taro một chỗ trọng yếu vũ khí nghiên cứu căn cứ cái chỗ kia phi thường ẩn nấp cơ hồ không có ai biết coi như là vệ tinh cũng phát hiện không được hắn là làm sao mà biết được ta muốn làm một việc trần húc giả vờ giả việt nhìn một chút trên tay bề ngoài a à, bây giờ là giờ bắc kinh 9 giờ sáng một giờ sau ta đem vi các vị dân lên một phần lễ vật nở rộ pháo hoa vô cùng sáng lạn tự với tư cách trận này chư vị đều khuynh hướng chiến tranh khúc dạo đầu a hy vọng các vị không muốn quá mức giật mình cái này chỉ là tại hạ cùng lão sư smms một điểm ý mới kính thỉnh xin vui lòng nhận cho hoàng đế giấu ở dưới mặt nạ nhướng mày mơ hồ hắn cảm giác được sự tình có chút không đúng nhưng là trong nội tâm rất nhanh thoải mái tiểu tử này lại đây hồ huynh hoang rồi cái kia tại Taro bên trong được gọi là khải đan hòn đảo tại cực bắc địa phương khoảng cách trần hút ăn sạch đảo có thể nói là cách xa vạn dặm hắn cơ giáp làm sao có thể đuổi tới đó đi tiến hành cái gì quân sự hành động. Trần Húc trên mặt treo trào phúng dáng tươi cười, tôn kính ích tổ chức các thành viên, không biết, chư vị còn nhớ hay không được các ngươi lần thứ nhất cùng lão sư ta đối thoại nội dung, nếu như không nhớ rõ, có thể trở về đi dở thoáng một phát nói chuyện phiếm ghi chép, tỉnh đến lúc đó nói lão sư ta lấn lửa gạt các ngươi còn nhỏ tâm linh. Tốt rồi các vị, Trần Húc có chút khom người, một giờ về sau gặp. Trần Húc cứ như vậy lo cao rồi. Cơ hồ ngay tại hắn lo cao lập tức, gót hình ảnh xuất hiện tại hoàng đế trước mắt trên màn hình. Hôm nay gót, đã sớm không còn là cái kia hung lệ nhưng là ngay thẳng đặc trùng quân nhân mễ ngóa đức rồi. Tại trên màn hình, Ed Om, gót bóng dáng là một cái cùng hoàng đế không sai biệt lắm, che tại sâu sắc áo choàng ở bên trong, nhưng là lộ không xuất ra mặt bộ dạng nhưng lại có thể chứng kiến khăn trùm đầu tấm màn đen xuống, cái kia một đôi tia chớp con mắt. Gót hôm nay đã triệt để thích ứng chính mình thân phận mới cùng thế giới mới, đối với hắn mà nói, loại này hình tượng bất quá cũng chỉ là một cái nho nhỏ kiến mô hình mà thôi, nhưng là hắn cố ý làm thành cái dạng này, đã đó có thể thấy được, người này tâm đã thời gian dần trôi qua đắm chìm tại trong hắc ám rồi. Thật giống như hắn khăn trùm đầu phía dưới hắc ám đồng dạng. Không có chặn được bất kỳ tin tức gì, SMMS thực lực quả nhiên tại ta phía trên. Gót ngữ khí bình tĩnh, thanh âm của hắn nhưng lại cùng trước kia đồng dạng, nhưng là hoàng đế lại nghe ra, trong lòng của hắn rất là không cam lòng. Không cần như vậy ảo não, dù sao trước khi ngươi đối với máy vi tính hoàn toàn không biết gì cả hoàng đế an ủi nói muốn cái kia smms nếu như cùng ngươi là gặp gỡ chỉ sợ hắn khi còn sống tựu là một máy vi tính tuyệt đỉnh cao thủ như vậy tiến vào máy vi tính thế giới về sau mới sau ngươi làm được càng thêm trôi chảy cùng tự tại ngươi bây giờ tuy nhiên học tập tốc độ rất nhanh nhưng là dù sao rất nhiều tri thức hệ thống không cách nào một lần là xong bất quá nhìn xem ngươi bây giờ tốc độ phát triển nhanh như vậy tin tưởng rất nhanh có thể siêu việt qua hắn, đến lúc đó, tự là thiên hạ của chúng ta rồi. Trí tuệ nhân tạo, dùng gót tình huống đến xem, đây vốn là một loại vô cùng kỳ diệu dưới sự trùng hợp mới sinh ra đời kết quả. Là một người trí nhớ từ muốn đột nhiên biến thành con số hình thức tiến nhập mạng lưới chính giữa, mà tạo thành một cái vô cùng kỳ quái mạng lưới tánh mạng. Loại này mạng lưới sinh mạng thể, không giống với hiện tại sinh mạng thể đồng dạng. Mọi người đều biết, nhân loại suy nghĩ vấn đề sử dụng chính là đại não, cực hạn tại nhân loại suy nghĩ năng lực cũng là nguyên ở đại não. Cái này rất giống phần cứng đồng dạng, não vực khai phát trình độ thấp người đại đô so sánh đần, hoặc là nói, là tư duy tính toán tốc độ chậm chạp. Trên thực tế nhân loại đại não phức tạp trình độ vượt qua xa máy vi tính có thể so sánh, chỉ là lợi dụng phương thức không giống với. Đã đến trên internet về sau, God phát hiện suy nghĩ của mình tính toán tốc độ sâu sắc nhanh hơn, thậm chí là gấp mấy chục hơn trăm lần như vậy nhanh hơn, cái này rất có lợi cho hắn học tập mới đồ vật nhưng là đối với những này mới đích tri thức, hắn học tập tốc độ tuy nhiên so trước kia nhanh vô số lần, nhưng là rất nhiều thứ muốn thông hiểu đạo lý, đây cũng không phải là ổ cứng HDD chính giữa chứa đựng một bộ phận tư liệu tự có thể giải quyết đấy. Nhưng là, không hề nghi ngờ chính là, chiếu loại này học tập tốc độ cùng trí nhớ, rất nhanh gót tri thức hệ thống là có thể hoàn thiện. Hơn nữa làm vì bản thân tự là trí tuệ nhân tạo số liệu sinh mạng thể, dựa vào đối với gót nghiên cứu, còn có gót chính mình cảm mộ, thoáng cái liền khiến cho được toàn bộ pro máy vi tính kỹ thuật tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng phi tốc phát triển. Hiện tại đã tuyệt đối đã vượt qua ít tổ chức, chỉ là phía trước còn có một SMMS. Tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, dùng pro tích lũy còn có gót trợ giúp, Taro đã hoàn thiện nắm giữ hoàn toàn siêu việt hiện tại TCP, IP hiệp nghị IP4 mới hiệp nghị, hơn nữa cũng mô phỏng ra kiểu mới thao tác hệ thống hình thức ban đầu. Tại kiểu mới thao tác hệ thống chính giữa, người sử dụng xử lý số liệu, Nguyễn Kiện Kiêm Dung cùng với người sử dụng tính an toàn phương diện đều đã có bay vọt về chất đương nhiên. Taro nghiên cứu thế hệ này thao tác hệ thống mục đích cũng không phải là vì toàn bộ thế giới nhân dân mưu phúc lợi, kiếm tiền là một phương diện, mà một mặt khác, gót đem tại đây khoản thao tác hệ thống chính giữa tăng thêm vô cùng ẩn nấp cửa sau, đến lúc đó, không cần bất luận cái gì virus, Taro là có thể khống chế toàn bộ thế giới máy vi tính. Đồng thời khống chế người sử dụng tin tức, loại này kiểu mới hệ thống, chỉ là cho người nghiên cứu muốn nghiên cứu cái đã nhiều năm, trong đó cửa sau chương trình càng là không cần lo lắng bị người phát hiện đương nhiên ngoại trừ một người, SMMS. Thao tác hệ thống trong đừng mang hệ thống cửa sau là tối kỵ, cho nên, Taro nhất định phải diệt trừ người này hơn nữa đây cũng chỉ là hắn trong một nguyên nhân. Mặc kệ theo cái gì góc độ đến xem, cũng không thể lại dung túng cái này địch thủ tiếp tục đi lớn mạnh. Bất quá, vừa rồi Trần Húc là có ý gì? Một giờ, hắn muốn làm gì? Còn có hắn câu nói kia, lần thứ nhất cùng ích tổ chức đối thoại thời gian, có ý tứ gì, cái lúc này ít người của tổ chức đã ở giờ lần thứ nhất cùng SMMS nói chuyện phím ghi chép. Cùng SMMS hết thảy trò chuyện ghi chép đều là tồn tại ít tổ chức cố định trên máy vi tính, nhưng là hết lần này tới lần khác, SMMS cho truyền tin của bọn hắn Nguyễn Kiện lên, nói chuyện phím ghi chép là không thể phục chế, cho nên hiện tại ít tổ chức đang tại bận việc, từng chữ từng chữ đánh đi ra, sau đó tìm trong tổ chức bộ người châu Á đến phiên dịch. Không có gì không đúng đợi đã nào đời thứ hai khí có thể vệ tinh hạt vũ khí cái này ý tứ cái này không phải là trần húc lời vừa mới nói phải chú ý đồ vật a nhưng là làm sao có thể giả dối tuyệt đối là giả dối không riêng gì hoàng đế cơ hồ tất cả mọi người cho rằng như vậy hiện trên trời có bao nhiêu khỏa vệ tinh rốt cuộc là dùng để làm gì vậy chúng ta còn có thể không biết hơn nữa vật này làm sao có thể sẽ xuất hiện vật này thật bất khả tư nghị quả thực tự là phim khoa học viễn tưởng Lúc ấy ít tổ chức cũng đúng vật này một mực tại hoài nghi, thế nhưng mà vấn đề duy nhất là, thực sợ hắn có. Cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à. Ít tổ chức lúc ấy là bị SMMS hung hăng xếp đặt một đạo, làm cho nghi thần nghi quỷ rồi, nhưng là hoàng đế lại căn bản không tin cái này một bộ. Cái này rõ ràng cho thấy tại phô trương thanh thế, cái này tay không bộ đồ bạch lang kỹ xảo đã bị cái này đối với thầy trò đùa suốt thần nhập hóa rồi. Hoàng đế lời thề son sắt cam đoan, các người có lẽ nhớ rõ SMMS sở tác sở vi, lần kia hắn công kích chúng ta dưới chướng 12 múi kim cây hoa cúc sự tình mọi người nhớ rõ a à? Hắn là như thế nào cùng ích tổ chức nói, nói Thái Bình Dương phía dưới bị hắn chôn điện lôi, có thể thẳng tiếp dẫn bạo vỏ quả đất cái chủng loại kia. Kết quả đâu này, sau đó mọi người tại Thái Bình Dương dưới mặt đất tìm một vòng, cái gì đều không tìm được. Chuyện này ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng. Dù sao lúc ấy SMMS dùng cái kia giả dối hư ảo địa lôi uy hiếp ích tổ chức, đón lấy điều động nước Mỹ quân đội, mặc kệ cái đó hạng nhất đều là lại để cho nước Mỹ chính phủ cùng phía sau màn những thế lực này chịu tức giận đấy. Chẳng qua là khi lúc thật sự không thể cầm SMMS thế nào, cho nên cũng thì thôi. Là lúc sau đảm đương nghe nói SMMS chỉ là hào nhoáng bên ngoài thời điểm, bọn hắn mới có thể sảng khoái như vậy đồng ý. Cùng từ địch hợp tác, phải biết rằng, tự là sau đó đi siêu tầm cái kia giả dối hư ảo điện lôi, tự hao tốn một cái biển sâu dò xét đội suốt 3 tháng thời gian. Cuối cùng khá tốt kiếm đã đến một chiếc đại hàng hải thời đại Tây Ban Nha bảo thuyền, xem như miễn cưỡng triệt tiêu chi tiêu. Chỉ là, sở hữu tất cả nhân viên nghiên cứu nhóm, đám bọn họ đều cơ hồ muốn qua đời. Vậy mới không tin thằng này nói rồi đấy. Hoàng đế nói không sai, tay không bộ đồ bạch lang, thật sự là thằng này sở trường tuyệt chiêu, bị hắn lừa nhiều lần như vậy, lần này chả hết đem làm vậy bọn họ tổ thật là hai rồi chỉ có mễ Đức là tiến sĩ mặt ủ mày trao trực giác nói cho hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy thời gian trôi qua từng phút từng giây khoảng cách trần lúc dự báo thời gian càng ngày càng gần tất cả mọi người tuy nhiên ngoài miệng không ngại nhưng là nhưng trong lòng cũng nhịn không được ở vụn trộm tính theo thời gian toàn bộ phòng họp hào khí phi thường áp lực mưa gió sắp đến phong mãn lâu tuyệt đối không có khả năng chúng ta phản ẩn kỹ thuật là tiên tiến nhất vừa rồi chúng ta đã quan sát qua vũ trụ cũng không có xuất hiện mới đích vệ tinh. Hắn là tại nói chuyện giật gân, không có người trả lời, ai cũng biết ẩn hình cũng không phải vạn năng, đây chẳng qua là một loại lừa gạt thủ đoạn mà thôi, nếu như người khác lừa gạt thủ đoạn sau so người cao, như vậy trợn tròn mắt cũng cũng chỉ là mù loà mà thôi. Thời gian đã qua 40, còn không có phản ứng chút nào, muốn liên lạc Trần Húc. Cái kia là không thể nào liên hệ bên trên, hiện tại mọi người làm chỉ có thể là chờ đợi, còn có, không có bất kỳ ý nghĩa thảo luận. Mọi người không nếu suy đoán rồi, ta là tuyệt đối không tin sẽ có loại vũ khí này xuất hiện đấy. Ngay tại một mảnh áp lực trong không khí, Rockefeller gia tộc đại biểu người mở miệng, nếu nói là súng ống đạn được, cái thế giới này cũng không có sao chúng ta đang ngồi các vị càng thêm hiểu rõ được rồi. Loại này tinh khiết hạt trạng thái công kích hình thức coi như là chúng ta, cũng chỉ là ở vào một loại tưởng tượng chính giữa. Đây cũng không phải là laser, ai cũng không hiểu nó vận tác nguyên lý, nếu như SMMS thật sự có loại này kỹ thuật, như vậy chúng ta cảm thấy, hắn đem loại vũ khí này trang bị tại hắn cơ giáp chiến đội bên trên hiệu quả có thể sẽ rất tốt, dù sao chúng ta tin tưởng, loại vũ khí này cơ bản nguyên lý cũng không cần khiến cho loại vũ khí này không nên nhất định là khổng lồ hóa. Với tư cách Bắc Mỹ, cũng cơ hồ là toàn bộ thế giới lớn nhất súng ống đạn được thương nghiệp cung ứng, Rockefeller gia tộc nắm giữ vô số tiên tiến vũ khí kỹ thuật, bọn hắn làm ra như vậy tỏ thái độ về sau, những người khác lúc này mới kịp phản ứng trận này hội nghị không cần phải tiếp tục nữa rồi. Rockefeller gia tộc người mở miệng trước cáo từ, ta muốn chư vị cũng biết nhà của chúng ta chủ đích thói quen, sẽ không đợi đến lúc sự tình cuối cùng mới đi làm cái gì quyết định, bất kể là hy vọng hay vẫn là thất vọng. Về phần đối với SMMS quân sự hành động, các vị có thể chính mình an bài. Không có ai biết Rockefeller gia tộc ý tứ, bất quá nghe khẩu khí của hắn, cũng không giống như như thế nào phản đối bộ dạng. Đã đệ nhất đại quân đồng sử tộc đều nói như vậy rồi, những người khác tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao lần này đối phó SMMS sự tình, rất nhiều đều là Taro làm đội trưởng, đến cho bọn hắn, không cần sông lên phía trước nhất, chỉ là tỏ vẻ thoáng một phát thái độ của mình mà thôi. Chỉ là, ai cũng không biết, hôm nay tại Rockefeller gia tộc cái kia mấy trăm năm trong chỗ ở, cái kia bị gia tộc tất cả mọi người coi là là gia tộc thánh địa gia chủ trong thư phòng, lão Locker cùng với một gã người trẻ tuổi nói hắn khi còn trẻ, trên thực tế hắn đã nhanh 40 tuổi rồi, được công nhận Rockefeller gia tộc đời sau gia chủ, gia tộc người thừa kế do nần. Cái này một đôi phụ tử, đang tại quay mắt về phía một người khách nhân. Cái này khách nhân rất tuổi trẻ, bất quá là 20 tuổi xuất đầu bộ dạng, trên người của hắn ăn mặc một thân so sánh cổ điển kiểu áo tôn trung sơn, trước mặt thì là một ly hương nồng trà xanh. Nếu như Trần Húc nhìn thấy người trẻ tuổi này, nhất định sẽ nhịn không được đại gọi, vì vậy người không phải người khác, đúng là hắn phòng ngủ lão tam đồng thanh khiết tôn kính locker tiên sinh, xem ra ngài nghĩ thông suốt. Đồng Thanh khiết cái lúc này ở đâu còn có ngày bình thường lôi thôi bộ dáng, mà là vẻ mặt tự tin cùng dáng tươi cười, tại quay mắt về phía trên cái thế giới này có quyền thế nhất gia tộc hai đời tộc trưởng lúc, không có bất kỳ câu thúc cùng bối rối. Cái này lại để cho lão locker trong nội tâm một hồi tán thưởng, tiểu tử này, còn có vừa rồi Trần Húc, đều là thế hệ này người trẻ tuổi bên trong đích người nổi bật à. Không cầu thắng, trước tính toán bại do nần đứng tại lão locker bên người, thản nhiên nói, thực tính toán, SMMS không là địch nhân của chúng ta, Taro mới được là. Tối thiểu nhất, hiện tại SMMS cũng cũng không đủ dã tâm, nhưng là Taro có, hơn nữa không chút nào kiêng kỵ. Cái kia quý gia tộc còn phát biểu như vậy lập lờ nước đôi cách nhìn. Đồng thanh khiết cười nói, thời gian chỉ còn lại cuối cùng 20 phút, ta vị kia huynh đệ tự muốn động thủ. Cái này chút thời gian nội, quý gia tộc có tính toán gì không? Do nần nhàn nhạt cười nói, hòa bình thời gian quá dài rồi, hơn nữa tại lợi ích trước mặt, không có vĩnh viễn bằng hữu. Ta muốn có ít người đã an nhàn quá lâu, bọn hắn nhịn không được rồi. Người như vậy tại tứ đại gia tộc chính giữa có, tại gia tộc bọn ta chính giữa cũng có. Người nói không sai, hiện tại Locker gia tộc, nhìn như nước Mỹ tứ đại gia tộc trong lớn nhất có quyền thế nhất, nhưng là đồng dạng, chúng ta cũng đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cái kia Taro đã cũng dám bắt tay vươn hướng người hoa tứ đại gia tộc, ta tin tưởng bọn họ đồng dạng có lá gan bắt tay ngả vào chúng ta tại đây. Vừa vặn thừa lúc hiện tại cơ hội, đem một ít không ổn định nhân tố cho quét dọn, gia tộc bọn ta bách niên, luôn luôn đối phó bên trong không ổn định nhân tố phương pháp, cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Chỉ là, người đối với huynh đệ của ngươi, thật sự tự như vậy có lòng tin. Đồng thanh khiết nở nụ cười, nếu là không có tin tưởng, ta như thế nào sẽ đến cái này một chuyến. Ta cái này huynh đệ, hai năm qua, ta là nhìn xem hắn từng bước một phát triển quật khởi đấy. Hắn có lẽ tuổi trẻ khí thịnh một chút, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải cái xúc động người. Thật giống như, đồng thanh khiết nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, có một lần chúng ta chơi bài, người này bắt được một tay đại bài, rất lớn bài. Tuy nhiên bài xì phé chính giữa chẳng phân biệt được cái gì song thiên trí tôn, nhưng là hắn cầm cái kia phó bài, trên cơ bản trăm phần trăm là thắng định rồi đấy. Nếu như là ta, ta sẽ trực tiếp đem bài nhét vào trên mặt bàn, bởi vì này dạng ván bài đã không có ý nghĩa. Nhưng là hắn lại không phải, hắn một mực nụ cười giả tạo lấy đem bài ra xong. Chúng ta đùa là chơi đánh bài, đến cuối cùng trong tay hắn chỉ còn lại có bốn cái tạc tử. A, à, ý tứ tự là, Trần hút tiểu tử kia trong tay còn lại bài, có thể đuổi giết hết thảy, nhưng là hắn lại cười xấu xa lấy từng bước từng bước ra đã xong. Ý của ngươi là hắn rất cẩn thận, không, so nần, có lẽ người đối với Trung Quốc bài tú lơ khơ cách chơi cũng không rõ ràng lắm, ý của ta là hắn rất xấu rồi đồng thanh khiết trên khóe miệng dương tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống hắn còn là ưa thích loại này mèo vờn chuột trò chơi a à, dùng trung quốc hiện tại một cái lưu hành từ gọi trang bức thằng này quá hội trang rồi ta dám khẳng định sự tình đến trình độ này nếu như hắn không có bất kỳ át chủ bài sẽ rất dứt khoát tìm một chỗ trốn kế tiếp nghỉ ngơi dưỡng sức chiêu binh mãi mã chờ lực lượng cường đại rồi lại đến báo thù hắn dám đến tìm các ngươi đã nói lên hắn đã có đầy đủ tiền vốn cùng át chủ bài, ta tin tưởng hắn sẽ cho các ngươi một kinh nghỉ đấy. Rockefeller phụ tử đối mặt cười cười, do lần nói, người Hoa chính giữa, cái kia Trần Húc cùng SMMS phong quang vô lược, nếu như lần này thật làm cho hắn rất tới, 10 năm về sau, hẳn là một phương chư hầu. 30 năm nội, đem có tư cách trở thành quy tắc chế định người. Mà lần này người Hoa tứ đại thế gia cũng đem tham dự tẩy bài, quản gia cùng Trần Húc giao tình không phải là nông cạn nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Các người đồng gia, nếu như người đương gia làm chủ, người hoa tứ đại gia thì có hai nhà cùng SMMS cột vào cùng một cái trên chiến xa rồi. Chỉ là, đồng tiên sinh, theo chúng ta biết, người bây giờ khảo sát kỳ còn chưa kết thúc. Hơn nữa dưới mắt quý gia tộc chính giữa có không ít đã đầu nhập vào cùng Taro, nói thật, đối với ngài tiền cảnh, chúng ta cũng nhìn không tốt. Bởi vì, bề ngoài giống như ngài thân thể của phụ thân đã không tốt rồi, ngoại giới đồn đãi, đồng lão thái gia có đôi khi xử lý trên sự tình, thật sự là khó có thể làm cho người tin phục. Đồng thanh khiết cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ do nần ý tứ. Ngoại giới nghe đồn, phụ thân của hắn, hiện tại đồng gia gia chủ niên kỷ đã rất lớn rồi, càng ngày càng nghe không vào ý kiến của người khác, có chút bảo thủ bộ dạng. Dựa theo đồng gia trước sau như một quy củ, thế hệ này người thừa kế chính giữa, đồng thanh khiết cơ hội xem là rất lớn đấy. Nhưng là cuối cùng nhất đánh nhịp, hay vẫn là gia chủ bản thân, nếu như gia chủ không nhận có thể hắn, cái gì kia biểu hiện đều vô dụng. Hơn nữa bây giờ nghe nói, hắn vài tên đối thủ, hiện tại rất kích động. Bất quá đồng thanh khiết lại là một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm, nếu là ta một điểm chuẩn bị ở sau đều không có lưu, hiện tại cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Thật giống như tôn kính lóc cơ tiên sinh như vậy đã tính trước đồng dạng, tiểu tử tuổi còn trẻ, tuy nhiên còn không có có các hạ đối với gia tộc khống chế lực mạnh như vậy, nhưng là cũng không phải tùy ý người khác tùy ý khi dễ đến cùng bên trên đấy. Trong lời nói chỗ mang theo mãnh liệt tự tin lại để cho hai người đều là trong lòng chấn động, trao đổi một cái ánh mắt, nghĩ thầm người trẻ tuổi này quả nhiên không phải là phàm vật. Xem ra cái thế giới này thái bình quá lâu về sau, vừa muốn tái khởi gợn sóng rồi. Hiện tại Rockefeller gia tộc, rất nhiều người đều không có ý thức được, cái này toàn bộ Mỹ, thậm chí toàn bộ thế giới lớn nhất gia tộc đã ở vào bấp bênh hoàn cảnh chính giữa. Chỉ là những này mạch nước ngầm, người bình thường là nhìn không tới đấy. Tiếp nhận hơn nữa bồi dưỡng ích tổ chức, mới đầu tựu là Rockefeller gia tộc kế hoạch, Liên hiệp nước Mỹ mặt khác mấy đại gia tộc tập đoàn, khống chế khoa học kỹ thuật phát triển, dùng lũng đoạn khoa học kỹ thuật phương thức đến củng cố chính mình địa vị. Nhưng là loại này lũng đoạn, sợ nhất đúng là một cái khác cường thế thế lực xuất hiện, ví dụ như hiện tại SMMS. Taro xuất hiện thời điểm, cũng không quá đáng chỉ là cùng ích địa vị ngang nhau, hơn nữa tất cả mọi người có đồng dạng mục đích, có thể nói là kiềm chế lẫn nhau, nhưng là cũng có cộng đồng lợi ích. Chẳng qua là khi SMMS xuất hiện về sau, loại này cân đối tựu gặp phải lấy không khống chế được nguy hiểm. Kỳ thật, Locker phụ tử trong nội tâm minh bạch, loại này không khống chế được, không thể hoàn toàn của trách cùng SMMS, mà là lịch sử phát triển tất nhiên kết quả. Khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, xã hội tại phát triển, thế giới thứ ba quốc gia đang tại phi tốc quật khởi. Bọn hắn không còn là một hai trăm năm trước mặt người chém giết. Dựa vào bình thường vũ khí là có thể oanh mở biên giới, mặc người ta cần ta cứ lấy thuộc địa quốc gia rồi. Cũng không phải dựa vào đơn giản khoa học kỹ thuật phong tỏa là có thể kềm chế bộ pháp dã man thế giới. Tuy nhiên ở mọi phương diện điều kiện chế ước xuống, thế giới thứ ba quốc gia phát triển tốc độ không cách nào cùng đại quốc so sánh với, nhưng là khoa học kỹ thuật là luận bậc thang, đem làm bọn hắn phát triển đến nhất định bậc thang thời điểm, cũng đủ để ủng có ảnh hưởng đến Tây phương chư khoa học kỹ thuật cường quốc lực lượng. SMMS xuất hiện Bất quá chỉ là một cái phóng đại, cường lực chất xúc tác mà thôi. Cho dù SMMS không hiện ra, tiếp qua 10 năm 20 năm, loại này kỹ thuật bên trên tuyệt đối lũng đoạn, cũng sẽ biết lại để cho tất cả gia tộc thiệt thòi lớn đấy. Đáng tiếc, có rất ít người có thể nhìn rõ ràng điểm này. Vừa lúc đó, đột nhiên còi báo động đại tác, locker phụ tử vô ý thức ngẩng đầu, nguyên lai. Like. Một giờ thời gian đã đến. Cùng ngày không đã mất đi xứng đáng nhan sắc đem làm mặt trời mặt trăng và ngôi sao ảm đạm không ánh sáng. Mây đen bao phủ đại địa, mặc dù là ban ngày, cũng nhìn không tới gần trong gang tấc mặt của đối phương bàng. Trong không khí tràn đầy tuyệt vọng khí tức, những động vật lâm vào bối rối, chim chóc đã mất đi phương hướng, thậm chí liền cánh đều không thể mở ra. Cực lớn lôi điện đại biểu trừng phạt, đối với cái này dơ bẩn thế giới tiến hành rửa. Rửa về sau, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Đoạn văn này là nền văn minh Maya cận tồn văn hiến trong chỗ ghi lại một đoạn lời tiên đoán thơ, đoán nói, tự là tận thế cảnh tượng. Ngay tại rất nhiều người cãi lộn lấy 2012 đến cùng có thể hay không nghênh đón tận thế thời điểm, giờ phút này, tại năm 2008 mùa xuân, ở vào cực bắc địa khu một cái hòn đảo, lại trước thời gian nghênh đón thế giới của bọn nó tận thế. Cái này hòn đảo ở vào Victoria đảo phương Bắc, tên gọi là Khải Đan, Khải Đan cái từ này là cái nào đó không biết tên thần thoại chính giữa quái thú, phi thường có lực công kích. Mà cái này đảo giá trị chính là vì thí nghiệm một ít kiểu mới vũ khí tại Đại Dương ở chỗ sâu trong. Tại nhận được Trần Húc cảnh cáo thời điểm, Taro cao thấp mặc dù đối với này không tin chút nào, thế nhưng mà cũng liên lạc với rồi Khải Đan người phụ trách, lại để cho hắn nghiêm mật giám thị hòn đảo quanh thân hướng đi, một có biến lập tức báo cáo. Khải Đan ở trên đảo, thế nhưng mà có được một mực tương đương cường đại hải quân bảo vệ lực lượng đấy. Thời gian từng phút từng giây đi qua, không có bất kỳ gì thường tình huống, mắt thấy muốn đến Trần Húc dự đoán thời gian, Khải Đan ở trên đảo người phụ trách, thì ra là Taro. Đại An nạp bên trong đích ánh trăng còn khinh thường mà nói, các người cũng quá đánh giá cao người kia thực lực, chiếu ta xem ra, người này chính là một cái trần trụi lừa đảo. Hắn vậy mà lại để cho các người khẩn trương như vậy. Đừng quên, coi như là một chi hạm đội, cũng không có năng lực đánh rất xuống đến Khải Đan đấy thật không có cái gì dị thường tình huống. Không có, xèo, xèo, trò chuyện trong đột nhiên truyền đến xèo, xèo dòng điện thanh âm, ánh trăng thanh âm đột nhiên biến thành đứt quáng, hoàng đế trong nội tâm cả kinh, vì vậy thời điểm, kim đồng hồ vừa vặn chỉ tại dự định thời gian lên. Cùng ánh trăng máy truyền tin là đặc thù vệ tinh tuyến đường, tuyệt đối giữ bí mật hơn nữa an toàn, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện loại này tạp âm đâu này. Một loại dự cảm bất tường tràn ngập đến hoàng đế trong lòng, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Trò chuyện đã đoạn, không biết là nguyên nhân gì. Gót xuất hiện tại trên màn hình, giống như tín hiệu nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu, có phải hay không là bởi vì từ trường vấn đề. Có khả năng là có cường từ trường xuất hiện, ảnh hưởng đến vệ tinh hoặc là Khải Đan đầu cuối bộ phận kết nối. Sẽ không thật sự có sự tình a, à, ta đang tại điều động vệ tinh đối với Khải Đan ở trên đảo tiến hành giám sát và điều khiển. Đợi chút nữa, hòn đảo phía trên như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mây đen có chứa cường đại điện năng từ trường đám mây. Cái gì, ta phân tích một chút, là tự nhiên khí hậu sao, chấm, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ánh trăng nhìn xem không trung đột nhiên rậm rạp mây đen, trong lòng cũng là trầm xuống. Mây đen không có gì, tại cực bắc địa khu, khí hậu hay thay đổi, tuy nhiên rất ít trời mưa, nhưng lại thường xuyên có tuyết rơi nhiều, chỉ là như vậy dày đặc mây đen, nhưng lại đột nhiên xuất hiện. Phảng phất ở giữa thiên địa trong nháy mắt tựu đen đồng dạng, cái này lại để cho ánh trăng cảm giác phi thường không tầm thường. Chẳng lẽ muốn gặp chuyện không may, đám mây rất nhanh chóng chất lấy, mây đen chính giữa mắt thường có thể thấy được, là từng đạo tầng mây va chạm mà ma sát ra điện quang, thật là dọa người. Là trọng yếu hơn là, ở trên đảo sở hữu tất cả thông tin thiết bị, điện tử dụng cụ, toàn bộ không nhạy rồi. Mà ngay cả kim chỉ nam cũng không ngừng lắc lư, rõ ràng cho thấy chung quanh có cường đại cảm ứng điện từ quấy nhiễu chỗ đến. Lão đại, cái này mây đen cảm giác không đúng nói chuyện chính là vì sao, cũng là Taro người lãnh đạo vật một trong. Có thể thấy được cái này khải đan đảo rất được Taro coi trọng, thậm chí có hai gã nhân vật cao tầng đều ở đây ở bên trong. Cái này có phải hay không là SMMS lời tiên đoán công kích? Làm sao có thể, đối với vì sao, ánh trăng xì mũi coi thường, thời tiết công kích? SMMS là thần sao? Một người bình thường hacker mà thôi, đây chỉ là một chàng hiện tượng tự nhiên, không hơn. Ngay tại ánh trăng gõ vì sao đầu, nói cho hắn biết dùng điểm đầu óc thời điểm, Taro tổng bộ, cùng với sở hữu tất cả chú ý khải đan đảo thế lực, cũng đã loạn thành một ổ cháo. Không có ai biết hiện tại khải đan ở trên đảo xảy ra chuyện gì, nhưng là hết lần này tới lần khác đấy. Ngay tại Trần Húc báo trước đã đến giờ lúc đến, khải đan đảo trên không xuất hiện dày đặc đám mây, hơn nữa đám mây chính giữa có chứa đại lượng năng lượng. Là hiện tượng tự nhiên, tuyệt đối không có khả năng, bởi vì, theo vệ tinh ảnh mây nhìn lại, cái kia đám mây tựu bao phủ tại khải đan đảo trên không, tối đa kéo dài ra hòn đảo phạm vi bất quá 1 km. Mà ở một km bên ngoài, thì là vạn dặm không mây thời tiết tốt. Nói cách khác, cái này một mảnh tầng mây không biết vì sao tự đứng tại khải đan đảo trên không cũng không di động. Chưa từng có phát sinh qua như vậy hiện tượng tự nhiên. Đánh cho cách khác, thật giống như một tòa phòng ở bên trên đột nhiên đã đến một mảnh mây đen, mưa lôi điện tiếng nổ không ngừng, thế nhưng mà ở này tòa nhà phòng ở bên cạnh trên đường cái, nhưng đều là trời quang vạn dặm. Mây đen, chỉ bao phủ nhỏ nhất một bộ phận khu. Nếu như chỉ là một khung vệ tinh truyền đến hình ảnh còn chưa tính, nhưng là bất kể là nước Mỹ, hay vẫn là liên minh châu Âu EU vệ tinh, chỗ quan chắc đến kết quả đều là giống như đúc, như vậy tự chỉ có thể nói rõ một việc. Khải đan ở trên đảo, nhất định xảy ra vấn đề. Cái lúc này, khải đan ở trên đảo tình huống đã trở nên cực kỳ quỷ dị. Bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc rồi, tầng mây ma sát sinh ra điện hỏa hoa cùng với va chạm tiếng sấm một tiếng một tiếng minh hưởng toàn bộ bầu trời đen nhánh một mảnh ngẫu nhiên ánh sáng cũng là cái kia tia chớp xẹt qua phía chân trời chỗ tạo thành ở trên đảo những động vật phảng phất đều cảm giác được đại nạn đồng dạng đứng ngồi không yên cầu điên cuồng kêu một ít chim chóc trên không trung đầu óc choáng váng giống như uống say rượu đồng dạng sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất toàn bộ ở trên đảo cảm giác hình như là tận thế đồng dạng thiên uy khó dò Tuy nhiên ánh trăng cùng vì sao đều là được chứng kiến vô số đại các mặt của xã hội người, nhưng là loại tình huống này cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy. Thông tin hoàn toàn bị chặt đứt, chung quanh điện từ trường độ mạnh yếu khiến cho sở hữu tất cả dụng cụ đều đã mất đi hiệu ứng. Hai người nhìn không được biến sắc, tuy nhiên nhìn quen công nghệ cao vũ khí uy lực. Nhưng là những vũ khí kia lại sao có thể cùng thiên uy so sánh với? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thiểm điện vạch phá đêm đen như mực không, kế tiếp tựu là rầm dập hai tiếng hai người biến sắc cái kia tiếng thứ nhất rõ ràng nhất kinh lôi thế nhưng mà tiếng thứ hai cái kia nhưng lại xa xa có vật nặng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất thanh âm lúc này chỉ thấy một nhân viên công tác ôm đầu vọt lên tiến đến hét lớn không tốt rồi vừa rồi tia chấp đem thư số tháp cho bổ đổ lời còn chưa dứt mọi người trước mắt lại là sáng ngời tại tuyết trắng điện quan chính giữa tất cả mọi người thấy được lẫn nhau mặt tái nhợt lỗ cùng bờ môi thấy được ngay tại ngoài cửa sổ cách đó không xa một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào một tòa công trình kiến trúc lên. Kế tiếp, lại là một đạo, thiên lôi phát huy rồi, tia chấp nương theo lấy mấy ngàn vạn vôn cao áp cùng với vượt qua mặt trời mặt ngoài nhiệt lượng cho mặt đất đã mang đến vô cùng nghiêm trọng phá hư. Nhìn xem cái này đông nghịt mây đen, không ngừng lóng lánh lấy hào quang hình như là tại thổ lộ lấy bất mãn ta của nó. Ánh trăng cùng vì sao đều nhanh tuyệt vọng, bởi vì vì bọn họ đã đã nhìn ra, cái này đừng cử đại năng lượng lôi điện tầng mây, cách cách mặt đất là gần như vậy, xa không giống bình thường lôi điện tầng mây như vậy xa không thể chạm. Năng lượng cường đại nương theo lấy mãnh liệt điện từ trường, khiến cho những này lôi vân phi thường bất an, chỉ cần hơi chút có một cái dẫn đạo, tự sẽ lập tức thổ lộ xuống. Cái kia dẫn đạo, hoặc là chỉ là một tòa hai tầng cao lầu nhỏ. Tốc độ đến tầng hầm ngầm tị nạn, đem làm xa xa một cây đại thụ bị một đạo lôi điện trực tiếp chém thành cho bụi, ánh trăng lúc này mới kịp phản ứng. Giống lớn nói, kéo còi báo động, tất cả mọi người đến tầng hầm ngầm đến tị nạn, còi báo động đại tác, chói tai còi báo động nương theo lấy ầm ầm tiếng sấm là như vậy lại để cho người tuyệt vọng, mỗi người đều giống như gặp phải tận thế kinh hoàng chạy trốn. Thang máy không dùng được, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, hơn nữa không biết lúc nào cũng sẽ bị bầu trời một đạo thiểm điện chấm dứt tánh mạng của mình. Cũng không phải là không có xui xẻo như vậy chứng, trên đường đi đã biết đã có ba cái gia hỏa bị lôi điện trực tiếp đánh chúng thực tế thì tàn khốc, nếu như tại manga chính giữa, có lẽ bởi vì này một đạo lôi điện có lẽ sẽ lại để cho bọn hắn sinh ra cái gì siêu năng lực các loại, nhưng là đáng tiếc. Hiện tại bọn hắn rất bi kịch bị trực tiếp chém thành cho bụi. Cái này không phải lôi điện, đây không phải tại bình thường trong thành thị chứng kiến đến, đến mặt đất cũng đã bị suy yếu vô số lần lôi điện. Đây là trừng phạt chi lôi, thẩm phán chi lôi, là đối với thế giới rửa. N, cũng nói không trừng cái này ba cái ra hỏa nhân hỏa đắc phúc, xuyên việt đến thế giới khác tiêu diêu tự tại đi cái kia tự không là chúng ta quyển sách này đi quản sự tình khải đan đảo tầng hầm ngầm là được vinh dự khải đan chỗ an toàn nhất cho dù hiện tại toàn bộ điện lực hệ thống đều bị phá hư tầng hầm ngầm chính giữa đen nhánh một mảnh chỉ có cái kia cái bật lửa chiếu dọi đi ra một tia quang minh nhưng là tự là cái này một tia quang minh lại làm cho tất cả mọi người an tâm xuống tối thiểu không giống như là vừa rồi như vậy bị dọa đến lạnh run chờ đợi lo lắng cho rằng tận thế muốn đã đến trên biển nhiều sóng gió nhất là tại bắc cực bên này, có trời mới biết lúc nào sẽ có vô cùng ác liệt khí hậu. Cái này dưới mặt đất tị nạn thất chính giữa, ngược lại là cất giữ rất nhiều đồ ăn cùng nước ngọt, còn có cung cấp điện hệ thống cùng sưởi ấm hệ thống tuy nhiên những này cũng đã bị cường đại lôi điện chỗ phá hủy, hiện tại cũng không thể ra đi chữa trị. Nhưng là, đối với tất cả mọi người mà nói, cái phòng dưới đất này an toàn nhất, chính là phiến dày đặc phan. Phiệt cửa đóng lại về sau, sâu tại dưới mặt đất 10 m chỗ tránh nạn trên căn bản là một chút cũng nghe không được bên ngoài thanh âm, mặc hắn sóng gió gào thét, sấm sét vang dội, tại cái này mặt là một chút cũng nghe không được đấy. Cái này rất giống là một cái cứng rắn sắc rùa đen, trốn ở bên trong, lập tức tự an tâm. Nhưng là nghĩ tới chuyện bên ngoài, tất cả mọi người không rét mà run, thiên phạt sao, nếu như không phải, vậy là cái gì? Chưa từng có như hôm nay đồng dạng cảm thấy tận thế ngay tại khoảng cách gần như thế địa phương, không biết địa phương khác thế nào. Thê tử của mình, người thân cũng khỏe sao? mỗi một giây thời gian đều là như vậy dài dằng dặc. Cảm thấy thời gian dài dòng buồn chán cũng không ngớt bị nhốt tại ở trên đảo tầng hầm ngầm ánh trăng cùng vì sao, hôm nay, toàn bộ thế giới chú ý Trần Húc khiêu chiến thế lực khắp nơi, đều lộ ra như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngay tại Trần Húc dự đoán thời gian, Khải Đan ở trên đảo xuất hiện không hiểu lưu điện đám mây. Là trùng hợp, hay vẫn là cái gì? Không có người nguyện ý đi tin tưởng, đây là SMMS kiệt tác khống chế thời tiết. Điều này sao có thể? Ngược lại là có mấy cái Trung Quốc thông nhảy ra khỏi Tam Quốc diễn nghĩa, lật đến xích bích mượn gió đông cái kia một chương, lời thề son sắt mà nói. Cho dù sự kiện lần này chân thật, đó cũng là SMMS nhìn trời hậu rất hiểu rõ chỗ cố ý mượn đấy. Muốn cái kia chưa cắt lược, kỳ tài ngút trời, tế đàn mượn gió đông, tính toán cũng là hắn với tư cách một gã nhà quân sự, suốt đêm thiên văn trí thức kết quả. Cái gọi là mượn gió đông, trên thực tế cũng chỉ là chưa cắt lượng biết rõ thiên văn khí hậu, dựa vào hắn phong phú tri thức dự đoán đến đó một hồi đông nam phong mà thôi về phần bên trên tế đàn nhảy đại thần cái kia hoàn toàn là cố lộng huyền hư cái này luận điểm vừa ra lập tức đạt được rất nhiều người đồng ý cái kia smms đang giận hậu bên trên tri thức cũng là cực kỳ khủng khiếp đấy rất nhiều người cũng biết đầu năm nay bão tuyết smms tự đối với lúc ấy chính phủ làm ra cảnh báo đúng vậy á à, nhất định là người này minh biết rõ đạo khí hậu muốn biến hóa cho nên lúc này mới cố ý làm ra lần này mê hoặc dựa thế cái này bản thân tự là quen tay không bộ đồ bạch lang smms thích nhất làm sự tình cho mình tìm được lý do này lập tức phản smms liên minh lại tích cực chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị chiến tranh nói thật cái này có thể so sánh đánh afghanistan cùng iraq bất việc cái kia hai cái tối thiểu cũng là có độc lập chủ quyền quốc gia ăn sạch đảo tính toán cái gì thật muốn đối với truyền thông giải thích trực tiếp cho bọn hắn khấu trừ cái hải tạc mũ không được sao đến lúc đó lại tùy tiện tìm mấy cái xạ thủ giả mạo bỗng chốc bị hải tặc cướp sạch qua ngư dân. Rất đơn giản, chỉ là ý nghĩ của bọn hắn không khỏi quá đơn thuần một chút. Chư cát phú hầu năm đó rốt cuộc là mượn gió đông, hay vẫn là tính toán gió đông, ai cũng không rõ ràng lắm, sau mọi người chỉ là đứng tại người bình thường góc độ nhìn lại đãi lúc này đây hỏa thiêu xích bích sự kiện, cho chư cát khổng minh quan bên trên bầy mưu nghĩ kế bên trong mũ. Nhưng bọn hắn lại không để mắt đến một điểm cái kia tào tháo là người ra sao cũng. Tào Tháo dưới trướng, tuy nhiên quách ra chết sớm, cổ hủ tại phía xa Trường An, nhưng là tuần Úc tuân du trình dục bọn người như thế nào hạng người bình thường. Có thể nào mấy ngày liền hậu cũng không biết, trái lại cái kia cho tới bây giờ không hiến qua kế từ thứ, ôm đồm lấy tiểu phụng hoàng tiên sinh nói toạc ra âm mưu của bọn hắn, bị hù bàng thống một thân mồ hôi lạnh. Sao vậy, ngày đó đề cử long trong khổng minh người, đúng là từ thứ. Cái này cũng nói rõ, từ thứ cùng chưa cắt lượng đã sớm nhận thức, rất quen thuộc cái thằng này năng lực cùng thủ đoạn. Hoa hạ từ xưa đến nay, tế tự bái thiên đều là chuyện trọng yếu phi thường, theo N thương thời đại bắt đầu, đến đời sau nhất thống thiên hạ nho ra, há có thể hoàn toàn dùng một câu phong kiến mê tín, thông thái dởm có thể đem hắn tổng kết hay sao? Chỉ là, cổ đại những cái kia vô cùng kỳ diệu đồ vật, sớm đã chôn vùi tại lịch sử trường hà chính giữa, cụ thể chân tướng, hôm nay cũng không người biết được mà thôi. Ba giờ về sau, mây đen rốt cuộc tán đi, đại ánh trăng cùng vì sao trở lại trên mặt đất về sau, hoảng sợ phát hiện, toàn bộ hòn đảo, cơ hồ bị san thành bình địa. Khắp nơi là tường đổ vách siêu, bốn phía một mảnh trái đen, phảng phất tại đây ba giờ chính giữa, vô số lôi điện cướp sạch toàn bộ hòn đảo, liền một tấc thổ địa đều không có buông tha. Những này còn không nói, trên bến tàu cũng là một mảnh đống bừa bộn, liếc nhìn lại, ngược lại là có vô số con cá đảo bạch cái bụng phiêu tải trên mặt biển, nhưng là dựa vào cảng đội thuyền quân hạc, nhưng lại đã sớm nhao nhao không thấy rồi thiên nhiên uy lực cường hãn như vậy nhìn xem vệ tinh truyền đến ở trên đảo thảm trạng trần húc thỏa mãn buông chén trà trong tay quả nhiên không hổ là đến từ tương lai hủy diệt hình vũ khí thời tiết khống chế nghi có thể nhẹ nhõm phá hủy một chỗ vực nhưng là cũng cho cái kia địa vực mọi người chạy trốn đến dưới mặt đất tránh né tai nạn cơ hội lực sát thương cường đại khống chế tốt cũng không trở thành lạm sát bình dân hơn nữa không ô nhiễm không tiếp tục tổn thương sẽ không đối với địa cầu tạo thành không thể nghịch tổn thương quả nhiên là những cái kia luôn mồm hô hào nhân quyền quốc gia, ưa thích dùng nhất vũ khí à. Nhân quyền, đây là Tây Phương xã hội mỗi ngày hô to đồ vật. Cũng là văn minh xã hội một cái rất lớn biểu tượng. Không thể không nói, Tây Phương xã hội chính giữa vô cùng nhiều dùng con người làm ra bản lý nghiệp, nhân quyền địa vị, đích thật là xa cao tại chúng ta, điểm ấy trên căn bản là rất nhiều người cũng biết sự tình, bất quá chính trị không ai đàm, điểm này tự không cần nói ra. Chỉ là, Tây phương xã hội đối với nhân quyền tôn sùng lại cũng đạt tới một loại lại để cho người giờ khóc giờ cười tình trạng, là tối trọng yếu nhất một cái biểu hiện, tự là phản ứng tại chiến tranh bên trên. Ai cũng biết, chiến tranh không có khả năng không chết người, nhưng là đem làm nhân quyền hai chữ bị khoa trương so thiên còn lớn hơn thời điểm, tại chiến tranh chính giữa người chết, tự sẽ khiến duy quyền nhân sĩ, phản chiến nhân sĩ điên cuồng chống lại. Nhìn xem nước Mỹ đánh Iraq, Afghanistan thời điểm, chết mấy người lính, trong nước truyền thông đã kêu dầm dĩ thành bộ dáng gì nữa bất quá cái này mặc dù có chút bệnh trạng nhưng là cũng theo một phương diện biểu lộ nước ngoài đối với nhân quyền bản thân coi trọng loại này thời tiết khống chế nghi tựu là tại loại này nhân quyền biến thái địa vị chính giữa bị nói ra hơn nữa đã nhận được gần như tại nhất trí khen ngợi thời tiết khống chế nghi chủ yếu nguyên lý là chế tạo ra một loại rất đại năng lượng tràng sóng điện tự động do đó khiến cho bộ phận khu trên bầu trời tầng mây biến hóa hình thành có cường đại điện từ năng lượng cuồng bạo lôi điện đám mây loại này lôi điện đám mây cách cách mặt đất tương đối gần bởi vì tầng mây ở giữa va chạm do đó hội sinh ra năng lượng cường đại dòng điện cũng tự là chúng ta tục xưng lôi điện trong đám mây cường đại năng lượng không cách nào đạt được thổ lộ tự nhiên là muốn nhu cầu một cái đột phá khẩu như vậy lúc này thời điểm trên mặt đất bất kỳ một cái nào nhô lên cũng có thể trở thành thổ lộ mục tiêu thì ra là sinh ra lôi điện công kích cái này là có điểm giống red alert hai chính giữa minh quân trung cực vũ khí tia chớp phong bạo mãnh liệt lôi điện hội tàn sát bừa bãi bình định trên mặt đất hết thảy có thể khả năng hấp dẫn đến lôi điện vật chất cơ hồ sẽ đem cái kia một chỗ khu cho bình định nhưng lại có thể sinh ra cỡ nhỏ vòi rồng đối với một chỗ vực đả kích là phi thường đáng sợ đấy nhưng là so về mặt khác loại đại quy mô sát thương hình vũ khí loại này lôi điện công kích lớn nhất chỗ tốt tự là nó có thể phá hủy mục tiêu công trình kiến trúc cùng với quân sự thiết bị còn có còn sống lực lượng quân sự hệ thống chờ các loại nhưng là chỉ cần trước khi làm tốt đề phòng, cũng không biết chế tạo ra quá lớn nhân viên thương vong. Phương pháp đơn giản nhất tựu là trốn đến an toàn tầng hầm ngầm chính giữa, là có thể tránh đi loại công kích này. Cùng xem chi Red Alert 2 chính giữa, tổ quân siêu cấp vũ khí đạn hạt nhân công kích, như vậy loại này tại phá hủy công trình kiến trúc bên trên có cơ hồ không sai biệt lắm lực sát thương tia chớp phong bạo, sẽ không tạo thành hạch ô nhiễm, sẽ không tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Đây đã là một loại phi thường hòa bình siêu cấp vũ khí rồi. Cho nên loại vũ khí này phát minh, cũng thường thường lại để cho một ít quân sự đám học giả giờ khóc giờ cười. Cũng chỉ có ở thời đại này mới sẽ xuất hiện như vậy dị dạng chiến lược vũ khí. Tuy nhiên từ xưa đến nay, chiến tranh tự không có lẽ liên quan đến đến bình dân, nhưng trên thực tế bất luận cái gì một gã tướng lãnh cũng biết, bình dân mới được là trợ giúp khởi một hồi chiến tranh lực lượng trừ bị. Bất kể là từ sau cần, hay vẫn là mộ binh, không có bình dân, tựu không tồn tại quân đội. Chỉ là... Quân đội là chấp hành chiến tranh người đứng đầu, cho nên càng là hướng hiện đại chiến tranh, đều càng nói cứu tính nhắm vào đồ sát bình dân là lớn nhất sai lầm. Nhưng trên thực tế căn bản cũng không có không tập kích bình dân chiến tranh chỉ có điều giết bình dân là nhiều hay vẫn là thiểu khác biệt. Hết lần này tới lần khác loại vũ khí này, các bình dân hoàn toàn có đầy đủ thời gian tiến hành ẩn núp, như vậy chỉ phá hủy kiến trúc thế công mà không đến mức tạo thành quá lớn thương vong kiểu mới vũ khí, cũng khiến cho chiến tranh tiến nhập một loại mới đích cục diện đây cũng là tương lai nhân quyền tiếp tục đề cao một loại phương thức a. Dù sao tại rất nhiều Tây phương tôn trọng nhân quyền quan niệm đến xem, nhiều hơn nữa giá trị, nhiều hơn nữa đắt đỏ tử vật cũng không sánh bằng một cái người sống giá trị. Trần Húc sử dụng loại vũ khí này, thứ nhất là cho đối phương một bài học, thứ hai, cũng là vì mình, hắn loại vũ khí này từ đâu mà đến, cái này muốn chuyển tới ngày đó, Trần Húc hạ lệnh ăn sạch đảo tất cả mọi người lui lại vào cái ngày đó bắt đầu. Điều kiện gây ra, hiện tại thời gian, năm 2008 tháng 3 ngày 2, chủ nhân trong hiện thực thực lực đẳng cấp đánh giá vi cấp độ D, cùng cấp độ Ataro cùng x2 đại mấu chốt tổ chức đối địch giá trị vượt qua 100, tình huống, thập phần nguy hiểm, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Đón lấy, trên tấm hình tự xuất hiện trần phỉ hình ảnh, không phải cái kia giả thuyết đích nhân vật, mà là một đoạn video. Ra ra, tuy nhiên ta phi thường không muốn làm cho ngươi chứng kiến cái này đoạn video, nhưng là tình huống hiện tại nhưng lại không thể không khiến chúng ta bắt đầu dùng cái này bách tại bất đắc dĩ chuẩn bị ở sau. Video vừa mở ra, tự chứng kiến Trần Phỉ vẻ mặt ngưng trọng ngồi ở màn ảnh trước, ngữ khí nghiêm túc. Một đoạn này video mở ra điều kiện có hai cái, đệ nhất tự là ra ra ngài hiện tại thế lực còn chưa phát triển. Thứ hai, tự là ra ra ngài đụng phải đến từ sự thật chính giữa lực lượng uy hiếp, loại này uy hiếp, rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến ngài tánh mạng. Đem làm cái này lưỡng điều kiện trùng hợp thời điểm, tự là cái này đoạn thu hình lại truyền ra, hơn nữa bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau thời điểm. Nhưng là nói thật, Trần Phỉ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta thật sự không hy vọng loại tình huống này phát sinh, bởi vì vì chúng ta muốn trả giá cao, thật sự quá lớn. Một cái giá lớn, Trần Húc Mí mắt nhảy dựng, nói nhảm không nói nhiều, ra ra, chắc hẳn dùng ngài ý nghĩ cùng trí tuệ, có lẽ đoán được loại này trợ giúp là cái gì. Đúng vậy, tự là chúng ta lợi dụng thời không đường hầm lực lượng, cùng cho ngài gửi tới đây đài siêu cấp máy tính, cưỡng ép đem đến từ tại tương lai công nghệ cao cỗ máy chiến tranh cho ngài gửi tới. Nghe được câu này, Trần Húc mí mắt nhảy lợi hại hơn rồi. Đến từ tương lai công nghệ cao cỗ máy chiến tranh, như vậy nghiêu ý tứ, nhưng là, nhìn xem Trần Phỉ vẻ mặt ngưng trọng, Trần Húc trong nội tâm mơ hồ cảm thấy, những vật này nắm bắt tới tay, chỉ sợ chính mình muốn trả giá không trả giá thật nhỏ. Mà thôi, dù là giảm thọ 10 năm, có thể suốt này ngụm ác khí, Trần Húc cảm thấy cũng là đáng được đấy. Chợt nghe Trần Phỉ kế tiếp nói, ra ra, lúc này đây ta cho ngươi cung cấp trang bị, cũng là cân nhắc tính toán rất lâu mới quyết định xuống đấy. Bởi vì ngài phải biết rằng, thời không đường hầm sau lưng, là đã bị thiên đạo chế ước đấy. Cho nên vì hết sức sợ bị thiên đạo quy tắc chỗ bài xích, lần này vẫn trở lại rất nhiều thứ, đều không có trong tưởng tượng của ngươi tân tiến như vậy, lực sát thương cường đại như vậy. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu ra ra ngài có lẽ nghe qua đạo đức kinh chính giữa những lời này a à. Ý tứ của những lời này chắc hẳn ngài cũng minh bạch, chỉ chính là thiên địa đối đãi vạn vật đều là đối xử như nhau, cái này là cái gọi là thiên đạo. Nếu như trái với thiên đạo quy tắc, như vậy muốn đã bị trừng phạt. Rất rõ ràng, lợi dụng loại này đến từ chính tương lai công nghệ cao chiến tranh công cụ tiến hành chiến tranh là cần đã bị trừng phạt đấy. Cái này rất giống, truyền thuyết chung cổ đời thay có tiên nhân, phong thần diễn nghĩa bên trong người cũng thấy đấy, một cái phiên thiên ấn nện xuống đi đập chết cái vạn đem người không thành vấn đề, nhưng vì cái gì cả bản phong thần diễn nghĩa chính giữa, tiên nhân cơ hồ rất ít chính diện tham gia đối với nhân loại quân đội tác chiến đâu này. Ta muốn đây là một cái đạo lý, tự là lợi dụng loại này siêu thời đại đồ vật, là thiên đạo chỗ không cho phép đấy. Trần Phỉ dừng thoáng một phát, sau đó nói tiếp đi, ra ra ngài lúc này thời điểm khả năng muốn hỏi rồi, đã thiên đạo không cho phép, như vậy tại sao phải nhìn xem loại chuyện này phát sinh? cái này là ứng lão tử câu nói kia, thiên đạo thực sự không phải là ngài trong tưởng tượng cái chủng loại kia tính tình tốt cứu hỏa đội viên, đem hết thảy hắn không cho phép sự tình đều bóp chết tại cái nôi chính giữa. Ngược lại, tại thiên đạo dưới sự giám thị, người muốn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể, nhưng là một khi chạm đến đến hắn nghịch lân, hắn sẽ cho người thẩm phán. Đánh cho cách khác, thiên đạo kỳ thật giống như là một cái quan tòa, hắn sẽ không truy cứu người cái gì mưu sát chưa tỏi các loại sự tình, hắn chỉ biết chờ sự tình đã xảy ra về sau, lại căn cứ pháp luật đối với người tiến hành viên án. Đương nhiên, như vậy cũng tự cho chúng ta một cái đầu cơ trục lợi cơ hội, nếu không, những vũ khí này, thậm chí tính cả cho ra ra ngài cái kia máy tính. Đều khó có khả năng gửi tới. Vậy ý của ngươi là, là để cho ta đừng loạn dùng loại này cỗ máy chiến tranh tới giết người. Trần Húc vô ý thức mà hỏi, nhưng là rất nhanh cũng tự kịp phản ứng. Đây chỉ là một đoạn thu hình lại, câu hỏi của hắn, đối phương là nghe không được đấy. Nhưng là giống như có sự cảm đồng dạng, Trần Phỉ nói, ta cho ra ra ngài chuẩn bị cái này mấy thứ vũ khí, đều là hết sức cân nhắc đến lực sát thương trình độ về sau mới quyết định xuống đấy. Thiên đạo quy tắc cũng không phải là không có lỗ thủng, chúng ta loại thủ đoạn này, coi như là lợi dụng hắn lỗ thủng A. Đầu tiên, là thời tiết khống chế nghi, loại vũ khí này chúng ta đem thông qua thời không đường hầm trực tiếp chuyển di một khỏa vệ tinh nhân tạo đến ngài thời đại kia, bất quá ngài yên tâm, cái này khỏa vệ tinh nhân tạo tầng ngoài khoa học kỹ thuật là mới nhất, dùng các người thời đại này vũ trụ kỹ thuật thông qua bất luận cái gì thủ đoạn đều thì không cách nào phát hiện đấy hơn nữa cái này khỏa vệ tinh ngoại trừ có thể để làm loại hình phòng ngự trung cực vũ khí sử dụng bên ngoài còn có thể phát hiện cơ hồ bất luận cái gì lưới năng lượng che đậy hạ đồ vật nói cách khác người dùng cái này khỏa vệ tinh là có thể quan trắc đến quân mỹ là cơ mật nhất căn cứ quân sự trên cái thế giới này hết thảy đối với gia gia mà nói đều không còn là bí mật thời tiết khống chế nghi là một loại có thể đại quy mô phá hủy một chỗ khu công sự phòng ngự đồng thời tận lực giảm bớt nhân viên thương vong siêu cấp vũ khí. Nhưng là ra ra ngài hay vẫn là thận trọng sử dụng, hoặc là thẳng thắn nói. Có thể không muốn sử dụng thời điểm tự tận lực không muốn dùng. Cái này dù sao cũng là siêu cấp vũ khí, tuy nhiên sẽ không giống mặt khác vũ khí như vậy đối với địa cầu tạo thành không thể nghịch tổn thương, nhưng là nói tóm lại dù sao không phải cái gì chuyện tốt, hay vẫn là sẽ khiến thiên đạo bắn ngược. Đương nhiên, loại này bắn ngược ta phải muốn nói rõ rồi, không hề chỉ chỉ là bởi vì tại loại vũ khí này hạ chết bao nhiêu người. Kỳ thật đối với thiên đạo mà nói, nhất là tại đương kim người này khẩu bạo tạc thế giới, có đôi khi nhiều chết một ít người, ngược lại. Trần Phỉ nói còn chưa dứt lời, nhưng là Trần Húc nhưng lại mơ hồ nghe ra chút ý tứ, cái này. Chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Chắc hẳn tựu là lần này đạo lý A, chỉ có nhân loại chính mình cảm giác mình là vạn vật chi linh, nhưng là thật tình không biết, tại thiên địa xem ra, nhân loại cùng heo chó con sâu cái kiến đều là đồng dạng, đều là tánh mạng. Thậm chí ngược lại, đối với hoàn cảnh sinh ra cực lớn phá người xấu loại, ngược lại chưa hẳn như những cái kia ngây thơ những động vật bị thiên đạo chỗ yêu ái đây này. Đối với hoàn cảnh phá hư, đối với địa cầu phá hư, đây là thiên đạo không thể, nhất dễ dàng tha thứ đấy. Thời tiết khống chế nghi tuy nhiên là siêu cấp vũ khí chính giữa nhất, hiền lành, một cái, nhưng là dù sao làm vi siêu cấp vũ khí, hắn năng lượng sử dụng phạm trù cực lớn, rất dễ dàng khiến cho thiên đạo bắn ngược. Được rồi, dù sao luôn muốn nói, ta tự nói nói, cái này thiên đạo bắn ngược rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiên đạo là một loại quy tắc ước thúc, điểm này ta trước khi trong video cũng đã nói, thiên đạo là không cho phép có chút siêu việt đồ đạc của nó xuất hiện, một khi xuất hiện, tự giúp cho gạt bỏ, cái này là đã từng ba biệt tháp tồn tại. Còn có lần này thế kỷ đại âm mưu, bày kế, ai cũng thật không ngờ, mỗi một chủng có thể cải biến nhân loại tiến trình nghiên cứu đến cuối cùng đều biến thành nhân loại sát thủ. Mà lúc trước, sở hữu tất cả các khoa học gia đều đã tiến hành xấu nhất phương diện khảo thí lại đều không có phát hiện vấn đề gì. Những này, đều bị chúng ta quy kết đến thiên trên đường. Thiên đạo là không cho phép những chuyện này phát sinh, cho nên ở sau lưng gây lực lượng của nó. Thiên đạo phát huy biểu hiện có vài loại, thứ nhất, ví dụ như nghiên cứu một cái dược vật, nó hội vụng trộm ở dược vật chính giữa gia nhập đối với nhân loại có hại vật chất đương nhiên, loại này thuyết pháp chỉ là chúng ta phỏng đoán, bởi vì theo biểu hiện ra xem, những này tác dụng phụ đều là vô cùng, bình thường, phương thức xuất hiện, mà ngày sau khoa học nghiên cứu trình độ phát triển, cũng xác nhận đây là một loại vô cùng, bình thường, biểu hiện. Nghe xong lời này, Trần Húc khẽ gật đầu, thông minh dược, cùng với thể năng khôi phục dịch, kỳ thật đều là loại này. Thứ hai, như tử thần tới loại này điện ảnh, một ít tham dự đến vi phạm thiên đạo quy tắc nghiên cứu, hơn nữa có sông ra, nổi bật tiến triển các khoa học ra, đem khi bọn hắn chưa kịp đem mấu chốt một bước thành quả công bố ra trước khi, hắn tự không minh bạch tử vong rồi. Loại tình huống này tương đối ít, vài chục năm nay cũng cũng chỉ có hơn 10 lệ, vừa mới bắt đầu chúng ta đều cho rằng là có chút âm mưu ra với tư cách, nhưng là trải qua kỹ càng kiểm tra mới phát hiện. Bọn họ đều là tự nhiên chết, tựa như tử thần tới cái này bộ điện ảnh chính giữa đồng dạng, bị không hiểu thấu tử thần giết chết. Thứ ba, địch nhân đạt được tương đối tăng trưởng, cái này ta cũng nghĩ thế ra ra ngài có thể sẽ gặp được đấy. Bởi vì, đem làm thiên đạo quyết định đối với ngài tiến hành trừng phạt về sau, ngài vận khí có lẽ sẽ không như vậy khả quan rồi, đơn giản đánh cho cách khác, ngài hiện tại đi mua sổ số, chỉ sợ ném hơn 10 vạn đi vào cũng chưa chắc có thể trong một chương năm khối tiền đấy. Cái này là trừng phạt, mà đối thủ của ngài, rất có thể bởi vì vi sự kiện lần này, đột nhiên trở nên vận khí tốt. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế, bản thân chỉ là một loại khai phát nhân thể tiềm chất nghiên cứu khoa học hạng mục với tư cách bắt đầu chỉ là bởi vì mọi người quá mức lòng tham, mới đưa đến bỏ qua rất nhiều tác dụng phụ, một lòng chỉ nghĩ đến đạt được lực lượng, lại không có cân nhắc đến, cái thế giới này, nghĩ đến đến bao nhiêu, muốn giao ra bao nhiêu. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế chính giữa những cái kia vật thí nghiệm, cuối cùng kết cục đều rất thảm, thường thường làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ. Những lời này lại để cho Trần Húc trong nội tâm khẽ động, cái kia ngế ngóa đức, lúc đó chẳng phải bộ dáng như vậy sao ích tổ chức cùng Taro nghiên cứu phương hướng tuy nhiên bất đồng, nhưng là mục đích đều là chỉ có một. Tự là hy vọng đem người thể trở nên càng thêm cường đại, hai người bọn họ, một cái đi chính là cơ giới hóa lộ tuyến, một cái đi chính là gen dược vật lộ tuyến. Dù sao, những này lộ tuyến toàn bộ đều là sai đấy. Chỉ là chính bọn hắn còn chưa phát giác đến, hoặc là nói, bọn hắn phát giác đã đến, nhưng căn bản quản không được nữa. Ra ra, cho nên ngài nhất định phải coi chừng, bởi vì này lần thiên đạo đối với ngài trừng phạt, rất có thể tựu là lại để cho bọn hắn cái này lưỡng tổ chức lớn có chút nghiên cứu, sớm hoàn thành. Thế kỷ đại âm mưu, bày kế, kỳ thật cái này tính toán là nhân loại một cái tiếc nuối. Là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển chỗ phải trải qua một cái cửa hạp, hoặc là nói là một ngã rẽ đường. Tại chúng ta thời đại này, mỗi lần đem làm học giả nhóm, đám bọn họ xem thế kỷ đại âm mưu, bày kế thời điểm, đều là nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Bởi vì cái kia vài thập niên hoang đường Tuế Nguyệt, quả thực làm cho nhân loại cùng toàn bộ thế giới đụng phải không ai tổn thất lớn. Rất nhiều cụ thể nội dung, ta là không thể nói ra miệng, bất quá có chút dễ hiểu đồ vật vẫn có thể đủ nói một chút, đơn cử ví dụ. Xác suất, gia gia ngài nên biết, hiện ở thế giới pháp luật đại đô quy định họ hàng gần tầm đó không được kết hôn, đây là bởi vì gần tình kết hôn, rất dễ dàng làm cho đời sau hài tử xuất hiện dị dạng nhi, cái này xác suất là phi thường đại đấy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cũng có nhất định được xác suất, đời sau hài tử cũng sẽ không xuất hiện ngu ngốc. Chẳng những không phải ngu ngốc, ngược lại phi thường thông minh. Nổi tiếng Adolf, Hitler đã gần thân hôn nhân kết quả, cái này tựu là xác suất, thế kỷ đại âm mưu, bày kế vô cùng nhiều nghiên cứu, tuy nhiên 99% đã ngoài thí nghiệm cuối cùng nhất đều dùng thất bại mà chấm dứt, nhưng lại khi rảnh rỗi người có như vậy một hai cái trường hợp đặc biệt xuất hiện. Bọn hắn đã trở thành cái kia thí nghiệm phi thường, hoàn mỹ kết quả, đã có được lực lượng cường đại đạt đến thí nghiệm người mục đích, nhưng là loại này tỷ lệ rất nhỏ, phi thường phi thường nhỏ, nhỏ đến cơ hồ không đáng kể. Loại này tỷ lệ không có khả năng thông qua bất luận cái gì khoa học thủ đoạn đến tăng lớn, chỉ có thể bằng vận khí. Nghe xong lời này, Trần Húc có chút cân nhắc đã minh bạch, tự nhủ, đây là giải thích, hiện tại các người đem những này đến từ tương lai công nghệ cao vũ khí gửi tới, do đó đưa tới thiên đạo trừng phạt, mà loại này trừng phạt chưa chắc sẽ trực tiếp tác dụng tại trên người của ta, mà là tác dụng đã đến đối thủ trên người lại để cho bọn hắn một ít thí nghiệm lấy được thành công, theo mà xuất hiện một ít đối thủ đáng sợ, Trần Húc ngấm lại, chiếu nói như vậy, chỉ sợ loại này trừng phạt cũng sớm đã xuất hiện, cái kiêm mế ngóa đức tựu là tốt nhất ví dụ ai có thể tưởng tượng đến, một cái người sống vậy mà sẽ biến thành máy vi tính thế giới chính giữa một đoạn số liệu. Trên tấm hình Trần Phỉ là nghe không được Trần Húc lầm bầm lầu bầu, tiếp tục nói, cho nên nói, ra ra ngài muốn coi chừng rồi, ngài hiện tại thời gian còn lại, đã không nhiều lắm rồi. Taro nghiên cứu phương hướng là nhân thể cơ giới hóa, mà ít tổ chức nghiên cứu phương hướng tắc thì là thông qua dược vật cùng gen thủ đoạn đối với nhân thể tiến hành cải tạo. Ra ra ngài phải cẩn thận, bởi vì tính toán, thiên đạo còn có chuyện cần dựa vào ngài để hoàn thành, cho nên, hắn trừng phạt tay của ngài đoạn, lớn nhất khả năng tự là đối với lại để cho cái này lưỡng cái tổ chức nghiên cứu đạt được đột phá. Có lẽ ngài muốn hỏi rồi, đã Taro cùng ít nghiên cứu đều là vi phạm thiên đạo đấy. Cái kia thiên đạo tại sao phải giúp bọn hắn? Trần Húc sững sờ, sau đó nở nụ cười, quả nhiên, Trần Phỉ kế tiếp tựu nói ra, bởi vì coi như là chính thức, hoàn mỹ thể cũng là nhất định phải trả giá vô cùng thảm trọng một cái giá lớn, mà trên thực tế, trở thành cái loại này thí nghiệm, hoàn mỹ thể bản thân cũng cũng đã không thể tính toán là nhân loại rồi. Loại này nghiên cứu, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cũng đã vi phạm với nhân loại trải qua thời gian dài chỗ tôn sùng luân lý đạo đức, tự nhiên là chịu lấy đến trừng phạt. Trần Húc cũng cười cho mình bổ sung, thiên nếu như hắn diệt vong, tất trước khiến cho điên cuồng. Không sai, nhanh hơn bọn hắn nghiên cứu tiến trình cùng tốc độ, điều này thật sự là không tính là cái gì ban thưởng, chỉ là với ta mà nói, cũng rất phiền toái, xem ra kế tiếp, thật là muốn phải liều mạng mở rộng thế lực rồi. Bất quá, Trần Húc nhìn màn ảnh lên, Trần Phỉ cho mình liệt ra đạo cụ đơn, nhịn không được vuốt cái mũi cười nói, bất quá đã có những vật này, một lần nữa cho ta 3 năm thời gian phát triển, phóng nhãn toàn bộ thế giới. Ta lại sợ được ai đến, chỉ là hy vọng, Taro cùng X đến lúc đó không muốn quá không thú vị thì tốt hơn. Hiện tại Trần Húc là tuyệt đối có lòng tin này rồi, bởi vì xem Trần Phỉ chưa bao giờ đến gửi tới thứ đồ vật, chỉ sợ bất cứ người nào cũng là muốn đỏ mắt đấy. Bài trừ cái kia nghịch thiên thì khí trời khống chế nghi cùng 300 khung đã phân phối hoàn toàn cơ giáp, để cho nhất Trần Húc hưng phấn, nhưng lại Trần Phỉ trực tiếp đóng gói tới một bộ sinh sản, sản xuất dây chuyền sản xuất. Đây chính là siêu việt thời đại, nhất tinh vi sinh sản, sản xuất thiết bị đã có bọn hắn, Trần Húc tự không lo thế lực của mình không chiếm được phát triển, còn gặp phải chỉ có kỹ thuật, mà không có sức sản xuất cục diện khó xử rồi. Cần thiết, bất quá tự là tiến, mà Trần Húc trong nội tâm đã có so đo, không phải là tiến mà, chỉ là, đạt được bao nhiêu, muốn mất đi bao nhiêu. Cái này mất đi, là trực tiếp thêm vào cho Trần Húc địch nhân, như vậy, Taro cùng ích tổ chức, lại cũng tìm được bao nhiêu thiên đạo chiếu cố đâu này. Chấm. Khải đan đảo bị tập kích không có chút nào khiến cho những cái kia bị lợi ích choáng váng đầu óc lũ tiểu tử chú ý, hoặc là khi bọn hắn xem ra, đây chỉ là SMMS một hồi tiểu siếc. Một cái biết trước quỷ dị khí hậu hiện tượng siếc, cái này không có gì, không có người nguyện ý thừa nhận chính mình bị một cái khí tượng học ra đả bại, cho nên, bọn hắn không chút khách khí cho quốc hội gây áp lực, mệnh lệnh hạm đội thứ bảy trực tiếp xuất động chỗ đó, thế nhưng mà truyền thuyết này bên trong đích hạm đội một mực diễu võ dương oai địa phương về phần lấy cớ, cái kia rất tốt tìm, một lần gian khổ tiêu diệt nhiệm vụ. Tuy nhiên rất nhiều người đối với hạm đội thứ bảy đến đánh hải tặc loại này không thua gì pháo cao xạ đánh con mũi sự tình cảm thấy hiếu kỳ cùng buồn bực, trong nội tâm tính toán có phải hay không gần đây quân đội dự toán cho nhiều lắm, lại để cho những cái thứ này cũng bắt đầu ăn no dỗi việc đi đánh hải tặc chơi, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng lại lại để cho rất nhiều người ngã phá kính mắt. Chính thức cho ra kết quả là như vậy, bởi vì cực kỳ thiên khí trời ác liệt nguyên nhân, lần này quân sự hành động bất đắc dĩ tạm thời hủy bỏ. Đồng thời, loại này Đông Nam Á quỷ dị thì khí trời hiện tượng cũng bạo suất quân Mỹ trang bị chính giữa một ít chưa đủ. Tận lực bồi tiếp một người mang kính mắt lão đầu đứng ra dùng một đống trên cơ bản không ai có thể nghe hiểu liệt kê cái 1 2 3 điểm, cuối cùng yêu cầu quốc hội nên đề cao hải quân phương diện dự toán rồi, lại để cho chúng ta có thể rất tốt giữ gìn chiến hạm, tại lúc này đây nhân lực không thể kháng cự phong bạo trước mặt, một ít chiến hạm nhận lấy tí xíu tổn thương. Nhưng là người biết chuyện cũng biết, ở nơi này là tí xíu tổn thương. Nếu như không phải tại Rockefeller gia tộc can thiệp xuống, quân Mỹ đột nhiên cải biến sách lược, lúc này đây chỉ sợ toàn bộ hạm đội thứ bảy phiên hiệu đều muốn bị thủ tiêu. Nhưng dù là như thế, vượt qua một phần ba lớn nhỏ chiến hạm, hay vẫn là chìm vào minh mông thiên bình dương ở chỗ sâu trong, cùng đệ nhị thế chiến những cái kia thuyền đám nhóm, đám bọn họ, yên lặng phản ứng ra chiến tranh tàn khốc. Liên tục hai lần cực kỳ thiên khí trời ác liệt tình huống, Liên tục hai lần đều quan hệ đến SMMS, cái lúc này coi như là kẻ đần cũng biết. Lần thứ nhất có lẽ còn có thể tính toán làm là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai. Cái này rất rõ ràng, là người nào đó kiệt tác. Quỷ dị thì khí trời công kích, cường như hạm đội thứ bảy, vậy mà cũng ở đây chàng công kích chính giữa lộ ra không hề có lực hoàn thủ. Sự tình phát triển trở thành cái này cục diện, ai còn dám đứng ra khiêu chiến. Vừa lúc đó, tất cả thế lực lớn đều nhận được đến từ SMMS một phong email. Đương nhiên phần này email cũng không phải là Trần Húc phát đến bọn hắn hòm thư, mà là trực tiếp xâm lấn tất cả cái thế lực đại biểu trang web về sau, tại server chính giữa lưu lại đấy. Phong thư này, người bình thường liền liếc mắt nhìn cơ hội đều không có. Thẳng đến 50 năm về sau, mới bị người công bố ra, vạch Trần ra nhớ năm đó cái kia chàng chuyện cũ. Phong thư này danh tự, gọi là, chiến tranh cùng chính trị không quan hệ. Trong tương lai thế giới chính giữa, có rất ít người có thể xem hiểu phong thư này, bởi vì mọi người thường thường vừa nhìn thấy danh tự sẽ cười ra tiếng chiến tranh cùng chính trị không quan hệ. Khôi hài rồi, từ xưa đến nay, bất luận cái gì chiến tranh đều là chính trị kéo dài, ghi phong thư này, không phải ngu ngốc tự là nhược trí, muốn không phải là tiểu não không có tuyên bố hoàn toàn đấy. Nhưng là lúc này thời điểm nhưng không ai dám khinh thường phong thư này. Điều này đại biểu một cái lập trường, đệ nhất, SMMS không có thành lập quốc gia, hoặc là phụ thuộc cái nào đó quốc gia, xưng bá thế giới nguyện vọng, Thứ hai, SMMS địch nhân cũng không phải trên cái thế giới này bất luận cái gì quốc gia thế lực tránh trị, mà là khống chế cao đoan kỹ thuật, đồng thời ngăn chặn mặt khác mới phát tổ chức phát triển có chút thế lực người sáng suốt đều đã nhìn ra, cái này có chút thế lực. Chỉ đúng là Taro cùng ít tổ chức nghe nói ít tổ chức mễ đức là tiến sĩ đang nhìn đến phong thư này sau này khi chàng chửi ầm lên đương nhiên hắn không phải mắng SMMS mà là mắng trong tổ chức những cái kia không có đầu óc, một mặt nghĩ đến càng lớn lợi ích. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lũ tiểu tử ai cũng biết, vốn là ích tổ chức cùng SMMS quan hệ trong đó coi như là so sánh hòa hợp, nhưng là sự tình này về sau, vị này ghét ác như cửu mới phát thế lực, đem triệt để cùng ích trở thành địch nhân. Tội gì lý do? Thứ ba, SMMS tương ứng thế lực ăn sạch đảo, là cái phi thường yêu thích hòa bình, hy vọng toàn bộ thế giới cộng đồng phát triển tồn tại đương nhiên loại này chính thức khẩu hiệu ai đều không tin, bất quá lúc này thời điểm cũng không có ai dám nói cái gì bởi vì xem chi cái thằng này hành động đích thật là dễ dàng tha thứ đến không thể nhịn được nữa tình trạng về sau mới sử dụng trung cực vũ khí điểm này ai đều không thể phủ nhận chỉ là tất cả mọi người cảm giác được trong đó có chuyện ẩn ở bên trong lại ai cũng nói không nên lời rất nhiều người trong nội tâm khó tránh khỏi đều muốn lấy cái này sms có phải hay không như khoa học viễn tưởng điện ảnh chính giữa như vậy thật sự ủng có đường hầm thời gian loại này đại sát khí nhưng là nghĩ đến đây cái kết quả lập tức chỉ lắc đầu quang đi ra ngoài hắn muốn thực sự bổn sự kia còn không còn sớm tự thống nhất thiên hạ rồi hả? Thật giống như thời đại này ai muốn phát minh thời gian đường hầm, trực tiếp mang theo một nhóm người trở lại vài thập niên trước nhị chiến, buồn vua hai thời điểm, khi đó còn không dễ dàng đẩy bình thế giới. Trong thư biểu đạt ý tứ tự là, SMMS chưa bao giờ chủ động khơi mào chiến tranh, nhưng là đồng thời cũng không sợ sợ chiến tranh. Những lời này là học tập chu tổng lý danh ngôn, hơn nữa SMMS rất là hung hăng càn quấy mà nói, tại trước mắt dưới tình huống, trừ phi song phương hạ quyết tâm sử dụng đạn hạt nhân, nếu không mặc kệ cái dạng gì quy mô chiến tranh đều không sợ hãi những lời này cũng là cho rất nhiều thế lực một cái hạ bậc thang, nói rõ SMMS vẫn có sợ hãi đồ vật, bằng không thì nói không chừng sẽ tạo thành toàn bộ thế giới thế lực liên hợp. Không tiếc bất cứ giá nào phá hủy ăn sạch đảo sợ hãi đạn hạt nhân, xem như tự bảo hắn đoạn, ăn sạch đảo tựu lớn như vậy chỉa xuống đất phương, một quả đầu đạn tới cũng thì xong rồi. Như vậy, lại để cho những cái kia khống chế lấy trung cực vũ khí thế lực nhóm, đám bọn họ xem như hơi chút yên tâm. Trong thư còn nói, trong tương lai thế cục xuống, đại quy mô chiến tranh càng ngày càng không có khả năng thực hiện, nếu không mọi người siêu cấp vũ khí giúp nhau anh tới, cái kia chính là thế giới tận thế. SMMS chưa từng có đem bất kỳ quốc gia nào xem là địch nhân, cũng không muốn nhìn xem cái thế giới này xanh linh đổ thán, cho nên chi hai lần trước tập kích, đặc biệt điểm danh tập kích cũng không phải cái nào đó quốc gia quân đội, mà là một phần của Taro cùng ích tư quân. Những lời này hàm nghĩa tự thâm, khải đan đảo tình huống còn dễ nói, nhưng là đơn giản chỉ cần đem hạm đội thứ bảy nói thành là ích tổ chức tư quân, đặt ở ai chỗ đó đều không thể nào nói nổi. Nhưng là Trần Húc tin tưởng, những này phía sau màn khống chế được toàn bộ thế giới trưởng môn nhân là có thể xem hiểu chính mình ý tứ ăn sạch đảo vĩnh viễn sẽ không làm làm một cái quốc gia đến tồn tại, cái kia dù sao thuộc về Nam Cát, trên lý luận là Trung Quốc lãnh hải khu vực, hắn không muốn làm liệt thổ phân cương sự tình nhưng là cũng biểu lộ ăn sạch đảo cũng không hoàn toàn thuộc về trung quốc chính trị hệ thống tại phương diện này là siêu nhiên độc lập đấy như vậy địch nhân của hắn là đồng dạng độc lập thế giới mặt khác hai cực taro tổ chức cùng ích tổ chức một câu chiến tranh cùng chính trị không quan hệ tự lại để cho toàn bộ thế giới quân đội cũng biết rồi tương lai vạn nhất phát sinh chiến tranh cũng chỉ là những thế lực này ở giữa siêu thời đại chiến tranh cùng bình dân dân chúng không quan hệ điểm này rất phi diệu nhưng là lại không ai có thể đứng ra phản bác Ai cũng biết, ít tổ chức sau lưng thế lực là nước Mỹ, Taro tắc thì đại biểu Liên minh châu Âu EU, hiện tại SMMS đột nhiên quật khởi, hiện lên tạo thế chân vạc tư thái, một khi cái này ba cái tổ chức bộc phát chiến tranh, cái kia thế tất ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Trần Húc Ý tứ lại rất rõ ràng, muốn đánh, ta mấy cái đánh, đừng đem thế lực phía sau kéo đi ra cái này rất giống tại nhà trẻ đánh nhau đồng dạng, tiểu hài tử đánh tiểu hài tử, đừng nói người đánh không lại ta, sẽ đem cha ngươi gọi tới ngươi có phụ thân, ta cũng có. Phong thư này ý nghĩa là vượt thời đại, một câu chiến tranh cùng chính trị không quan hệ, trực tiếp quyết định ngày sau vài năm, thậm chí vài chục năm nội chiến tranh giành cách cục hình thức. Không muốn chứng kiến đại quy mô chiến tranh người nhẹ nhàng thở ra, ưa thích chiến tranh hiếu chiến cuồng mọi người xác thực rất thất lạc bọn hắn ngược lại là muốn đánh nhau, nhưng là không ai có thể thừa nhận toàn diện nổ súng hậu quả. Một phong thơ liên tiêu đái đả, dựa thế phát huy. Loại này tiêu chuẩn cũng không phải là Trần Húc có thể nghĩ ra được, cho hắn đưa ra cái này đề nghị người, là quản dịch nhưng là một câu nói kia, thực sự đem ích tổ chức cùng Taro, dồn đến SMMS mặt đối lập đối phương nói như vậy, ngụ ý tựu là, chúng ta lẫn nhau tầm đó, thế tất đem có một hồi chiến tranh. Thế nhưng mà, điều này có thể oán ai? Nếu như không phải bọn hắn trước khi khiêu khích, như thế nào lại xuất hiện hiện tại như vậy cục diện? Chỉ là, bây giờ đang ở phát hiện đối phương có được kinh khủng như vậy vũ khí thời điểm, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc đây cũng chính là thời tiết công kích chỗ tốt, lực sát thương đại, nhưng lại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động bên trong lại có thể giúp cho tiếp nhận. Kỳ thật, cái này xem như cùng đạn hạt nhân đồng dạng siêu cấp vũ khí rồi, chỉ có điều, đạn hạt nhân di chứng quá lớn, mà thời tiết khống chế nghi tắc thì không tồn tại như vậy cố kỵ. Chỗ bọn hắn cũng không muốn lấy dùng đạn hạt nhân đến phản kích Trần Húc tựu ai thán, những người này thật sự quá thuần lương rồi, tuy nhiên đổi một cái phương hướng, nhưng là rất rõ ràng. Những cái thứ này không có chơi đùa Red Alert 2, nhất là mang siêu cấp vũ khí Red Alert 2 nếu không, ở đâu còn có thể khách khí. Chấm, phô thiên cái địa mạng lưới chiến tranh, trong vòng một đêm toàn bộ dẹp loạn dưới đi, đợi đến lúc đám bạn trên mạng hát suy nghĩ vòng lại online thời điểm, phát hiện trước khi trong vòng một đêm rút lui đến trước giải phóng con mèo nhỏ đột nhiên trôi chảy rồi, tất cả lưới lớn đứng cũng hết thảy khôi phục vận hành, game online cũng đều nguyên một đám có thể lên. Nếu như không phải tất cả đại đầu trang web bên trên tin tức, còn có đám bạn trên mạng ngẫu nhiên phàn nàn, cùng với từng cái game online vì đền bù trước khi mạng lưới bế tắc mà đẩy ra ban thưởng tính hoạt động, rất nhiều người đều sẽ cho rằng trước khi mạng lưới đại chiến chỉ là một giấc mộng. Dù sao, chính thức Internet bên trên chiến tranh hình thái, khoảng cách bình thường dân mạng nhóm, đám bọn họ quá xa rồi, mà mạng lưới mắc khung đến nay, cũng chỉ có như vậy một lần toàn cầu tính chung cực chiến tranh hình thái. Khá tốt hết thảy đều đi qua, bất quá mỗi ngày chỉ chú ý trò chuyện ứng dụng QQ, chơi trò chơi, hoặc là nhẫn nhịn thật lâu rốt cục có thể online trộm đồ ăn bình thường đám bạn trên mạng cũng không biết, dưới mắt IT giới, chính diện gặp một hồi đột nhiên xuất hiện phong bạo. Mỗi người cũng biết hiện đại kinh tế xã hội cạnh tranh hệ thống là vô cùng tàn khốc, nhưng là không ai có thể nghĩ đến, loại này tàn khốc đến như thế đột nhiên, chỉ là trong vòng một đêm, mấy cái đế quốc tự ầm ầm ngã xuống. Đây là năm nay cuối năm khoa học kỹ thuật trên báo một câu kinh điển bình luận. Là, lần này mạng lưới đại chiến về sau, rất nhiều người có ý chí đều phát hiện thế giới cách cục, thay đổi. Đầu tiên cải biến đấy, là trên Internet cách cục. Biết rõ lần này mạng lưới đại chiến bắt đầu bởi vì người kỳ thật cũng không ít đối với rất nhiều người bình thường mà nói. Bọn hắn biết rõ loại này nguyên nhân gây ra kết quả cũng không có ý nghĩa. Cái con kia có thể làm vì bọn họ sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Nhưng là đối với những cái kia trong tay có của cải người, tự không giống với lúc trước. Lúc này đây, theo ích tổ chức cùng Taro thế giới này hai cực tan tác, bất kể là nước Mỹ, hay vẫn là Liên minh châu Âu EU chiến hữu hệ thống, đều sinh ra vết rách. Tuy nhiên SMMS đã nói chiến tranh cùng chính trị không quan hệ, nhưng là những này lợi ích kết hợp, cái nào không là có thêm nồng hậu dày đặc bối cảnh tránh trị. Mà ở chính trị lên, lớn nhất sai lầm, tự là đứng sai đội ngũ. Rockefeller gia tộc tại thời khắc cuối cùng cùng, cùng SMMS đã đạt thành nhất trí, đã trở thành lần này U Mỹ trong thế lực lớn nhất người thắng, đồng dạng, quản gia bởi vì cùng Trần Húc đặc thù quan hệ, tại trận này chiến dịch về sau địa vị nước lên thì thuyền lên. Chuyện kế tiếp như cuồng phong mưa rào tẩy lễ lấy toàn bộ thế giới Internet. Đầu tiên, S công ty tuyên bố đẩy ra mới một đời Internet Security hiệp nghị chế độ, cũng thay thế giới mắt sắt lại phía sau hơn nửa trăm ngàn chỗ hở IPv4 hiệp nghị đây là SMMS hướng địch nhân khởi xướng luồng thứ nhất phản kích. Thay đổi, thay thế hiệp nghị là bực nào đại sự. Cái này chẳng khác nào là cho dư dưới mắt Internet chế định một cái hoàn toàn mới tiêu chuẩn. Một khi cái này tiêu chuẩn có hiệu lực hơn nữa phổ cập, như vậy kế tiếp sở hữu tất cả hữu ích, thiết thực nguyễn kiện đều cần tuân theo cái này tiêu chuẩn. Nói cách khác, một khi loại này mới đích an toàn chế độ mở rộng ra, như vậy kể cả Microsoft, bởi vì đặc nhĩ, Google như vậy cự đầu nhóm, đám bọn họ, đều phải chịu lấy chế ở S công ty. Nhất lưu xí nghiệp đính tiêu chuẩn, cái này khái niệm là ai đều biết hiểu đấy. Muốn tại dưới mắt IP hiệp nghị tiêu chuẩn hợp lý ở bên trong, U Mỹ xí nghiệp chiếm hết tiện nghi, IPv4 hiệp nghị xuống, Trung Quốc phân đến địa chỉ IP còn không bằng nước Mỹ một chỗ đại học, đồng giảng tại Nguyễn Kiện biên soạn bên trên. Cũng một mực thụ người chế trụ. Hơn nữa, Trung Quốc IPv4 mạng lưới địa chỉ tài nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm, nếu như đến năm 2010 còn không sử dụng kiểu mới địa chỉ tài nguyên. Như vậy Trung Quốc dân mạng đem không cách nào nữa lên mạng, mạng lưới operator nghiệp vụ cũng không cách nào phát triển. S công ty tại nơi này kỳ ngộ hạ đẩy ra IPX kiểu mới hiệp nghị, đúng lúc là châm đối với U Mỹ IPv6 hiệp nghị chỗ sinh ra đời đấy. Tại dưới mắt cái này nhất định phải thay đổi, thay thế IP hiệp nghị thời đại, S công ty IPX hiệp nghị, cấp cho U Mỹ IPv6 cực lớn trùng kích. Bởi vì đối với mạng lưới operator mà nói, thay đổi, thay thế mới hiệp nghị mạng lưới địa chỉ nhất định phải sử dụng mới đích thiết bị, hoàn toàn đào thải cũ đích thiết bị, nhưng là dưới mắt IPv4 thời gian đã còn thừa không có mấy, như vậy đến tột cùng là thay đổi, thay thế VIPS, hay vẫn là IPv6 hiệp nghị địa chỉ mới, muốn xem cái này hai chủng hiệp nghị loại nào càng thêm tiên tiến, mà loại nào thành phẩm thấp hơn, kiêm dung tính, tính an toàn tốt hơn. Dưới mắt đối với Trung Quốc đại lục mà nói, IPv4 địa chỉ sắp hao hết, nhưng là IPv6 địa chỉ xa chưa cùng bên trên. Hiện ở thế giới các quốc gia đều gặp phải lấy IP hiệp nghị đổi mới cục diện, ngoại trừ nước Mỹ làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chia cắt rất nhiều khối IPv6 địa chỉ bên ngoài quốc gia khác dưới mắt cũng còn tại do dự chính giữa. Cái này cho IPX hiệp nghị một cái phi thường cơ hội tốt. Cùng IPV6 cướp đoạt thị trường cơ hội, nếu như đặt ở trước kia, loại ý nghĩ này hoàn toàn không có khả năng. Cao cao tại thượng mạng lưới đế quốc nhóm, đám bọn họ hội cam tâm sử dụng một cái đến từ Trung Quốc mạng lưới tiêu chuẩn sao. Hội đem mạng của mình mạch sao cho người khác đến khống chế sao. Đó là đương nhiên là không thể nào đấy. Thật giống như quả táo, Nokia những công ty này tuyệt đối sẽ không tuân thủ một cái điện thoại nhái công ty chỗ chế định tiêu chuẩn đồng dạng. Huống chi hiện tại đã có so sánh thành thục IPv6 hiệp nghị, trên cơ bản IPv4 chỗ gặp phải rất nhiều vấn đề tại IPv6 bên trên đều có thể có thể giải quyết ngoại trừ tính an toàn. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bởi vì không ai có thể cam đoan hiệp nghị của mình tự là an toàn không có lỗ thủng. IPv6 lớn nhất chỗ tốt tự là khuếch tán địa chỉ IP, không hề hội như IPv4 như vậy gặp phải địa chỉ IP khô kiệt tình huống. Đồng dạng, như Taro cùng ích tổ chức bên trong mạng lưới sử dụng hiệp nghị càng thêm tiên tiến cùng an toàn, nhưng lại tạm thời không cần phải lấy ra, bởi vì dưới mắt dân dụng mạng lưới còn không dùng đến như vậy cao cấp hiệp nghị. Cái này là nhà tư bản diện mục rồi, không đem việc của người nào đó sản phẩm nghiền ép hết cuối cùng một tia giá trị thẳng dư bọn họ là sẽ không tuyên bố mới một đời sản phẩm đấy. Khi thấy S công ty ban bố IPX hiệp nghị về sau, U Mỹ mấy công ty lớn lập tức đẩy ra IPV6. Một thăng cấp phiên bản, đương nhiên là bọn hắn trong miệng càng hoàn thiện phiên bản, trong đó sâu sắc tăng cường hiệp nghị tính an toàn, mục đích rất rõ ràng, tựu là nhằm vào IPX làm biện pháp. Hiện tại mạng lưới cách cục đã không giống với lúc trước, SMMS cường thế quật khởi, trước khi rất nhiều thế lực liên hợp vây quét thất bại, đã lại để cho rất nhiều người đứng ở SMMS bên kia, dưới mắt hắn nắm chắc cái này thời cơ quyết đoán ra tay, cái này cũng biểu thị ra SMMS thực đang chuẩn bị đại động tác. Một trận, quan hệ lấy tương lai trong vòng 20 năm, ai có thể chúa tể Internet bên trên quy tắc. Nhắc tới lần thị trường tranh đoạt, U Mỹ uy tín lâu năm các công ty cũng không phải như thế nào sợ, bởi vì muốn thay đổi, thay thế một cái hiệp nghị cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, liều đích không riêng gì sản phẩm kỹ thuật hàm lược, tuyên truyền độ mạnh yếu cùng tiếp nhận trình độ. So sánh với vừa mới giao thiệp với phương diện này S công ty, U Mỹ uy tín lâu năm xí nghiệp nội tình thế nhưng mà hùng hậu khá hơn rồi. Nhưng là kế tiếp S công ty một quyền, lại đánh chính là những này uy tín lâu năm xí nghiệp nhóm, đám bọn họ trở tay không kịp. S công ty tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang, buổi trình diễn thời trang bên trên công bố. S công ty đã sơ bộ nắm giữ giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật, hơn nữa tại cố gắng hoàn thiện ở bên trong, dự tính đem trong tương lai lưỡng đến 3 năm trong thời gian, đem giả thuyết ảo cảnh BC bình đài chính thức tiếp nhập Internet sử dụng, tự là dưới mắt S công ty đang tại mở rộng IPX hiệp nghị. Đây chính là một cái bạo tạp tính chất tin tức rồi. Chính khi tất cả đỉnh cấp thế lực đều tại vì cái kia không chiếm được giả thuyết ảo cảnh phát sầu thời điểm, S công ty bên này vậy mà chính mình đem ra, nhưng là người sáng suốt nước thấy đi ra, S công ty chiêu này là minh tu sạn đạo, hoạt động ngầm. Bên ngoài là chỉ giả thuyết ảo cảnh, trên thực tế vẫn là vì bọn hắn IPX trải đường. S công ty tại buổi trình diễn thời trang bên trên lấy ra giả thuyết ảo cảnh hệ thống, cùng tất cả thế lực lớn nắm giữ trong tay tư liệu hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói, cái kia chính là giả thuyết ảo cảnh hệ thống một cái hình thức ban đầu không thể network gần kề chỉ là thực hiện sơ bộ người máy tin tức trao đổi giả thuyết hình ảnh cũng không chân thực so về smms trong tay chính thức chỗ nắm giữ giả thuyết ảo cảnh hệ thống thật sự là kém quá xa nhưng dù là như thế đồng dạng đưa tới toàn bộ thế giới động đất tại khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chính giữa xuất hiện giả thuyết ảo cảnh hệ thống vậy mà thật sự sinh ra đời rồi hả tuy nhiên còn gần kề chỉ là tại cất bước giai đoạn nhưng là hơi chút có một điểm thưởng thức người cũng biết cái này cất bước, là cỡ nào gian nan, không có tuyệt đối vượt lên đầu thời đại này kỹ thuật cùng vận khí, muốn phóng ra một bước này, cái kia thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Mà một bước này bước đi ra ngoài, đã nói lên loại này kỹ thuật đã là có thể thực hiện được rồi. Là thành công đấy, cái này rất giống 20 thế kỷ nước Mỹ Apollo kế hoạch, phi hành gia Armstrong trên mặt trăng phóng ra một bước đồng dạng đối với hắn cá nhân mà nói, chỉ là một bước nhỏ, nhưng là đối với nhân loại mà nói, nhưng lại một bước dài. Huống chi rất nhiều người đã biết rõ SMMS là ở giả bộ, trong tay của hắn đã có phi thường hoàn thiện kỹ thuật. Tại đây không thể không khiến người cảm thán SMMS dụng tâm hiểm ác. Cái này là dùng thủ đoạn mềm dẻo thời gian dần qua đi lên cắt người à. Ai cũng biết giả thuyết ảo cảnh bình đài giá trị, thậm chí có thể nói, đem làm giả thuyết ảo cảnh BC bình đài đẩy ra về sau, truyền thống PC bình đài thậm chí gặp phải lấy sắp sửa bị loại bỏ cục diện. Ngẫm lại, tất cả mọi người có thể tại chính thức thế giới giả tưởng trong du lịch rồi, Bình thường PC bình đài theo phương diện nào có thể cùng BC bình đài chống lại. Đại khái, cũng cũng chỉ còn lại có văn phòng một loại công dụng đi à nha, tại giải trí phương diện, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đấy. Mới đích bình đài, cần thiết mới đích phần cứng trụ cột. Như vậy lập tức chỗ có sinh sản PC bình đài linh kiện xí nghiệp, đều muốn gặp phải lấy một hồi tai họa thật lớn. Xử lý khí, màn hình, thao tác hệ thống, bất kể là nhuyễn kiện hay vẫn là phần cứng, tại nơi này hoàn toàn mới trên sân thượng. Hết thầy đã mất đi nói chuyện tư cách. Cái kia đối với toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật cổ mà nói chính là một hồi tai nạn. Thậm chí có thể nói như vậy. Hôm nay s công ty lấy ra hoàn thiện giả thuyết thao tác tính. Ngày hôm sau toàn cầu máy tính phần cứng, nguyễn kiện công ty, trò chơi công ty công ty cổ phần đều muốn sụt. Do đó khiến cho phản ứng dây chuyền, đem sẽ trực tiếp làm cho một hồi đáng sợ toàn cầu hình khủng hoảng tài chính. Mà khi mâu thuẫn không cách nào điều hòa thời điểm, mọi người đều biết hai lần thế chiến trước khi, đều là toàn cầu tính khủng hoảng tài chính. Chiến tranh, vĩnh viễn là chuyển di mâu thuẫn một loại phương pháp. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, trước khi toàn cầu đệ nhất lần mạng lưới đại chiến, chính là một cái ví dụ, đem làm u Mỹ những quốc gia kia bị buộc nhanh chóng thời điểm, bọn hắn hội kéo xuống chính mình cuối cùng một chương ra mặt, vận dụng cuối cùng một chương vương bài. Bất quá hiện tại, S công ty kế hoãn binh, nhưng lại cho u Mỹ những xí nghiệp này dùng thở dốc cơ hội. Người chính là như vậy, trừ phi thực đến hết gạo sạch đạn thời điểm, ai hội hy vọng chiến tranh đâu này. Lập tức toàn cầu vô số xí nghiệp bay đến S công ty Thượng Hải Tổng Bộ, hiệp đàm có quan hệ giả thuyết ảo cảnh tương quan cứng mềm chế tạo vấn đề Trần Húc cũng không có mượn cơ hội này đuổi tận giết tuyệt, bởi vì hắn cũng biết chính mình không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, tại đây một phương diện, hắn chỉ cần lấy được quyền chủ động cùng lãnh đạo quyền là được rồi. Tại U Mỹ Quốc gia hội nghị, cũng không phải là không có người tỏ vẻ cấp tiến thái độ, cho rằng S công ty sớm muộn muốn dựa vào BC bình đài một nhà độc đại, đến lúc đó thế giới cách cục cũng đem tùy theo phát sinh biến động thật lớn, đề nghị hiện tại liền khiến cho dùng sức mạnh ngạnh đích thủ đoạn đem hắn bóp chết tại cái nôi chính giữa vân vân. Đáng tiếc chính là, cái nhìn của bọn hắn là đúng vậy, nhưng lại không để ý đến nhân tính. Phàm là có một đầu đường ra thời điểm, ai nguyện ý bất cứ giá nào thân thể của mình ra đi cắn xé nhau. Huống chi, trước khi bọn hắn vừa mới đối mặt SMMS mà đã nhận được một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thất bại, cho dù cắn xé nhau. Đến lúc đó cũng không biết ai thua ai thắng. Ngay tại tất cả mọi người tại vì trên Internet sắp đã đến động đất mà lo lắng thời gian. Sự thật chính giữa lại một vòng rung động tin tức theo nhau mà đến. Đầu tiên là Trung Quốc chính thức tuyên bố, tại phía xa nam các quần đảo phía đông nhất An Sạch Đảo, trở thành kế Hồng Kông, Macau về sau đệ tam cái đặc biệt khu hành chính, đồng thời, Nước Mỹ Quốc hội bộ phận nghị viên đã đề nghị tỏ vẻ đem khai phát bộ phận đối với đại lục phương diện cửa ra vào hạn chế, gia tăng kỹ thuật trao đổi. Ăn sạch đảo, rốt cục không giới hạn tại rất ít người biết rõ, mà làm làm một cái hoàn toàn mới kiểu hành chính đặc khu diện mạo, xuất hiện ở thế nhân trước mắt. Cái này đặc biệt khu hành chính là làm cái gì? Nếu như từ địa lý nhìn lại, nên đảo vị trí vị trí, hoàn toàn chính xác có với tư cách đặc biệt khu hành chính tiềm chất, nhưng là lại để cho người ngạc nhiên chính là ăn sạch đảo cũng không phải làm làm một cái quân sự đặc khu phân chia, mà là một cái kinh tế đặc khu. Cái này lại để cho người làm không rõ ràng rồi. Vốn là những cái kia cũng không biết chi tiền thế giới bóng mở hạ trận kia giao phong quân sự nhà bình luận nhóm, đám bọn họ miệng mồm mọi người nhất trí ấn định, chính thức hành động này mục đích là châm đối với Nam Cát Hòn đảo quyền sở hữu đem ăn sạch đảo chia làm đặc khu. Như vậy ăn sạch đảo dùng Tây, mãi cho đến đường ven biển sở hữu tất cả lãnh hải tự nhiên mà vậy tự thuộc về Trung Quốc thậm chí có người bắt đầu kêu gào một vòng mới Trung Quốc uy hiếp luật, kêu gào lấy một vòng mới thế chiến sắp đã đến. Có thể hết lần này tới lần khác đối với loại tình huống này, bất kể là U Mỹ các quốc gia hay vẫn là Đông Nam Á quốc gia, đều thần kỳ không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bởi vì vì bọn họ cao tầng cũng biết, tại cái đó ở trên đảo, có một cái tên biến thái, người kia phi thường đáng sợ hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Bọn hắn bị sợ, mà hôm nay tại Trần Húc trước mặt, là một phần do Jimmy thì ra là bị giả thuyết sinh mạng thể trần phỉ chỗ thôi miên kẻ đáng thương, người ký tên đầu tiên trong văn kiện một cái chuyên gia tổ đối với ăn sạch đảo tương lai quy hoạch. Tại trần phỉ thôi miên xuống, Jimmy hôm nay đã đối với Trần Húc hoàn toàn thuần phục. Trước khi Jimmy đã vì ăn sạch đảo tương lai làm quy hoạch, nhưng là đem làm tình huống hiện tại không hề cùng dạng thời điểm, một phần mới đích quy hoạch lại đang vốn có trên cơ sở định ra đi ra. So về trước khi, hiện tại ăn sạch đảo ưu thế lớn nhất tựu là đã có được đáng sợ sức sản xuất mà thực sự không phải là trước khi như vậy gần kề có được lấy đến từ tương lai vượt lên đầu kỹ thuật. Tại nhiều khi, Quang có được lấy lý luận xuông kỹ thuật là xa xa không đủ đấy. Thật giống như hiện tại rất nhiều đỉnh cấp nhà khoa học tư tưởng đều không có năng lực thực hiện đồng dạng, làm đơn giản ví von, nếu như một cái quân sự cao tài sinh xuyên Việt đến cổ đại, cho dù hắn biết rõ hỏa dược thương giới tạo pháp, hắn cũng chế bởi vì ngay lúc đó khoa học kỹ thuật cùng với sức sản xuất căn bản theo không kịp. Hơn nữa ăn sạch đảo còn một điều lớn nhất tiến bộ là được. Theo bên trên một hồi chiến dịch thắng lợi cùng với đặc khu quy hoạch, ăn sạch đảo hiện tại đã từ một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực mà đi tới trước sân khấu. Như vậy, Trần Húc có thể quang minh chính đại tiến hành chiêu thương dẫn tư, hấp dẫn ngoại giới tập đoàn đến, lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện móc ra tài chính dùng cho ăn sạch đảo đặc khu kiến thiết, mà không còn là giống như trước như vậy, cái gì đó đều được chính mình xuất tiền túi. Tiến cử từ bên ngoài đến tài chính nghiệp trợ kiến thiết, từ nơi này 30 năm phát triển đến xem đích thật là một loại rất nhanh phát triển con đường, nhưng đồng dạng cũng dễ dàng tạo thành đuôi to khó với cục diện. Một khi đầu tư bên ngoài rút lui khỏi, như vậy đối với cai thành thành phố phát triển chính là một cái cự đại đả kích. Hơn nữa, Trung Quốc rất nhiều thành thị một mặt truy cầu GDP tăng trưởng, tại tiến cử đầu tư bên ngoài thời điểm cánh cửa mở đích quá thấp. Cái này khiến cho rất nhiều nước ngoài xí nghiệp đập vào đầu tư bên ngoài lá cờ tiến vào nội địa thị trường, lợi dụng nội địa giá rẻ sức lao động tiến hành cuối cùng một lớp tàn khốc vốn liếng tích lũy. Đương nhiên, tạo thành tình huống như vậy phần lớn là bởi vì một ít khu nóng lòng phát triển mà thẩm tra độ mạnh yếu khuyết thiếu, nhưng là đối với ăn sạch đảo mà nói, lại cơ bản không còn ở phương diện này băn khoăn. Ăn sạch đảo luồng thứ nhất kiến thiết hạng mục, dùng ăn sạch đảo làm hạch tâm nội ba đảo, đem trở thành cái đặc khu ngày sau hạch tâm. Muốn ăn sạch đảo kiến thiết thành một cái độ cao phát đạt thành thị, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì theo địa lý trên vị trí mà nói, cái này hòn đảo thật sự là quá nhỏ rồi, cơ hồ không có có thể phát triển không gian. Nhằm vào điểm này, Trần Phỉ cung cấp đến từ chính tương lai thổ địa mở rộng kế hoạch. Đem làm thổ diện tích càng ngày càng ít thời điểm, tương lai các khoa học gia đưa mắt nhìn sang Hải Dương. Mọi người đều biết Hải Dương diện tích là lục diện tích cấp 3, trong Hải Dương tài nguyên vô cùng phong phú nhưng lại trên cơ bản cùng nông nghiệp không quan hệ đại lượng nông nghiệp thổ địa cũng bị mua vào thành thị quy hoạch khiến cho trên cái thế giới này ruộng tốt càng ngày càng ít tuy nhiên tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật dẫn đạo cao sản lượng trên cơ bản sẽ không phát sinh lương thực nguy cơ loại chuyện này nhưng là trong tương lai xã hội rất nhiều khoa học kỹ thuật thành thị trọng tâm đã hướng hải dương bên trên nghiêng hải dương bên trên không có thổ địa như thế nào kiến tạo một tòa thành thị cái này phảng phất là đầm rồng hang hổ một loại tin tức nhưng là lại không nghĩ tới bây giờ lại có thể đạt tới có thể làm được điểm này mấu chốt là một loại kiểu mới hợp lại tài liệu được xuất bản. Loại này kiểu mới hợp lại tài liệu bị mệnh danh là tố đồng, là một loại kiểu mới hợp lại tài liệu. Loại tài liệu này định hình về sau phi thường chắc chắn, hơn nữa phòng cháy không thấm nước cách biệt, dùng loại tài liệu này làm chủ kiến tạo kiến trúc, có siêu cường kháng chấn, chống chấn động hiệu quả, là tương lai xã hội để mà thay thế xi măng cốt thép với tư cách kiến trúc chủ yếu tài liệu. Sử dụng loại tài liệu này kiến tạo trên biển thành thị, có thể chống cự sóng biển trùng kích cùng mài mòn, hơn nữa loại này tài liệu cứng lại về sau thừa trọng lực cũng phi thường cao, nếu như bên trong hơn nữa kiểu mới vật liệu thép, quả thực chính là một cái thép thành lũy, chưa nói bình thường sóng biển, cho dù là biển gầm địa chấn, cũng tổn hại không đến nó mảy may. Kiểu mới trên biển thành thị, đều là sử dụng tố đồng dựng một cái cự đại bình đài, cái này bình đài nhìn như rất hiểm, bởi vì cuối cùng là lại một cây cây cột cắm thẳng vào đáy biển, thành thị bình đài lơ lửng tại trên mặt biển 10 mét địa phương, mà kệ thủy triều lên xuống, nước biển vĩnh viễn không cách nào tưới tiêu đến thành thị chính giữa. Cho dù phát sinh biển gầm, nhấc lên cơn sóng gió động trời, trên biển thành thị cũng đều có chính mình một bộ phương pháp, có thể làm cho sóng biển không cách nào tổn hại thành thị. Trần Húc đang nhìn đến loại này Hải Dương thành thị bản thiết kế thời điểm, phản ứng đầu tiên tựu là khiếp sợ, mà khi thấy đối với Hải Dương thành thị tư tưởng tồn tại giới thiệu lúc, loại này khiếp sợ cũng đã biến thành điên cuồng. Loại này kiến trúc hình thức cần có mấu chốt điểm, cũng không phải cái gì thời đại mới kỹ thuật, thậm chí có thể nói, loại này kỹ thuật so về hiện tại sử dụng kỹ thuật mà nói, còn muốn cổ xưa rất nhiều. Đó là từ một phần phi thường cổ xưa trên quyển trục ghi lại, cổ Babylon không trung hoa viên kiến trúc hình thức. Chấm, a, à, ta còn chưa có chết. Được rồi, vốn là ý định toàn bộ viết xong về sau lại phát, bởi vì còn thừa thật sự không nhiều lắm rồi, nhưng là tồn mấy vạn bản thảo, phát hiện thời gian dài không viết chữ trạng thái không có hơn nữa khởi điểm sửa đổi phần rồi tư nhân tin tức cũng có thể chia tác giả rồi rất nhiều đồng học đang mắng ta à còn có uy hiếp ta a à, vì chứng minh không chết hay vẫn là phát ra tới a à, có một mấy vạn chữ tồn cảo giữ lại bản thảo cũng đủ ủng hộ ta ghi đi xuống trước khi đủ loại thực xin lỗi các vị chỗ kính xin thông cảm xin lỗi cũng nói quá nhiều rồi không trông cậy vào mọi người có thể như thế nào tha thứ vẫn là đem sách thành thành thật thật càng hết a à. khôi phục đổi mới thẳng đến chấm dứt có tồn cảo, giữ lại bản thảo kế cuối, rốt cục dám thẳng tắp sống lưng nói những lời này. Audio điện tử võ tấn bền. Cổ Babylon không Trung Hoa viên, thế giới bảy đại kỳ tích một trong, cùng Trung Quốc Vạn Lý Trường Thành nổi danh. Đại danh của nó trên cơ bản mỗi người đều nghe nói qua, nhưng là cùng sừng sững đến nay Vạn Lý Trường Thành bất đồng, Babylon không Trung Hoa viên sớm đã hóa thành bụi đất, chỉ có đối với cái này không Trung Hoa viên một chút miêu tả lưu truyền tới nay thậm chí liền một chương chính thức chuẩn xác tương quan hình ảnh đều không có. Nghe nói, Babylon không trung hoa viên là hơn 2.000 năm trước, mới Babylon vương quốc quốc vương ni bố giáp ni hai thế cưới mễ ngọn nguồn công chúa mễ bậc thang tư vi vương hậu, vì giảm bớt vương hậu tư tưởng bệnh mà kiến tạo muốn nói trong lịch sử trải qua việc này không ít người. Xa không nói, Càn Long lúc tự vi dân tộc hồi hương phi chuyên môn tu kiến một tòa bảo nguyệt lâu, Tại Bảo Nguyệt lâu đối diện xây xong hồi doanh cùng nhà thờ hồi giáo nhưng là so về không trung hoa viên đến, bảo nguyệt lâu quy mô tự quá nhỏ rồi. Tương truyền không trung hoa viên chỉ dùng để lập thể tạo viên pháp, đem hoa viên đặt ở tầng 4 trên bình đài, do nhựa đường và tấm gạch tu thành, bình đài do 25 mễ cây cột trèo chống. hơn nữa có tưới tiêu hệ thống. Viên trong chỗ loại các loại hoa cỏ cây cối, nhìn từ xa giống như hoa viên treo ở giữa không trung, cố dùng được gọi là đem làm lịch sử bao phủ tại vô hạn trường hà chính giữa, đem làm văn minh đã qua đi tại cát vàng tầm đó. Không trung hoa viên bí mật, gần kề chỉ nương theo lấy đôi câu vài lời văn tự ghi lại xuống, lại để cho hậu nhân tràn đầy vô hạn mơ màng. Kỳ thật không Trung Hoa viên cấu tạo nói phức tạp cũng không phức tạp, tại về sau khai quật mấy thứ văn vật chính giữa, các nhà khảo cổ học nhóm, đám bọn họ rốt cục phát hiện có quan hệ không Trung Hoa viên huyền bí. Đây chẳng qua là một loại kiến trúc bên trên cực hạn. Rất khó tưởng tượng, mấy ngàn năm trước nhân loại là như thế nào nắm giữ loại này cao siêu kiến trúc kỹ xảo đấy. Mọi người cũng biết hình tam giác là nhất vững chắc hình thái, mà không trung hoa viên sở dĩ có thể cho người dùng huyền nổi giữa không trung biểu hiện giả dối, thì ra là lợi dụng vô số hình tam giác trụ cột tại hạ phương trèo chống lấy. Loại này trụ cột hình thái phi thường kiên cố, khiến cho không trung hoa viên sân thượng rất lập thể lơ lửng tại không trung, mọi người xa xa nhìn lại, cũng chỉ sẽ phát hiện cái kia lồi ra sân thượng, cho nên thì có không trung hoa viên thanh danh tốt đẹp. Tương lai trên biển thành thị, sử dụng trụ cột cấu tạo tựu là nguồn gốc từ ở không trung hoa viên kiến trúc hình thức, loại này cấu tạo ở dưới bình đài nhìn như phi thường chưa vững chắc, nhưng trên thực tế lại có thể chống cự sóng lớn xâm nhập, mặc cho mưa to gió lớn, phong bạo biển gầm, trên sân thượng kiến trúc cũng sẽ không có chút nào lắc lư cùng tổn thương đương nhiên, nếu như là lần đầu tiên ở tại nơi này loại kiến trúc chính giữa, trong nội tâm thật đúng là khó tránh khỏi hội tâm thần bất định bất an đây này. Đã có loại này kiến trúc hình thức cùng kiểu mới tài liệu, đem ăn sạch đảo cực kỳ quanh thân liên tiếp. Kết nối thành một cái siêu thời đại kiểu mới trên biển thành thị đã không phải là cái gì nan đề rồi, trở thành thị rơi thành lúc, chỉ sợ vô số người hội kinh ngạc rơi xuống trên đất kính mắt phiến A. Một tòa mới tinh, chỉ sẽ xuất hiện tại phim khoa học viễn tưởng chính giữa thành thị. Đến lúc đó, mỗi người đều đến nay qua cái thành phố này, sinh hoạt tại cái thành phố này. Thậm chí công tác tại cái thành phố này vẻ vang ăn sạch đảo định vị, ngay tại ở này. Trần Húc cũng tin tưởng, phần này đối với cái này tòa tương lai trên biển thành thị quy hoạch lấy được thế giới tất cả xí nghiệp lớn thời điểm, đến lúc đó hắn muốn đau đầu, gần kề chỉ là đối với nhập chú tài chính lựa mà thôi, tại đây tòa mới thành hấp dẫn xuống, còn có gần nước ban công cùng S công ty tiến hành đời sau máy vi tính cùng giả thuyết ảo cảnh nghiên cứu phát minh phương diện, tin tưởng tại đây rất nhanh tựu có thể trở thành thứ hai Silicon Valley, thậm chí siêu việt Silicon Valley. Mà lúc kia, tại đây sẽ trở thành chính thức siêu thoát thế giới chính trị bên ngoài một cái thế lực, dùng khoa học kỹ thuật làm hạch tâm, chính thức áp đảo toàn bộ thế giới phía trên, vì toàn bộ nhân loại hạnh phúc mà nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, mà thực sự không phải là hiện tại tất cả giống như thế lực lục đục với nhau, muốn tất cả biện pháp đi nghiền ép một phần đã rớt lại phía sau đâu khoa học kỹ thuật giá trị thẳng dư. Đây là Trần Húc mộng tưởng rồi, thành lập một cái chính thức, dẫn dắt đến cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển đoàn đội, mà lại không giống ích tổ chức như vậy, đối với cái thế giới này phát triển tiến hành hạn chế, dùng dẫn đạo làm danh nghĩa, mà trên thực tế lại không để cho những người khác siêu việt thậm chí là khiêu chiến quyền uy của mình. Nhân loại, phát triển ánh mắt sớm nên quang hướng về phía thế giới mới mà cũng không phải là gần kề chỉ là cực hạn tại cái này đã bị nghiền ép gần như siêu phụ tải trên tinh cầu quả nhiên như trần húc suy nghĩ tại thu được ăn sạch đảo thư mời về sau quốc tế bài danh phía trên tất cả xí nghiệp lớn công ty nhau nhau phái ra điều tra viên tiến về trước ăn sạch ở trên đảo tiến hành nghiệp đàm hy vọng có thể cùng s công ty chung sức hợp tác cũng hy vọng có thể tại ăn sạch ở trên đảo chiếm cứ một chỗ cắm rùi Bất quá có một điểm lại để cho Trần Húc không lắm yên tâm chính là, những cái kia sau lưng thế lực xác định vi tổ chức cùng Taro công ty, lại hiếm có dấu người đến. Đối với X cùng Taro cái này lưỡng tổ chức lớn, Trần Húc cùng bọn họ đánh đếm rõ số lượng lần quan hệ, thậm chí là đã giao thủ kinh nghiệm đến xem, cái này lưỡng tổ chức lớn thực sự không phải là cái loại này cổ hủ cá tính, hơn nữa U Mỹ tất cả đại tập đoàn cũng không cho phép bọn hắn có rõ ràng có thể cơ hội kiếm tiền lại không lợi nhuận sự tình phát sinh bởi vì cái gọi là trên thương trường không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn lợi ích mặc cho ai cũng biết đem làm đời sau giả thuyết ảo cảnh hệ thống toàn diện đẩy ra thời điểm truyền thống pc bình đài làm mất đi kỳ chủ đạo địa vị kiểu mới bc bình đài vô luận tại quân sự dân dụng phương diện đều có không thể đánh giá giá trị thậm chí không chút nào khoa trương mà nói chỉ cần tại bc bình đài chính giữa chiếm cứ một chỗ cắm rùi như vậy cái này công ty muốn không phát triển cũng khó khăn đã mất đi giả thuyết ảo cảnh bình đài tiên cơ như vậy bọn hắn đem trong tương lai một đoạn thời gian rất dài lâm vào bị động cùng rất lại phía sau, cái này đối với U Mỹ tất cả đại tập đoàn đến nói đúng không có thể tha thứ, cũng không thể dễ dàng tha thứ trước khi mấy đại tập đoàn liên hợp cho quốc hội gây áp lực. Phát động trận này bộ phận quy mô chiến tranh, hắn mục đích đúng là trực chỉ giả thuyết ảo cảnh bình đài, như vậy kịch liệt đích thủ đoạn bọn hắn đều dùng đến rồi, nhưng là lúc này thời điểm lại im miệng không nói không nói. Cái này lại để cho Trần Húc đã nhận ra một tia bất an cái này hoàn toàn không phải phong cách của bọn hắn à. Hơn nữa, dùng taro cùng ích tình báo, tự nhiên biết rõ, dưới mắt S công ty thả ra có quan hệ giả thuyết ảo cảnh tin tức có rất lớn hơi nước. Tối thiểu, S công ty đối với giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật nắm giữ, cũng không giống như bọn hắn ngoài miệng theo như lời, lấy được sơ bộ đột phá kiểu tiến triển đơn giản như vậy, mà là bọn hắn trên tay đã có gần như tại hoàn mỹ. Hơn nữa đã hoàn toàn có thể đủ vùi đầu vào quân dụng và dân dụng phương diện kỹ thuật. Chỉ cần S công ty nguyện ý, thứ hai thiên hư nghĩ mô phỏng ảo cảnh phần cứng là có thể xuất hiện tại tất cả thành phố lớn siêu thị máy tính chính giữa nếu không bọn hắn cũng sẽ không biết gấp gáp như vậy sử dụng như thế cực đoan cướp đoạt phương pháp. S công ty sở dĩ như vậy tỏ thái độ, nguyên nhân cũng không thể gạt được người, cái này tất nhiên là phân hóa taro cùng ích tổ chức dưới cờ tương ứng xí nghiệp tập đoàn một loại phương thức. Quả nhiên, tại BC Bình Đài sức hấp dẫn xuống. Lưỡng tổ chức lớn chỗ khống chế rất nhiều bên ngoài xí nghiệp đã nhao nhau kìm nén không được đầu phục S công ty, Ai cũng biết, S công ty không có khả năng chính thức cởi mở kỹ thuật, tối đa chính là bọn họ ăn thịt, thừa nước canh mới có thể lưu cho những xí nghiệp này. Nhưng chính là những này nước canh, cũng đủ làm cho người đoạt vỡ đầu túi rồi. Taro cùng ích tuy nhiên không thèm để ý điểm ấy nước canh, nhưng là bọn hắn cũng phải biết mất đi đối với BC Bình Đài khống chế hậu quả, nhưng là kỳ quái chính là cái này lưỡng tổ chức lớn lại đột nhiên mà nhưng nick đóng môn, cái gì đều không đi truy cứu, liền dưới chướng xí nghiệp quy hàng Trần Húc cũng bỏ mặc, một bộ ta cái gì đều mặc kệ bộ dạng cái này bước tư thái rất nhanh tự lại để cho càng nhiều nữa dưới cờ công ty xí nghiệp bắt đầu cùng ép công ty tiến hành lén liên hệ mà căn cứ có chút người bên trong sĩ tin tức taro hạch tâm nhân viên cùng với pro hạch tâm cơ cấu vậy mà phảng phất là nhân gian bốc hơi đồng dạng ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào đồng dạng ít tổ chức hạch tâm sở nghiên cứu cũng lúc trước vài ngày đã xảy ra một hồi đại hỏa mà đại hỏa về sau sở hữu tất cả tư liệu cùng nhân viên nghiên cứu đều biến mất không có ai biết suốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Trần Húc đối với cái này hai phần tình báo, một bộ đau đầu bộ dáng, đây không phải lưỡng tổ chức lớn phong cách. Bọn họ là từ bỏ sở hữu tất cả thành viên vòng ngoài cùng tập đoàn, thậm chí là buông tha cho giá trị hàng tỷ nghiên cứu thiết bị. Cái này chỉ có thể nói, bọn hắn đổi đã đến một cái càng thêm ẩn nấp địa phương, đang tại sản xuất một cái càng lớn âm mưu. Trần Húc có chút nôn nóng gõ cái bàn, mễ ngóa đức, ít tổ chức, Taro toàn bộ đều biến mất, cơ hồ tựu là trong một đêm, bọn hắn cơ hồ buông tha cho bên ngoài tất cả lực lượng. Những người này đi đâu? Vốn Trần Húc đã làm tốt tương đương chuẩn bị, chuẩn bị triệt để phân hóa lưỡng tổ chức lớn, tối thiểu nhất, giả thuyết ảo cảnh hệ thống có thể làm cho ích tổ chức lần nữa đứng tại chính mình bên này, nhưng là nhưng bây giờ rất kỳ quái, liền ích tổ chức đều biến mất, mà ngay cả Rockefeller gia tộc cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Lần này, Trần Húc trước khi làm rất nhiều chuẩn bị cho tốt như hoàn toàn tự hết hiệu lực rồi, cái này lại để cho trần húc có một loại trọng quyền đánh tiến vào bông bên trong cảm giác hơn nữa lưỡng tổ chức lớn dị thường cũng làm cho trần húc trong nội tâm phi thường bất an chẳng lẽ là báo ứng đã đến trần húc nâng cầm lên trước khi hắn lợi dụng thời gian đường hầm đánh thắng trận này chiến dịch nhưng cũng là lại để cho thiên đạo đã bắt đầu đối với chính mình trừng phạt loại này trừng phạt biểu hiện phi thường khó để xác định tuy nhiên còn không đến mức như tử thần tới như vậy Nói không chừng một cái giọt nước một khối vỏ chuối tự có thể làm cho mình không cẩn thận quải điệu, nhưng là trong khoảng thời gian này Trần Húc thế nhưng mà một mực cẩn thận từng ly từng tí thận trọng từng bước, sợ không nghĩ qua là bầu trời rớt xuống khối thiên thạch đem hắn trực tiếp chụp chết, sau đó quyển sách có thể quang minh chính đại nát vĩ rồi. Đương nhiên, có lẽ thật sự như Trần Phỉ theo như lời, bởi vì Trần Húc bản thân tựu là đứng ở thiên đạo đến đỡ mặt, cho nên tuy nhiên làm như vậy chuyện nghịch thiên, thiên đạo cũng sẽ không biết đối với hắn tạo thành quá lớn trừng phạt lớn nhất khả năng còn là thông qua mặt khác một loại phương thức đến đối với như vậy sự tình tiến hành trừng phạt, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đại khái tựu là loại này rồi. Không biết đồ vật thường thường lại để cho người đoán tâm phiền ý loạn, Trần Húc hiện tại tựu là như thế, hắn hiện tại hận không thể đem ta râu hoàng đế kêu đến, nói ta ca lưỡng thống thống khoái khoái véo một hồi, thua người kia xéo đi. Cũng không muốn hiện tại mỗi ngày đều bởi vì chuyện này tình phiền lòng. Lưỡng tổ chức lớn, đến cùng đi nơi nào bọn hắn đến cùng lúc nào mới có thể trở lại trong khoảng thời gian này trần húc là qua đường làm quan rộng mở tuy nhiên hắn cả ngày uống tại ăn sạch đảo đại môn không xuất ra hai môn không bước thế nhưng mà ép công ty tại sinh ý bên trên thế nhưng mà càng ngày càng náo nhiệt rồi vô số tập đoàn công ty chỉ cần là hơi có chút thế lực cùng môn đạo thậm chí nghĩ đáp bên trên ép công ty cái này chiếc thuyền điều này cũng làm cho dịch thủy hàn qua chính là không sợ người khác làm phiền bởi vì mỗi ngày hắn đều muốn thu được vô số thiếp mời đều là đến tìm hắn lôi kéo làm quen chấp nối, thậm chí còn có chút thái tử đảng lợi dụng trong nhà thế lực vội tới ép công ty gây áp lực. Đương nhiên, làm loại chuyện này chỉ là những cái kia tài lực thế lực, lại tự cho là mình trong tay có một mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, đã rất rất giỏi, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không bị chính thức đích nhân vật để vào mắt một ít tiểu gia hỏa. Chân chính có thế lực, có năng lực, cũng đã biết trước đó không lâu tại Nam Hải chuyện đã xảy ra, ai còn không biết SMMS cùng hắn đổ đệ Trần Húc đột nhiên tự bồi dưỡng được một đám siêu thời đại chiến đội. Ai còn không biết một trận đánh chính là hạm đội thứ bảy đều sát vũ mà về. Dưới mắt nhìn xem ăn sạch đảo đã thành làm một cái đặc thù khu hành chính tự phải biết, dưới mắt có thể cùng SMMS đọ sức, sợ là chỉ có ích cùng Taro cái này hai đại thâm căn cố đế tổ chức, loại này đặc thù chiến đấu, tuy nhiên người bình thường khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng đây cũng không phải là bình thường thế lực có thể nhúng tay phạm vi rồi. Loại này kiểu mới hình thái chiến đấu, thậm chí sẽ quyết định tương lai thế giới đích thoại ngữ quyền cùng lãnh đạo quyền. Dám trêu người như vậy, không muốn sống nữa sao? Đây chính là liền một quốc gia cũng không dám đơn giản dựng nên địch nhân ai cũng biết, cho dù cường như nước Mỹ, một khi ít tổ chức ly khai, như vậy bọn hắn đã có thể sử dụng chính mình kỹ thuật lại để cho một cái có được hùng hậu cơ sở kinh tế quốc gia, tại trong vài năm đem sức sản xuất chuyển hóa làm lực lượng quân sự, do đó uy hiếp được nước Mỹ bá chủ địa vị. Cho nên Tuy nhiên rất nhiều người cũng biết ăn sạch đảo là một khối thịt mỡ, lại cũng chỉ có thể làm từng bước tiến hành xin, không dám ở sau lưng xử cái gì mưu mẹo nham hiểm. Đã Trần Húc hiện tại sống kiện kiện khang khang, mà sự nghiệp của hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ trệ chát chát, như vậy, căn cứ Trần Húc cùng Trần Phỉ phán đoán, có quan hệ lần này thời không đường hầm nghịch thiên trừng phạt, rất có thể tự biến thành đối với địch nhân bao phần thưởng hơn nữa dùng dưới mắt ít tổ chức cùng Taro biến mất, càng là xác nhận loại này suy đoán lưỡng tổ chức lớn đối với thế kỷ đại âm mưu, bày kế nghiên cứu, cái kia chính là quả thật đứng ở thiên đạo chỗ ước thúc quy tắc ở ngoài. Mà Trần Húc với tư cách, nói đơn giản điểm, chính là một cái thiên đạo dưới chướng tay chân, đến thay trời hành đạo. Như vậy, cái này tay chân cho dù làm ra một ít vi phạm với chủ tử quy củ sự tình, tối đa cũng tự là tiểu gõ thoáng một phát, huống chi cái này chủ tử thần thông quảng đại, có lẽ, nhằm vào sự kiện lần này, thiên đạo vẫn thật là lại để cho lưỡng tổ chức lớn tại ở phương diện khác đã nhận được đột phá tính tiến triển. Vì vậy, một phương diện trừng phạt Trần Húc, một phương diện. Rồi lại lại để cho lưỡng tổ chức lớn rời bỏ thiên đạo càng ngày càng xa, cuối cùng nhất xa vào đến không thể tự kềm chế hoàn cảnh chính giữa. Ngẫm lại lưỡng tổ chức lớn đột nhiên xuất hiện biến mất, Trần Húc tính toán cả buổi, cũng là cảm thấy đại khái loại này giải thích nhất khả năng. Đã như vậy, cái kia Trần Húc tự phải nghĩ biện pháp rất nhanh phát triển thế lực của mình, bởi vì có trời mới biết lưỡng tổ chức lớn đem nghiên cứu ra đến cái gì đó, có lẽ qua sang năm, có lẽ tại năm sau, thậm chí khả năng tựu vào ngày mai, chính mình muốn lọt vào lưỡng tổ chức lớn phản kích rồi. Muốn phòng ngừa chu đáo à? Hiện tại Trần Húc đem ăn sạch đảo kiến thiết, khó sẽ không có phòng ngừa chu đáo nghĩ cách. Bởi vì người địa cầu đều sắp biết rõ, ăn sạch đảo chính là tương lai SMMS đại bản doanh, cái thành phố này do hắn đến sáng tạo, cũng nhất định do hắn đi về hướng huy hoàng, Vậy đối với Phương nếu là muốn trả thù Trần Húc, đứng mũi chịu sao đúng là sẽ đối ăn sạch đảo tiến hành đả kích hơn nữa Trần Húc trước khi nói chiến tranh cùng chính trị không quan hệ cái này một lý luận, cũng triệt để nói rõ rồi, tương lai chiến tranh gần kê tựu là cực hạn tại cái này mấy tổ chức lớn cùng tài phiệt tầm đó, tối đa xem như tư quân, mà cũng không bởi vậy làm cho quá lớn quốc tế ảnh hưởng. Có thể Trần Húc một bên nói như vậy, bên kia rồi lại kéo một tiền lớn nổi danh thế giới công ty xí nghiệp đến hỗ trợ cùng một chỗ kiến thiết ăn sạch đảo, đây cũng chính là lại để cho tương lai Taro cùng X triển khai trả thù thời điểm có chỗ cố kỵ. Theo Ăn sạch đảo càng phát ra kiến thiết phát triển, Trần Húc thế lại càng lớn, hơn nữa giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật ủng hộ, tin tưởng rất nhanh Ăn sạch đảo địa vị là có thể áp đảo trên thế giới. Đương nhiên, lực lượng quân sự Trần Húc là sẽ không buông tha cho đấy. Ăn sạch đảo kiến thiết kế hoạch chính giữa, nguyên vốn là có phi thường nghiêm mật phòng ngự hệ thống, dù sao làm làm một cái hải phòng biên cảnh thành thị, Trần Húc hoàn toàn có lý do ở chỗ này thành lập khởi một chi công nghệ cao lực lượng phòng ngự. Huống chi, công nghiệp quân sự phương diện hợp tác, bản thân thì ra là ăn sạch đảo kiến thiết một trong số đó. Công nghiệp quân sự phương diện, cơ giáp chế tạo kỹ thuật tự nhiên là toàn bộ thế giới buôn bán vũ khí nhóm, đám bọn họ tha thiết ước mơ thứ tốt, dưới mắt Trần Húc muốn làm, tự là đem kỹ thuật chuyển hóa làm sức sản xuất mà thôi. Hơn nữa bách tại SMMS cường thế, rất nhiều U Mỹ quốc gia, đều không thể không vụng trộm cởi mở một bộ phận kỹ thuật phong tỏa, đến cùng ép công ty tiến hành kỹ thuật trao đổi. Xét thấy quân đội thỉnh cầu, Trần Húc tự nhiên sẽ không cử tuyệt người khác đem chân tảng lấy thứ tốt ba ba lấy tới, dù sao cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật vượt lên đầu thời đại này 40-50 năm, tốt như vậy thứ đồ vật hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy ra, thế nhưng mà còn có rất nhiều thoáng vượt lên đầu thời đại. Nhưng là đối với Trần Húc mà nói cũng đã là rất lại phía sau đâu kỹ thuật, những này kỹ thuật ngược lại là có thể dùng để với tư cách trao đổi. Dù sao, Trung Quốc phương diện này nội tình quá mỏng rồi, cả nước cao thấp, liền một cái chính nhi bát kinh, có thể đạt tới thế giới cao cấp tiêu chuẩn động cơ nhà máy hiệu buôn đều không có, liền dân dụng ô tô động cơ đại bộ phận đều muốn dựa vào nhập khẩu. Trần Húc ngược lại là dùng những này rất lại phía sau kỹ thuật đổi lấy không ít thực dụng, dưới mắt rất là cao đoan sinh sản, sản xuất kỹ thuật cùng dây chuyền sản xuất những vật này Trần Húc tuy nhiên chướng mắt. Thế nhưng mà đối với trong nước dân dụng cùng công nghiệp quân sự phương diện, nhưng lại một đại bay vọt, cái này lại để cho Trần Húc cùng SMMS địa vị càng phát siêu nhiên cùng vững chắc. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, theo SMMS cường thế quật khởi, Hoàng An Bình cái này thái tử đảng địa vị cùng với gia tộc kia cũng càng phát ra đã bị coi trọng, cái này lại để cho rất nhiều người bóp cổ tay thở dài, lúc trước làm sao lại không có tuệ nhãn ôm lấy nhanh căn này cột trụ đâu này. Chỉ là hiện tại dù cho muốn ôm, cũng không có tư cách kia ôm lấy rồi, bởi vì vì bảo hộ Trần Húc an toàn, dưới mắt Trần Húc một mực ở lại ăn sạch ở trên đảo, có thể cùng hắn gặp mặt, tối thiểu dùng chính là cái phó bộ cấp cán bộ mới được. Bất quá, đối với SMMS đồn đãi cũng truyền ra. Tự là Taro hoàng đế chỗ suy đoán, SMMS nhưng thật ra là một cái sinh tồn cùng trên Internet trí tuệ nhân tạo. Đối với cái này loại thuyết pháp, Trần Húc cũng không có phủ nhận, trên thực tế, tin tức này hay vẫn là Trần Húc vụng trộm lại để cho người tiết lộ ra ngoài bởi vì đối với chưa từng có lộ mặt qua SMMS, cho dù người khác không đến hỏi, cũng tổng muốn xuất ra một thân phận rồi dù sao hiện tại smms địa vị rất cao cao đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng qua tay một người trí tuệ nhân tạo thân phận cho dù sẽ khiến nhất định được khủng hoảng thực sự tổng sống khá giả cất dấu nắm bắt vì vậy một cái rất không có thú vị khoa học viễn tưởng câu chuyện cứ như vậy bị biên đi ra một cái sấm sét vang dội gió táp mưa xa ban đêm một đạo thiểm điện bổ vào trần húc trên máy vi tính vì vậy tự sinh ra đời một cái có được lấy mình ý thức chương trình cái này chương trình không ngừng theo trên Internet liên quan đến hấp thu tri thức, hắn tri thức hệ thống không ngừng lớn mạnh, là được lúc sau SMMS. Đối với SMMS chỗ lấy ra những cái kia nhuyễn kiện công cụ, như thế một cái so sánh tốt giải thích có lẽ hoàng đế là từ mễ ngóa đức lai lịch bên trên làm ra như vậy suy đoán, nhưng là cái này suy đoán lại cho Trần Húc một cái rất tốt dẫn dắt, chỉ có điều, hắn suy đoán SMMS là một cái chân thật nhân loại linh hồn tiến nhập máy tính, mà Trần Húc lại nói nó là không căn cứ sinh ra đời đấy, Trần Phỉ cái này ngụy trí tuệ nhân tạo ngược lại là có thể tạm thời hành động thoáng một phát SMMS nhân vật, bởi vì tại hắn minh mông mô đun chính giữa. Cùng người tiến hành đối thoại thật sự là lại để cho người thiệt giả khó phân biệt. Về phần có quan hệ giả thuyết ảo cảnh hệ thống, còn có sự thật chính giữa ví dụ như thực phẩm kiểm tra đo lường nghi như vậy sản phẩm, tính cả hiện tại cơ giáp ở bên trong, Trần Húc cũng chỉ có thể nói dối nói, đây là SMMS cái này mạng lưới U Linh chính mình tiến hành mô phỏng kết quả, SMMSS cái này trí tuệ nhân tạo dù sao cũng là trên thế giới mạnh nhất hacker, hắn có thể thần không biết quỷ không hay điều động toàn bộ thế giới tùy ý một gian phòng máy, thậm chí là siêu cấp máy vi tính trợ giúp chính mình tiến hành mô phỏng. Mà hắn lại hấp thu nhiều như vậy tri thức, mô phỏng ra những vật này, giống như cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Loại này thuyết pháp, xem như miễn cưỡng hồ lộng qua rồi. Dù sao, bất kỳ một cái nào người lãnh đạo tận mắt nhìn đến cái kia tại trong máy vi tính như chân nhân đồng dạng có thể nói chuyện, có thể trao đổi Trần Phỉ lúc, trong nội tâm cũng không khỏi không tin tưởng sự thật này tồn tại. Tuy nhiên đối với Trần Húc trên tay đã nắm giữ cái đám kia phảng phất là từ phía trên bên trên đến rơi xuống cơ giáp lai lịch hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là tất cả mọi người thông minh không có hỏi tới. Ai cũng có thể nghe ra Trần Húc có chỗ giấu giếm, nhưng là hắn không phải phạm nhân, nếu không không phải phạm nhân, thậm chí có thể nói là dưới mắt không ai có thể đắc tội khởi người. Về phần hắn muốn giấu giếm một ít gì đó, người thông minh cũng sẽ không đi bảo căn cứu để. Có quan hệ SMMS vấn đề cứ như vậy bị lừa gạt tới, Trần Húc đối với ăn sạch đảo quy hoạch cũng thông qua được phê duyệt, những người lãnh đạo cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng có thể hay không thật sự kiến thiết ra loại này siêu thời đại thành thị. Vì vậy, chỉ cần Trần Húc yêu cầu, vô số nhân lực đều bị vùi đầu vào ăn sạch đảo kiến thiết chính giữa, đối với những công trình này sư nhóm, đám bọn họ cùng lao công nhóm, đám bọn họ mà nói, có thể tham dự kiến tạo như vậy một cái tương lai thành thị cũng làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Tại siêu cấp máy tính tiểu mẫn quy hoạch xuống, tăng thêm vô cùng tài chính cùng nhân lực, tăng thêm siêu thời đại tài liệu, ăn sạch đảo kiến thiết dị thường thuận lợi, gần kề một tháng, tựu đã có hình thức ban đầu. Bất quá lúc này thời điểm, một hồi nho nhỏ ngoài ý muốn lại bỏ dở kiến thiết. Địa chấn, một hồi không tính lớn, thực sự không coi là nhỏ địa chấn khiến cho thi công tiến độ bị ép ngừng lại, bởi vì hoàn thiện bảo hộ biện pháp, trận này địa chấn cũng không có tạo thành bất luận cái gì tử vong. Chỉ có vài tên công nhân bị thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là vì đề phòng dư chấn, thi công cũng không khỏi không đình chỉ xuống. Nhưng chỉ có trận này địa chấn, lại để cho Trần Húc đã nhận ra một tia không bình thường nhân tố. Địa chấn vốn là chuyện rất bình thường. Toàn bộ thế giới mỗi thời mỗi khác đều tại phát sinh địa chấn, bởi vì biết thường thức người cũng biết, chúng ta dưới chân địa cầu cũng không phải bất động, nó là sống. Vỏ quả đất vận động tạo thành địa chấn là phi thường bình thường, bất quá tại tam cực trở xuống đích địa chấn cảm giác không thấy. Mà ở vùng duyên hải khu vực, nhất là Nam Cát phụ cận, cái này nguyên vốn là lưỡng động đất mang chỗ giao giới, cho nên tại Hải Dương bên trên phát sinh địa chấn cũng là phi thường bình thường sự tình. Ăn sạch đảo kiến tạo tại trên biển, nguyên gốc cái Hải Dương thành thị muốn làm tốt đối mặt báo, biển gầm cùng Hải Dương địa chấn chuẩn bị, cho nên tại đây kiến trúc nhìn như không chung lâu các, trên thực tế tại trên lý luận đều có thể chống cự thập cấp tả hữu chấn cảm, so về trong nước lục địa bên trên đại bộ phận công trình kiến trúc đều muốn vững chắc an toàn rất nhiều cho nên như vậy một hồi sáu, năm cấp địa chấn vốn là chuyện rất bình thường, nhưng khi nhìn bắt tay vào làm bên trong đích tình báo, toàn bộ thế giới nhà địa chất học nhóm, đám bọn họ ngược lại là đã nhận ra một tia không bình thường cảm giác. Theo năm nay tháng tư phần bắt đầu, đến bây giờ không đến một tháng thời gian, trong phạm vi toàn thế giới đủ khả năng phát hiện, tam cực đã ngoài địa chấn tần suất, tựa hồ đề cao không ít, số này giá chỉ tại 30% tả hữu Không riêng gì địa chấn, trong khoảng thời gian này khí hậu cũng tồn tại rõ ràng vấn đề. Trừ đi một tí hải dương tính hoặc là rừng mưa khu vực khí hậu đại khái còn bảo trì bình thường bên ngoài, thế giới các nơi phảng phất cũng không có mùa xuân. Nói cách khác, dưới mắt tuy nhiên là tháng tư mùa xuân, có thể rất nhiều địa phương đều là lúc lạnh lúc nhiệt, có lẽ ngày nào đó nóng bức như hạ thiên buông xuống, nhưng là chỉ trước mắt một trận mưa về sau độ ấm sẽ chợt hạ xuống hơn 10 độ. Loại này khí hậu vốn cũng không kỳ quái, tại rất nhiều á nhiệt đới khu, bình nguyên khu, mùa xuân độ ấm hay thay đổi vốn cũng là bình thường, tăng thêm hiện tại hiệu ứng nhà kính, cùng với toàn cầu khí hậu hay thay đổi dưới tình huống, rất nhiều thành thì căn bản cảm giác không thấy mùa xuân, thường thường tự là tại 4 năm tháng, vốn đang cần mặc áo lông, có thể trong vòng một đêm tự đổi thành ngắn tay, hoặc là lại là một trận mưa, tắc thì lại mặc vào giày đặc quần áo. Chỉ là, tại tháng tư phần còn có rất nhiều địa phương liên tục rơi xuống vài tràng tuyết, cái này tự có chút kỳ quái phải biết rằng, có chút khu hứa nhiều năm qua, cho dù là mùa đông đều chưa hẳn hội tuyết rơi đấy toàn cầu khí hậu xuất hiện nhất định được vấn đề điểm này khí tượng học ra môn nguyên một đám vắt óc tìm mưu kế tại ghi luận văn, cái gì hiệu ứng nhà kính, khí thải bài phóng, carbon dioxide quá nhiều chờ chờ ngôn luận đều vứt ra đi ra đương nhiên, cũng có rất nhiều đỉnh cấp khí tượng học ra môn phi thường đau đầu. Hiện tại thời tiết cái này bước bộ dáng, bọn hắn còn thế nào kiên trì chính mình toàn cầu biến ấm lý luận? Nếu như loại này lý luận không có thể kiên trì, cái kia phát đạt quốc gia lại có lý do gì đi hạn chế thế giới thứ ba quốc gia phát triển? bọn hắn lại thế nào hướng toàn bộ nhân loại trưng thu không khí thuế. Hít một hơi đều muốn nộp thuế đấy. Đương nhiên, những này khí hậu biến hóa cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, dù sao tục ngữ nói tốt, thiên không hề chắc phong vân. Loại này khí hậu còn xa xa không tính là cực đoan, về phần khác thường. Hiện tại nhân loại đã kiến thức quá nhiều khác thường khí hậu rồi. Hai năm trước mùa đông độ ấm rất cao, làm cho rất nhiều trong công viên động vật đều không ngủ đông rồi. Loại chuyện này người bình thường cũng coi như cái tin tức nhìn một cái, bởi vì muốn quan tâm, người bình thường cũng căn bản không có quan tâm tư cách, đối với rất nhiều liền ô tô đều không có thế giới thứ ba quốc gia cư dân mà nói, cái gọi là hạn chế ô tô khói xe sắp xếp lượng loại chuyện này còn chưa tới phiên bọn hắn quan tâm mà về phần có xe, cũng chưa chắc đi quan tâm việc này. Hơn nữa, không tám đầu năm tuyết rơi nhiều, nghe nói tựu là những năm này địa cầu độ ấm quá cao do đó tiến hành một lần mình điều tiết hạ nhiệt độ thủ đoạt, trận kia tuyết rơi nhiều nhất là đối với Trung Quốc đại lục các cư dân mà nói có thể nói là vài thập niên khó được nhất ngộ như vậy không bình thường sự kiện đều đã trải qua đối với bình thường khí hậu biến hóa người bình thường căn bản sẽ không đi chú ý thế nhưng mà Trần Húc bây giờ đang ở chú ý phương diện này tin tức muốn nói Trần Húc hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ đó là khẳng định dù sao có một giống như tử thần tới chính giữa nhìn không thấy sở không được tử thần vì thời có thể có thể làm cho mình lâm vào một đống phiền toái chính giữa mặc cho ai đều chú ý chỉ là giống như thiên đạo báo ứng thủy chung không có báo ứng đến trên người hắn, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một ít khí hậu dị thường. Điều này không khỏi làm cho Trần Lúc sinh ra một tia liên tưởng. Căn cứ trên tay tư liệu, theo tháng tư phần bắt đầu, toàn cầu địa chấn tần suất cao hơn dĩ vãng 30% tả hiếu, bộ phận khu còn sinh ra báo, dị thường tuyết rơi chờ chờ đặc thù khí hậu hiện tượng. Mặt khác, thế giới các nơi đối với vài tòa lâm vào hôn mê kỳ núi lửa quan chắc, phảng phất những này đã hôn mê mấy trăm năm núi lửa hoạt động sắp tới cũng có vài phần dị thường hiện tượng. Những này quy kết, chẳng lẽ nói, thật là có sự tình phát sinh. Thế nhưng mà như vậy sự tình nếu là muốn ngạnh liên lụy tới Taro cùng ít cái này lưỡng tổ chức lớn trên người, Trần Húc mình cũng cảm thấy không tin. Mặc dù nói nhân loại đối với địa cầu phá hư vô cùng nghiêm trọng, đưa đến hiện tại địa cầu có rất nhiều dị thường hiện tượng tự nhiên, có thể cái kia dù sao cũng là hợp mưu hợp sức. Lời nói không dễ nghe, việc này toàn bộ thế giới 6-70 ước người ai cũng đừng muốn đi bên ngoài hái, về phần có chút quốc gia một ngụm đem cái này oan ức che ở thế giới thứ ba quốc gia trên đầu, cái này cũng hoàn toàn vô nghĩa loại sự tình này là người khác có thể tạo thành đấy sao. Nếu bàn về ô tô khói xe bài phóng, không có quốc gia có thể cùng nước Mỹ so A. À? Đại khí ô nhiễm, xanh hóa biến mất, đối với vỏ quả đất hạ tầng sâu khoáng sản đào móc, những điều này đều là phá hư địa cầu đích thủ đoạn. Nhưng muốn nói cái nào ra hỏa có thể trực tiếp lại để cho địa cầu lão đại bão nổi, sợ rằng cũng không có bổn sự kia. Trừ phi nước Mỹ Tổng thống động kinh rồi, đem đầu đạn hạt nhân đều ném đi đi ra. Cho nên, trong khoảng thời gian này khí hậu xuất hiện dị thường, cho dù là ích cùng Taro lưỡng đại thế giới đỉnh cấp tổ chức, cũng là không có cái kia năng lực, chắc hẳn khí này hậu dị thường cũng là trong dự liệu dị thường A, xem như một loại hậu tích bạc phát, dù sao từ khi cách mạng công nghiệp đến bây giờ, sinh vật nguồn năng lượng sâu sắc sử dụng, nhân loại truy cầu khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này mấy trăm năm qua đã sâu sắc tổn thương địa cầu nguyên khí, nhất là cận đại, tuy nhiên mỗi ngày tại hô khẩu hiệu bảo hộ hoàn cảnh, có thể theo công nghiệp bồng bột phát triển, loại này bảo hộ căn bản khởi không đến quá lớn tác dụng. Người bình thường đối với chính mình tự hạn chế, so về nhân loại truy cầu tiến bộ mà tạo thành hoàn cảnh phá hư, quả thực là như muối bỏ biển, nếu quả thật muốn bảo hộ địa cầu, như vậy hàng đầu, chính là muốn tìm kiếm hoàn toàn mới nguồn năng lượng thay thế dưới mắt dầu mỏ, mỏ than chờ cấp sinh vật có thể, mà thực sự không phải là trên miệng nói xuông khẩu hiệu mà thôi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này Trần Húc trong lúc rảnh rỗi lên mạng đi dạo, ngược lại là cũng chứng kiến một loại đặc thù thuyết pháp không biết ai từ chỗ nào cái trên tư liệu thấy được, đã sớm bị diệt tuyệt Maya người đối với địa cầu kỷ niên tính toán, chỉ tính toán đến công nguyên năm 2012. Nói cách khác, Maya người đã lời tiên đoán rồi, địa cầu đem tại năm 2012 hủy diệt. Hơn nữa loại này thuyết pháp phụ họa người còn không ít, Trần Húc vốn chính là một cái ưa thích mò mẫm đọc sách người, rất nhiều thứ cũng đều là biết mà không tin, cho nên may an à người loại này lời tiên đoán hắn ngược lại là cũng biết bất quá thì ra là biết rõ cái da lông, có trời mới biết cái thằng này là từ đâu trên quyển sách xem hay sao. Nói không chừng tự là chuyên môn tại trên xe lửa bán cái chủng loại kia chuyên môn phụ trách nói bừa loạn tạo tiểu trên báo chí chứng kiến cũng không nhất định. Đối với cái này loại diệt thế lời tiên đoán, cho tới hôm nay xuất hiện đã không biết bao nhiêu lần, tạo thành ảnh hưởng khá lớn đấy tính cả cái này 2012, tại Trần Húc trong ấn tượng có 3 lượt. Một lần tự là tại năm 1999 mặt, thế kỷ chi giao thời điểm, khi đó không ít người nói thế kỷ chi giao tự là tận thế sắp đã đến, cũng đã tạo thành không ít oanh động, tại Trung Quốc bởi vì dư luận quản chế ngược lại là khá tốt điểm, thế nhưng mà ở nước ngoài, thế nhưng mà hung hăng náo loạn một phen. Bên kia tôn trọng môn luận tự do, cho nên cái gì loạn thất bát tao sự tình đều có. Lúc kia, không biết bao nhiêu hòa thượng, đạo sĩ, nữ tu sĩ, lạt ma, tín đồ đạo hồi đứng ra nói tận thế đã tới rồi, nhân loại đã trốn không thoát. Vì vậy, xuất ra tiền của ngươi A, tín chúng ta thần A, đối với thần tín ngưỡng quyết định bởi độ quyết định ngươi móc ra tiền mặt bao nhiêu. Người giàu có cùng keo kiệt người lên thiên đường tỷ lệ thật giống như lạc đà xuyên qua lỗ kim, vì vậy, đem tiền của các ngươi lấy ra đi. Còn có một lần, là 2006 năm tháng 6-6 ngày. Nghe nói ngày này là thánh kinh bên trên chỗ ghi lại ma quỷ sinh ra đời ngày, thì ra là thế giới tận thế. Vì vậy, lại một đám hòa thượng, đạo sĩ, lạt ma. Đứng ra, như vậy không ít u mỹ thờ phụng thiên chúa giáo phụ nữ có thai nhóm, đám bọn họ bị hù muốn tất cả biện pháp không để cho mình ở đằng kia thiên sanh con, sợ mệt chết việc cực sinh ra đến một cái trên đầu sừng dài, phía sau cái mông còn có căn có mũi tên sinh nhật ra hỏa, không chừng trong tay còn cầm cái hỏa xiên, vừa đi ra ném ra một quả tiểu dược hoàn, mở miệng nói, "Phi, muốn hạ độc chết lão tử, không có cửa đâu." Thế nhưng mà dưới mắt Bắc Kinh Thế vận hội Olympic đều nhanh mở, cái này hai lần tận thế tính là chân thật tự nhiên cũng không cần nói, vì vậy dưới mắt 2012 lại tới nữa. Suy nghĩ thánh kinh người biết quá nhiều, hù bất trụ người, một đám hòa thượng đạo sĩ tu sĩ lạt ma nhóm, đám bọn họ lại cầm sớm bị diệt sạch may a à người đi ra nói sự tình thật tốt à, chết không có đối chứng liền cái tham khảo văn hiến đều tìm không thấy năm đó Tây Ban Nha thực dân người đi vào châu Mỹ đại lục thời điểm, một mồi lửa đem Maya à người văn hiến toàn bộ đốt đi, cái này 2012 đồn đãi không biết rốt cuộc là từ chỗ nào truyền tới đấy. Hơn nữa chuyện còn tương đương rất thật, dù sao Trần Húc là không tin đấy, đơn giản nhất bất quá đạo lý, nếu như 2012 thực thế giới diệt phong rồi. Hắn siêu cấp máy tính ở đâu ra, dù sao cái đồ chơi này, tự là một đám rỗi dãnh được nhất cả trứng, không biết là cái gì giắp tâm người làm ra đến, xem dân mạng thái độ, nguyên một đám cũng vui tươi hớn hở cầm chuyện này đến hay nói giỡn, thật đúng là không có người đi tin hắn muốn thực tin, còn có vài năm thời gian còn muốn hay không đã qua. Đây không phải là so lo thiên kỷ người còn ngu ngốc rồi. Lan Châu bánh nướng, lâu chủ ngu thật may a à người lời tiên đoán tính toán cái gì tinh chuẩn, ta chính là chưa cắt phú hầu thân truyền, chưa cắt môn đệ 108 đời thay truyền nhân, dạ xem thiên tượng, chính là có một đại tinh bồi hồi trời cao huyết quang bay thẳng đấu bò, lâu chủ ngươi ấn đường biến thành màu đen, mặt đeo nịt ngực, rõ ràng đại họa ngay tại trước mắt. Nhanh chóng đưa trước ơ chi phiếu số và mật mã, mới có thể trừ tà tránh họa, chuyển nguy thành an. A à, di cái kia đà Phật, thí chủ nói sai rồi, ngã Phật có mây. Thế giới kia tận thế rõ ràng tại năm 2011, lúc nào có thể, thì tới năm 2012 rồi hả? Amen, kỳ thật các ngươi cũng không biết, tận thế kỳ thật đã tại 2006 năm tháng 66 ngày đã xảy ra, hiện tại các người đều là sinh hoạt tại The Matrix chính giữa thế giới giả tưởng chính giữa, căn bản nhìn không tới cái gọi là chân thật. Trần Húc đổi lấy áo lót tại chân trời xa xăm hót nhất cái kia chương có quan hệ 2012 thiếp mời, bài viết phía dưới mỏ mẫm ồn ào, muốn nói đến ồn ào người còn thật không ít, trong lúc nhất thời, phía dưới hồi thiếp reply, toàn bộ đã thành cái gì cái gì thiên cương môn, ngũ hành tông, thái thượng đạo, phái thiên sơn. Tóm lại cái gì loạn thất bát tao giáo phái đều đứng ra lời tiên đoán rồi, hơn nữa một cái so một cái dọa người. Trần Húc tại máy vi tính mặt xem sởn hết cả gai ốc vui, nghĩ thầm đầu năm nay nhất cả chứng người còn thật không ít, hội biên câu chuyện người cũng quá nhiều hơn, cái này một cái hai cái lời tiên đoán theo như lời, thật đúng là như có chuyện như vậy. Ngẫm lại cũng thế, đầu năm nay bên trên diễn đàn đi dạo tưới, nhất là tại chân trời xa xăm lời ong tiếng ve bản, có mấy cái không phải rỗi rãnh hốt hoảng hay sao thuần túy là một đám gia hỏa ăn no rồi dỗi dãnh không có chuyện gì, càng là hỏa thiếp mời, bài viết lại càng có thể chứng kiến bọn này như cả chứng thần giáo lũ tiểu tử thân ảnh. Thật giống như Trần Húc vừa đi ngang qua một cái thiệp, thiếp mời, bài viết chính giữa nói, nói cho mọi người một cái có quan hệ Windows hệ thống bí mật, người chỉ cần ấn vào góc dưới bên trái hệ thống menu kiệt, mau nữa nhanh chóng theo như hai cái U, nhất định phải rất nhanh theo như. Sẽ xuất hiện thứ tốt à? Trần Húc chứng kiến cái này thiếp mời, bài viết lúc ấy tự phun nước rồi, Chiều này cũng quá nhược trí rồi, theo như hệ thống menu lại theo như U, rõ ràng là mau lẹ tắt máy đích thủ đoạn. Bất quá chứng kiến hồi thiếp reply càng phun nước. Theo lầu 1 đến lầu 7 đều tại hô to, hoa, quả nhiên có thứ tốt, ta theo như ra ra sờ khối lập phương, ta tại đây xuất hiện Super Mario, ta nơi này là cực phẩm phi xa, trên lầu đều là cặn bã, ta theo như qua về sau trực tiếp xuất hiện tiểu trạch Maria. Thẳng đến thứ 8 lâu, mới có một ra hỏa hồi thiếp reply, trên lầu đều là người xấu. 555, ta xoa bóp về sau tắt điện thoại. Quả nhiên bọn này như cả chứng thần giáo lũ tiểu tử tận ưa thích làm một ít hại người không lợi mình sự tình. Lúc này thời điểm Trần Húc lại ấn mở một cái thiệp, thiếp mời bài viết là thứ nhất chuyển thiếp tới tin tức, nội dung là tứ xuyên mỗ địa xuất hiện kỳ quan, nhóm lớn thiềm thừa nhau nhau qua phố, không sợ sinh ra và cỗ xe. Nhưng lại có ảnh chụp, trên tấm ảnh chính là một cái trên đường phố, có phô thiên cái địa thiềm thừa. Thì ra là con cóc, cái này thiếp mời, bài viết về đích không ít người, có tỏ vẻ kinh ngạc, có tắc thì hỏi ảnh chụp có phải hay không BS, cũng có đọc tiểu thuyết, cười xưng những này là khởi điểm mỗ nổi danh tác giả lang thang cóc. Thế nhưng mà tự ở dưới mặt một cái hồi thiếp reply, đưa tới Trần Húc chú ý, hắn nói, thiềm thư xuất hiện như vậy dị thường cử động, có phải hay không là địa chấn dấu hiệu. Ngay sau đó đã có người hồi thiếp reply, biểu thị ra đồng ý, bởi vì rất nhiều người cũng biết, tại địa chấn trước, động vật sẽ xuất hiện dị thường, Nước giếng cũng sẽ biết đục ngầu, như loại này cóc đại quy mô di chuyển cử động, hoàn toàn chính xác không nghĩ qua là tụ lại để cho người nghĩ tới địa chấn bên trên. Trần Húc cũng đang suy đoán, bởi vì gần đây hắn quả thực đối với địa chấn, khí hậu biến hóa những vật này nhạy cảm điểm. Thế nhưng mà hắn cũng biết, địa chấn trên căn bản là rất khó dự đoán, tuy nhiên địa chấn trước khi sẽ có một ít so sánh đặc thù hiện tượng phát sinh, nhưng là có đôi khi phát sinh đặc thù hiện tượng, chưa hẳn tỏ vẻ sẽ có địa chấn, như loại chuyện này, nếu có người trước khi đi dự đoán không nghĩ qua là cũng sẽ bị khấu trừ một cái đằng trước tản địa chấn lời đồn, ý đồ bất chính ngũ. Thật sự sẽ có địa chấn sao? Trên cái thế giới này, nói mình có biết trước năng lực người rất nhiều. Nhưng là đến tột cùng có độ tin cậy vì bao nhiêu, cái này không được biết rồi, thế nhưng mà tại Trần Húc trong tay, còn quả thật thực sự một cái có thể biết trước đồ vật. Tiểu Mẫn, đối với siêu cấp máy tính mà nói, trong tương lai mãi cho đến 2080 năm chuyện đã xảy ra, trên cơ bản đều là thuộc về lịch sử, mà thực sự không phải là biết trước. Bất quá, loại công năng này trên cơ bản không có gì dùng, bởi vì Trần Phỉ đã nói qua, đem làm siêu cấp máy tính gửi trở lại một khắc này, lịch sử đem tiến nhập một cái mới đích điểm cong, tại 06 năm tháng 9 ngày 1 đến 2080 năm cái này hai cái tiết điểm tầm đó, rất nhiều thứ đều có thể sẽ cải biến, thẳng đến Trần Húc hoàn thành điểm cong một khắc này, lịch sử mới đưa một lần nữa định hình. Cho nên, trên cơ bản muốn dựa vào siêu cấp máy tính chính giữa tin tức đi thu mua cổ phiếu một loại chỉ sợ hội bồi bản đều không thừa nổi đến, tối thiểu nhất, tại vốn có trong lịch sử, không có SMMS người này, cũng không có Trần Húc sớm như vậy cao điệu quật khởi. Rất nhiều phát minh đều là tại khoa học kỹ thuật lắng động trên cơ sở sinh ra đời, nguyên lai like Trần Húc cũng xa xa không hữu hiện tại đây giống như Huy Hoàng. Chỉ là, có một số việc, có lẽ vẫn có thể đủ dự đoán đấy. Cũng tỉ như, địa cầu phát sinh một ít đáng sợ tai nạn. Có lẽ a à, năm 2008 tháng 5 một ngày 2, cả nước cùng bi, một hồi dùng tứ xuyên tỉnh vấn xuyên làm trung tâm siêu cường địa chấn cơ hồ chấn cảm liên lụy hơn phân nửa Trung Quốc, chết vì tai nạn người cao tới 10 vạn. Mà căn cứ đám bạn trên mạng nhớ lại, tại địa chấn trước đó không lâu, hoàn toàn chính xác xuất hiện có quan hệ thiềm thử di chuyển tin tức báo cáo, chỉ là lúc ấy rất ít người đem hắn liên tưởng đến địa chấn phía trên, thậm chí cả sau đó rất nhiều người hối hận vô cùng trận này địa chấn cũng không phải là không có mánh khóe, Thượng Thiên đã cho nhân loại báo động trước, chỉ là nhân loại chính mình lại không có phát giác đến nhìn xem tiểu mẫn liệt ra, có quan hệ 512 lúc báo cáo, nhìn xem một màn kia màn thảm trạng, nhìn xem cái kia từng trang từng trang sách cảm động câu chuyện, bất chi bất giác tầm đó, Trần Húc bờ môi đã bị cắn nát chảy máu rồi, hắn biết rõ, nếu như mình không biết chuyện này cũng là thì thôi, thế nhưng mà nếu như đã biết hắn còn không làm chút gì đó, cái kia 10 vạn oan hồn, đem lại để cho ngày khác sau đều vĩnh viễn không cách nào ngẩng đầu lên. Xem nhìn thời gian, nêu ví dụ số 12 chỉ có không đến một tuần lễ, như vậy ngắn ngủi thời gian, muốn hoàn toàn rút lui khỏi toàn bộ tai khu quần chúng, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng cho dù không có khả năng, Trần Húc cũng muốn tất cả biện pháp làm một lần. Nghĩ tới đây, Trần Húc cầm lên văn phòng đường tàu riêng điện thoại, bấm lãnh đạo tối cao nhất người văn phòng dãy số. Năm 2008 tháng 5 6 ngày, Trung ương tuyên bố tấn cấp mật lệnh, mấy đại quân khu bộ đội, tứ xuyên tỉnh cảnh sát vũ trang bộ đội toàn thể chờ lệnh, chuẩn bị kháng chấn, chống chấn động cứu tế đồng nhất buổi tối, vô số máy bay vận tải bay về phía thành đô quân đội, mà theo thành đô hỏa tốc tổ kiến đoàn xe khai hướng Vấn Xuyên, Bắc Xuyên, Thanh Sông, đem hết toàn lực đem tâm động đất khu vực dân chúng tiến hành chuyển di. Đồng thời, ăn sạch ở trên đảo cơ giáp chiến đội toàn thể xuất động, nhập trú thành đô quân đội. Tuy nhiên ăn sạch ở trên đảo cơ giáp phần lớn là dùng hải chiến làm chủ, có thể những này cơ giáp tối thiểu nhất cũng so về hắn máy móc đơn vị nếu có thể càng thích ứng sơn địa rừng nhiệt đới địa hình. Lúc này đây vì kháng chấn, chống chấn động cứu tế, Trần Húc là đem ăn sạch đảo ẩn giấu đồ vật toàn bộ cầm đi ra ngoài. Lớn như vậy điều động, tự nhiên đưa tới toàn bộ thế giới chú ý, đối với cái này, trong phương pháp ngôn nhân cũng không có làm bất luận cái gì đáp lại, bởi vì dưới mắt thời gian có thể nói là tranh thủ thời gian. Căn bản không có thời gian làm tiếc một ít miệng lưỡi bên trên tranh chấp rồi. Đối với rất nhiều quốc gia phương Tây mà nói, Trung Quốc dư luận quản chế là bọn hắn chỗ cho rằng nhất không có nhân quyền một loại biểu hiện phương thức, nhưng là lúc này đây, dư luận quản chế nhưng lại làm ra tương đối lớn tác dụng, bởi vì dư luận giám thị, truyền thông bên trên không có làm bất luận cái gì có quan hệ địa chấn báo trước, mà đều là tại cường điệu phòng chấn động tri thức, về phần mấy đại gặp tai họa khu quần chúng, tuy nhiên không minh bạch bị đưa lên xe, đưa đến nơi khác, loại làm này đã tạo thành rất lớn cảm xúc mâu thuẫn. Nhưng là dưới mắt sở hữu tất cả sự kiện hết thảy tòng quyền, căn bản bất chấp cái gì những thứ khác rồi. Phòng ở đồ có thể che, lộ sụp có thể tu. Duy chỉ có người này mệnh nếu là không có, cái kia chính là thật sự không có, so về cứu mạng mà nói, không có bất kỳ sự tình so cái này quan trọng hơn rồi. Thành đô quân đội đã xuất động quân đội tiến vào chiếm giữ tứ xuyên tỉnh tất cả thành thị, cơ hồ trong vòng một đêm, khoảng cách tâm động đất phạm vi khá gần, có khả năng lọt vào sóng địa chấn và thành thị lập tức bị quân đội tiếp quản, hết thảy chấp hành quân sự hóa quản lý. Quân đội một mực khống chế được thành thị chính giữa ngân hàng, siêu thị, bệnh viện chờ các loại, tất cả thành thị bệnh viện cũng nhận được tin tức, hết thảy chữa bệnh vật tư tại gần trong vòng vài ngày điên cuồng tiến hành triệu tập, thành thị chính giữa rất nhiều chống trải địa phương bị thanh lý đi ra với tư cách ứng phó nhu cầu bức thiết cứu tế nơi, mấy cái công nghiệp quân sự nhà máy cùng với dân dụng nhà xưởng bị trưng dụng, khẩn cấp bắt đầu chế tạo do S công ty chỗ cung cấp kiểu mới lều vải. Loại này lều vải công nghệ đơn giản, dễ dàng cho gấp, hơn nữa bởi vì đặc thù cấu tạo, phi thường an toàn. S công ty không ràng buộc đem lều vải bản vẽ cống hiến đi ra, bắt đầu khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời, dược vật, huyết nguyên, chăn bông, quần áo chờ chờ cứu tế vật tư nhanh chóng bắt đầu triệu tập, hết thải tựu vì tháng 5 một ngày 2. Lúc này đây, Trần Húc thế nhưng mà đã tiến hành một hồi hào đánh bạc, bởi vì nếu như cái này lịch sử không hiện ra loại tình huống này, như vậy nhiều ngày như vậy cố gắng, cho tiêu hao vô số nhân lực vật lực, đều muốn là một số thiên văn sổ tự, mà hắn huống chi đem toàn bộ S công ty đè ép đi vào, dựng lên quân lệnh trạng, tăng thêm chuyện này thật sự quá lớn, còn có đối với SMMS trước sau như một tín nhiệm, lúc này đây quốc gia mới có thể đại thủ bút tiến hành toàn bộ nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất cũng là đại quy mô nhất sự phòng địa chấn hành động tranh thủ thời gian trong khoảng thời gian này bị mệt đến giải phóng quân chiến sĩ không biết có bao nhiêu thế nhưng mà bọn hắn đại cũng chỉ là nghỉ ngơi một chút lại lần nữa vùi đầu vào chiến đấu chính giữa vốn bị hạn chế tự do tay khu dân chúng rất nhiều đều bất mãn vô cùng nhưng nhìn lấy các chiến sĩ như vậy mà liều mệnh cùng khẩn trương loại này bất mãn cũng hạ thấp rất nhiều hơn nữa mấy vị quốc gia người lãnh đạo đều đi vào tai khu, đem cùng nạn dân nhóm, đám bọn họ cộng đồng đối mặt sắp đã đến tai nạn, cái này càng làm cho vốn là ở vào khủng hoảng bên trong đích dân chúng an tĩnh rất nhiều. Tháng năm một ngày hai dạng sáng, hết thảy cũng còn bình an vô sự. Nhưng là tứ xuyên tỉnh các nơi lại vang lên khẩn cấp tập hợp kèn, sở hữu tất cả thị dân bị dẫn tới đã thanh lý tốt chống trải khu vực, bắt đầu vượt qua dài dòng buồn chán đêm tối. Giữa trưa 14 điểm 28 phân, tự khi tất cả người kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm, đột nhiên, đại địa run rẩy, núi sông lệch vị trí, hơn phân nửa Trung Quốc người cơ hồ đều tại lập tức cảm nhận được chấn cảm, nhất là tứ xuyên, cam túc lưỡng tình, quả thực là đất rung núi chuyển, một bộ tận thế sắp đã đến cảnh tượng. May mà, tại không ngủ không nghỉ 6 ngày 6 dạ chuẩn bị biện pháp phía dưới, dưới mắt tâm động đất đã không có một bóng người, mà tâm động đất quanh thân thành thị, cũng đều đã làm xong sung túc chuẩn bị. Mọi người tại trải qua sơ kỳ sợ hãi về sau, rất nhanh đang chuẩn bị nguyên vẹn các chiến sĩ dẫn đạo hạ khôi phục trấn tĩnh, mà ngay sau đó, theo thứ nhất tắc thì tin tức truyền đến, mọi người duy nhất còn lại, chỉ có may mắn cùng cảm kích. 8. Không cấp địa chấn, toàn bộ thanh sông trở thành lịch sử, tâm động đất cơ hồ bị giặt sạch một lần, nếu như còn ở lại nơi đó. Cái kia chỉ có thể nói, giữ nhiều lành ít, đây là một hồi toàn bộ nhân loại thắng lợi, tứ xuyên bản nhiều núi, con đường gập gành, cho nên cố hữu thục đạo khó, khó với lên trời thuyết pháp. Mọi người có thể đoán trước chính là, nếu như không có lúc này đây dự phòng, địa phương chấn chính thức phát sinh thời điểm, đem sẽ có bao nhiêu người không thể may mắn thoát khỏi. Đem sẽ có bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan, địa chấn qua đi, con đường bị hủy, lại có bao nhiêu người bị đặt ở phế tích phía dưới, tuyệt vọng cùng đợi tử vong. Giờ khắc này, trước khi cầu oán hận hết thảy biến thành hối hận, mọi người tự phát tuân theo lấy quân đội an bài, tai khu mấy trăm vạn người, vặn trở thành một cổ dây thừng. Lúc này đây địa chấn, cường độ đạt đến đáng sợ tám. Không cấp, so về năm đó đường núi động đất còn có phần hơn mà đều bị và, nhưng là, tại địa chấn về sau 3 ngày tiến hành công tác thống kê, cũng tổng cộng chỉ có không đến 20 người bất hạnh bỏ mình, so về vốn có con số, Trần Húc cứu vất gần 10 vạn tánh mạng. Bất luận trung ngoại truyền thông, hết thảy đối với lần này chính phủ Trung Quốc biết trước cùng quyết đoán làm ra độ cao tán dương, mà toàn bộ Trung Quốc dân chúng đã ở bi thống chính giữa một mảnh vui mừng khôn xiết. Nhao nhao hùng hồn giúp tiền, quyên tiền quyên vật dùng cho tai khô trùng kiến công tác. Dưới mắt trên Internet lưu hành nhất câu nói đầu tiên là, thiên tai không sợ, lưu lại tánh mạng là được. Mà phần đông bởi vì sơ tán quần chúng mà mệt đến giải phóng quân chiến sĩ, tức thì bị vinh dự đáng yêu nhất người. Đương nhiên, rất nhiều người lãnh đạo cùng Trần Húc cũng rốt cuộc trường thở phào nhẹ nhỏm, dù sao như vậy cả nước dự phòng địa chấn sự tình hay vẫn là lần đầu, một khi SMMS dự đoán phạm sai lầm, như vậy kế tiếp thật đúng là không tốt khai báo. Mà ngay cả Trần Húc, lời nói chu tâm, tại sở hữu tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng thời điểm, tại số 12 buổi chiều 2 điểm thời điểm, trong lòng của hắn cũng không biết, cái này địa chấn là phát sinh tốt, hay vẫn là không phát sinh tốt. Lúc này đây phòng chấn động, đã trở thành toàn bộ thế giới nói chuyện say xưa chủ đề, lớn như thế tai nạn, lại chỉ tổn thất ít như vậy, dùng kỳ tích hai chữ để hình dung đều vẫn còn chưa đủ. Đã làm bánh ít đi, bánh quy lại, lúc này đây chính phủ cũng không có kể công, tân hoa xã, Bộ Ngoại giao phát ngôn nhân đều phi thường cao điệu công bố, lúc này đây kỳ tích, hoàn toàn là vì SMMS sự tình trước tiến hành biết trước, đem trận này địa chấn phát sinh thời khắc chính xác đã đến 12 giờ ở trong, địa điểm chính xác tại 10 km vuông trong vòng, mà cấp độ động đất cơ hồ chuẩn xác dự đoán. Lần này, SMMS cùng với hắn dưới chương S công ty, tính cả Trần Húc, Dịch Hủy Hàn, càng là triệt để nổi danh rồi, kế tiếp S công ty một số lấy ra 20 ức nhân dân tệ với tư cách đệ nhất bút quyên tiền, càng là oanh động cả nước mỗi người đều muốn biết cái này smms là ai mà s công ty càng là tại dân chúng trong đạt được khen ngợi một mảnh có thể làm ra như vậy dự đoán chẳng khác nào cứu vớt tánh mạng của vô số người xưng là vạn gia sinh vật cũng không đủ mà lúc này trên người treo s công ty tiêu chí mang theo đại lượng cứu tế vật tư tiến về trước tứ xuyên tỉnh cứu tế đoàn xe càng là mỗi đến một chỗ tự có vô số người hướng bọn hắn tỏ vẻ cảm kích không riêng gì bình thường dân chúng thậm chí thì rất nhiều giải phóng quân chiến sĩ tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm đều cúi chào tỏ vẻ gửi lời chào một người bình thường thị dân tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tuy nhiên chúng ta đến bây giờ cũng không biết smms là ai nhưng là có thể nói mạng của chúng ta là hắn còn có giải phóng quân các chiến sĩ cứu gần kề một tiếng cảm tạ thật sự không cách nào biểu đạt chúng ta cảm kích nhưng là nếu như ta không nói cái này tiếng cảm ơn như vậy ta cả đời cũng sẽ không an tâm quê hương của ta ngay tại thanh sông chỗ đó có ta tuổi già cha mẹ còn có muội muội một tên binh lính tại màn ảnh trước trang trọng thi lễ, cảm tạ vì kia mạng lưới chi thần, hắn dự đoán, lại để cho gia đình của ta có thể bảo toàn, lại để cho vô số gia đình có thể viên mãn, ta không cách nào tưởng tượng không có cái này theo dự đoán hậu quả, cảm ơn, ta đại biểu cha mẹ của ta bằng hữu, cảm ơn ngài đại ân cứu mạng. Ta trưởng thành nhất định phải đi S công ty, ba ba nói, chúng ta người một nhà mệnh đều là hắn cho, ta nhất định phải học tập thật giỏi, mới có thể tiến nhập S trong công ty công tác. Đây là một cái bảy tuổi hài từ ngây thơ ngôn ngữ. Như như vậy phỏng vấn, còn có rất nhiều, đối với cái này lần cũng không có tạo thành người nào viên thương vong địa chấn. Các phóng viên phỏng vấn chủ đề chủ yếu nhằm vào hai cái. Một là có quan hệ lần này giải phóng quân các chiến sĩ 6 ngày 6 dạ sơ tán đại tác chiến. Cái khác tự là SMMS lời tiên đoán rồi. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Tứ xuyên đại học một vị giáo sư như vậy nói, tuy nhiên chúng ta còn không rõ ràng lắm. SMMS chỉ dùng để biện pháp gì dự đoán lần này địa chấn, cái này là nhân loại trong lịch sử lần thứ nhất chuẩn xác lời tiên đoán lớn như thế quy mô địa chấn, có thể nói là sáng tạo ra một cái thần thoại. Nhưng là, đã có lần thứ nhất, như vậy tự tin tưởng có lần thứ hai, lần thứ ba, SMMS, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, cái này cũng nói rõ rồi, theo khoa học phát triển, hết thảy đều là có khả năng, cho dù là nhân loại không thể kháng cự thiên tai, cũng có thể thông qua dự đoán phương thức đến tiến hành tránh né. Đối với SMMS đến tột cùng như thế nào chuẩn xác dự đoán lần này địa chấn, toàn bộ thế giới đều là chúng thuyết phân vân, nhưng là không người nào dám thả ra cái gì không kém chi từ, bởi vì ai cũng biết, giống như vậy thiên tai tạo thành lực phá hoại đến cỡ nào cường đại, nếu như SMMS thật có thể đủ dự đoán địa chấn, như vậy tự tuyệt đối không thể đắc tội cho hắn. Cuối cùng hay vẫn là dịch thủy hàn đứng dậy ban bố giải thích, SMMS có thể dự đoán đến lần này địa chấn. Cũng có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong, bởi vì là đầu tiên thấy được trên mạng vậy thì có quan hệ thiềm thử di chuyển tin tức, cảm thấy có thể sẽ có dị thường, vì vậy tổ tiến về trước tứ xuyên tiến hành thực địa khảo sát, hơn nữa đã nhận được thế giới tất cả đại địa xác giám sát tổ chức tư liệu, tiến hành tính toán về sau phát hiện Ấn Độ Dương khối có chỗ dị động, có xu thế hướng Á U khối sinh ra lao xuống, hội làm cho thanh tảng cao nguyên hở ra, do đó sinh ra đại quy mô địa chấn. Vậy cũng là miễn cưỡng khai báo có quan hệ lần này địa chấn nguyên nhân, cùng nhà địa chất học nhóm, đám bọn họ chỗ suy đoán giống nhau. Chỉ có điều, một cái là sau đó suy đoán, một cái là trước đó dự đoán, SMMS trong tay khẳng định có siêu thời đại địa chấn dự đoán kỹ thuật, bằng không thì không có khả năng dự đoán như thế chính xác. Loại này kỹ thuật, đối với toàn bộ thế giới đều là tin mừng, cho nên lập tức có con tin nghi, vì cái gì SMMS không đem loại này kỹ thuật công bố ra. Đối với cái này loại nghi vấn, S công ty đáp lại là loại này kỹ thuật cũng không thành thục, hơn nữa liên quan đến đến bộ phận giữ bí mật kỹ thuật, tạm thời không cách nào công khai, thế nhưng mà nếu như còn có thể dự đoán đến địa chấn, S công ty cũng sẽ biết sớm tuyên bố báo động trước đấy. Hơn nữa, S công ty bắt đầu mời toàn bộ nổi danh thế giới nhà địa chất học, cùng nhau hoàn thiện loại này kỹ thuật, cố gắng đem địa chấn loại này đáng sợ thiên tai trong tương lai tạo thành tổn hại hạ thấp nhỏ nhất. Thế nhưng mà, loại này thuyết pháp cũng cũng không phải khiến tất cả mọi người thỏa mãn, nhất là đem làm SMMS lấy được nhiều như vậy thành tựu về sau. Mọi người càng thêm bức thiết muốn biết, vị này mạng lưới chi thần, rốt cuộc là ai? Một mình giải quyết được xương máy vi tính sinh ra đời khởi truyền bá phạm vi phổ biến nhất, nhất ẩn nấp phong hỏa virus, càng về sau võ đạo gia, lại đến thực phẩm kiểm tra đo lường nghi, tiếp theo là S công ty phi tốc quật khởi, hán ngữ nói sự kiện quan trọng tựa như tuyên bố, ba biệt tháp phiên dịch ra xuất hiện, lại đến cấp thế giới game online tung hoành thiên hạ đại nhiệt, tăng thêm mới một đời mạng lưới hiệp nghị đẩy ra, thậm chí là giả thuyết ảo cảnh sinh ra đời, cuối cùng thậm chí ngay cả dự đoán địa chấn đều có một tay. Còn có rất nhiều người chứng kiến, kháng chấn, chống chấn động cứu tế lúc cái kia thần kỳ cơ giáp tại thành thị, rừng nhiệt đới, vùng núi chính giữa ghé qua. Mọi người đối với cái này cái chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân mạng lưới chi thần SMMS, tràn ngập tò mò. Nếu như nói trước khi hắn vô cùng nhiều công tác phần lớn là tại trên Internet, với tư cách một gã cấp thế giới hacker, cũng là được vinh dự hiện ở thế giới đệ nhất hacker, mọi người còn có thể hiểu được hắn che giấu thân phận của mình như vậy đem làm lần này địa chấn smms trở thành vạn gia sinh phật thời điểm rất nhiều người đều tỏ vẻ bọn hắn hy vọng đem chính mình cảm kích cấp cho một cái chính thức tồn tại người tuy nhiên tai khu được cứu vớt dân chúng cũng không có bất kỳ bức bách smms sáng ra thân phận của mình ý tứ thế nhưng mà chiếu vào dưới mắt loại này tình cảnh smms cũng hoàn toàn chính xác không có lẽ lại trốn ở phía sau màn rồi hắn rốt cuộc là ai chúng ta cần một anh hùng đây là Trung Nam Hải văn phòng hướng Trần Húc Huyền truyền tỏ vẻ cách nhìn. Có lẽ, đây là một cái lại để cho dân chúng có thể tiếp nhận người vị kia lão sư, cái kia trí tuệ nhân tạo cơ hội tốt. Nhưng là chúng ta phải cũng muốn cân nhắc đến, qua tay một người trí tuệ nhân tạo công khai xuất hiện, sẽ cho cái này đã bị Hollywood điện ảnh tận thế luận độc hại thế giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Nhưng đã đến hiện tại tình trạng này, chúng ta thật sự, thật sự không tốt giấu giếm nữa nhân vật này rồi, cho dù là tạo thần, chúng ta cũng cần tạo một cái thần đi ra hoặc là chúng ta có một vẹn toàn đôi bên đích phương pháp xử lý, có lẽ Trần Húc chính ngươi có thể hành động ngươi một chút lão sư cái này nhân vật. Cái này ý kiến quả thực lại để cho Trần Húc đầu đầy đại hãn, tranh thủ thời gian cự tuyệt kỳ thật SMMS tự là chính bản thân hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì đây là sự thật, cho nên mới lại để cho Trần Húc căn bản không dám thừa nhận, bởi vì hắn sợ không nghĩ qua là biến khéo thành vụ, đem siêu cấp máy tính sự tình tiết lộ đi ra ngoài nhưng là cái này ý kiến rồi lại lại để cho Trần Húc không thể không đi thi lo. Lần này dự đoán địa chấn, trực tiếp cứu vớt tánh mạng của vô số người, cái lúc này, cho dù được cứu nạn dân nhóm, đám bọn họ không có cường ngạnh ý kiến, nhưng là hoàn toàn chính xác, SMMS cái này thân phận không thích hợp lại giấu giếm đi xuống. Có thể chủ yếu vấn đề là, lại để cho Trần phỉ cái kia ngụy trí tuệ nhân tạo đến giả mạo cái này nhân vật, đến cùng được không? Phải biết rằng, từ khi nhất kinh điển Terminator sung kết giả ba bộ khúc bắt đầu, chí tuệ nhân tạo cùng người máy sẽ tiêu diệt nhân loại mà chuyển biến thành thống trị cái thế giới này luận điệu liền từ đến không ngừng qua cái này thậm chí đưa đến dưới mắt rất nhiều đối với người máy nghiên cứu thành công quốc gia cũng không dám công bố chính mình kỹ thuật một mặt là từ đối với kỹ thuật phong tỏa cân nhắc một phương diện khác làm sao không có nghĩ qua như vậy cố kỵ rất hiển nhiên các tham mưu lấy ra hai bộ phương án đến lại để cho Trần Húc lựa chọn đã SMS muốn vạch trần thân phận đã không thể tránh né như vậy tìm ai đảm đương cái này smms đâu này bởi vì trần phỉ cái này gần như tại chân thật ngụy trí tuệ nhân tạo đã lại để cho rất nhiều có tư cách nhận được tin tức người xác định smms thân phận một cái sinh tồn tại trên internet hoặc là nói chỉ có lẽ tồn tại ở khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chính giữa chính thức trí chí tuệ nhân tạo mà cường đại mô đun cùng khả năng tính toán cũng làm cho trần phỉ tại nơi này bị hắn vượt lên đầu vài thập niên khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn thời đại hoàn mỹ hành động như vậy một cái nhân vật hắn cường đại tính toán năng lực cùng với mênh mông mô đun tích lũy, cơ hồ không ai có thể nhìn ra không ổn. Duy nhất muốn lo lắng, tự là dân chúng biết rõ cái này trí tuệ nhân tạo sau đích phản ứng. Hắn có thể hay không khống chế thế giới, có thể hay không làm cho nhân loại biến thành hắn nô lệ. Tuy nhiên hắn dự đoán cứu vớt rất nhiều người, nhưng ai cũng không có thể bảo chứng, theo SMMS khai phát sản phẩm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phổ cập, mọi người đối với hắn chỗ chế tạo sản phẩm tính ỉ lại càng ngày càng cao thậm chí là cái kia dự tính trong tương lai trong vài năm tuyên bố giả thuyết ảo cảnh hệ thống, có thể hay không bị người cho rằng là một hồi âm mưu. Cái kia giả thuyết ảo cảnh, không phải rất rõ ràng muốn khống chế nhân loại tư tưởng sao. Hoặc là, nó muốn đem cái thế giới này biến thành The Matrix chính giữa cái chủng loại kia thế giới. Cái này suy luận lại để cho Trần Húc mình cũng sởn hết cả gai ốc đấy. Như vậy, loại thứ hai lựa chọn, tìm người đến sắm vai SMMS cái này nhân vật. Người này người tốt nhất tuyển tựu là Trần Húc chính mình nếu là nhân loại, như vậy cũng không cần như thế nào thật lo lắng cho rồi, mọi người tối đa sẽ đối với Trần Húc tên tiểu tử này đích thiên tài mà cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là cho dù có kinh ngạc thì thế nào đâu này. Nhìn chung nhân loại lịch sử, thiên tài có thể thật là nhiều, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, cũng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi, Trần Húc bản thân máy vi tính kỹ thuật trình độ đã rất cao siêu rồi, hắn đến sắm vai cái này nhân vật là tuyệt đối phù hợp đấy. Về phần mặt khác, hoàn toàn không cần Trần Húc quan tâm. Dùng chính thức đích thủ đoạn, coi như là lăng không tạo ra đến một người, cũng có thể đưa hắn từ nhỏ đến lớn lý lịch lập không chê vào đâu được. Chỉ là, Trần Húc chính mình lại cảm giác mình không rất thích hợp cái này nhân vật. Hôm nay phát triển đến một bước này trình độ, Trần Húc hoàn toàn chính xác cũng có hướng thế giới hô lớn nói mình chính là SMMS tư cách, trước kia cất dấu nắm bắt, là vì hắn không có vốn liếng, mà bây giờ, những vật này ngược lại là đã ảnh hưởng hắn không được rồi. Thằng Thắn nói, cho dù Trần Húc lúc này thời điểm đi trên đường hô to, ta chính là SMMS, lại không thấy người đem làm hắn là bệnh tâm thần cũng sẽ không có người quá phận hoài nghi. Một thiên tài người trẻ tuổi cho mình sử dụng một ít tự bảo vệ mình đích thủ đoạn, cái này tổng là có thể lý giải, mọi người dư vị, cũng chỉ hội tán thưởng thiếu niên này cơ chí. Dù sao, hacker nguyên vốn là có lẽ giấu ở trong hắc ám, về phần Trần Húc hiện tại công tích, tuy nhiên khoa trương điểm, nhưng là rất nhiều oai oai trong tiểu thuyết nhân vật chính so với hắn khoa trương chỗ nào cũng có, cho dù sự thật chính giữa cũng có mít ních nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, ngược lại có phải thế không không thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, Trần Lúc mình bây giờ không thể quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng tại truyền thông dưới ánh đèn, nếu như hắn thừa nhận chính mình là SMMS, như vậy kế tiếp chỉ sợ nhất cử nhất động của hắn đều có vô số đèn flash chiếu vào, cho dù hắn du rú trong nhà, sợ sợ cũng không có thể hoàn toàn vứt bỏ những con ruồi này. Nếu thật là thiên hạ Thái Bình, cái này dạng ra nổi danh ngược lại cũng không có có bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng mà, Trần Húc bây giờ còn có hai cái không biết che giấu ở đâu, đối thủ đáng sợ. Như vậy tiềm phục tại trong hắc ám địch nhân mới được là đáng sợ nhất, Trần Húc nhất định phải tải kế tiếp thời gian rất nhanh để cao thực lực của mình cùng thế lực, đến ứng phòng cái này đối với địch nhân đáng sợ, mà không phải đỉnh lấy SMMS danh tự đi khắp thế giới cho hấp thụ ánh sáng, như vậy thế tất hội chậm trễ hắn đã rất lâu. Nhưng lại có một vấn đề trọng yếu nhất, cùng Trần Húc đã từng quen biết người thật sự nhiều lắm. Bất kể là Taro, hay vẫn là ít tổ chức, tại lúc ban đầu liên hệ đối tượng đều là Trần Húc, hơn nữa dùng trong tay bọn họ chỗ nắm giữ đến tình báo, lúc kia Trần Húc còn có chút trẻ trung, với tư cách SMMS đồ đệ cũng tạm được, nhưng là muốn giả mạo SMMS. Bọn hắn cái thứ nhất xì mũi coi thường, vấn đề này mới được là nghiêm trọng nhất, Trần Húc không muốn dẫn lửa thiêu thân, nếu để cho người chứng kiến hắn cái này SMMS trước sau chênh lệch quá lớn, chính mình chỉ sợ có lẽ nhất tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính bí mật. Như vậy, hai con đường này đều bị chắn chết rồi, đã không thể để cho Trần Phỉ ra mặt, cũng không thể chính mình ra mặt, như vậy, có lẽ chỉ có con đường thứ ba có thể đi. Tìm một người, dùng để giả mạo SMMS. Trần Húc tin tưởng quốc gia cơ cấu lực lượng, bọn hắn có thể tìm được một cái hoàn mỹ diễn viên đến sắm vai cái này nhân vật, thậm chí tại lý lịch đều có thể tạo thiệt giả không ai phân biệt. Có thể Trần Húc đáy lòng lại ẩn ẩn không muốn như vậy. Không phải nói không tìm người giả mạo, mà là hắn không muốn làm cho SMMS cái này thân phận quyền khống chế rơi tại cái khác người trong tay. Tuy nhiên đây chẳng qua là một ngày nghỉ hàng, nhưng là cái này hàng giả, tại nhiều khi có thể sẽ phát ra nổi một ít mấu chốt tác dụng, như vậy một cái nhân vật mấu chốt, Trần Húc không muốn rơi tại cái khác người khống chế trong. Như vậy, bên cạnh mình đáng tín nhiệm người, lại có ai có thể thích hợp cái này nhân vật đâu này. Không hề dấu hiệu, một cái điểm tĩnh thân ảnh hiển hiện tại Trần Húc trong óc chính giữa. Cái kia, có một đám nhà tóc màu lam, tổng là một bộ điểm tĩnh bộ dáng nữ hài. Cái kia, thật lâu đến nay lại để cho Trần Húc một mực không dám đi đối mặt, nhất là tại cùng cao hiểu tiết cùng quản dịch xác định quan hệ về sau, càng là không dám chủ động liên hệ, chỉ là ngẫu nhiên tại cảnh trong mơ chính giữa nhìn thấy chính là cái kia, vĩnh viễn lạnh nhạt yên tĩnh nữ hài. Audio điện tử võ tấn bền. Cái gì, người để cho ta đi giả mạo SMMS? Nghe được Trần Húc về sau, dù là chạm tinh trước sau như một bình tĩnh, trên mặt cũng nhịn không được nữa xuất hiện kinh ngạc thần sắc, càng là cho nàng tinh xảo khuôn mặt tăng thêm thêm vài phần đáng yêu hương vị. Trần Húc cố nén niết nàng cái mũi xúc động, nghiêm mặt gật đầu, ta biết rõ cái này cho người thật khó khăn, nhưng là, ta thỉnh ngươi giúp ta cái này bề bộn, không là người khác, tự vì ta có lẽ là cảm thấy những lời này quá mức mập mờ trần húc vội vàng nói tự vì huynh đệ ta ngươi đã giúp ta cái này bề bộn chứ sao huynh đệ à trạm tinh phản phất là sâu kín lập lại một lần cái từ này lông nghi thật dài run bỗng nhúc nhích trầm lặng nói tại sao phải tìm ta đâu rồi ngươi biết ta thích yên tĩnh nếu như ta đáp ứng ngươi như vậy về sau ta yên tĩnh sinh hoạt tự cũng không có ta không thích như vậy sẽ không như thế nào quấy dày tự là cho ngươi nổi tiếng đề cao mà thôi Trần Húc vội vàng nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể tin được người chính giữa. Cũng chỉ có người thích hợp nhất rồi. Người bản thân tự là hồng khách liên minh 36 thiên cương chính giữa thiên tuệ tinh, kỹ thuật cao siêu, hơn nữa ta cũng biết, ngươi là trong nước đời thứ nhất đỉnh cấp hacker, làm sắc bảo bối đại tỷ đồ đệ, lúc còn rất nhỏ cũng đã bề ngoài hiện ra rất cao máy vi tính thiên phú. Trần Húc gãi gãi đầu, nghe nói người 7 tuổi thời điểm cũng đã xâm lấn đời thứ nhất hồng khách liên minh nói chuyện phiếm thất, 7 tuổi thời điểm ta còn chỉ biết cùng một đám tiểu thí hải mỗi ngày bò cao nhảy đấy, cùng hầu đồng dạng mỗi ngày về nhà bị ăn gậy đây này. Chạm tinh nhịn không được khóe miệng có chút nhếch lên một tia đường vòng cung, đại khái là nghĩ tới Trần Húc khi còn bé ra hầu dạng. Đối với Trần Húc biết rõ chuyện của nàng, chạm tinh một chút cũng không kỳ quái. Những chuyện này người khác không biết, nhưng là có một nói nhảm là biết rõ, cái kia chính là tráng niên sớm mập, dùng tên kia miệng rộng, không biết sự tình đều có thể biên giống như mô hình giống như dạng, Huống chi, chạm tinh những chuyện này tại hồng khách liên minh nguyên lão chính giữa, kỳ thật chưa tính là bí mật. Trần Húc nói, người so với ta có thiên phú, lý lịch cũng như, cho dù tại hợp hiệp đại, biết rõ người danh tự nhiều, thế nhưng mà người mỗi ngày ru rú trong nhà, căn bản không có mấy người đối với người đã có giải. Loại này thần bí, cũng là bảo vệ tốt nhất, không giống ta, biết rõ người của ta thật sự nhiều lắm, ta lớn lên tựu không giống một cái đỉnh cấp cơ đây này. Chứng kiến chạm tinh cười nhạt một tiếng, Trần Húc tiếp tục nói, hơn nữa. Ta thật sự có việc không thể lộ diện. Người biết ta râu cùng ích tổ chức A, gặp chạm tinh gật đầu, Trần Húc chậm rãi đem chuyện gần nhất tình nói một lần, sau đó nói, có một số việc ta tạm thời vẫn không thể nói cho người biết, tin tưởng ta, nếu như ta có thể nói, ta nhất định sẽ nói, chuyện này quản dịch cùng cao hiểu tiết, ta cũng hết thảy chưa nói, mà ngay cả cha mẹ của ta, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Đến tương lai một ít hết thảy đều kết thúc, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết từ đầu chí cuối trải qua, nhưng là... Hiện tại ta không thể nói, ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, cái này lưỡng tổ chức lớn đã bị ta đánh cho tàn phế rồi, bọn hắn tiềm nhập phía sau màn, không biết tại động cái gì đầu óc, cho nên ta hiện tại nhất định phải giữ lại lực lượng đi đối phó bọn hắn, cho nên, ta chỉ có thể tới van ngươi. Nhìn xem Trần hút một bộ nóng lòng thổ lộ cõi lòng bộ dạng, chạm tinh nhịn không được có chút buồn cười. Kỳ thật, dùng trạm tinh như vậy thông minh nữ hải nhi, lại là máy vi tính lĩnh vực cao thủ, rất sớm tự phát giác được Trần Húc không được bình thường. Cũng đã sớm đối với SMMS cái này thân phận sinh ra hoài nghi. Cho nên Trần Húc lần này tới tìm nàng, hy vọng nàng sắm vai SMMS cái này thân phận thời điểm, nàng rất ăn ý không có đi hỏi chính thức SMMS rốt cuộc là ai. Cái kia có lẽ là cái cấm kỵ, là Trần Húc hiện tại trong lòng duy nhất bí mật, bí mật này tạm thời còn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tuy nhiên trạm tinh còn đoán không được tầng kia huyền cơ rốt cuộc là cái gì, có thể thông minh nàng lại sẽ không hỏi lên, lại để cho Trần hút khó chịu nổi. Hơn nữa, tại biết rõ quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết cũng không biết bí mật này thời điểm, dù là trong nội tâm nàng một mảnh thanh tịnh, cũng nhịn không được nữa có một tia không hiểu cảm xúc. Nhẹ nhàng dùng thìa quấy lấy cà phê trước mặt, Trạm Tinh nhớ tới, trước đó lần thứ nhất cùng Trần Húc một mình uống cà phê thời điểm, khi đó cái thằng này hay vẫn là một cái chính quy thái điểu, đối với hacker phương diện cũng gần kề chỉ là vừa vừa nhập môn đã biết một ít gia lông, lúc kia, thằng này quanh co lòng vòng tựu là muốn cho chính mình giáo hắn. Như vậy tính toán, mình cũng xem như thầy của hắn rồi. Mà tới được hôm nay, năm đó cái kia chút thức ăn điểu đã bất chi bất xác trưởng thành là trên cái thế giới này nhất đỉnh tiêm nhân tài rồi, chỉ là hai người quan hệ trong đó, hay vẫn là giống như bây giờ, cách một cái bàn, đã thân thiết, rồi lại có chút làm bất hòa nói chuyện phiếm. Nhưng là, phải đáp ứng hắn, chạm tinh khe khẽ thở dài, nhìn thấy chạm tinh thở dài, Trần Húc vội vàng nói, ta biết rõ người băn khoăn, nhưng là thỉnh ngươi giúp ta lúc này đây được không nào? Trạm tinh có chút ngẩng đầu, ngươi biết, Trần Húc Thành khẩn gật đầu, nếu để cho người khác tới sắm vai cái này nhân vật. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ thật sự sẽ ở do dự sau một khoảng thời gian đáp ứng, bởi vì thoáng cái liền trở thành thế giới cấp cao nhất hacker, mặc dù mình biết là giả, thế nhưng mà tại S công ty công bố xuống, tại tất cả mọi người trong mắt, vậy thì là sự thật. Cơ hồ trong một đêm, thanh danh, quyền lực, tiền tài. Muốn cái gì sẽ có cái đó, cơ hội như vậy, quả thực rất khó khăn được. Thế nhưng mà ta biết rõ, những vật này đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Thiểu vuốt mông ngựa, chạm tinh hiếm thấy liếc mắt, ta cũng muốn tiễn à, cái này có thể là đồ tốt, ai không thích. Hiện tại giá phòng mắc như vậy, ta thế nhưng mà một mực rất muốn một bộ độc lập cảnh biển biệt thự đây này. Khó được bị chạm tinh sặc một cái, Trần Húc nhịn không được liên tục ho khan. Hắn bị nước miếng bị sặc, khục khục, cảnh biển biệt thự ta tiến đưa người một bộ được rồi trần húc vẻ mặt đau khổ nói ăn sạch đảo đang tại kiến thiết chuyên môn tìm một cái cư dân khu đâu rồi ta cho ngươi lưu một tòa vị trí tốt nhất nếu không chính ngươi đi chọn chứng kiến trạm tinh có chút đắc y nhíu lông mày trần húc nhịn không được gãi gãi đầu một bộ cảnh biển biệt thự căn bản không tính vấn đề điểm này mọi người đều biết số tiền kia thực tính toán mặc dù nhiều thế nhưng mà ăn sạch đảo dù sao tựu là trần húc địa bàn của mình đất chống lại không cần tiền thực tính toán so về hiện tại hai tuyến thành thị nơi ở đều tiện nghi Uống chi, dùng Trần Húc thân ra, đó căn bản không tính là cái gì. Thật giống như trước kia vừa lên đại học lúc Trần Húc trong tay chỉ có 800 khối tiền, lại xuất ra 100 khối tiền cho nàng mua lễ vật đồng dạng, hiện tại tính toán, cái tỷ lệ này thế nhưng mà càng thiểu đây này. Như chạm tinh cô gái như vậy nhi, là sẽ không sĩ diện cãi láo đẩy ra từ như vậy một phần tiểu lễ vật đấy. Nhưng là Trần Húc không nghĩ tới nàng hội xảo trá, cái này giống như không phải chạm tinh tính cách, nói rất êm tai, thế nhưng mà, còn giống như chưa nói đến giờ tử đi lên. Trạm Tinh nhấp khẩu cà phê, phảng phất một bộ biệt thự căn bản không có nhồi vào khẩu vị của nàng đồng dạng. Trần Húc xấu hổ lại gãi gãi đầu, "Được rồi, kỳ thật ta biết rõ, trong lòng ngươi chính thức băn khoăn, à, cho ngươi giả mạo thế thân những người khác thân phận, mặc dù nhưng cái này thân phận rất cao, nhưng là đối với ngươi mà nói như cũ là ủy khuất, dù sao, cái này đại biểu về sau đem ngươi đột nhiên bị an một cái đằng trước mới, nhưng kỳ thật không phải là của mình thân phận." Bất quá cái này mặc dù là khó, nếu như, nếu để cho ngươi thế thân không phải SMMS, có lẽ ngươi xem tại mặt mũi của ta lên, mặc dù là khó, thực sự hội nhận lời xuống, nhưng là, nếu như là SMMS. Mạng lưới chi thần, mạng lưới chi thần thì như thế nào? Trạm tinh ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, nhưng là sâu đồng dạng giống biển trong con ngươi, lại nhiều hơn một phần vui vẻ. Nếu như là mạng lưới chi thần, người hội cảm giác mình dưới mắt còn không đạt được loại này độ cao, đây là ngươi cả đời truy cầu độ cao, cho dù cả đời cũng không cách nào đạt tới loại này độ cao, lại cũng sẽ không biết nguyện ý trực tiếp tiếp nhận thân phận như vậy. Trần Húc dần dần đem mạch suy nghĩ làm rõ rồi, giận dữ nói, ta đích thật là đường đột rồi, trước khi không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi thích hợp, nhưng lại đã quên, với tư cách một gã hacker, đối ngươi như vậy mà nói là một loại khinh thị. Thực xin lỗi, chạm tinh rốt cục nở nụ cười, tuy nhiên cười vô cùng thiền, nhưng là nàng cong cong ánh mắt lại hoàn toàn chính xác cho thấy, nàng cười rất vui vẻ. Nụ cười này, Trần Húc nhịn không được đều đình chỉ vài giây đồng hồ hô hấp, tuy nhiên mỹ nữ thấy quá nhiều, nhưng là như thế này cười cười thì có như vậy phong tình đấy. Sợ là quản dịch cũng không cách nào cùng nàng so sánh với. Hoàn toàn chính xác rất khinh thì ta đâu rồi, chạm tinh vuốt vuốt trong tay xinh xắn cà phê muôi, nói, thoáng cái để cho ta đi giả mạo cái kia cho tới nay là ta đuổi theo mục tiêu tồn tại, đây thật là kiện rất lại để cho người không thoải mái sự tình huống chi cho hấp thụ ánh sáng tại truyền thông trước mặt cũng thật sự không phải cái gì cao hứng sự tình n người ý nghĩ này hiểu tiết cùng quản dịch biết không trần húc không rõ vì cái gì chạm tinh lại đột nhiên nhắc tới các nàng nhưng chỉ có thể gật đầu nói các nàng đều cho rằng ngươi đây rất phù hợp nhưng cùng ta đồng dạng cảm thấy ngươi chắc có lẽ không đồng ý đã biết rõ ta không sẽ đồng ý vì cái gì còn muốn tới hỏi ta đâu này luôn muốn thử một chút a trần húc lại bắt đầu chào tóc Vạn nhất ngươi xem ta đáng thương, lòng từ bi nữa nha. Nhìn xem Trần Húc vẻ mặt đáng thương thương, Trạm Tinh nhịn không được lại là cười cười, nhưng lập tức sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, ngươi cùng hiểu tiết, còn có quản dịch. Hiện tại các nàng hai cái đều là bạn gái của ngươi. Không nghĩ tới Trạm Tinh lại đột nhiên hỏi vấn đề này, dưới mắt Trần Húc cùng cái này hai cái nữ hài, đích thật là đã xác định quan hệ, chỉ là cái tầng quan hệ này còn không có có đẩy ra. Trần Húc một bên tình nguyện cho rằng, quản dịch cùng cao hiểu tiết lẫn nhau đều còn không biết đối phương sự tình. Nhìn xem Trần Húc lại càng hoảng sợ bộ dạng, chạm tinh sâu kín thở dài, đây là hiểu tiết nói với ta, nàng đều không thèm để ý rồi, ta cũng đừng nói cái gì. Chỉ là, người cũng quá không quả quyết rồi, nhất là tại trên mặt cảm tình. Trần Húc gãi đầu không nói lời nào, trong nội tâm bất ổn, kỳ thật vấn đề này giấu giếm không ở kia hai cái thông minh nữ hải nhi, Trần Húc sớm đã biết rõ, thật không nghĩ đến trạm tinh vậy mà cũng cũng biết rồi theo đáy lòng trần húc đối với trạm tinh thì có một loại không tình cảm nàng đột nhiên nói ra thật sự lại để cho hắn xấu hổ vô cùng rồi ngươi về trước đi đem mình hậu viện phiền toái giải quyết a kỳ thật các nàng đều đã cho rằng ngươi cái này phiền toái đại khái là đã không phải là phiền toái nhưng cũng nên công bằng không phải trạm tinh cúi đầu xem lấy cà phê trước mặt chén trong nội tâm không biết đang suy nghĩ gì trần hú cả một tiếng lúc này thời điểm hắn cũng thật sự không có mặt ngồi ở chỗ này rồi nói thật đáy lòng của hắn đối với trạm tinh thật sự có xấu hổ vì vậy chi chi ngô ngô một phen về sau muốn đứng dậy cáo từ như thế nào người tìm chuyện của ta không muốn biết đáp án rồi hả ngay tại trần húc chuẩn bị rời ghế thời điểm trạm tinh đột nhiên nói trần húc ngạc nhiên quay đầu lại liền gặp được trạm tinh nhẹ nhàng vuốt vuốt muỗng nhỏ tử quấy trong chén cà phê có một số việc quyết đoán lên xác thực rất khó khăn thậm chí có chút ít trái lương tâm nhưng là, đã hiểu thiết cùng quản dịch cái này đối với thiên tri kiều nữ đều có thể tại sao chuyện này gian nan bên trên vô số lần trên sự tình làm ra lựa chọn. Như vậy, ta miễn cưỡng chính mình thoáng một phát, lại có cái gì đâu này. Trần Húc vui mừng quá đỗi, nói như vậy, ngươi là đã đáp ứng. Chạm tinh nhoẻn miệng cười, phảng phất trăm hoa đua nở, ta tốt xấu cũng đã làm ngươi xâm lấn kỹ thuật nhập môn lão sư, xưng hô thế này rất không tồi, ngươi về sau tự tiếp tục như vậy kêu to lên. Bất quá, của ta kỹ thuật so về SMMS còn kém quá xa. Người cái kia bản hán ngữ nói, rất nhiều cao thâm đồ vật đều không có lấy ra đi. Ta cần nguyên bộ hán ngữ nói tư liệu, bằng không thì, vạn nhất ném đi người, cái kia cũng đừng trách ta nha. Đón lấy, nàng sâu kín thở dài, vừa rồi ngươi nói rất đúng, vì ngươi như vậy một cái hiểu rõ bằng hữu của ta, ta tự bỏ qua một ít gì đó thì như thế nào đâu rồi, chỉ là SMMS cái tên này, thật sự quá khó nghe rồi. Nhìn xem Trần Húc giờ khóc giờ cười biểu lộ, chạm tinh trong nội tâm thở dài, ta hiện tại còn không cách nào làm ra cùng hiểu tiết các nàng như vậy gian nan quyết định, như vậy ở này cái không lắm gian nan quyết định bên trên. Lại vì ngươi làm chút gì đó à, chấm, có phải hay không rất ngạc nhiên. Ngươi chơi võ đạo ra sao, ngươi tại dùng dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi sao. Ngươi tại dùng ba biệt tháp phiên dịch ra sao, ngươi tại chơi tung hoành thiên hạ sao, ngươi biết ăn sạch đảo sao biết rõ S công ty sao, người biết là ai lời tiên đoán trước khi trận kia tám. Không cấp đáng sợ địa chấn, sớm thông chi chính phủ làm ra đề phòng, sơ tán quần chúng, một lần hành động cứu vãn vô số người tánh mạng về sau, lại lấy ra 2 tỷ nhân dân tệ với tư cách tai khu trùng kiến công tác sao. Tốt, nếu như người cũng biết, như vậy, người biết hắn, nàng, rốt cuộc là ai sao? Năm 2008, lại một cái nặng cân tin tức sinh ra đời rồi. Toàn bộ thế giới thần bí nhất hacker, mạng lưới chi thần SMMS rốt cuộc hiện ra thân phận chân thật của nàng. Không có bất kỳ người có thể nghĩ đến, cái này từ suốt đạo đến nay tiểu được vinh dự thế giới đệ nhất hacker, hơn nữa nàng vô số thành tựu cũng triệt để củng cố cái thế giới này đệ nhất vị trí người, dĩ nhiên là cái năm nay vừa đầy 21 tuổi nữ hải nhi. Hơn nữa, còn xinh đẹp như vậy, trước khi sớm có tất cả lưới lớn đứng trang đầu làm ra điều tra, điều tra tại bình thường bạn trên mạng trong nội tâm, cái này toàn cầu thần bí nhất, thành tựu cao nhất hacker sự thật thân phận đương nhiên, loại này điều tra hoàn toàn là một loại giải trí. Mà bạn trên mạng bỏ phiếu kết quả, đại bộ phận đều có khuynh hướng, vị này thần bí hacker là một vị tuổi tại 50 tuổi đã ngoài trung niên nam tính, thân phận nha, nhất định là cái nào đó đỉnh cấp sở nghiên cứu giáo sư. Nhưng là, đem làm nhìn xem trên tấm ảnh cái kia điềm tính, không chút phấn son lại vô cùng thanh lệ nữ hài nhi, không ít mọi người rất phá kính mắt. Trạm tinh tư liệu rất nhanh tựu thông qua phát đạt mạng lưới truyền khắp trên thế giới từng cái nơi hẻo lánh, thiên tài máy vi tính thiếu nữ, cha mẹ đều là trong nước sớm nhất lập trình viên. Năm tuổi lúc quà sinh nhật tựu là một đài gia dụng máy vi tính, mà bảy tuổi năm đó, tên thiên tài này thiếu nữ tựu một mình công phá hồng khách liên minh nói chuyện phiếm thất, khiêu chiến chính giữa đã thành danh Trung Quốc hồng khách, thậm chí là Trung Quốc hacker bên trong đích một tỷ nhân vật chức nghiệp súng bắn tỉa, làm sắc bảo bối. Trận chiến ấy tuy nhiên thất bại, nhưng là trạm tinh lại đã trở thành lam sắc bảo bối đệ tử, do đó bắt đầu học tập thâm ảo máy vi tính tri thức. Coi hắn xuất chúng thiên phú, tăng thêm danh sư chỉ đạo, tại 15 tuổi thời điểm, Hồng Khách Liên Minh lần nữa gây dựng lại, bình chọn Hồng Khách Liên Minh 108 đem lúc, bị miệng mồm mọi người nhất trí đề cử vi 36 thiên cương một trong thiên tuệ tinh. Dùng Hồng Khách Liên Minh người thành lập Lion, thiên tuệ tinh tại 36 thiên cương trong bài danh tuy nhiên cũng không gần phía trước. Nhưng là loại này bình chọn cũng không phải là vì tranh giành một cái bài danh, cũng không cách nào nói rõ cái bài danh này, một cái tuệ chữ, dùng tại trên người nàng thật sự là lại phù hợp bất quá. Lúc kia, nàng chỉ có 15 tuổi, những này lý lịch đều là chân thật, bất quá đằng sau đúng là biên được rồi. Ví dụ như, 16 tuổi sinh nhật lúc, cảm thấy được dùng anh ngữ hệ thống vi khuôn mô hình máy vi tính ngôn ngữ chỗ thiếu hụt, đồng thời cũng hiểu được loại này ngôn ngữ cũng không thích hợp hán ngữ loại máy vi tính kẻ yêu thích học tập, vì vậy bắt tay vào làm bắt đầu sáng tạo một cái hoàn toàn mới tiếng chung máy vi tính ngôn ngữ hệ thống thì ra là về sau hán ngữ nói. Mà ở sáng tạo hán ngữ nói trong quá trình, tên thiên tài này thiếu nữ đọc rất nhiều ngoại ngữ sách vở, cái này cũng vì nàng về sau sáng tạo ba biệt tháp phiên dịch ra chuẩn bị kỹ càng. Mà cùng lúc đó, chạm tinh phát hiện hợp lại hình kết cấu chương trình biên soạn hệ thống, lại thông qua tự học sinh vật công trình ngành học, cuối cùng nhất sáng lập sơ bộ đinh ốc dây chuyển kết cấu chương trình hệ thống. Xong đinh ốc dây chuyển kết cấu, mọi người cũng biết đó là DNA kết cấu, là tánh mạng bổn nguyên, mà nàng lợi dụng loại thủ đoạn này sáng tạo chương trình, cũng chuẩn bị nhất định sơ bộ trí tuệ nhân tạo phán định năng lực, cái này sâu sắc trợ giúp nàng sau khi hoàn thành mặt công tác. Dù sao một người năng lực là có hạn, mà trí tuệ nhân tạo chương trình, cũng là dưới mắt rất nhiều nhuyễn kiện nhà máy hiệu buôn tại phá được vấn đề loại này trí tuệ nhân tạo đương nhiên không phải trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo mà chỉ là cùng loại với trần phỉ cái loại này ngụy trí tuệ nhân tạo sơ bộ giai đoạn có thể lợi dụng chính mình chương trình mô đun tiến hành tự chủ điều động, đương nhiên không chuẩn bị chính thức suy nghĩ năng lực. Như võ đạo gia, tung hoành thiên hạ cái này một loại cỡ lớn trò chơi, cần có công tác khẳng định không phải một người có thể hoàn thành, mà loại này trí tuệ nhân tạo chương trình tắc thì có thể một mực không ngừng công tác, chỉ cần cho nó thiết lập tốt một cái phương án, ví dụ như bản thiết kế phiến, như vậy nó là có thể không ngừng theo trên Internet người lấy hình ảnh, sau đó tiến hành phân tích cùng mình sáng tạo, loại này thuyết pháp tuy nhiên lại để cho người khó có thể đã tiếp nhận điểm. Nhưng là cũng bị người đã tiếp nhận, cho dù là máy vi tính lĩnh vực các chuyên gia, cũng chỉ có thể cảm thán loại này trí tuệ nhân tạo chương trình cường đại, cảm thán cái kia một thiên tài thiếu nữ vận khí có lẽ thực lực của nàng hoàn toàn chính xác đáng giá mọi người tôn kính, nhưng là rất nhiều người cũng biết, lúc trước sáng lập loại này trí tuệ nhân tạo chương trình tư tưởng, có lẽ tự là linh quang vừa hiện, làm cho nàng một bước bước ra tiền nhân chỗ cực hạn giàn giáo. Loại này linh quang, Đại khái tựu là thượng thiên ban ân. Loại này thuyết pháp tại rất nhiều các chuyên gia muôn miệng một lời giải thích xuống, rất nhanh tựu lại để cho người bình thường đã tiếp nhận, một cái 21 tuổi thiếu nữ lấy được lớn như vậy thành tựu, mặc dù có chút không thể tin, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác xác thực đã thành sự thực. Trạm Tinh cũng không thích chụp ảnh, nhưng là nàng chỉ vẹn vẹn có những cái kia ảnh chụp đúng là trên mạng có thể điên cuồng truyền bá, vô số phóng viên dũng mãnh vào hợp hiệp đại, đương nhiên, lúc này thời điểm khẳng định đã tìm không thấy đã tạm nghỉ học đến ăn sạch ở trên đảo chuyên đọc hán ngữ nói Trạm Tinh, tuy nhiên lại theo hợp hiệp đại đệ tử trong miệng đã nhận được một ít có quan hệ cô bé này tư liệu còn có ảnh chụp những này ảnh chụp phần lớn là nàng cùng cao hiểu tiết thời điểm bị chụp được trong trường học tại trong sinh hoạt Trạm Tinh vẫn là một cái ít xuất hiện nữ hải nhi nàng cái loại này cao thượng sinh ra chớ gần khí chất tựa hồ đã trở thành nàng với tư cách một gã đỉnh cấp hacker mà xứng đáng khí chất có một tấm hình tại trên mạng là lưu hành nhất đó là tại bên hồ một cái chụp ảnh hiệp hội hội viên ngẫu nhiên chụp được một cái bên cạnh. Tại dương liễu thanh thanh phía dưới, chạm tinh đứng tại bên hồ. Ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo, không tóc dài phiêu ở sau ót, trên chắn cái kia một đám màu lam nhà tóc cắt ngang chán bị gió nhẹ nhàng thổi hơi, nàng nhìn qua mặt hồ, song tay mang theo một cái màu trắng laptop bao bao, là như vậy thanh lệ, như vậy yên lặng, như vậy suốt trần thoát tục. Có lẽ, nói đến dung nhan xinh đẹp, Tại nơi này Photoshop đã đơn giản đến vừa hội vọc máy vi tính người có thể sử dụng, trang điểm thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ cũng đã chẳng có gì lạ thời đại, rất nhiều người dung nhan tuyệt không thua nàng, nhưng là cái này tấm hình lên, cái kia lại để cho người đi bên trên liếc liền không nhịn được trong lòng yên tĩnh, thậm chí sinh ra một tia khinh nghiệm đều sẽ cảm giác rất đúng khinh nhờn cảm giác, nhưng lại trong thiên hạ đều rất khó tìm ra thứ hai đến. Sư độc yêu liên chi ra nước bùn mà bất nhiễm, chạc thanh sóng gợn mà không yêu, trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng hương xa ích thanh, cao vút sạch thực, có thể xa xem mà không thể hiếp dâm yên. Đây là chu thật thà di yêu liên nói chính giữa một đoạn, mà cái này bức ảnh chụp danh tự. Tự kêu là, bên hồ liên, trong hồ mặc dù không có hoa sen, nhưng là tại bên hồ, đã có như vậy một cây cao thượng mỹ nhân liên. Vô số tạp chí liên hệ S công ty, khai ra giá trên trời hy vọng thỉnh trạm tinh đến đập bên trên một tổ chân dung, thậm chí có giải trí công ty công bố muốn thỉnh nàng bỏ ra đĩa nhạc thậm chí là điện ảnh nhưng là loại ý nghĩ này tại trên mạng cũng là bị dẫn mỉm cười đàm. Tuy nhiên rất nhiều người chờ mong lấy chứng kiến chạm tinh càng nhiều nữa thân ảnh, nhưng là mỗi người cũng biết, dùng thân thể của nàng ra, lại có cái gì điện ảnh công ty, giải trí công ty có thể tái nhập nàng phát nhãn. Huống chi, với tư cách một gã hacker, chạm tinh trước sau như một ít xuất hiện. Cho nên mới dưỡng thành này loại lạnh nhạt điềm tĩnh khí chất, nếu như nàng cùng những cái kia giải trí minh tinh đồng dạng truy đuổi danh lợi tiền tài, vậy cũng không còn là như vậy được rồi. Bất quá may mà chính là, cô bé này có lẽ vĩnh viễn sẽ không đi đến như vậy một con đường, mặc dù nhưng lý do này rất gượng ép, nhưng là, đã đã có được như vậy tài phú nàng, cũng hoàn toàn chính xác sẽ không lại vì tài phú mà khom lưng rồi. Nhất là tứ xuyên tai khu dân chúng, huống chi đem cô bé này yêu tiến vào thực chất bên trong, rất nhanh có người có ý chí làm cái mỹ nữ điều tra, cơ hồ sở hữu tất cả tai khu dân mạng đều thưởng phiếu vé quăng cho trạm tinh, mà cô bé này càng là trong vòng một đêm đã trở thành toàn bộ thế giới nữ thần chỉ là muốn phỏng vấn vị này nữ thần có thể một chút cũng không dễ dàng. từ khi tin tức công bố về sau cũng chỉ có đài cctv đối với nàng đã tiến hành một lần phỏng vấn, những thứ khác truyền thông đều bị cự chi môn bên ngoài lý do chỉ có một, trạm tinh ưa thích thanh tĩnh lần này biểu lộ thân phận cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ, nàng còn muốn tiếp tục tại máy vi tính phương diện nghiên cứu, mà giả thuyết ảo cảnh một ít đầu đề cũng đã đến khắc phục khó khăn thời khắc mấu chốt. tin tức truyền ra về sau, trạm tinh nhân khí chẳng những không có hạ lạc hạ xuống, ngược lại càng thêm lửa nóng rồi. Chính như một gã nổi danh nhà khoa học từng tại đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như vậy qua, hôm nay ta đứng ở chỗ này, tại vô số đèn flash chiếu xuống, trên thực tế ta đã không thể xem như một gã chính thức trên ý nghĩa nhà khoa học rồi. Bởi vì, tiến hành khoa học nghiên cứu nhất định phải tính hạ tâm lai. Giống như ta vậy, tối đa chỉ có thể coi là là một cái công chúng nhân vật, mà không cách nào nữa tại chính mình chính thức lĩnh vực bên trên có chỗ tiến thêm rồi. Mọi người tại đối với trạm tinh vị này mạng lưới nữ thần tỏ vẻ khâm phục cùng kính yêu thời điểm, đồng thời cũng đúng SMMS cái này danh hiệu cảm thấy hiếu kỳ trên thực tế. Rất sớm trước kia, mọi người mà bắt đầu suy đoán cái từ này tổ đến cùng đại biểu có ý tứ gì, mà bây giờ chân nhân xuất hiện, tự nhiên cũng là muốn bản thân để giải thích một phen đấy. Vấn đề này, đài CCTV phụ trách phỏng vấn trạm tinh người chủ trì cũng đã hỏi, trạm tinh trả lời là, một gã chính thức hacker, hàng đầu đúng là muốn đối với chính mình tiến hành bảo hộ, loại này bảo hộ biểu hiện ở hacker mỗi lần hành động chi tiết tỉ mỉ chính giữa ví dụ như không thể sử dụng đồng dạng hoặc là tương tự chính là id không thể lại để cho hành động của mình phương thức cho người lưu lại giống như đã từng quen biết cảm giác tại hồng khách liên minh diễn đàn lên của ta id gọi là cỏ huyên táo giang ly cái này id không có sửa đổi là vì cái kia đại biểu ta tại hồng khách trong liên minh bộ trao đổi một thân phận như chúng ta loại này thường xuyên trà trộn tại cái nào đó forum hoặc là cái nào đó vòng tròn luẩn quẩn hacker luôn phải có một cái bên ngoài thân phận, mà thôi cá nhân thân phận tiến hành hành động thời điểm, tự nhiên cần che giấu thân phận của mình. Cái này SMMS là ta lúc ấy phá giải phong hỏa virus thời điểm tâm niệm lóe lên nghĩ đến đấy. Bởi vì vì chúng ta cá nhân sử dụng áo lót có rất nhiều, tuy nhiên không thể để cho người khác nhìn ra mánh khóe, nhưng là vì liền với mình trí nhớ, chính mình tự cần nắm giữ những này ID quy luật. Lúc ấy chứng kiến phong hỏa virus thời điểm, căn cứ con virus này ẩn nấp tính cùng tản tính, có thể phán định con virus này công năng. Cái kia khẳng định không phải làm lấy thú vị, mà là dùng để đánh cắp người sử dụng tin tức cùng tài liệu cá nhân. Cái này nhất định là một cái cỡ lớn tổ chức, hơn nữa là có không thể cho ai biết mục đích là tổ chức cái gọi là, mà tại nơi này tổ chức sau lưng, cũng tất nhiên có thế lực cường đại tham gia. Cho nên khi lúc Linh Quang vừa hiện, làm cái này viết tắt SMMS đảm đương làm lần này sử dụng ID. Ý tứ tự là, so mất Mons Nhục Humanity, tự là, rất nhiều hiểm ác nhân tính. Nghe chạm tinh như vậy êm tai nói tới, cái này ai đi bí ẩn cũng rốt cuộc bị mở ra, chỉ là, nhìn màn ảnh lên, tuy nhiên lạnh nhạt, tuy nhiên lại không chút nào luống cuống, giống như mô hình giống như dạng chạm tinh, Trần Húc nắm bắt cái cằm, lẩm bẩm nói, ta còn là lần đầu tiên biết rõ. Cái nhà đầu này vậy mà cũng là như vậy hội gạt người. Trước kia đều bị nàng cái kia phó nhu thuận bộ dạng lừa gạt rồi. Nghĩ đến chạm tinh trước sau như một huyền chuyển thiểu lời nói biểu hiện, Trần Húc vốn cho là mình đã rất hiểu rõ nàng, có thể đến bây giờ mới phát hiện, chính mình rất hiểu rõ còn xa xa không đủ à. Quả nhiên trương vô kỵ mẹ nó nói một chút cũng đúng vậy, càng nữ nhân xinh đẹp, lại càng hội gạt người. Chấm. Bangkok, với tư cách Đông Nam Á thứ hai thành phố lớn, cũng là Phật giáo Chi Đô, tại đây nhiệt đới khí hậu gió mùa làm cho lượng mưa dồi dào. Trần hút bọn người đến mấy ngày nay, bên ngoài vẫn tại liên tục rơi xuống vũ, lại để cho cái này vốn là nóng bức thành thị mát mẻ rất nhiều, Đầu năm nay rất nhiều người đều có một cái rất tiểu tư mộng tưởng, tự là du lịch thế giới, tiến hành một hồi thuộc về mình vòng quanh trái đất lữ hành. Mà vòng quanh trái đất lữ hành tiến về trước Đông Nam Á, Thái Lan băng cốc thế tất muốn tới một chuyến. Tòa thành thị này bị người Thái Lan xưng là thiên sứ chi thành, cũng là nổi tiếng Phật giáo thánh địa, lại tới đây, có thể lĩnh vực đến Trung Nguyên khó gặp dị vực, nước khác phong tình. Bất quá, lần này Trần Húc cùng quản dịch cùng nhau tới đây, lại không phải là vì thỏa mãn bọn hắn cái này tiểu tư mộng tưởng. Trên thực tế, Trần Húc hiện tại cũng căn bản không có thời gian đến thực hiện giấc mộng này. Có lẽ về sau tại hết thảy sự tình gió êm sóng lặng về sau, ngược lại là có thể mang theo mỹ nữ cùng nhau du lãm toàn cầu, nhưng là bây giờ, ngoại trừ phát sinh một ít đại sự, nếu không hắn vẫn uốn tại ăn sạch ở trên đảo, liền môn cũng sẽ không ra đấy. Như vậy băng cốc tại đây xảy ra chuyện gì đại sự đâu này? Cái này một chuyến, Trần Húc là ứng một vị lão hiếu mời, với tư cách hết công ty cùng ăn sạch đảo đại diện toàn quyền, tới nơi này tham gia một hồi đại hội. Đồng dạng, quản dịch với tư cách quản gia đại biểu, cũng nhận được 10 cái này đại hội tựu là Nam Dương dòng họ đại hội, mà mời Trần Húc, không phải người khác, đúng là hắn cùng ngủ huynh đệ lão tứ đồng thanh khiết. Hoặc là, hiện tại phải nói là đồng dơ cao giới rồi. Bắc Mỹ quản gia bốn lá thảo, Tây U Lý Thị Mẫu Đơn Đình, Nam Dương Đồng Môn Thúy Trúc Lục, U Á Dư Gia Hoa Đỗ Quyên. Cái này bốn câu lời nói, chỉ đúng là đương kim tại trên thế giới lớn nhất có sức ảnh hưởng mà tư vốn cũng là thâm hậu nhất người hoa tứ đại gia tộc. Mà ở Nam Dương, thì ra là hôm nay Đông Nam Á vùng, hôm nay có thực lực nhất, tắc thì tựu là đồng gia. Thái Lan, cổ xương xiêm la, tự minh Triều bắt đầu, có đại lượng người hoa dũng mãnh vào Đông Nam Á khu, lúc này khai chi tán diệp, cuối cùng tạo thành nguyên một đám cực lớn, phi thường có thực lực gia tộc tập đoàn. Chỉ là, mấy cái này người hoa xã đoàn lúc trước một hai trăm năm qua, một mực lọt vào địa phương kẻ thống trị ghi hận, cái thế giới này có một tám hai mươi pháp tắc tự là tám mươi tài phú nắm giữ ở hai mươi người trong tay mà điểm này tại ngay lúc đó nam dương đã nhận được cực cao thể hiện hoa thương xã đoàn nhóm đám bọn họ nắm giữ gần như toàn bộ nam dương tám mươi đã ngoài tài phú vì vậy cái này cũng liền trở thành bọn hắn cho tới nay bị ghi hận căn bản thất phu vô tội mang ngọc có tội tiến về trước nam dương tự đã mất đi sau lưng cường đại tổ quốc ủng hộ huống chi tự mãn thanh đến nay Trừ nhớ năm đó đồng minh hội, có thể nói lịch đại kẻ thống trị đều ít có chú ý Nam Dương, không thừa nhận Nam Dương người hoa hoa kiều thân phận, không để cho bọn hắn dư để bảo vệ. Cái này khiến cho Nam Dương hoa thương nhóm, đám bọn họ đã trở thành địa phương kẻ thống trị trong mắt Mỹ thịt, đã trở thành địa phương đám dân bản xứ cái đinh trong mắt. Đối với người Hoa, Nam Dương địa phương kẻ thống trị trước sau như một áp dụng chèn ép sách lược. Đừng nói 19 thế kỷ 60 niên đại đóng cửa tiếng Hoa trường học, 30 vạn người Hoa bị tàn sát sự tình, riêng là tại truyền thông vô cùng phát đạt 19 thời kỳ cuối, Indonesia cũng đồng dạng đã xảy ra cực kỳ bi thảm đổ sát, thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả, nhưng lại không giải quyết được gì. Tại trải qua cái này một lần lại một lần thay đổi về sau, Nam Dương người Hoa dòng họ, tuy nhiên nhìn như đã suy sụp, nhưng kỳ thật tại lén lại kết thành càng thêm kiên cố đồng minh. Bởi vì vì tất cả mọi người minh bạch, tại nơi này không thuộc về mình thổ địa lên, nếu như bọn hắn nếu không ôm cùng một chỗ, như vậy cùng đợi bọn hắn chỉ có hủy diệt. Mà những này dòng họ chính giữa, hôm nay tài lực mạnh nhất, tự là Đồng Gia. Đồng Gia đời trước, là một cái tên là Thanh Trúc Băng, giúp Nam Dương bang hội, tại vài thập niên trước. Loại này người hoa bang hội tại Nam Dương có rất nhiều, trong đó nổi danh nhất, không ai qua được lúc ấy mấy đại gia tộc liên hợp lên trúc lưới long đường, mà trong đó trúc tự là Thanh Trúc Băng, giúp. Chỉ là, lúc trước càn quét chính giữa, Đồng Gia thế lực nhận lấy vô cùng nghiêm trọng đả kích, năm gần đây hay vẫn là dựa vào những nhà khác người Hoa gia tộc ngoài sáng ngầm ủng hộ, mới một lần nữa tỉnh lại. Cho nên nói, hôm nay người Hoa tứ đại gia tộc chính giữa, lý gia quản gia tại U Mỹ phát triển ngày càng lớn mạnh, tự nhiên là mạnh nhất, mà ở U Á chỗ giao giới, thì ra là ngày xưa ba tư đại thực địa bàn dư ra, bởi vì cùng vùng Trung Đông gia tộc quan hệ chặt chẽ, cũng là phú khả địch quốc, chỉ là cái kia khu quá mức mẫn cảm, dư ra kẹp ở mấy thế lực lớn chính giữa, cũng rất khó có rất lớn phát triển, về phần đồng gia, tuy nhiên theo tổng tài lực đi lên nói là tứ đại gia tộc trong yếu nhất, thế nhưng mà tiềm lực của bọn hắn lại là rất lớn bởi vì, cơ hồ toàn bộ Đông Nam Á cũng đã bị thế lực của bọn hắn chỗ thẩm thấu, nhưng là, khuyết thiếu chính trị trụ cột, vĩnh viễn là Nam Dương người Hoa các gia tộc trong nội tâm lớn nhất đau nhức. Lúc này đây, Trần Húc được mời lại tới đây, chính là muốn cùng Nam Dương thế gia nhóm, đám bọn họ làm một cái giao dịch, hoặc là nói. Trần Húc muốn tới cố gắng đem Nam Dương thế gia, buộc tại chính mình chiến thuyền bên trên theo vị trí chiến lược đi lên nói nếu như có thể cùng Nam Dương thế gia kéo tốt quan hệ dùng cái này gần nước ban công đây là song phương đều được lợi sự tình phải biết rằng Nam Dương người Hoa gia tộc cơ hồ khống chế toàn bộ Đông Nam Á khu đại bộ phận tài phú thiếu hụt thiếu duy nhất chính là một cái có thể dựa vào thế lực chi Zeta ui, một cái có thể bảo hộ lấy bọn hắn Đại Sơn một cái có thể làm cho bọn hắn không hề bị đến U Mỹ cường quốc cùng với địa phương thổ dân kẻ thống trị nhóm đám bọn họ ức hiếp dựa vào ăn sạch đảo có thể phi thường tốt sắm vai cái này nhân vật. Song phương địa lý vị trí vốn tựu phi thường gần, ăn sạch đảo cơ giáp bộ đội tốc độ cao nhất lái vào, 3 giờ ở trong có thể đến Bangkok, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có đã bị đóng quân quấy nhiễu. Hơn nữa, trước khi Nam Thái Bình Dương một trận chiến, ăn sạch đảo cơ giáp chiến đội uy danh đã tại toàn bộ thế giới quân sự giới nội như sấm bên tai, loại này hoàn toàn mới chiến đấu hình thức tựu là dưới mắt hải quân ác mộc, các quốc gia quân sự các tham mưu không biết bởi vì này loại cơ giáp tồn tại mà không mất bao nhiêu tóc, cuối cùng được ra kết luận là, muốn đối phó loại này cơ giáp, chỉ có thể dựa vào cơ giáp. Mặt khác bất kể là hải quân hay vẫn là không quân. Tại loại này hành động dị thường linh hoạt mới máy móc chiến đấu trước mặt, đều cùng sắt vụn không sai biệt lắm, trừ phi là hỏa lực lưới bắn một lượt, mới có thể ngăn cản công kích của bọn hắn. Nhưng là, đem làm những này cơ giáp đã có được dị thường tiên tiến phản ẩn kỹ thuật, nếu như bọn hắn đánh lén, một chiêu này sẽ rất khó thực dụng rồi. Muốn sư hoa trường kỹ dùng chế hoa hà, không ít quân sự các tham mưu phát ra hô to. Các quốc gia quân đội đối với ăn sạch đảo đánh giá, chắc hẳn Nam Dương người hoa thế ra nhóm, đám bọn họ có năng lượng không phải không biết nói, bất quá, lại để cho Trần Húc nghi hoặc chính là, vốn đối với cái này lần hợp tác. Cơ hồ có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Cho nên tại nhận được lão đồng mời thời điểm, Trần Húc ngược lại là rất dứt khoát cứ tới đây rồi, nhưng là, nhưng bây giờ kỳ quái chính là, Trần Húc đến Bangkok đã 3-4 ngày rồi, nhưng không có lão đồng tin tức, mà ở hắn khách sạn cửa ra vào, mấy cái vốn nói là đến bảo hộ mấy người người hoa bảo tiêu, lúc này thời điểm nhìn xem hai người biểu lộ, cũng nhiều vài phần đề phòng cùng mập mờ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Nam Dương dòng họ bên kia, đột nhiên đã có cái gì biến cố hay sao? Chỉ là, mặc kệ Trần Húc như thế nào hỏi, mấy cái bảo tiêu tựu là một bộ ta không biết bộ dạng, thái độ bên trên coi như là khách khí lễ phép càng không có hạn chế Trần Húc cùng quản dịch thân người tự do cử động. Trần Húc lén lút thôi miên một tên, cũng không có được cái gì hữu dụng tin tức, đối với lão đồng tình huống hiện tại, xem ra bọn hắn những này tiểu lâu la hay vẫn là cái gì đều không biết rõ tình hình, tự là nhận được mệnh lệnh, muốn hảo hảo nhìn thẳng chính mình, một là không có thể làm cho mình cùng quản dịch gặp chuyện không may, thứ nhì là không có thể làm cho mình gây chuyện, về phần cái này đệ tam nha, cũng có chút nghiền ngẫm rồi. Điều thứ ba mệnh lệnh là, tự xem như trong phòng hai người là địch nhân, coi được bọn hắn, thời khắc nắm giữ ở bọn hắn hướng đi. Cho rằng địch nhân, cái này một đầu cũng có chút nghiền ngẫm rồi. Bất quá, Trần Húc cũng là xì mũi coi thường, dùng hắn lập tức địa vị, cái thế giới này muốn hắn người chết vô số kể, như vậy cấp bậc người đi ra ngoài tối thiểu đều mang cái trên dưới 100 cái bảo tiêu, thế nhưng mà hắn tự như vậy nghênh ngang cùng quản dịch hai người giống như nghỉ phép đồng dạng đã tới rồi. Không phải Trần Húc không có tim không có phổi, tuy nhiên hắn trên miệng nói, là tin tưởng Nam Dương xã đoàn đám bọn chúng bảo vệ năng lực, nhưng trên thực tế, dưới mắt có thể đối với Trần Húc tạo thành uy hiếp cũng không nhiều. Lại không đàm tại phía xa ăn sạch đảo cơ giáp tạo đội hình, tự nói Trần Húc chính mình. Trạng thái dịch áo chống đạn đã quá hạn rồi, hiện tại Trần Húc cùng quản dịch trên người đều dẫn theo một bộ từng binh sĩ loại năng lượng phòng ngự trang bị bộ này trang bị cũng không phải là có thể đại lượng sinh sản. Sản xuất, tối thiểu dùng dưới mắt kỹ thuật mà nói, kỳ kỹ thuật hàm lượng so về thần 5 thần 6 đều không thấp. Trần Húc cùng quản dịch trên người cái này hai bộ trang bị, toàn bộ ăn sạch ở trên đảo cũng không cao hơn 10 ngón tay, mỗi một bộ giá trị ngàn vạn, hay vẫn là đồng euro vì tính toán đơn vị đấy. Này trang bị có thể tự hành báo động trước, trên cơ thể người chung quanh hình thành một vòng trạng thái cố định cái lồng năng lượng thật giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh chính giữa cái loại này, bình thường công kích, cho dù là 10 hào M diameter súng ngắm cũng không có khả năng đánh chính là mặc loại này trang bị cho dù là trong tương lai thế giới, cũng chỉ là phổ cập tại sĩ quan cao cấp một tầng, bình thường binh sĩ cũng không có cơ hội mặc bởi vì giá trị chế tạo thức sự quá đắt đỏ, không phải quân phí có thể gánh nặng khởi đấy. Loại hình phòng ngự vũ khí là đã có, mà tính công kích vũ khí, lưỡng trên thân người cũng đều trang bị rồi. Từ lần trước đối mặt này cái bị sửa đã tạo thành quái vật đồng dạng ra hỏa về sau, Trần Húc liền phát hiện, thời đại này bình thường súng ống đạn được đối với cái này loại quái vật mà nói hiệu quả cũng không phải rất tốt đương nhiên, không phải nói đánh không chết bọn hắn, dù sao những người kia cũng chỉ là bị thay thế trong thân thể cốt cách, nội tạc, nhưng là theo thuộc về mà nói còn là một người. Chỉ là, hiện đại súng ống đạn được uy lực trên cơ bản cùng thể tích thành có quan hệ trực tiếp, nếu như chống đỡ một bả APG, trên cơ bản cái gì cải tạo người cũng phải bị một pháo anh chết, nhưng vấn đề là, lớn như vậy ra hỏa bình thường như thế nào mang theo. Về phần sinh sắn ra hỏa, N, chỉ cần là đem thương, dù là uy lực tuy nhỏ, đánh chúng đầu lâu hoặc là trái tim như vậy chỗ hiểm có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Thế nhưng mà vũ khí cũng phải nhìn ai dùng, tại thời khắc nguy cơ, có thể trông cậy vào quản dịch như vậy nữ hài tử xinh đẹp từ chuẩn xác tướng địch người một thương chí mạng sao. Nếu như mỗi người đều có loại này thần thương thủ thương pháp, như vậy vũ khí cũng căn bản không cần cách tân rồi. song âm vũ khí, tự là một loại có thể khắc chế những này cải tạo người thực dụng hình vũ khí. Mà loại vũ khí này, chỉ có ăn sạch đảo có, hơn nữa là ăn sạch đảo vũ khí bí mật, những người khác chỉ có thấy được cơ giáp, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì sóng âm vũ khí, thế nhưng mà tương lai dùng để đối phó Taro máy móc cải tạo người đại sát khí à. Sóng âm vũ khí nhằm vào chủng loại, chỉ sợ ngoại trừ tinh khiết máy móc ngoại trừ sinh vật đều có rất tốt hiệu quả. Hơn nữa, loại vũ khí này tạo hình có thể thiên biến vạn hóa, thật giống như Trần Húc trước kia dùng cái kia khối tiểu mẫn biến thành đồng hồ. Mà bây giờ, hắn cùng quản dịch mỗi người đều phân phối như vậy một khối đồng hồ tại thượng lưu xã hội chính giữa. Mà kệ nam nữ, đều có đeo đồng hồ đích thói quen, hơn nữa một khối tên bề ngoài, cùng hàng hiệu lễ phục cùng nữ nhân bao ra đồng dạng, đều là bày ra thân phận cùng tài lực một loại phương thức. Cho nên một khối hàng hiệu đồng hồ nhất định là sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, trái lại, dùng Trần hút cùng quản dịch hiện tại thân phận tài lực, không mang khối tên bề ngoài đi ra ngoài, ngược lại rất có loại không tôn trọng người khác cảm giác đây này. Vũ khí lạnh thời đại, một cái tay chói gà không chặt tiểu hài tử là có thể dùng súng đạn giết chết một người võ lâm cao thủ mà theo khoa học kỹ thuật càng phát ra phát đạt, nhất là tại loại này vượt thời đại khoa học kỹ thuật trước mặt, truyền thống vũ khí cũng đã khởi không đến cái gì thực chất tính tổn thương tác dụng. Cho nên dưới mắt Trần Húc nhàn nhã vô cùng, thừa lúc cái này đoạn coi như thanh nhàn thời gian, Trần Húc đã ở lật xem có quan hệ Nam Dương người Hoa gia tộc tư liệu. Nhất là trong đó thứ nhất phi thường thú vị giới thiệu. Nam Dương đồng ra đối với người thừa kế tuyển bạt, phi thường có ý tứ, trong gia tộc, có kế thừa tư cách một đời đến 18 tuổi lúc, phải đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện 3 năm, cái này đoạn lịch lãm rèn luyện thời gian, trong tộc đệ tử nhất định phải tiến về trước nội lựa chọn một chỗ bình thường học đường, một mặt đọc sách, một mặt chính mình kiếm tiền. Cái này nội quy tắc thì chế định thời gian rất sớm, bất quá trên đường gián đoạn vài năm, thẳng đến 78 năm, mới một lần nữa khôi phục. Cái này đầu ra quy vốn có ý tứ, là lại để cho đồng gia đệ tử càng thâm nhập đi giải đại lục theo chân bọn họ cùng tuổi người trẻ tuổi, bởi vì tối thiểu tại trước kia đến xem, thế hệ này sinh viên, cái kia đều là giường cột nước nhà. Ý nghĩ của bọn hắn, bọn hắn yêu thích, tín ngưỡng của bọn họ, đều có rất lớn tham khảo giá trị. Bất quá, đồng ra lúc trước chế định cái này nội quy của người cũng không nghĩ tới, gần kề vài chục năm, dưới mắt đại học cũng đã trở nên một mảnh táo bạo, hơn nữa sinh viên tâm tính, cũng càng phát không thành thục, đã không đủ để coi như xã hội tương lai tinh anh giai tầng tư tưởng đến tham khảo. Chỉ là, gia quy tựu là gia quy, vừa vặn thế hệ này người thừa kế niên kỷ đã đến, như vậy nhất định phải chấp hành cái này một đầu gia quy. Mà cái này đầu gia quy còn một điều, cũng là trọng yếu nhất một điểm là được. Tại học ở trường thời điểm, ngoại trừ học phí, những thứ khác hết thảy chi tiêu đều muốn tự mình giải quyết hơn nữa, không có thể động dụng gia tộc lực lượng, không thể theo thương như đồng gia đệ tử, bình thường tiền tiêu vặt cũng tự không ít, nếu như dùng những này tiền tiêu vặt đi làm chút ít sinh ý, đó cũng là rất lợi nhuận đấy. Chế định cái này một đầu gia quy nguyên nhân, trong tư liệu ghi đến cái kia lúc trước đồng gia trăm năm trước một vị gia chủ, từ nhỏ học ở trường hải ngoại, không có ủng hộ của gia tộc, chỉ có thể dựa vào lấy chính mình làm việc ngoài giờ, ngày thường đọc sách, tan học lúc tự xuất ngoại làm công, cuối cùng nhất hoàn thành việc học. Vị này gia chủ cho rằng, chỉ có tại không có bất kỳ trợ giúp dưới tình huống, hoàn toàn theo dựa vào lực lượng của mình giải quyết trước mắt nan đề, nhân tài như vậy có tư cách kế nhiệm gia chủ vị trí. Hơn nữa, so về đồng gia 10 tỷ tài sản lưu động xử lý, cái này chút món tiền nhỏ, thật sự không có lẽ với tư cách có thể làm khó gia tộc đệ tử lấy cớ. Nếu như bọn hắn liền cái này quan đô gây khó dễ. Như vậy tựu đừng hy vọng tiếp nhận lớn như vậy một gia tộc rồi. Hơn nữa, đột nhiên đã mất đi giàu có sinh hoạt, hết thảy đều cần dựa vào chính mình một đôi tay đến dốc sức làm, như vậy cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn hiểu được kiếm tiền gian khổ, cũng có thể lại để cho những này ngậm lấy vững chắc môi lớn lên gia tộc đám đệ tử càng thêm khiêm tốn người trẻ tuổi nha, thụ điểm tôi luyện luôn tốt. Mà ngày sau đối với lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện đánh giá thành tích, bọn hắn chỗ kiếm được tiến, cũng là làm làm một cái cứng nhắc tham khảo chỉ tiêu đấy. Chứng kiến một đoạn này, Trần Húc Độ nở nụ cười. Không thể làm sinh ý, chỉ có thể lựa chọn đệ tử sử dụng làm công thủ đoạn, ví dụ như rửa chén đĩa, rửa chén, làm ra giáo chờ các loại, mỗi một phần tiến đều xem vô cùng trọng yếu, không thể tiếp nhận những người khác chi trợ, cũng không thể lộ ra có quan hệ gia tộc hết thảy. Ha ha, khó trách tự khai học đến nay, lão đồng mỗi ngày cùng quỷ đồng giạc, trời còn chưa sáng tự đi ra ngoài ngoại trừ trong phòng học còn có buổi tối tại phòng ngủ không ai có thể nhìn thấy hắn đối với tiền tài keo kiệt vô cùng nguyên lai like thằng này là có như vậy cái câu chuyện à khó trách mọi người lén đã ở thảo luận lão đồng tiểu tử này ngày bình thường hành vi vừa vặn duy chỉ có đối với tiền tài xem nặng như vậy thậm chí một phân tiền đều không buông tha keo kiệt kính là làm sao tới đây này mọi người vốn là cũng còn tại phòng đoán hắn khả năng gia cảnh không tốt lắm nhưng là lại không nghĩ rằng thằng này ra cảnh, phóng nhãn thế giới có thể cùng so với vai cũng không quá đáng cũng chỉ có đều biết cái kia sao mấy ra, hắn nếu không không phải ra cảnh không tốt, mà là thật tốt quá. Chỉ là, trong nhà lại ra như vậy một cái đổ biến thái khảo hạch quy củ, cái này thật sự lại để cho người có chút giờ khóc giờ cười. Ta ngược lại là cảm thấy, có thể tại đây giống như trong hoàn cảnh phát triển lên đồng ra tương lai người nối nghiệp, còn thật sự vô cùng có thể đã bị lịch lãm rèn luyện đây này. Quản dịch nghe Trần Húc nói đến đồng ra cái kia kỳ quái quy củ, nhịn không được hé miệng cười nói, muốn chúng ta loại này thế ra đệ tử, từ nhỏ tự là muốn cái gì có cái đó, rất khó cảm nhận được kiếm tiền vất vả, cho dù đã bị giáo dục lại hài lòng, cũng tổng có thể sẽ đối với những người bình thường kia sinh ra một loại khinh thị, khinh thị người bình thường thân phận, khinh thị nghề nghiệp của bọn hắn. Loại này khinh thị có lớn có nhỏ, cũng mặc kệ lớn nhỏ, tổng không phải cái gì tốt nghi cách. Cho nên loại này lịch lãm rèn luyện, cũng chưa hẳn không phải một cái lại để cho bọn hắn những này từ nhỏ không có thiếu trả tiền bọn nhỏ rèn luyện một cái cơ hội tốt, dù sao đem làm chính mình tự mình thể nghiệm đến đó loại chua sót mới có thể giữ vững vị trí bản tâm. Đồng gia làm làm một cái thế gia, trong nhà nhân tài cực thịnh, trong đó không ít, cũng là người nhà bình thường sinh ra. Có thể tự mình thể nghiệm đến thế gian muôn màu, rất có trợ giúp gia chủ tâm tính bên trên phát triển. Một gia tộc, kỳ thật tự tương đương với một cái thừa kế đế quốc, nếu như kế thừa đời sau vô năng, như vậy cái này đế quốc sẽ rất nhanh tại cạnh tranh chính giữa suy sụp xuống dưới. Trung Quốc các triều đại đổi thay, đều tin tưởng phản ứng đạo lý này, cho nên ta cảm thấy được, cho dù như đồng thanh khiết như vậy bản thân rèn luyện hàng ngày tựu không tệ người trẻ tuổi, lại lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, cũng càng có trợ ở hắn thành thục. Trần Húc gật đầu cười nói, ngày đó ngươi theo ta một lần nữa giới thiệu lão đồng thời điểm, ta còn không thể tin, không nghĩ tới ta cái này huynh đệ, tại mấu chốt thời khắc, ngược lại là giúp ta một cái đại ân rồi, Trần Húc trong miệng đại ân, tựu là tại hắn cùng Taro cùng ích lưỡng tổ chức lớn giao phong thời khắc mấu chốt, tại đối phương bên này đã thật sự không cách nào điều ra người thời điểm, lão đồng bại lộ thân phận xuất mã, đi đến Rockefeller gia tộc, hơn nữa buổi nói chuyện cải biến Rockefeller gia tộc thái độ. Cái này đối với Trần Húc trận này đại thắng, thế nhưng mà làm ra rất quan trọng yếu tác dụng. Dù sao với tư cách Bắc Mỹ đệ nhất buôn bán vũ khí thế gia, Rockefeller gia tộc lực ảnh hưởng cực kỳ cường đại, cơ hồ quyết sách nửa cái ích tổ chức mạch máu. Bất quá, Lúc ấy Trần Húc biểu lộ cũng rất đặc sắc, hắn tuyệt đối thật không ngờ, phòng ngủ chính giữa nghèo nhất tiểu huynh đệ, thậm chí chạy tới ca okay siêu thị chính giữa đem làm đầu bàn tiểu đệ đồng thanh khiết, vậy mà biến hóa nhanh chóng, biến thành người hoa tứ đại gia tộc một trong, cùng quản dịch đồng dạng tương lai gia chủ đồng dơ cao giới, cái này kinh nghỉ đến thật sự quá lớn một điểm. Người mới vừa nói những này, ta đều có thể lý giải, bất quá có một điểm ta không rõ chính là, vì cái gì đồng gia cường điệu không cho bọn hắn thông qua việc buôn bán đến kiếm tiền, chỉ có thể làm những cái kia rất mệt a, à, không nên tự mình đi thể nghiệm việc đâu này. Muốn các ngươi như vậy gia tộc, từ nhỏ gia tộc giáo dục cũng rất hoàn thiện, những người khác không nói, liền nói ngươi, Trần Húc cười nhìn mình hiền nội trợ, nếu như không có ngươi, đối với ăn sạch đảo kiến thiết tài chính tính toán, hạng mục quy hoạch, còn có tài chính tiến cử, ta một người căn bản không có khả năng hoàn thành. Nhìn xem quản dịch ngon ngọt cười, Trần Húc nói, thế nhưng mà, vì cái gì đồng ra không khảo nghiệm bọn hắn việc buôn bán bổn sự, chiếu ta muốn, cho những này người thừa kế mỗi người 500 vạn, lại để cho bọn hắn cầm lấy đi đầu tư cũng tốt, việc buôn bán cũng tốt, vài năm sau xem hiệu ứng, xem ai hội kiếm tiền. Không phải so loại thủ đoạn này tốt hơn nhiều sao, quản dịch cười lắc đầu, nói, có thể đương gia chủ, có thể không nhất định không nên là sinh ý làm tốt. Như hiện tại xã hội này, chỉ cần có đầy đủ vốn liếng, chỉ cần chủ trì người không phải hồ đồ như vậy, trên cơ bản đều là tiền đẻ ra tiền đấy. Nhất là đạt tới nhất định được độ cao về sau, Sinh ý bên trên quyết sách, đệ nhất cân nhắc không phải kiếm tiền, mà là ổn định mình bây giờ vị trí. Muốn nói việc buôn bán, mỗi gia tộc chính giữa đều có thế giới đỉnh tiêm tài chính, cố vấn tài chính, có chuyên môn người nhiều mưu trí đoàn, trình độ của người của bọn hắn so về chúng ta những này thế gia đệ tử mà nói cao hơn ra không ít. Cho nên, đem làm một cái gia chủ, là tố trọng yếu nhất không phải hắn có thể hay không việc buôn bán, mà là có thể hay không làm quyết định. Tính cách quyết định vận mệnh nếu như người gia chủ này tính cách liền nhỏ như vậy tiểu nhân tôi luyện đều chịu đựng không được, như vậy hắn là không có tư cách ngồi trên gia chủ vị trí này đấy. Dừng thoáng một phát, quản dịch nghiêm túc nói, nhất gia chi chủ, nhiệm vụ trọng yếu nhất tựu là bảo toàn gia tộc của mình, lại để cho gia tộc hài lòng phát triển, không thể trông cậy vào đầu cơ trục lợi. Nghe nàng nói nghiêm túc, Trần Húc nhịn không được nhớ tới, cô bé này trong tương lai cũng là muốn tiếp nhận một đại gia tộc, trên người của nàng cũng lưng đeo trầm trọng gia tộc sứ mạng. Cái này lại để cho Trần Húc yêu thương chi tâm nổi lên, nhịn không được tại trên mặt của nàng hôn hít thoáng một phát, cũng là nghiêm túc nói, ta minh bạch, yên tâm, chỉ cần có ta tại, quản gia nhất định sẽ thành vi trên cái thế giới này cường đại nhất gia tộc đấy. Quản dịch ngon ngọt cười, gần đây Trần Húc thế nhưng mà cho mình gia tộc rất nhiều chỗ tốt, ai cũng biết những chỗ tốt này đổi lại ngày thường, đó là tuyệt đối không có khả năng lấy không, nhưng là Trần Húc cứ như vậy thoải mái cho mình gia tộc trong lúc nhất thời thật ra khiến gia tộc chính giữa phản đối hai người bọn họ cùng một chỗ người không có lại nói. Mọi người vốn đều lo lắng nữ sinh hướng ngoại, đã có như vậy một cái trượng phu về sau, nói không chừng quản gia ngày sau tựu không họ quản rồi, nhưng là quản lão gia tử ngược lại là rất khai sáng, ở gia tộc hội nghị đã nói một câu như vậy lời nói, dùng SMMS nắm giữ trong tay kỹ thuật, bọn hắn căn bản không cần phải chúng ta quản gia, bọn hắn quật khởi chỉ là vấn đề thời gian, cái này ai cũng ngăn ngăn không được. Còn có, nếu như các ngươi nhất định không chịu lại để cho tiểu dịch cùng cái kia trần hút cùng một chỗ, như vậy, đến lúc đó hắn nắm lấy vũ lực đến cướp cô dâu, ai lại có thể đỡ nổi. Cho dù hắn không đến cướp cô dâu, như vậy, quản gia cũng đem vĩnh viễn đã mất đi như vậy một cái có vô cùng tiềm chất hợp tác đồng bọn. Tuy nhiên ta không muốn làm cho nữ nhi của mình hôn nhân biến thành một cái chính trị thẻ đánh bạc, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, chúng ta những gia tộc này hôn nhân đại khái đều là như vậy tới. May mà chính là, nữ nhi của ta rất tuyệt, nàng chẳng những tìm tới chính mình tình yêu, trả lại cho gia tộc gia tăng lên mạnh như vậy viện binh, nếu như các người còn có người nào phản đối ý kiến, chính mình đi ăn sạch đảo tìm tiểu tử kia đàm đi thôi. Ai dám đi tìm Trần Húc đàm, trong gia tộc bất kể là đối với quản dịch hình dạng hay là đối với thân phận của nàng có đủ loại nghĩ cách người trẻ tuổi, đều không có lá gan kia, tên kia hôm nay thế nhưng mà một phương chư hầu rồi, tay cầm quyền hành, mà ngay cả Taro cùng ít cái này lướng tổ chức lớn đều không làm gì được hắn cả, bọn hắn những này căn bản không có quyền kế thừa bàng chi lại tính toán cái gì. Cho nên hiện tại quản dịch trong nội tâm rất là điềm mật, ngọt ngào, bởi vì gia tộc đã minh xác tỏ thái độ không làm phản đối, trước khi nàng băn khoăn cũng không có. Ngẫm lại cùng Trần Húc nhận thức đến nay, vừa mới bắt đầu nàng là báo lấy một tia đùa tâm tính cùng người trẻ tuổi này tới gần, đón lấy lại phát hiện mình chính thức đã yêu hắn, niệm tại gia đình lực cản, chính mình không có khả năng gả cho hắn, cho nên mới lùi bước không tiến, lại để cho Trần Húc tại cảm tình phương diện lắc lư bất định. Có thể về sau rồi lại phát hiện, hắn đã có đầy đủ tư cách hướng chính mình cầu hôn. Đang lúc nàng lòng tràn đầy vui mừng lúc, phụ thân một phen lại giống như một chậu nước lạnh từ đầu rội xuống dưới Trần Húc cùng SMMS thực lực đã có chiếm đoạt quản gia năng lực, chính mình gả cho hắn, chẳng lẽ muốn lại để cho toàn cả gia tộc làm đồ cưới hay sao? Thật không nghĩ đến, hôm nay phong hồi lộ chuyển, Trần Húc thực lực đã đạt đến lại để cho gia tộc cũng không dám đơn giản đắc tội trình độ, cái này như thế nào không cho cô bé này mở cờ trong bụng. Đã trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, quản dịch hôm nay đã không có ý khác, về phần Trần Húc, nếu như nói trước kia hắn chính là một cái bình thường đệ tử, được voi đòi tiên cái từ này dùng tại trên người hắn tựu là hoa tâm tỏ vẻ, như vậy hiện tại, tại nơi này địa vị, hắn đã tiến nhập thế giới cái kia phần trăm một không đến, pháp luật không cách nào ước thúc phạm vi, như vậy đối với những thứ khác nữ hài, quản dịch cũng nhận biết, huống chi Trần Húc cũng thực sự không phải là như vậy hoa tâm đại củ cải trắng, đổi lại nàng là nam sinh dị địa tướng chỗ, đối với cao hiểu tiết cô gái như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào cực việt. Còn có một chạm Tinh N, chắc có lẽ không bất quá đệ tứ rồi. Nếu như chỉ là ba cái, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận a. Bởi vì quản dịch mình cũng biết rõ, nếu như đổi chỗ mà xử cái này lựa chọn thật sự quá gian nan, cũng quá vô tình rồi. Trần Húc không biết quản dịch hiện tại trong lòng suy nghĩ, bởi vì này thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên tiếng nổ, xem xét dãy số, hắc, lão đại ngô nguyên, n, ngô nguyên bây giờ còn đang đến trường, bất quá hắn đã dự định trở thành S công ty chính giữa một thành viên, dưới mắt trong trường học cũng đã đến thực tập thời gian, ngô nguyên bây giờ đang ở S công ty thực tập. Đương nhiên, là S công ty chú hòa hài City phân công ty, bởi vì lão đại thằng này, Thế nhưng mà không nỡ bích hiên tiểu muội muội một người đi thượng hải nha. Bởi vì Trần Húc gần đây bận quá, cho nên huynh đệ mấy cái gần đây cũng không có liên hệ rồi, không biết lão đại nếu biết rõ lão đồng thân phận, có thể hay không bị hù kính mắt đều đến rơi xuống. Nhận nghe điện thoại, Trần Húc cười to nói, "Lão đại, đoán xem ta bây giờ đang ở thì sao?" Điện thoại bên kia truyền đến lão đại lo lắng thanh âm, "Lão Tam, lão đồng đã xảy ra chuyện." Chấm. Nhìn xem Trần Húc vội vội vàng vàng cúp điện thoại, thần sắc vô cùng ngưng trọng, quản dịch nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Vừa đi vừa nói chuyện a. À. Trần Húc cau mày, kiểm tra một chút đồng hồ tay của mình. Động tác này lại để cho quản dịch chấn động, vì vậy đồng hồ là cái gì, người khác không biết, nàng nhưng lại rất rõ ràng. Cái này đồng hồ chính là bọn họ lần sóng âm vũ khí, nhìn xem Trần Húc đem năng lượng nhiều lần đoạn điều đã đến hôn mê lan, quản dịch tự lập tức sự cảm đến, thực xảy ra chuyện rồi, Trần Húc làm như vậy, là muốn lấy người động thủ à? Quản dịch là cực kỳ thông minh, hắn biết rõ Trần Húc có chuyện gì nhất định sẽ không gạt hắn, hiện tại hắn cái này bộ dáng, cũng không phải nghĩ đến muốn thừa nước đục thả câu, mà thật sự có chuyện hơn nữa không có thời gian đi giải thích rồi. Thông minh như nàng, tự nhiên sẽ không lưu luyến không rời truy vấn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà là đem đồng hồ tay của mình nhiều lần đoạn cũng đều đã đến hôn mê lan, đi theo Trần Húc liền đi ra cửa. Vừa xong khách sạn đại sảnh, mấy cái bảo tiêu lập tức tự xông tới, cầm đầu, trên bờ phai đâm một chỉ hắc hổ lão đại thì ra là trước khi bị trần húc lén lút cú đánh khó chịu đánh cho bất tỉnh thôi miên câu hỏi bất quá hắn mình lại không biết người này rất lễ phép mà nói trần tiên sinh quản tiểu thư xin hỏi các ngươi có chuyện gì không mang ta đi các ngươi đồng ra nhà thờ tổ lập tức trần húc thanh âm lạnh như băng không có một tia có thể thương lượng chỗ trống mấy người sắc mặt đều là biến đổi đồng ra nhà thờ tổ cái chỗ này thế nhưng mà đồng ra hạch tâm à dưới mắt bọn hắn nhận được mệnh lệnh là mặc kệ trần húc hai người đến đâu bọn hắn đều muốn đi theo bảo hộ lấy nhưng lại cũng không nói gì có thể làm cho bọn hắn đi nhà thờ tổ đi nhà thờ tổ cái kia chính là muốn chính thức gặp gỡ đồng gia gia chủ rồi thế nhưng mà gia tộc hai ngày này giống như xảy ra chuyện gì một mực đem bọn họ gạt ở chỗ này hắc hồ trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu nói cái này cũng có chút khó xử rồi bất quá xin ngài chờ một chốc ta gọi điện thoại hỏi thoáng một phát trần húc mắt quét ngang tự muốn động thủ thế nhưng mà lúc này thời điểm tay lại bị quản dịch nhẹ nhàng giữ chặt quản dịch sông hắn khẽ lắc đầu trần húc minh bạch ý của nàng dù là thời gian lại nhanh có thể không xung đột thời điểm cũng đừng có xung đột sẽ chờ một chiếc điện thoại lại có làm sao trần húc lạnh lùng nhẹ gật đầu cái kia hắc hổ đi tới cửa lấy điện thoại cầm tay ra nói một hồi lời nói về sau trở lại cười khổ nói thật có lỗi hai vị trong tộc ra đi một tí sự tình hắn lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ thấy trần húc một phát bắt được cánh tay của hắn một chiêu gọn gàng tiểu cầm nã thủ, trực tiếp đưa hắn chế trụ. Hắc hổ cũng là đồng ra nổi danh tay chân rồi, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Húc vậy mà tại hắn lời còn chưa nói hết liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa trước khi, hắn cũng đối với Trần Húc như vậy một cái yếu đuối người trẻ tuổi rất là khinh thị, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, lại bị Trần Húc một lần hành động cầm xuống. Lần này, hắc hổ mấy người đồng bạn lập tức đại gọi, còn có người muốn từ trong lòng ngực móc súng, lại bị những người khác cho đã ngừng lại ta không muốn nói cái gì nữa nói nhảm, Trần Húc toàn thân tản ra một cổ lạnh như băng khí tức, dưới mắt hắn nắm quyền, trong tay lại có thiết giáp sư tử mạnh mẽ, không biết bao nhiêu người đau khổ cầu khẩn cũng khó khăn được gặp hắn một lần, loại hoàn cảnh này tự nhiên mà vậy dưỡng thành một loại gia lệnh thượng vị giả khí độ. Hắn như vậy lạnh lùng nhìn xem mọi người, mấy người kia đều là đồng gia đắc lực tay chân, vậy mà không người nào dám cùng hắn đối mặt. Đã thỉnh cầu của ngươi không cho phép, như vậy cứ dựa theo biện pháp của ta đến. Trần Húc lạnh lùng nói, dẫn đường, đi đồng ra nhà thờ tổ, nếu như không phải ta không biết đường, căn bản không cần phải các ngươi như vậy. Gặp mấy người vẫn còn do dự, Trần Húc khoát tay, trong hư không đối với cửa tử điếm trang trí một cái đại bình hoa bổ một phát. Cái kia bình hoa khoảng cách Trần Húc còn có hơn 5 mét khoảng cách, vậy mà tại Trần Húc như vậy bổ một phát phía dưới oanh một tiếng, vỡ vụn sụp đổ. Trong tử điếm tất cả mọi người bị cái này tiếng vang hấp dẫn, không hiểu thấu nhìn xem cửa ra vào vỡ vụn bình hoa bình hoa bên cạnh không có người à, nhưng là đồng ra mấy người kia nhưng lại ngay cả mồ hôi lạnh đều xông ra. Đây là cái gì, phách không trường sao, 5 mét bên ngoài, một trường đem bình hoa chém nát. Điều này có thể sao, đương nhiên chỉ có quản dịch trong nội tâm cười thầm, Trần Húc đây là đang lập uy đâu rồi, sóng âm thông qua chấn động có thể cho miệng thủy tinh liệt, huống chi dùng lần sóng âm vũ khí đến công kích một cái bình hoa rồi, bất quá nhìn xem Trần Húc sụ mặt, một bộ cao thủ phong phạm, Quản dịch thật sự cảm thấy nam nhân của mình thật sự rất có diễn kịch tiềm chất. Trần Húc đem để tay tại hắc hổ trên đầu, nói: Ta không muốn cùng các vị là địch, cũng biết các vị có chỗ khó, nhưng là nhân mạng quan thiên, chỉ cần đắc tội, chờ sự tình một rồi, ta tự mình cho mấy vị bưng trà tạ lỗi, lại để cho Trần Húc bưng trà tạ lỗi. Cái này mấy cái đổng ra người cũng biết cái kia, bất quá tựu là khách nói nhảm, chỉ là dưới mắt hình thức sau so người cường, bọn hắn một chút biện pháp đều không có, đành phải xin giúp đỡ nhìn qua bị chế ngự, đồng phục hắc hổ hắc hổ trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, phách không trưởng. Thật là phách không trưởng sao, nếu thật là, như vậy chính mình bị chế trụ cũng không có gì nói cho tốt, cảm giác được bị chế trụ trên cánh tay đau xót, hắc hổ biết rõ Trần Húc đây là ép mình tại bày tỏ thái độ rồi. Mệnh huyền nhân thủ, có biện pháp nào, hắc hổ chỉ có thể thở dài nói, được rồi, ta mang các người đi. Vừa dứt lời, bị chế trụ cánh tay đã bị buông lỏng ra, Trần Húc liền ôm quyền, hắc hổ đại ca, nhiều có đắc tội, thỉnh nhiều thương tiếc sự tình ra khẩn cấp, chúng ta cái này đi. Chứng kiến Trần Húc như thế sảng khoái, Hắc Hổ ngược lại là trong lúc nhất thời không có lại nói, mấy người đến khách sạn bên ngoài lên xe, Hắc Hổ vốn muốn ngồi ở lái xe vị lên, lại bị Trần Húc thỉnh đã đến phụ tá bên trên, hay vẫn là ta mở ra a, Hắc Hổ đại ca chỉ cần cáo chi phương vị là được rồi. Nhìn xem quản dịch ở phía sau nhanh chóng nịt lên dây an toàn, Hắc Hổ có chút ngây thơ vừa vạch một cái phương vị, chợt nghe đến mô tô mãnh liệt tiếng oanh minh, sau đó thân thể sau này kéo một phát, xe đã cực nhanh bão tố đi ra ngoài. Trời có mắt rồi, hắc hổ như vậy tay chân, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ngày bình thường cũng chơi đùa chợ đêm đua xe, đã ở bên trong thị khu chơi đùa. Bất quá vậy cũng đều là tại trong đêm, không có người thời điểm. Dáng vẻ này hiện tại, giữa ban ngày, tại như nước chảy trên đường cái trực tiếp tự chơi nổi lên trôi đi. Hắn không sợ tai nạn chết người, nhìn xem kim đồng hồ nhanh chóng phủi đi đã đến 140, hắc hổ mồ hôi lạnh đều xuất hiện, lúc này thời điểm hắn mới luống cuống tay chân đem dây an toàn cho trói vào. Lúc này thời điểm hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Trần Húc không cho hắn đem làm lái xe rồi, đổi lại chính mình, như thế nào cũng không dám tại đây tràn đầy xe trên đường cái bão tố đến 140A. Trần Húc lúc này là liều mạng rồi, cũng không biết sau lưng có bao nhiêu còi cảnh sát tại tiếng nổ. Đương nhiên, Trần Húc cũng biết, chính mình bên kia sự tình hoàn toàn chính xác rất gấp, tranh thủ thời gian. Nhưng là lúc này thời điểm như vậy chơi cũng quá nguy hiểm, một gây chuyện không tốt sẽ tai nạn chết người, huống chi trên xe còn có quản dịch, hắn nào dám chơi. Trần Húc dưới mắt là đem tiểu mẫn phát động, chung quanh 1.000 mét nội cỗ xe lưu động toàn bộ tại tiểu mẫn dưới sự giám thị, lựa chọn cái đó một con đường, như thế nào hành tàu, như thế nào vượt qua, đều tại tiểu mẫn tin tức phản hồi về sau đạt tới đầu óc của hắn chính giữa. Một chiêu này cố nhiên là đi hiểm, thế nhưng mà quản dịch tin tưởng Trần Húc, Trần Húc tin tưởng tiểu mẫn. Về phần hắc hổ, cái này không sợ trời không sợ đất đàn ông lúc này thời điểm lại nhìn xem từng chiếc phi tốc theo bên cạnh mình bị vượt qua ô tô, đầu đầy đại hãn. Đồng ra nhà thờ tổ tại Bangkok miền Tây, đã tại ngoại ô phương vị. Khá tốt trước khi lão đồng an bài khách sạn khoảng cách đồng ra không xa, nếu không trần húc như vậy một đường liều mạng, cũng không có khả năng tại 20 phút ở trong tựu đuổi tới. Nơi này là cái thôn nhỏ, còn có như vậy vài phần có chút cổ xưa khí tức. Trần Húc biết rõ, như đại gia tộc như thế tuy nhiên cũng đã hiện đại hóa, thế nhưng mà rất nhiều lão truyền thống đều là không có buông ví dụ như cái này nhà thờ tổ tự là gia tộc chính giữa nhất thần thánh địa phương khống chế lấy toàn cả gia tộc đệ tử sinh tử quyền hành trần húc như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới tiến vào thôn lập tức tự là một hồi gà bay chó chạy tại đây cũng không phải là bình thường thôn mà là nam dương người hoa gia tộc thánh địa đừng nhìn bề ngoài cùng bình thường thôn không sai biệt lắm nhưng là lúc này thời điểm không biết bao nhiêu đại nhân vật ở chỗ này Trần Húc như vậy một đường cãi nhau mà chờ mặt thiên lưu lạc tiến đến, lập tức liền gặp được vô số người móc ra thương. Thậm chí còn có súng bắn tỉa tại thôn gian phòng, mái nhà lên không nổi lên súng bắn tỉa. Trần Húc gấp à, hắn làm sao có thể không gấp. Vừa rồi lão đại chuyển đạt, là lão đồng tín hiệu cầu cứu. Lão đại tuy nhiên ngày bình thường hơi lộ ra chất phác, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hay vẫn là làm ra lão đại phong phạm, lão đồng bị hắn một chữ không lọt truyền đạt tới. Nguyên lai like sự tình là như thế này ngay tại ba ngày trước thì ra là lão đồng đột nhiên mất đi liên hệ ngày nào đó tại nam dương người hoa trong gia tộc đã xảy ra một kiện khó lường sự tình như đồng thanh khiết như vậy gia tộc ưu tú đệ tử vô luận hắn là hay không tương lai trở thành gia chủ hôn nhân của hắn có thể đều không phải mình có thể quyết định đấy nhất là hắn muốn làm gia chủ cái kia hôn nhân lại càng không là do mình lựa chọn rồi lão đồng có một vị hôn thê so với hắn nhỏ hơn một tuổi cũng là nam dương một cái nhà giàu lý gia dòng chính con gái cái môn này hôn sự là ở hắn lúc còn rất nhỏ cũng đã lập thành đến đấy. Có thể vấn đề tựu ra ở chỗ này, lão đồng tại hòa Hài City đến trường, Lý Hành gia tộc cái kia phá quy củ thời điểm, tại Kazaoke siêu thị ở bên trong làm công lúc nhận thức một thứ tên là Tiểu Lâm nữ Hải Nhi, nói, cô bé kia Trần Húc cùng quản dịch cũng đã gặp, chính là lần hai người bọn họ đi Kazaoke siêu thị ca hát gặp được lão đồng lúc nhìn thấy đấy. Chỉ là, lúc ấy Trần Húc hồn nhiên không có để ý, mà quản dịch thận trọng tăng thêm nàng biết rõ đồng dơ cao giới thân phận, cho nên trước khi đi hậu, còn thấp giọng cảnh cáo hắn một câu. Lại không nghĩ rằng, quản dịch cảnh cáo không có chút nào phát ra nổi tác dụng, cái kia gọi tiểu lâm nữ hài nhi tuy nhiên tướng mạo không phải tuyệt mỹ, có thể tính cách ôn nhu đáng yêu, rất hợp lão đồng tâm ý, hơn nữa cô bé này gia đình nghèo khó, đi ra làm công trải qua một phen lịch lãm rèn luyện, ít có bình thường nữ hài tử nuông chiều. Đối với lão đồng như vậy hận không thể đem một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa, cũng có thể tiếp nhận, Tuy nhiên đồng thanh khiết trong lòng mình tin tưởng, hắn và tiểu lâm là không có tương lai, thế nhưng mà cuộc biết cái này tiểu vương bát đản một khi đã đến, cầm lang nha bổng đều vung không đi, cứ như vậy dần già, lão đồng cùng tiểu lâm thật đúng là mến nhau rồi, hơn nữa yêu cái kia gọi một chết đi sống lại đấy. Lão đồng người này, dù sao cũng là đồng ra tương lai gia chủ người thừa kế trong có tiềm lực nhất, cho nên cũng có như vậy vài phần phách lực. Lúc này đây Trần Húc cái này huynh đệ đại phóng dị sắc, hắn lại thời khắc mấu chốt giúp một bà, cái này lại để cho hắn tại Đồng gia địa vị nước lên thì thuyền lên, cho nên, mượn như vậy một cái thế, lão Đồng tựu dứt khoát đem Tiểu Lâm cũng dẫn theo trở lại, tuy nhiên chưa nói muốn đem Lý ra cái kia môn việc hôn nhân cho lui mất, thế nhưng mà mọi người cũng cũng biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Cái này Lý gia tuy nhiên không phải người Hoa tứ đại gia tộc chính giữa, tại Châu U phạm vi thế lực rất rộng chính là cái kia Lý gia, song phương tầm đó cũng là có như vậy vài phần sâu xa, tại Nam Dương thế lực tuy nhiên không sánh bằng Đồng gia, tuy nhiên lại cũng không yếu. Cho nên cái môn này việc hôn nhân cũng là hai đại gia tộc tiến thêm một bước củng cố một cái dấu hiệu. Giống như vậy chính trị quan hệ thông gia, tại đại gia tộc chính giữa một chút cũng không hiếm thấy. Lão Đồng là là tự nhiên mình ý định, bởi vì này loại quan hệ thông gia thật sự quá nhiều, cho nên hắn nghĩ đến, thiếu chính mình sao một lần cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì cho lý ra một ít đền bù tổn thất thì thôi. Hôm nay hắn địa vị như mặt trời ban trưa, đã trên cơ bản bị định vì là Đồng gia đời sau gia chủ, bên trong có trưởng lão ủng hộ ngoài có Trần Húc cái này cường Việt, một môn chính trị hôn nhân, hắn vẫn có thể đẩy mất đấy. Lý ra mặc dù sẽ khó chịu, tuy nhiên lại cũng không có cái gì quá lớn tốt giảng. Dù sao, quay mắt về phía đồng ra cùng ăn sạch đảo cái này lưỡng thế lực lớn, một môn hôn nhân, thật sự không coi là cái gì. Bất quá lão đồng tính toán đánh chính là rất tiếng nổ, lại không nghĩ rằng, vậy mà ra một cái thiên đại ngoài ý muốn. Đêm hôm đó, đem làm hắn đem tiểu lâm giàn xếp tốt về sau. Chính mình bị gia chủ Triệu Kiến lúc, cái kia Lý gia tiểu thư, vậy mà tìm tới Tiểu Lâm Môn. Nhắc tới Lý gia tiểu thư, tướng mạo dáng người thân gia cũng đều là nhất lưu, về phần nói đúng lão Đồng có cái gì cảm tình, cái này hoàn toàn vô nghĩa rồi. Một môn chính trị hôn nhân, nào có cái gì cảm tình đáng nói. Thậm chí hai người ngay cả mặt mũi đều chưa thấy qua mấy lần. Bất quá, lão Đồng như vậy hối hồn ý tứ để lộ ra đến, cho dù Lý gia cũng muốn ngoan ngoãn tiếp nhận, thế nhưng mà Lý gia tiểu thư lại không tiếp thụ được. Lý ra không có đồng ra như vậy đem đệ tử đưa đến người bình thường bày trong lịch lãm rèn luyện quy củ, cái này lý ra tiểu thư cũng không có quản dịch như vậy tốt tu dưỡng. Đem làm người trước người sau đối với nàng chỉ trỏ, nói nàng con vịt đã đun sôi đã bay, mắt thấy ăn sạch đảo quật khởi, cái kia đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện đồng dơ cao giới trở thành gia chủ đã là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa thậm chí có khả năng mượn nhờ ăn sạch đảo, cái kia đáng tin huynh đệ lực lượng, một lần hành động lại để cho đồng ra, thậm chí là toàn bộ nam dương người hoa thế gia hãnh diệt, đạt tới tiền nhân chỗ không cách nào chạm đến độ cao một đời tuyệt thế vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Cái lúc này, tên kia vậy mà hối hôn rồi hả? Cái này lý ra tiểu thư khí bất quá, không phải muốn đến xem cái kia đã đoạt chính mình vị hôn phu hồ ly tinh là cái gì yêu nghiệt đức hạnh. Nữ nhân tâm tư đố kỵ à, thế nhưng mà rất đáng sợ đấy. Như vậy sự tình lão đồng vốn cũng có thể đoán trước, chỉ là hắn tin tưởng tiểu Lâm cái này mềm mại nữ Hải nhi biết rõ chính mình đã nhận lấy bao nhiêu áp lực, thà rằng vì thế chịu một chút ủy khuất. Lại không nghĩ rằng, ngay tại hắn cùng với phụ thân, thì ra là thế hệ này đồng ra ra chủ nói chuyện thời điểm, đột nhiên truyền đến tin tức. Tiểu lâm dùng dao găm đâm bị thương lý ra tiểu thư, trong đau chỗ hiểm. Lần này, có thể thực lại để cho lão đồng bị sợ ngây người. Hắn phi tốc đuổi tới hiện trường, chỉ thấy gian phòng chính giữa tràn đầy máu tươi, tiểu lâm phảng phất nhận lấy thật lớn kinh hãi, ngồi trong góc, trong tay còn cầm một bả dính đầy huyết giao găm mà Lý gia tiểu thư đã bị đưa đi cấp cứu. Lần này tai họa tựu lớn hơn, bởi vì mặc cho ai xem ra, đây cũng là cái kia tiểu Lâm đâm bị thương Lý gia tiểu thư, chính mình bị sợ kinh hồn vừa định. Đồng ra lão ra từ dưới sự giận dữ, đem tiểu Lâm quan, lão Đồng bởi vì cầu tình, cũng bị phạt tải trong đường vách tường suy nghĩ qua, không có siêu sở hữu tất cả liên lạc công cụ, không được cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Ba ngày này lão đồng là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng nhưng là hắn căn bản không thể cùng ngoại giới liên hệ cho nên một chút biện pháp đều không có vốn là còn có tin tức tốt chuyển đến nói lý ra tiểu thư trải qua cứu giúp tuy nhiên hôn mê nhưng lại đã vượt qua kỳ nguy hiểm cái này còn lại để cho hắn hô thở ra một hơi chỉ cần người không chết như vậy mọi chuyện đều tốt nói thế nhưng mà ngay tại một giờ trước khi đột nhiên chuyển đến tin tức lý ra tiểu thư thương thế đột nhiên chuyển biến xấu cứu giúp không có hiệu quả Hiện tại lý ra tất cả mọi người muốn đồng ra cho cái thuyết pháp, muốn làm chàng sử tử tiểu lâm. Cái này nhưng làm lão đồng cho gấp đến độ. May mắn lão đồng một cái đường thúc, tại tâm không đành lòng, đem điện thoại di động của mình cho hắn. Thế nhưng mà cái này trên điện thoại di động vừa rồi không có trần húc điện thoại cá nhân. Lão đồng cái khó ló cái khôn, một chiếc điện thoại đánh về phòng ngủ. May mà lão đại lúc này thời điểm đang tại phòng ngủ, cũng không kịp tìm trần húc rồi. Lão đồng vội vàng đem chuyện đã trải qua nói một lần, lại để cho lão đại tìm Trần Húc cầu viện cho nên mới có Trần Húc như vậy phi xa đuổi tới, chờ hắn vào tới nhà thờ tổ trước thời điểm, tự chứng kiến nhà thờ tổ trước rậm rạp chẳng chịt đứng vài trăm người, có mấy cái phu nhân tại đâu đó khóc thiên đập đất, chắc hẳn tựu là người của Lý gia rồi. Mà lão đồng, chính quỷ gối giữa đám người, phía sau của hắn, trốn tránh một cái sắc mặt trắng bệch, nhưng rõ ràng ánh mắt trống rỗng, chỉ là vô ý thức dựa vào tại phía sau hắn nữ hải nhi. Đều dừng tay, Trần Húc chiếc xe này đã sớm đưa tới trong thôn chú ý, đem làm hắn vừa xuống xe, lập tức liền có hơn 10 đem thương chỉ vào hắn. Trần Húc lôi kéo quản dịch, hét lớn, đều dừng tay. Ta là ăn sạch đảo Trần Húc, nàng là quản gia gia chủ tương lai quản dịch, người hoa tứ đại gia tộc, trước sau như một đồng khí liên chi, các người còn không buông thương. Nghe thế hai cái danh tự, không ít người do dự một chút, những cái này phu nhân tiếng khóc cũng đã ngừng lại, lúc này thời điểm, một cái thanh âm già nua theo trong đường truyền tới, đều buông thương, đến chính là ăn sạch đảo đảo chủ cùng quản gia tương lai gia chủ. Nào có các ngươi như vậy không có quy không có cử động hay sao? Theo thanh âm, một cái áo bảo sám áo dài lão giả dẫn đầu theo trong đường đi ra, hướng về phía hai người nhú chắp tay nói, lão phu đồng thiên hành, không dám không chào đón nhị vị đã đến. Chỉ là, hôm nay chúng ta đồng ra đã có một đại sự phải xử lý, cho nên cảm tình hai vị nghỉ lấy nửa ngày, chờ ta đồng ra sự tình rồi, tự nhiên vi nhị vị bồi tội tẩy trần. Người này đúng là đồng thanh khiết phụ thân, đồng gia thế hệ này gia chủ đồng thiên hành. Đã gặp quản dịch phụ thân, gặp lại lão đồng phụ thân thời điểm. Trần Húc nhịn không được lắp bắp kinh hãi, bởi vì nhìn xem quản dịch cùng đồng thanh khiết tuổi không sai biệt lắm, chắc hẳn bậc cha chú tuổi cũng sẽ không biết kém quá nhiều, quản lão gia tử năm nay cũng tựu chừng 50 tuổi, hơn nữa thân cư địa vị cao, bảo dưỡng vô cùng tốt, thường tại Tây Phương, cũng lây nhiễm người phương Tây một ít thói quen. Dài Tây, tóc sơ dầu quang tỏa sáng, bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, xem cũng cũng chỉ có khoảng 40 tuổi, không giận tự uy. Mà cái này Đồng Thiên Hành Đồng lão gia tử, nhưng lại tóc trắng dâu bạc trắng, cái này thân phục cổ áo dài một mặc, ngược lại là như tivi chính giữa những cái kia dân quốc lão giả, cái này tuổi, tối thiểu cũng có 60 tuổi đã ngoài rồi, hơn nữa cử chỉ hành vi cũng rất có nếp xưa, bất quá tại trên người hắn, lại ngoài ý muốn không cho người cảm giác được khác loại đột ngột. Chân húc cùng quỳ trên mặt đất lão Đồng liếc nhau. Theo trong mắt của hắn nhìn ra cảm kích còn không hề an, lo lắng, hai huynh đệ lướt nhau, hết thảy tựu đều ở không nói lời nào rồi. Quản dịch dù sao khi còn bé chỉ thấy qua đồng lão gia tử. Tứ đại gia tộc, đồng khí liên chi lời này cũng không phải nói nói mà thôi, lập tức tiến lên hành lễ, chất nữ bái kiến đồng bá bá, đồng bá bá ngài hay vẫn là như vậy thanh kiệt. Nếu như tại bình thường, cái này lấy tiểu có thể khiến cho lão gia tử một phen cười to, nhưng là bây giờ, đồng lão gia tử sắc mặt tối tăm phiền muộn, nghe xong lời này miến cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười quản nha đầu là càng ngày càng xinh đẹp rồi tiểu tử này tốt phúc khí không giống lão phu hừ quản nha đầu người hay vẫn là cùng tiểu tình nhân của ngươi lui xuống trước đi a à, lão đầu tử biết rõ các ngươi ý đổ đến chỉ là như vậy sự tình ngoại nhân nhúng tay không được giết người vậy thì muốn đền mạng à quản dịch quýnh lên tuy nhiên nàng còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng là cái này giết người thì đền mạng rõ ràng cho thấy liên lụy tới nhân mạng rồi lúc này thời điểm quỳ trên mặt đất đồng thanh khiết hét lớn, phụ thân, tuyệt không phải như thế. Tiểu lâm nàng tâm địa thiện lương, liền con gà cũng không dám giết, làm sao có thể sát hại lý gia tiểu thư, ở trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình hiểu lầm. Hiểu lầm, đồng lão gia tử còn không có lên tiếng, bên cạnh hắn một trung niên nhân tựu đứng ra cả giận nói, nữ nhi của ta đi gặp ngươi mang đến cái này tiểu hồ ly tinh, cái kia trong phòng cũng chỉ có hai người các nàng. Kết quả người ở phía ngoài nghe được kêu thảm thiết tựu vọt lên đi vào, liền phát hiện cái này hồ ly tinh cầm trong tay lấy dao găm, nữ nhi của ta, nữ nhi của ta cả người là huyết hà. Đồng lão gia tử, ngài nhất định phải cho chúng ta lý ra chủ trì công đạo à. Nhiều như vậy thân tộc đều đang nhìn đây này, cái này hồ ly tinh, nhất định phải giết, bằng không thì ta lý ra, dù là liều đích cửa nát nhà tan, cũng muốn cho con gái lấy lại công đạo à. Người này chắc hẳn tựu là lý ra gia, gia chủ rồi, chung quanh một hồi ẩm ý, không ít người nhao nhao phụ họa, chỉ có đồng thanh khiết vẫn cái chảy cái cối, tuyệt đối không thể nào là tiểu lâm đấy. Lý Thúc, ta biết rõ ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta van cầu ngươi, lại cho chúng ta chút thời gian, tối thiểu, đem tiểu lâm chữa cho tốt a. À. nàng hiện tại sự tình gì cũng không biết, đầu óc của nàng đã hồ đồ rồi à. Lý Thúc, ta cầu van ngươi, cái kia lý ra ra chủ hừ một tiếng, ngươi cầu ta, ta còn muốn cầu ngươi đây này. Chỉ cần ngươi có thế để cho nữ nhi của ta sống lại, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Đã đủ rồi đồng lão ra tử sắc mặt tối tăm phiền muộn, quát to, chuyện này, chúng ta đồng ra nhất định cho các ngươi lý ra một cái công đạo. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, giờ cao giới, người còn chưa tránh ra. À không, lão đồng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, gắt gao ngăn tại tiểu lâm trước mặt, mà tiểu lâm, tuy nhiên ánh mắt như trước trống rỗng, nhưng là cũng giống như cảm giác được đại nạn buông xuống, vội vàng co lại đến lão đồng sau lưng, dùng tay gắt gao bắt lấy lão đồng quần áo. Chậm đã, Trần Húc lúc này thời điểm không thể không đứng dậy, chỉ là hắn vừa mới mở miệng, đồng lão ra từ tụ lường tới, nói, Trần Tiên Sinh, ngươi cùng tiểu nhi tương giao rất thân, nhưng là sự tình này, kính xin ngươi không muốn nhúng tay rồi, ăn sạch đảo tuy nhiên lợi hại, có thể chuyện thiên hạ dơ lên bất quá một cái chữ lý, ngươi ăn sạch đảo cũng không cần biết chúng ta đồng ra sự tình a à. Trần Húc khẽ khom người, đồng lão gia tử, tiểu chất không dám thí chủ, chỉ là đúng như là sạch sẽ, ách, sơ cao giới theo như lời chuyện này kỳ quặc vô cùng cái này tiểu lâm thấy thế nào cũng không giống là hung thủ huống chi hôm nay nàng thần trí không rõ sự tình rất có điểm đáng ngờ cho nên tiểu chất dám thỉnh lão gia tử ta ăn sạch đảo y thuật đương thời vô cùng thỉnh lão gia tử làm chủ chúng ta đầu tiên muốn y tốt nàng bằng không thì nàng cho dù chết cũng không biết mình phạm phải sai huống chi nàng hiện tại cái dạng này cùng chết có cái gì phân biệt còn cho ngươi mang về ăn sạch đảo trị liệu lý gia gia chủ nhảy hừ ai biết ngươi mang về còn có thể hay không mang trở lại ngươi cùng đồng dơ cao giới quan hệ tốt giúp hắn giấu diếm là khẳng định nàng là người nữ nhi của ta cũng không phải là người rồi hả tuy nhiên rất lý giải vị này đã trải qua tang nữ chi thống lý gia gia chủ nhưng là hắn cơn tức này cũng làm cho trần húc rất là khó chịu huống chi ở đây ngoại trừ đồng lão gia tử muốn xem tại lão đồng trên mặt mũi cho tôn trọng những người khác thật đúng là phóng không tiến trần húc trong mắt vì vậy trần húc thẳng tắp tựu đỉnh trở về nhân mạng quan thiên, Lý Tiên Sinh, ta hiểu ngài tâm tình bây giờ, nhưng là người chết không có thể sống lại, vạn nhất vấn đề này không phải tiểu lâm làm dễ dàng, như vậy cứ như vậy đem nàng xử tử. Ngày sau khoản nợ này, vạn nhất chân tướng rõ ràng, cái kia tiểu lâm tự là bị các ngươi lý ra bức tử đấy. Cái kia đến lúc đó, khoản nợ này lại thế nào tính toán? Lý ra gia, gia chủ còn chưa kịp nói chuyện, Trần Húc lại nói, huống chi, nếu quả thật hung thật sự một người khác hoàn toàn, chuyện này thật sự có nội tình, các người đường đường lý ra, coi như là nam dương mọi người, như vậy xem mạng người như cỏ rác, thậm chí liền sát hại nữ nhi của mình hung phạm đều không thể phân biệt rõ, truyền đi rồi, không cho người trong thiên hạ chế nhạo. Trần Húc như vậy lời lẽ chính nghĩa, ngược lại là thoáng cái lại để cho lý gia gia chủ đã không có lại nói. Đồng lão gia tử chậm rãi nói, Trần Tiên Sinh, chắc là ta cái này bất tranh khí nhi tử hướng người cầu viện A, vậy hắn có lẽ cũng nói, ngay lúc đó tình huống. Cái kia phòng là mật thất, trong phòng cũng chỉ có Lý Gia Tiểu Thư cùng cái này Tiểu Lâm, Lý Gia Tiểu Thư không phải nàng giết, cái kia là ai giết. Như thế chứng cứ vô cùng xác thực, người vì cái gì còn luôn miệng nói có ẩn tình khác. Còn có thể có cái gì ẩn tình, Trần Húc khẽ không người, đầu óc phi tốc xoay tròn, nói, bởi vì ta tin tưởng huynh đệ của ta, cũng là con của ngài. Đang ngồi có vài trăm người, nhưng là phải nói giải Tiểu Lâm, chỉ có đồng dơ cao giới một người. Đồng bá bá, thứ cho ta nói thẳng, dơ cao giới cùng Tiểu Lâm qua lại, ta cái này làm huynh đệ cũng không hiểu nhiều lắm nhưng là ta tin tưởng dơ cao giới hắn nói tiểu lâm sẽ không giết người cái kia tựu sẽ không giết người như thế nào sẽ không cái kia nữ nhi của ta là chết như thế nào rõ ràng là cái kia tiểu hồ ly tinh giết nàng đấy ta đáng thương con gái à đứng ra chu lớn chính là một cái phu nhân trần hút nhíu mày nhìn nàng một cái nói vị này chính là lý thái thái sao n chắc hẳn ý của ngài nói là lệnh ái cùng tiểu lâm nói chuyện riêng mật đàm ngôn ngữ chính giữa có sông tới tiểu lâm địa phương, cho nên mới bị tiểu lâm trong cơn tức giận đâm chết, là ý tứ này sao? N, chắc hẳn lệnh ái tự cho mình rất cao, hôm nay lại bị một cái bẩn gia nữ hải đã đoạt trưởng phu, trong nội tâm không cam lòng, trong lời nói, bao nhiêu có khó nghe rồi. Cái kia lý thái thái nhất thời nghẹn lời, Trần Húc ý tứ nói đúng là nhà nàng giáo không nghiêm, con gái ngang ngược cản rỡ. Sẽ không đâu, đồng dơ cao giới lúc này thời điểm kêu lên, tiểu lâm lúc đến, đã làm tốt tiếp nhận các loại áp lực cùng ủy khuất chuẩn bị, nàng là thiện lương như vậy, tuyệt đối không có khả năng bởi vì vài câu ngôn ngữ chi tranh giành tự động thủ giết người đấy. Ta tin tưởng dơ cao giới, Trần Húc không các mặt khác người nói chuyện, tự cao giọng nói, bởi vì vài câu nhục nhã liền giết người, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Huống chi tiểu lâm hiện tại thần trí không rõ, càng là lớn nhất lỗ thùng. Đồng lão gia tử, Lý Tiên Sinh, Lý Thái Thái, ta khẩn cầu các vị không cần thiết qua loa làm việc, nói ngắn lại phải đợi tiểu lâm tỉnh táo lại nếu như tỉnh táo lại về sau nàng thừa nhận là nàng giết đâu này cái kia giết người thì đền mạng đồng dơ cao giới vẻ mặt kiên quyết ta tin tưởng nàng nếu như nếu thật là nàng động tay như vậy ta tuy nhiên nói còn chưa dứt lời nhưng là mỗi người cũng biết hắn cũng không tiếc phối hợp một mạng rồi lý thái thái lạnh càng nói thanh tỉnh thanh tỉnh muốn nàng thanh tỉnh phải đợi tới khi nào nếu như nàng cả đời không thanh tỉnh như vậy nữ nhi của ta thù tựu cả đời đều báo không được nữa. Xin tin tưởng ăn sạch đảo kỹ thuật tiêu chuẩn, Trần Húc trầm giọng nói, cho dù nàng không thể tỉnh lại, ta cũng có thể biết được lúc ấy chuyện đã xảy ra, đối với não vực nghiên cứu, ăn sạch đảo vượt lên đầu toàn bộ thế giới 50 năm đã ngoài. Trần Húc khí phách 10 phần, hơn nữa hắn cũng có nói lời này vốn liếng. Giả thuyết ảo cảnh kỹ thuật, cái này kỹ thuật đã vượt lên đầu thế giới 50 năm đã ngoài. Cho dù Tiểu Lâm thật sự bị sợ điên rồi, hắn cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn điều tra trí nhớ của nàng dù sao nàng trước khi là cái người bình thường hơn nữa hiện tại không có não tử vong nam cắt một trận chiến an sạch đảo danh dương thiên hạ cho nên đang ngồi mới năng lực lấy tính tình đảm nhiệm trần húc nói chuyện thực lực tự là trần húc ở chỗ này nâng cao cái eo nói chuyện tiền vốn trần húc cất cao giọng nói dọc theo con đường này ta suy nghĩ thoáng một phát điểm đáng ngờ có ba một đâm bị thương lý tiểu thư giao găm đoản đao là nơi nào đến hay sao Tiểu Lâm ở tại Đồng Gia, ở đâu cần giao găm phòng thân. Hai, Lý Tiểu Thư ngày đó rõ ràng là trọng thương, cũng đã thoát ly kỳ nguy hiểm, vì sao hôm nay lại đột nhiên thương thế nhiều lần. Làm cho cứu giúp không có hiệu quả. Thứ ba, cái kia chính là Tiểu Lâm, rốt cuộc là cái gì kích thích mới có thể để cho nàng biến thành như vậy. Cái này ba cái điểm đáng ngờ, không giải khai, Lý Tiên sinh Lý Thái Thái, lệnh ái tự thật sự uổng mạng rồi. Người của Lý ra không lên tiếng, Trần Húc nói có lý có theo, còn có ăn sạch đảo mặt này đại kỳ, mắt thấy hắn tự bày ra một bước có lý đi khắp thiên hạ bộ dạng, lúc này thời điểm không ai có thể bác bỏ chứng minh là sai hắn, muốn động dùng vũ lực, như vậy muốn cân nhắc đến ăn sạch ở trên đảo thiết giáp sư tử mạnh mẽ rồi. Mà đồng ra người, một phần là hy vọng Trần Húc có thể giải quyết cái này một nan đề, tốt nhất hung thủ là một người khác hoàn toàn, như vậy cũng không trở thành ảnh hưởng đến lý ra cùng đồng ra quan hệ, mà cũng có một nhóm người. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng to Trần Húc là bắt chó đi cầy đây chính là khó được, vặn ngã đồng dơ cao giới cơ hội à. Tại đây tất cả mọi người thần sắc, Trần Húc đều yên lặng quan sát tại trong mắt, lại để cho Tiểu Mẫn tiến hành phân tích. Nói thực ra, chuyện này quả nhiên là khó giải quyết vô cùng, nếu quả thật dựa theo suy luận, như vậy giết chết Lý Gia Tiểu Thư, ngoại trừ Tiểu Lâm không có khả năng lại có người khác rồi. Chỉ là, lão đồng như vậy nói chi chuẩn xác, với tư cách huynh đệ của hắn, giờ khác này cũng chỉ có thể tiến nhiệm hắn. Cho dù lui một bước mà nói, cho dù thật là Tiểu Lâm làm, xem tại lão đồng tình cảm lên trần húc dù là cùng nam dương thế ra vạch mặt cũng cũng nên bảo vệ nàng một mạng bang giúp thân không giúp lý cái này thế đạo tựu là như thế mặt khác cái gọi là quốc có quốc pháp gia có gia quy nói như vậy pháp đối với trần húc hoàn toàn không có ước thúc lực cho dù đối với những này nam dương gia tộc cũng đồng dạng không chuẩn bị bởi vì bọn hắn cũng đã là siêu thoát tại pháp luật ước thúc một nhóm kia người rồi đương nhiên tốt nhất hung thủ là một người khác hoàn toàn Trần Húc cũng không tin Tiểu Lâm như vậy nhu nhu yếu ớt nữ hải nhi hội bởi vì mấy câu tự thẹn quá hóa giận giết người, trước khi sửa sang lại thoáng một phát, cái kia ba cái điểm đáng ngờ, hoàn toàn chính xác là rất lớn điểm đáng ngờ, chẳng lẽ nói chuyện này sau lưng có cái gì kỳ quặc hay sao? Là nhằm vào đồng dơ cao giới hay sao? Hay vẫn là nói, mượn nhờ đồng dơ cao giới, đến châm đối với chính mình? Trần Húc tư tưởng thật sự chính là có chút âm u rồi, gặp được sự tình khó tránh khỏi theo xấu nhất góc độ đến cân nhắc. Hết cách rồi, Cổ nhân vân sinh tại gian nan khổ cực đã chết tại yên vui, cái gọi là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, huống chi dưới mắt Trần Húc tình cảnh cũng chưa nói tới yên ổn, tự nhiên mọi chuyện lo ngại, thận trọng từng bước. Một mặt tiêu hóa lấy tiểu mẫn phản hồi đến, có quan hệ chung quanh mọi người biểu lộ tâm lý phân tích, Trần Húc một mặt tiếp tục trì hoãn thời gian, đồng bá phụ. Đang mang trọng đại, dưới mắt còn không phải đơn giản có kết luận thời điểm. Chuyện này chẳng những quan hệ đến đồng lý hai nhà giao tình, càng liên lụy tới đồng gia tương lai người thừa kế cùng tiền đồ vận mệnh, tiểu chất lớn mật, thỉnh các vị an tâm một chút chớ vội, cho tiểu chất vài ngày thời gian đến đối với chuyện này làm điều tra, đầu tiên muốn điều tra tự là lý ra tiểu thư thương thế tại sao phải đột nhiên nhiều lần. Các vị nghĩ sao, chung quanh một hồi nghị luận nhau nhau, mà ngay cả đồng gia lão gia tử cùng lý gia gia chủ, sắc mặt cũng xuất hiện do dự thần sắc, Trần Húc tiếp tục lớn tiếng nói, lý gia phú giáp một phương, tổng không có khả năng đối với chính mình bị thương nặng con gái đều chiếu cố không tốt sao. Rõ ràng lý ra tiểu thư đã vượt qua kỳ nguy hiểm, có thể đả thương tình cũng tại vừa rồi đột nhiên nhiều lần, các vị tựu một chút cũng không biết là kỳ quái sao. Lý ra gia, gia chủ mặt trầm như nước, quát to, lý mẫn. Trước khi đều là ngươi một mực tại chiếu cố tiểu thư, vì cái gì tiểu thư thương thế lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, ngươi nói. Một người mặc đồ tây đen trung niên nhân cuống quyết từ trong đám người chạy ra quỳ xuống, chỉ thấy hắn đầu đầy đại hán, không ngừng dùng một khối khăn tay lau, nói, lão ra, chúng ta cũng là thật sự không biết rõ tình hình à. Mấy ngày nay ta đã phái người không ngủ không nghỉ trông coi tại tiểu thư bên ngoài gian phòng mặt. Có thể thật sự không biết bệnh của tiểu thư tình tại sao phải đột nhiên khởi biến hóa à. Trần Húc cười lạnh một tiếng, thầy thuốc kia đâu này. Y sĩ trưởng là nói như thế nào. Lý gia gia chủ hung hăng chầm chầm vào Lý Mẫn, theo trong kẽ răng nhổ ra một chữ, nói. Ta, ta cũng không biết à. Lý Mẫn lau đổ mồ hôi, nói, cái kia, tiểu thư bệnh tình đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người loạn thành một bầy. Giống như, giống như tựu là lúc trước, một gã y tá cho tiểu thư thay đổi dược, đại khái 10 phút đồng hồ bộ dạng, chúng ta chợt nghe đến tiểu thư kêu đau. Sau đó tự vội vàng đi mời bác sĩ, bác sĩ đến về sau nhìn một chút, tự vội vàng đem tiểu thư đưa vào phòng giải phẫu rồi, cũng không lâu lắm tự đi ra tuyên bố tin dữ. Cái lúc này ta tự vội vàng thông chi lão ra, tất cả mọi người choáng váng, cũng không nhớ rõ bác sĩ nói gì đó à trần húc cùng lý gia gia chủ còn có đồng lão gia tử lập tức cùng kêu lên nói tốc độ đem y sĩ trưởng mang đến còn có cái kia cho tiểu thư thay thuốc y tá cũng phải tìm đến lý gia gia chủ thở phì phì một là vì con gái tử vong hai là khí thủ hạ người bất tranh khí con gái đều chết hết tuy nhiên lại liền chết như thế nào cũng không biết cái này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi trần húc nhưng lại cúi đầu suy nghĩ có phải hay không là thay thuốc vấn đề là vận mệnh đã như vậy hay vẫn là thay thuốc lúc xuất hiện chỗ sơ suất Chữa bệnh sự cố, vẫn có người. Trần Húc vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt cùng đồng lão gia tử đụng vào nhau, lão gia tử cũng là cho đã mắt ngưng trọng, đại khái cũng là muốn đã đến cùng chính mình vấn đề giống như trước. Vấn đề đại khái ngay tại thay thuốc lên, chẳng lẽ thật là có người cố ý giá họa. Lúc này một người tuổi còn trẻ đứng ra nói, do nần bác sĩ điện thoại đánh không thông, bệnh viện bên kia nói hắn đã về nhà, nhưng là bất luận điện thoại di động của hắn hay vẫn là trong nhà điện thoại đều không có người tiếp. Đồng lão ra tử lông mày càng phát ra nhân cùng một chỗ. Khu tay nói, người bây giờ lập tức dẫn người đi cái kia dương bác sĩ ra, cho dù là buộc, cũng lập tức đem hắn buộc trở lại. Còn có, đồng bão tố, người dẫn người đi bệnh viện, đem lý gia bệnh của tiểu thư lệ cùng tử vong chẩn đoán bệnh sách, tóm lại hết thảy tư liệu đều lấy tới, còn có nay thiên phàm là có khả năng tiếp xúc qua lý ra tiểu thư, nhất là thay thuốc chính là cái kia y tá, cũng cùng nhau mang tới. Một cái cường tráng đại hán đứng ra, khẽ không người, một câu chưa nói tự quay đầu mà đi, phía sau của hắn lập tức lại mấy người trẻ tuổi đi theo. Hắn tự là đồng bão tố, quản dịch đi đến Trần Húc bên người, thấp giọng nói. Người nhận thức hắn, đồng gia đệ nhất cao thủ, Douglas cùng ta đề cập qua, hắn nói nếu như là hắn cùng cái này đồng bão tố đánh lên, chỉ có một con đường chết. Trần Húc N một tiếng, vừa rồi hắn cũng cảm thấy cái kia đồng bão tố đặc biệt dù sao trần húc hiện đang luyện võ chém giết cũng có nhất định được thành tựu có thể cảm giác được cái kia đồng bão tố trên người âm lãnh chi khí trước khi hắn ẩn tại giữa đám người không có chút nào đặc biệt thế nhưng mà một đứng ra lập tức thật giống như cái kia một khối địa phương đều xuất hiện hắc ám có thể thấy được người này nhất định là cái hai tay dính không ít nhân mạng hơn nữa là cái tinh thông ẩn núp ám sát cao thủ trang diện hòa hoãn thoáng một phát trần húc đang muốn đi qua đem đồng dơ cao giới vị có thể lúc này thời điểm, đột nhiên nhướng mày. Tại nơi này giữa đám người có tín hiệu truyền ra, trước khi Trần Húc tụ lại để cho tiểu mẫn tại nơi này nhà thờ tổ chung quanh bày ra một vòng bức tường lửa, dùng một loại vô hình sóng điện từ cháo đem chọn cái nhà thờ tổ cho bao phủ ở. Như vậy, một khi có người sử dụng sóng vô tuyến điện đối ngoại liên hệ, tiểu mẫn có thể cảm thấy đến, hơn nữa tiến hành giải mã. Trần Húc làm như vậy đều chỉ là vì dự phòng ngừa vạn nhất, lại không nghĩ rằng hắn như vậy phổ biến tung lưới, lại vẫn thật sự mới đến một con cá, một đầu lại để cho hắn không thể tưởng được cá lớn. Cái kia tin tức là như thế này, Trần Húc phát giác sự tình không đúng, đổng bão tố đã đi bệnh viện tìm kiếm chứng cứ, tốc độ diệt khẩu. Trần Húc khóe miệng hiện ra một tia nhẹ nhõm dáng tươi cười. Quả nhiên có vấn đề à? Hắn ánh mắt không đếm xỉa tới quét qua. À, nguyên lai like là lý ra trong trận doanh một thứ đại khái chừng 30 tuổi người. Thằng này ánh mắt né tránh, xem xét tụ không giống như là người tốt. Trần Húc nhớ lại thoáng một phát tiểu mẫn ghi chép hình ảnh, từ vừa mới bắt đầu chính mình xuất hiện thời điểm, thằng này vẫn đang khẩn trương, xem ra là thực có vấn đề. Trần Húc có chút cảm thán, người như vậy, xem xét đã biết rõ thành sự không có bại sự có dư, bày ra sự kiện lần này ra hỏa vậy mà tìm người như vậy làm nội ứng, ánh mắt cũng quá kém. N, nhìn xem thằng này cử động, là muốn đem tin tức xóa bỏ mất, xem ra hắn vẫn có vài phần cảnh giác, chỉ là, Trần Húc như thế nào lại cho hắn cơ hội? chỉ thấy hắn một cái bước xa sông đi lên, một phát bắt được thằng này đích cổ tay, có chút vừa dùng lực, cái thằng kia điện thoại tựu đau bắt không được rớt xuống, Trần Húc một bà tiếp được, lớn tiếng nói, mọi người xem, đây là cái gì. Trần Húc động tác thật sự quá nhanh quá mức đột nhiên, ai cũng không có kịp phản ứng, liền gặp được hắn đã đem điện thoại nhiết trong tay, lớn tiếng thì thầm, Trần Húc phát giác sự tình không đúng, đồng báo tố đã đi bệnh viện tìm kiếm chứng cứ, tốc độ diệt khẩu. Tốt, thật sự tốt, lời vừa nói ra, toàn bộ nhà thờ tổ chính giữa mỗi người biến sắc, Lý Gia Gia chủ quát to, Lý Minh, người đây là ý gì? Bị Trần Húc chế trụ cái kia người lúc này thời điểm sắc mặt trắng bệch, phù phù một tiếng quỷ xuống, khóc lớn nói, lão gia, ta oan uổng à. Người chung quanh lập tức tản ra, giống như trốn ôn như thần, thoáng cái Lý Minh cùng Trần Húc chung quanh trống ra một cái vòng lớn. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra hai thanh âm, tốt. Lý Minh, dĩ nhiên là người thông đồng ngoại nhân chỗ hiểm tiểu thư, đi chết đi tận lực bồi tiếp hai tiếng kình phong, hai đạo nhân ảnh rất nhanh chụp một cái đi lên, một người một quyền đánh hướng quỷ trên mặt đất Lý Minh cái chán huyệt thái dương, tên còn lại tắc thì một cước hung hăng đá hướng lồng ngực của hắn. Hai người này tốc độ cực nhanh, bạo khởi lại đột nhiên, những người khác tựu là cố tình ngăn cản, cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thế nhưng mà Trần Húc lại sớm có chuẩn bị, ngay tại hắn chế ngự, đồng phục Lý Minh đọc lên tin nhắn thời điểm, hắn tự lại để cho tiểu mẫn quan sát người chung quanh phản ứng, quả nhiên, có người kinh dị, có người trên mặt, tắc thì lộ ra vẻ lo lắng. Như vậy ra tay, mạnh như vậy sức lực phong, đơn giản là muốn làm bộ tức giận giết người diệt khẩu. Trần Húc thì như thế nào có thể làm cho bọn hắn thực hiện được? Chỉ thấy Trần Húc thân hình nhoáng một cái, ngăn tại Lý Minh trước người, vẫy tay lãm tước ví bắt được vung đến nắm đấm, thế nhưng mà một chảo này phía dưới, lại cảm giác được đối phương sức lực lực lớn thần kỳ, xương cốt cũng ngạnh đáng sợ, Trần Húc sợ có mất, vội vàng vận đủ thái cực quyền lực lượng nhỏ bé, đem một quyền này của hắn mang đi qua. Trần Húc luyện thái cực quyền thời gian không nhiều lắm, có thể hắn thiên tư thông minh, lại có giả thuyết ảo cảnh cái này đại sát khí dùng để ăn gian, cho nên vùng này phía dưới vẫn có vài phần tiêu chuẩn, huống chi, người nọ quyền nhanh chóng quá nhanh, mình cũng đã không cách nào đã khống chế, bị như vậy vùng phía dưới, thân hình trực tiếp bị kéo, bị Trần Húc lật người đến, đưa hắn chắn bên cạnh. Lúc này, tên còn lại cái kia hung hăng một cước cũng đá đi qua, công bằng, vừa vặn đá tại đi đầu người này trên ngực, chấm audio điện tử võ tấn bền hết tập 30.